hắn đầy đủ nhận thức đến Diệp Quân Lâm thực lực khủng bố chỗ. Hắn biên trốn biên lấy ra thông tin công cụ, tính toán cấp tư đồ vạn giảm truyền tin. Nhưng mà mới chạy ra đi mấy mét xa, đột nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt sát khí cực dương tốc tới gần. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một thanh trường kiếm bay nhanh phóng tới, hắn căn bản là không có bất luận cái gì tránh né cơ hội, trái tim vị trí trực tiếp bị trường kiếm đâm trúng. Phốc, trường kiếm sỏ xuyên qua thân thể hắn, bởi vì lực lượng thật sự quá mức khủng bố, cả người đều bị trực tiếp mang bay lên. Cuối cùng gắt gao bị đinh ở một viên cổ một thân cây phía trên, mà hắn thân thể ở chạy như bay trong quá trình cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Này binh khí thực sự không tồi, ít nhất so với phía trước thần kiếp cường ra vài cái cấp bậc. Diệp quân lâm đem trường kiếm thu hồi, ngay sau đó phiêu nhiên mà đi, phảng phất nơi này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Theo sau lại có mấy cái tông phái tinh anh lại đây tìm kiếm chân tướng, đều không ngoại lệ đều bị thần bí cường giả đoàn diệt. Không bao lâu, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học viện chúng tinh anh cùng với rất nhiều tông phái cường giả bị thần bí cao thủ đánh chết tin tức lan truyền đi ra ngoài. Mà khu vực này cũng phảng phất trở thành sinh mệnh cấm địa, nháo đến ồn ào huyên náo đồng thời, cũng khiến cho rất nhiều tông phái thế lực khủng hoảng. Không ai biết hung thủ là ai, nhưng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học viện tinh anh thực lực ở nơi đó bãi, lại như cũng không tránh được bị người dễ như trở bàn tay đoàn diệt vận mệnh. Có thể nghĩ ra tay người thực lực là cỡ nào cường hãn khủng bố đến sau lại đã là không ai còn dám tới khu vực này tra xét chân tướng. Này đó thảm án tự nhiên đều là Diệp Quân Lâm chế tạo. Dù sao chờ đợi tinh nguyệt thần tông tìm kiếm tài liệu cũng là nhàm chán vô cùng, còn không bằng ra tay diệt trừ tới phạm chi địch, đồng thời còn tương đương với thực chiến tu luyện tăng lên. Mấy ngày sau, tinh nguyệt thần tông cũng siêu tập tới rồi không ít luyện khí nguyên vật liệu. Nhưng là thiên tinh thiết, hỏa kim, long thạch cùng với thần cốt như cũng không có thể tìm được. Cái này làm cho Diệp Quân Lâm khó tránh khỏi cũng có chút buồn bực, rốt cuộc hắn ở Côn Luân Khư cũng đã chỉ hoãn không ít thời gian. Nếu tiếp tục như vậy vô chừng mực háo đi xuống thật sự mất nhiều hơn được. Mấu chốt hắn còn có chút sầu lo phía trước ở bí cảnh đụng tới những cái đó chư thần bảo hộ, khó bảo toàn bọn họ sẽ không sấn chính mình ở Côn Luân Khư mà công kích đại bản doanh. Nhưng là Diệp Quân Lâm cũng rõ ràng, tinh nguyệt thần tông người đã tận lực, thật sự là bởi vì này mấy thứ tài liệu quá mức khó tìm liền không có mặt khác biện pháp tìm được này mấy thứ đồ vật sao? Diệp quân lâm trầm giọng hỏi. Diệp quân lâm trong lòng dâng lên một chút tức giận, này mấy thứ là tăng lên thần binh tuyệt đối hạn mức cao nhất không thể thu hoạch tài liệu. Nếu gom không đủ nói, mặc dù rèn suốt binh khí, cũng không thể đạt tới lý tưởng trạng thái thần binh. Nhưng là Diệp quân lâm cũng xác thật không nghĩ lại tiếp tục hư háo đi xuống, rốt cuộc thế tục giới bên kia còn có tai họa ngầm không có thể hoàn toàn trừ tận gốc đâu. Tông chủ, ta vừa mới được đến tin tức, có lẽ chúng ta có thể đi Long Dương thành thử thời vận. Mộ Dung Khuynh Tuyết đột nhiên nói. Diệp Quân Lâm trong lòng vui mừng, bận rộn lo lắng hỏi, kỹ càng tỉ mỉ nói nói tình huống như thế nào. Tông chủ, chúng ta khu vực này có tòa quy mô lớn nhất thành chỉ tên là Long Dương Thành. Mà Long Dương Thành chúng nhất có ảnh hưởng lực thế lực không gì hơn thái ất thương sẽ, bọn họ nơi đó có được đại lượng thiên tài địa bảo. Theo xác thực tin tức xưng, ngài sở yêu cầu mấy thứ cực phẩm nguyên vật liệu, thái ất thương sẽ đều có. Mộ dung khuynh tuyết từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ giải thích nói. Diệp quân lâm nghe vậy trong lòng rất là kích động, nhưng hắn cũng thông qua mộ dung thanh tuyết nói chuyện khi biểu tình làm ra một ít phán đoán. Thái ất thương sẽ thực lực rất mạnh. Diệp quân lâm cười hỏi. Đâu chỉ là rất mạnh, đó là phi thường cường hãn A. Mộ dung khuynh tuyết cười khổ hai tiếng, nói, đừng nói tinh nguyệt thần tông không phải đối thủ, mặc dù là nhật nguyệt thần hỏa điện đều đến lễ nhượng ba phần, có thể nói Thái Ất Thương sẽ là cùng loại với Liên minh tổ chức, nó trải rộng Côn Luân khư nhiều thành trì, thậm chí nắm giữ một ít chưa bị khai quật long mạch thậm chí trở lên tài nguyên. Mà Long Dương Thành bên kia cũng gần là cái phân hội thôi, chúng ta vẫn là dễ dàng không cần đi chiêu chọc Thái Ất Thương sẽ, bởi vì một khi ra tay cực khả năng rút dây động rừng. Ngộ Dung Khuynh thuyết lời nói khẩn thiết, ý tứ biểu đạt cũng rất rõ ràng. Đó chính là chúng ta hiện giờ địch nhân đủ nhiều, nếu lại đi chiêu chọc Thái Ất Thương sẽ, tuyệt phi sáng suốt cử chỉ. Mộ Dung Uyển Tình cũng là khuyên, tông chủ, chúng ta lại ngẫm lại mặt khác biện pháp, không cần thiết thế nào cũng phải chiêu chọc thái ất thương sẽ cái này cự kinh. Ta minh bạch các ngươi ý tứ. Diệp Quân Lâm sâu kín mà nói. Mọi người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà Diệp Quân Lâm kế tiếp một câu, có nháy mắt làm mọi người tâm nhắc tới cổ họng. Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Công Tôn Nguyệt Ảnh các ngươi hai cái chuẩn bị một chút, cùng ta cùng đi trước Long Dương Thành. Diệp Quân Lâm cười ngâm ngâm mà nói. Mọi người nghe vậy một trận kinh ngạc, này cong quải đến quá nóng này, có không ít người đều suýt nữa lè eo. Chúng ta đều đem nói đến như vậy phân thượng, ngài lão nhân ra còn muốn đi tìm thái ất thương sẽ phiền toái. Biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn được không? Tông chủ tam tư A, à. mọi người vẻ mặt đau khổ chăm miệng một lời mà nói. Diệp quân lâm nháy mắt đem mặt trầm hạ tới, nói đây là ta tam tư quá sau quyết định, các người có ai không phục có thể đứng ra tông chủ anh minh mọi người lập tức chuyển biến khẩu phong thanh âm kia đều nhịp phảng phất trải qua vô số lần tập luyện giống nhau mọi người cho dù lại nhiều lo lắng lại nhiều phản đối cũng không dám đứng ra tỏ rõ phản đối lập trường Rốt cuộc vị này ra một lời không hợp chính là sẽ giết người a lại có ai mệnh là gió to quát tới đâu này phong cách chuyển biến quá nhanh mộ dung khuynh tuyết rất tưởng cười nhưng là đương nàng suy xét đến sắp trêu chọc thái ất thương sẽ cái này quái vật khổng lồ Mộ Dung Khuynh Tuyết khóc tâm tư đều có. Nhưng mà Diệp Quân Lâm quyết định sự tình muôn vàn khó khăn cứu vãn, đối với tương lai cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Hôm sau sáng sớm, Diệp Quân Lâm chỉ dẫn theo Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Công Tôn Nguyệt Ảnh hai người liền khởi hành. Ba người cước trình thực mau, chỉ tốn 5 ngày thời gian liền đến Long Dương thành cửa thành ở ngoài. Khoảng cách chân chính thành chỉ còn còn có 2 3, kia cao lớn tường thành cũng đã rõ ràng có thể thấy được. Xa xa nhìn lại, đơn thuần là tường thành liền ước chừng có hơn 10 trượng cao. Hơn nữa ở tường thành phía trên phòng ngự trận pháp năng lượng lưu chuyển, Diệp Quân Lâm có thể rõ ràng cảm giác được cường hãn năng lượng dao động. Này cổ phòng ngự năng lượng một khi khởi động hoàn toàn có thể so sánh bí cảnh A. Diệp Quân Lâm trong lòng cảm khái, không hổ là chân chính đại thành trì, đơn thuần là bên ngoài phòng ngự trận pháp đều như thế chi cường. Đang lúc Diệp Quân Lâm cảm khái khoảnh khắc, đột nhiên nghe được không trung truyền đến phá âm chướng tiếng động ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một cái động vật hình dạng cự hạm ở trên không cực nhanh bay vút mà qua bởi vì cự hạm chạy như bay tốc độ thật sự quá nhanh lại là liền diệp quân lâm cũng chưa thấy rõ nó toàn cảnh loại này tốc độ mặc dù là thượng đế chi não thiết kế phi hành khí đều xa xa không kịp đi diệp quân lâm rất là kinh ngạc cũng không biết thứ này động lực nơi phát ra là cái gì nhưng nhìn dáng vẻ hẳn là nào đó tái người phi hành khí thả là côn luân khư độc hữu phương tiện chuyên trở đây là thứ gì diệp quân lâm có chút nghi hoặc hỏi mộ dung khuynh tuyết cung thanh giải thích nói tông chủ vật ấy tên là vân thuyền giống nhau đều sẽ thiết kế thành động vật hình dạng lấy đỉnh cấp linh tinh vì nhiên liệu chẳng những có thể trở thành công cụ còn có thể trở thành siêu cấp cường đại vũ khí loại này vân thuyền chỉ có siêu cấp thế lực mới có thể có được giống thái hư thần tông cùng tinh nguyệt thần tông loại này cấp bậc tông phái đều không có đương nhiên mặc dù hao phí cực đại đại giới mua sắm một con thuyền vân thuyền chúng ta loại này tông phái cũng không có đủ linh tinh đảm đương nhiên liệu. Cho dù là nhật nguyệt thần hỏa học viện đều không có vân thuyền. Diệp quân lâm hơi hơi mỉm cười tỏ vẻ hiểu biết, đây là mặc dù mua nổi xe cũng thiêu không dậy nổi du thăng cấp bản A. Rốt cuộc giống tinh nguyệt thần tông loại này cấp bậc tông phái, đỉnh cấp linh tinh hận không thể đều làm tu luyện tài nguyên phân phát cho thiên kiêu nhóm đâu. Nếu lấy đảm đương vân thuyền nhiên liệu, chẳng phải là phí phạm của trời. Nhưng mà thông qua chuyện này cũng có thể thuyết minh, này Long Dương Thành sắc thật không giống người thường. Có thể cung ứng vân thuyền linh tinh hao phí, có thể nghĩ Long Mạch Tài Nguyên tất nhiên không ở số ít. Long Dương Thành chính là khu vực này đệ nhất đại thành, có được vân thuyền cũng không hiếm lạ. Nhưng là phóng nhãn diện tích rộng lớn côn luân khư, Long Dương Thành nơi vị trí cũng đều không phải là tuyệt hảo. Chân chính đỉnh cấp thành trì đều ở côn luân khư ngay trung tâm, ở nơi đó vân thuyền cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Công tôn Nguyệt ảnh ở bên bổ sung nói. Diệp Quân Lâm quay đầu hỏi, nói như vậy ngươi đi qua trung tâm thành trì. May mắn đi qua một lần. Công Tôn Nguyệt Ảnh dừng một chút, tiếp tục nói, vân thuyền cũng căn cứ hình dạng khác nhau mà chia làm rất nhiều trình tự cấp bậc. Liên tỷ như vừa rồi kia con vân thuyền rõ ràng là mã lộc linh tinh hình dạng, nếu là long hổ hình dạng vân thuyền công năng càng nhiều cũng lợi hại hơn. Không nghĩ tới vân thuyền còn có nhiều như vậy nói. Diệp quân lâm cũng coi như là chướng tri thức, nhưng cẩn thận ngẫm lại thế tục giới xe không phải cũng là nhãn hiệu bất đồng chất lượng cũng bất đồng sao. Bình thường gia dụng xe cùng đỉnh cấp xe thể thao, vô luận phối trí vẫn là tốc độ đều là khác nhau một trời một vực. Chúng ta vào thành đi. Diệp Quân Lâm nói xong đầu tàu gương mẫu về phía trước đi đến. Mộ dung khuyên tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh theo sát sau đó, chẳng qua so sánh với dưới mộ dung khuyên tuyết rõ ràng khó nén lo lắng chi sắc. Mấy người thực mau liền đến cửa thành, cách đó không xa có hộ thành quân kiểm tra lui tới đám người. Cùng với nói là kiểm tra, không bằng nói là đơn giản đăng ký cùng tu vi thí nghiệm, đối vào thành nhân viên có cái đại khái hiểu biết. Cách làm như vậy có thể tránh cho dụng tâm kín đáo hạng người ở trong thành nháo sự. Mười dư danh phòng thủ thành phố quân đối hàng hóa tiến hành kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra thực hư, ở cửa thành trong động còn ngồi cái dâu tóc bạc trắng lão giả. Lão giả ăn mặc bộ màu trắng trường bào, trước ngực theo một cái sinh động như thật cự long, ở long đầu vị trí đỉnh rực rỡ mặt trời trói trang. Tông chủ, người này là Long Dương Thành giám quân trưởng lão, chuyên môn phụ trách tra xét tiến trình nhân viên tu vi cảnh giới. Mộ dung khuynh tuyết truyền âm giới thiệu nói. Diệp quân lâm khẽ gật đầu tỏ vẻ minh bạch, ở hắn xem ra lão giả thực lực đủ để so sánh mộ dung huyền tình. Đem một cái trung đẳng tông phái cầm lái giả thực lực cường giả phái tới tra xét thực lực, này Long Dương thành bút tích xác thật không nhỏ. Đương nhiên mặc dù là bình thường kiểm tra vật phẩm phòng thủ thành phố quân, mỗi người thực lực đặt ở trung đảng tông phái, cũng đủ để so sánh bình thường thiên kiêu trình độ. Ở trải qua giám quân trưởng lão khi, người sau chỉ ở công tôn nguyệt ảnh trên người nhiều dừng lại một hồi. Đến nỗi diệp quân lâm cùng mộ dung khuynh tuyết, hiển nhiên bị giám quân trưởng lão hoàn toàn xem nhẹ. Tiến vào thành trì lúc sau, mộ dung khuynh tuyết nhìn đến diệp quân lâm lông mày hơi hơi trọn trọn, bận rộn lo lắng truyền âm dò hỏi, tông chủ, làm sao vậy? Chúng ta bị người theo dõi, không quan hệ, không cần để ý đến hắn. Khi nói chuyện Diệp Quân Lâm có khác thầm ý ngó mắt Công Tôn Nguyệt Ảnh. Vừa rồi Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng chính mình đều cố tình áp chế tu vi. Chỉ có Công Tôn Nguyệt Ảnh chẳng những không áp chế, thậm chí còn cố ý hiện ra một tia sát khí. Nghĩ đến hẳn là chính là này mà sát khí khiến cho giám quân trưởng lão chú ý. Chẳng lẽ Công Tôn Nguyệt Ảnh đi vào Long Dương Thành lại tưởng làm cái gì động tác nhỏ? Diệp Quân Lâm trong lòng tuy rằng như vậy tưởng, nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài chút nào khác thường. Mộ Dung Khuynh Tuyết biết được bị người theo dõi lúc sau, tâm tình trừ bỏ thấp thỏm ở ngoài càng thêm khẩn trương. Nhưng là đương nàng nhìn đến Diệp Quân Lâm một bộ định liệu trước bộ dáng lúc sau, căng thẳng tâm thái lại mạc danh thả lỏng một chút. Diệp Quân Lâm cũng không biết Mộ Dung Khuynh Tuyết tâm thái phức tạp biến hóa, mà là đánh giá bên trong thành hết thảy. Long Dương bên trong thành tuyến đường chính rộng mở sạch sẽ, độ rộng ước chừng có hơn 10 trượng, mặt đất trải san bằng phiến đá xanh. Đường phố hai bên có các loại quầy hàng mặt tiền cửa hiệu, dùng để giao dịch các loại thiên tài địa bảo. Đặc biệt là quanh mình kiến trúc, phong cách phục cổ, phản phất trực tiếp xuyên qua đến mấy trăm năm trước, đình đài lầu các cái gì cần có đều có. Phủ cổng lớn khẩu cùng với vách tường càng là giường cột chạm trổ, những cái đó bích hòa cùng với phủ điêu đều là sinh động như thật, làm người không kịp nhìn cho dù là trước cửa bầy biện sư tử bằng đá, đều là từ đỉnh cấp thánh mạch thậm chí long mạch quảng chế tác mà thành. Không thể không nói, này đó phủ trạch cũng đủ xa xỉ. Ba người tiếp tục đi phía trước đi, Diệp Quân Lâm thậm chí còn thấy được tư nhân dược phố, bên trong gieo trồng các loại chân quý dược thảo. Mặc dù là khoảng cách hơn 10 trượng xa, Diệp Quân Lâm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được những cái đó dược thảo phát ra tinh thuần linh khí cùng với thiên nhiên dược hương. Đường phố phía trên ngựa xe như nước người đến người đi, đặc biệt còn có các loại linh thú cùng với người đi đường tả hữu, một phen cảnh tượng thật náo nhiệt. Này Long Dương bên trong thành thật đúng là cao thủ nhiều như mây A. À. Diệp quân lâm trong lòng cảm khái. Hắn phát hiện này người đi đường bên trong tu vi kém cỏi nhất đều phải sánh vai trời cao phái trưởng lão, thậm chí còn càng cường. Cường hãn giả hoàn toàn có thể so sánh trung đẳng tông phái tông chủ, thậm chí ngay cả Lạc Vân Dương cái loại này cấp bậc cường giả cũng nhìn mãi quen mắt khó trách mộ Dung Huyền Tình bọn họ cực lực khuyên can ta đi tìm Thái Ất Thương sẽ phiền toái. Này Long Dương bên trong thành bản thân đã cao thủ nhiều như mây, mà Thái Ất Thương sẽ lại là Long Dương bên trong thành Đông Đảo tông phái thế lực người xuất sắc, có thể nghĩ tổng hợp thực lực đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Nhưng mặc dù như vậy lại như thế nào, lão tử liền đem này Long Dương thành rảo cái Long trời lở đất. Diệp Quân Lâm mang theo hai nàng tiếp tục đi trước. Sau một lát, Diệp Quân Lâm ánh mắt hơi ngưng hắn liền phát hiện chính phía trước cách đó không xa có một đội thân xuyên áo đen cao thủ đang ở khắp nơi siêu tầm cái gì. Là nhật nguyệt thần hỏa điện người. Mộ dung khuynh tuyết truyền âm nhắc nhở, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút khó coi. Diệp quân lâm tới Long Dương thành vốn chính là tới chiêu thái ất thương sẽ phiền toái, mới vừa vào thành còn bị phòng thủ thành phố quân cấp theo dõi. Hiện giờ lại ngẫu nhiên gặp được nhật nguyệt thần hỏa điện cường giả truy nã điều tra, quả thực chính là hỏa vô đơn chí A. À. Công Tôn Nguyệt Ảnh rõ ràng cũng phát hiện đồng bạn, mắt đẹp bên trong tia sáng kỳ dị liên tục, nàng cảm giác đây là chạy ra sinh thiên tuyệt hảo cơ hội. Một khi bỏ lỡ, lại tưởng thoát ly Diệp Quân Lâm khống chế còn lại là khó như lên trời. Công Tôn Nguyệt Ảnh liền tính toán há mồm phát ra tiếng hướng đồng bạn cầu cứu, nhưng mà miệng trương đến một nửa liền đột nhiên im bặt. Trực tiếp đối thượng Diệp Quân Lâm kia sắc bén tới cực điểm lạnh băng ánh mắt. Trong nháy mắt Công Tôn Nguyệt Ảnh như trúng động băng lại đem đến bên miệng nói ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Công tôn Nguyệt ảnh chút nào không nghi ngờ, nếu chính mình phát ra tiếng xin giúp đỡ, Diệp Quân Lâm sẽ trước tiên kết quả nàng tánh mạng. Sợ hãi nhanh chóng từ trong lòng lan tràn mở ra, công tôn Nguyệt ảnh thậm chí cả người đều bắt đầu run rẩy lên, cái chán mồ hôi lạnh ngăn không được đi xuống chảy. Giờ khắc này, công tôn Nguyệt ảnh thật sự sợ, đem xin giúp đỡ ý niệm hoàn toàn vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Người có thể thử xin giúp đỡ, ha ha ha. Diệp quân lâm cười ngâm ngâm mà nói. Diệp quân lâm tươi cười sán lạn, nhưng là ở công tôn nguyệt ảnh xem ra lại giống như ác ma mỉm cười. Làm nàng không rét mà run, cuối cùng một tia cầu cứu chạy trốn ý niệm cũng tan thành mây khói. Quan trọng nhất chính là công tôn nguyệt ảnh hoàn toàn thanh tình. Muốn kêu người cứu trợ là xuất phát từ bản năng cầu sinh, nhưng bình tĩnh lại nàng liền vô cùng hối hận. Lấy Diệp quân lâm tu vi cảnh giới, mặc dù nhật nguyệt thần hỏa điện kia đội người đồng loạt ra tay cũng không làm nên chuyện gì. Lúc trước ta mang theo hơn 10 vị thiên kiêu thực lực càng cường, còn không phải ở Diệp Quân Lâm trước mặt bất kham một kích sao. Huống hồ Diệp Quân Lâm hiện tại là quang minh chính đại tới, muốn mượn trợ Long Dương thành thế lực cũng chưa lý do. Công tôn nguyệt ảnh nỗi lòng loạn tới rồi cực điểm. Vẫn là xem Diệp Quân Lâm cùng Thái Ất Thương sẽ phát sinh xung đột khi có hay không cơ hội đi. Công tôn Nguyệt ảnh âm thầm làm ra quyết định chủ nhân gì ra lời này, ta sẽ không cầu viện, lại nói bằng vào kia mấy cái binh tôm tướng cua như thế nào sẽ là chủ nhân đối thủ. Công tôn Nguyệt ảnh cung thanh nói, Diệp quân lâm ý cười càng sâu, nói, chỉ mong ngươi lời nói việc làm như một. Công tôn Nguyệt ảnh trong lòng dùng mình, nhưng vì bảo tánh mạng như cố cực lực áp chế trong lòng hoảng loạn, làm ra một bộ ngoan ngoãn hiểu chuyện người hầu bộ dáng. Cứ như vậy ba người tiếp tục về phía trước dạo, Long Dương thành trợ quy mô muốn so ngự Long thành đại hơn 10 lần không ngừng. Chợ thượng nhân đàn kích động, quầy hàng mặt tiền cửa hiệu thiên tài địa bảo cùng với luyện khí tài liệu cái gì cần có đều có. Diệp quân lâm cẩn thận xem xét một chút, mấy thứ này so với chính mình mong muốn phẩm dai còn muốn kém hơn một ít. Dạo biến cả tòa chợ cũng không tìm được phù hợp tâm ý tài liệu. Trực tiếp đi thái ất thương sẽ đi. Diệp quân lâm trầm giọng nói. Mộ dung khuynh tuyết gật gật đầu, căn cứ bản đồ đánh dấu phương vị, bay thẳng đến thái ất thương hội sở trên mặt đất chạy đến. Ước chừng một canh giờ sau, ba người rốt cuộc đến chuyến này mục đích địa thái ất thương sẽ. Trước mắt là một tòa rộng lớn cổ phong cung điện, có thể nói kim bích huy hoàng xa xỉ đến cực điểm. Ngay cả vách tường đều là dùng cực phẩm linh thạch gạch xây thành, có tinh xảo trang trí thậm chí là dùng long mạch khoáng thạch gia công mà thành. Điêu lương họa trụ đình đài lầu các, đẹp không sao tả xiết. Vứt bỏ mặt khác đều không đề cập tới, chỉ cần là bên ngoài này đó kiến trúc sử dụng khoáng thạch, đều đến hao phí mấy cái cỡ chung long mạch thái ất thương sẽ cửa chính càng là cao lớn khí phái, cũng không biết là dùng cái gì kim loại quảng chế tạo mà thành, thế nhưng ẩn ẩn có màu tím năng lượng linh vận lưu truyền. Đại môn chính phía trên rắt một khối màu hoàng kim bảng hiệu, dùng thể chữ khải viết bốn cái chữ to thái ất thương sẽ. Hảo khí phái thương hội A. Diệp quân lâm cầm lòng không đậu mà cảm khái nói. Mộ dung khuynh tuyết khóe miệng chiều chiều, ám đạo một tiếng bên trong nhân viên thực lực cũng phi thường khủng bố A. Trong lòng thấp thỏm tới rồi cực điểm, Diệp quân lâm lại cường cũng chỉ là một mình chiến đấu hăng hái. Thái ất thương sẽ cao thủ tụ tập, hơn nữa công tôn nguyệt ảnh cái này không xác định nhân tố, thật muốn động khởi tay tới, kết quả khó liệu. Diệp quân lâm không biết mộ dung khuynh tuyết trong lòng suy nghĩ, nhanh chóng thi triển ra lực lượng tra xét chung quanh nhân viên tu vi cảnh giới. Tuy rằng quyết định tới thái ất thương sẽ cướp đoạt luyện khí nguyên vật liệu, nhưng là Diệp quân lâm cũng tưởng tận khả năng làm được biết người biết ta. Thái ất thương sẽ ra vào nhân viên núi liền không dứt, bọn họ tuyệt đại đa số đều là kết bè kết đội. Diệp quân lâm dò xét lui tới mấy chục chi đội ngũ, phát hiện những người này tuyệt đại đa số thực lực đều ở tinh nguyệt thần tông trung tâm cao tầng phía trên. Nhưng lại cùng nhật nguyệt thần hỏa điện cao thủ kém một chút trình tự, cơ bản đều là trung đẳng tông phái thế lực bên trong người xuất sắc. Phá lệ khiến cho Diệp quân lâm chú ý chính là dấu ở thái ất thương sẽ quanh thân hơi thở dao động. Này bộ phận cường giả đã có thể so sánh nhật nguyệt thần hỏa điện cường giả, thậm chí có số rất ít thực lực càng cường. Thái ất thương sẽ nội tình thật đúng là không bình thường. Diệp quân lâm cười nói, chúng ta vào đi thôi. Hoài thấp thỏm khẩn trương phức tạp tâm tình, mộ dung khuynh tuyết đi theo Diệp quân lâm vào thái ất thương sẽ. Công tôn nguyệt ảnh nhưng thật ra không có bất luận cái gì khẩn trương, nàng ước gì Diệp quân lâm cùng thái ất thương sẽ cường giả vung tay đánh nhau đâu. Như thế mới có lớn hơn nữa nắm chắc thoát đi Diệp quân lâm bên người. Tiến vào thái ất thương sẽ lúc sau, Diệp Quân Lâm phát hiện bên trong càng là kim bích huy hoàng, xa xỉ đến cực điểm. Thậm chí bên trong bàn ghế đều là từ ngàn năm cổ mộc chế tạo mà thành. Người đi liên hệ thái ất thương sẽ người đi. Diệp Quân Lâm đối mộ dung khuynh tuyết nói. Mộ dung khuynh tuyết ngạnh đầu hướng trong đi, thực mau liền tìm tới rồi một người thái ất thương sẽ giao dịch người phụ trách. Diệp Quân Lâm đứng ở tại chỗ chờ đợi. Một lát sau mộ dung khuynh tuyết cùng một người thân xuyên trường bào lưng đeo bội kiếm người trung gian đã đi tới. Diệp tiên sinh, vị tiểu thư này đã đem ngài nhu cầu nói, thiên tinh thiết, hỏa kim cùng với long thạch chúng ta thái ất thương sẽ đều có. Đến nỗi thần cốt thái ất thương sẽ cũng biết rơi xuống, nếu các hạ cảm thấy giá có thể tiếp thu, chúng ta hiện tại là có thể giao dịch. Người trung gian nói thật sự khách khí. Cái gì giá cả? Diệp quân lâm nhàn nhạt hỏi. Người trung gian cười nói, thiên tinh thiết yêu cầu 300 khối đỉnh cấp linh tinh, hỏa kim cùng long thạch tắc các yêu cầu 3.000 đỉnh cấp linh tinh. Như thế chúng ta giao dịch thành công, Thái Ất Thương sẽ đem thần cốt rơi xuống manh mối miễn phí báo cho Diệp Tiên Sinh, không biết ngài ý hạ như thế nào. Đương nhiên nếu Diệp Tiên Sinh trong lúc nhất thời lấy không ra lớn như vậy lượng đỉnh cấp linh tinh, dùng đồng giá thiên tài địa bảo đổi lấy cũng có thể. Như vậy quý, mộ dung khuynh tuyết kinh hô ra tiếng. Đỉnh cấp linh tinh đều là xuất từ long mạch, thậm chí trong truyền thuyết càng cao cấp bậc thượng cổ linh mạch. Mà toàn bộ tinh nguyệt thần tông đều thấu không ra 10 khối long mạch linh tinh tinh nguyệt thần tông làm chung đẳng tông phái thế lực, cũng chỉ có được thánh mạch tài nguyên. Đến nỗi thái hư thần tông cũng là vì bảy thánh tử cụ bị dò xét linh mạch đặc thù năng lực, mới vừa rồi người dùng có long mạch tài nguyên. Nhưng mà thái ất thương sẽ khai ra 6.300 mau long mạch linh tinh đối với tinh nguyệt thần tông tới nói, không khác một cái con số thiên văn. Này đã là thấp nhất giá cả sao? Diệp quân lâm trầm giọng hỏi. Trung niên nhân gật gật đầu, nói, bởi vì các hạ là lần đầu tiên cùng thái ất thương sẽ làm giao dịch, ta đã cấp ra thấp nhất báo giá. Như vậy cũng phương tiện chúng ta về sau tiếp tục làm giao dịch không phải. Làm sao vậy Diệp Tiên Sinh, hay là người vô pháp thừa nhận cái này giá cả? Phía trước trung niên nhân còn tôn sưng Diệp Quân Lâm vì, ngài, giờ phút này đã hoàn toàn không có như vậy ân cần hiền lành. Thậm chí ở trong lời nói toát ra một tia trào phúng hương vị. Liên điểm này linh tinh đều không thể chi trả, thế nhưng còn liếm mặt tới thái ất thương sẽ làm giao dịch. Thật sự là tự dước lấy nhục A. À. Vài vị có thể ra cửa quẹo phải đi một canh giờ, bên kia có hàng vỉa hè cùng chỗ nằm, nơi đó mới càng phù hợp các ngươi thân phận không phải sao. Không có đủ linh tinh còn dám giao dịch hỏa kim cùng long thạch như vậy đỉnh cấp tài liệu. Cũng thật là không chê mất mặt xấu hổ A. À. Nhanh lên cút đi, các ngươi loại này gia đình bình dân quả thực kéo thấp thái ất thương sẽ trình tự. Ở thái ất thương sẽ làm giao dịch mọi người sôi nổi mở miệng trào phúng ngay cả vừa rồi tên kia Thái ất thương sẽ giao dịch người phụ trách sắc mặt cũng thay đổi. Nếu ngươi không có giao dịch thành ý, liền thỉnh mau chút rời đi, không cần ảnh hưởng Thái ất thương sẽ làm buôn bán. Trung niên nhân lạnh giọng nói. Diệp Quân Lâm cười mà không nói, long mạch linh tinh hắn thật là có không ít. Phía trước ở bí cảnh phát hiện mười mấy giải long mạch, tuy rằng tiêu hao rất nhiều long mạch chi lực, nhưng long mạch tinh thể nhiều đến là thậm chí có thể nói kia 12 giải long mạch tích lũy ra tinh thể con số cực kỳ khổng lồ. Nhưng là khoảng cách quá xa, Diệp Quân Lâm nhưng không tính toán lại hồi thế tục giới đi lấy. Người đem Long Dương Thành có được long mạch linh tinh tông môn tên bày ra ra tới, ta đi đoạt lấy tới liền đủ giao dịch. Hoặc là chúng ta cũng cũng đừng tốn công, trực tiếp đoạt thái ất thương sẽ cũng có thể. Diệp Quân Lâm cười ngâm ngâm mà nói. Lời vừa nói ra, mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn Nguyệt Ảnh đều khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm gia hỏa này nhiễm nhiên chính là côn luân khư đệ nhất hãn phỉ A. Công tôn nguyệt ảnh trong lòng vạn phần cảm khái. Tông chủ A tông chủ, những lời này ngươi trong lòng biết là được, hà tất trước mặt mọi người nói ra đâu. Mộ dung khuynh tuyết bị dọa đến không nhẹ. Thái ất thương sẽ lại côn luân khư đắc thế lực chi chít như sao trên trời, chiêu chọc loại này cự kình cơ bản tương đương với rút dây động rừng. Mặc dù tại đây Long Dương thành trong vòng, Thái ất thương sẽ cũng là cao thủ nhiều như mây, càng cùng phòng thủ thành phố quân quan hệ phỉ thiền. Này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ao ao xôn sao? Thái ất thương sẽ trong đại sảnh cũng là một mảnh ồ lên, ngay sau đó cười vang. Người này sợ không phải cái bệnh tâm thần đi. Không có 10 năm não tác động mạch nói không nên lời loại này lời nói. Cũng dám nói rõ đi đoạt lấy thái ất thương sẽ, quả thực là tự tìm tự lộ A. Giao dịch người phụ trách cũng là đầy mặt xương lạnh, trực tiếp cao giọng nói, người tới A, đem này mấy cái tiến đến nháo sự cuồng đổ bắt lấy. Vừa dứt lời, từ thái ất thương sẽ nội viện lao ra mười mấy tên hộ vệ tinh anh, trực tiếp đem Diệp Quân Lâm đám người bao quanh vây quanh. Diệp Quân Lâm mặt không đổi sắc, trải qua tra xét lúc sau, này đó hộ vệ thực lực thế nhưng so với lúc trước công tôn nguyệt ảnh kia chi đội ngũ còn cường hãn hơn rất nhiều. Khó trách phía trước mộ dung huyền tình nói mặc dù nhật nguyệt thần hỏa điện cũng đến lễ nhượng thái ất thương sẽ ba phần, chỉ bằng này phân tùy ý xuất động thủ vệ chất lượng liền có thể phán đoán ra, thái ất thương sẽ nội tình càng thêm thâm hậu. Diệp quân lâm trong lòng có đại thể phán đoán. Những cái đó tiến đến thái ất thương sẽ giao dịch tông phái thế lực đều là xa xa thối lui, rất có hứng thú quan khán thế cục biến hóa. Tiểu tử này tu vi thường thường vô kỳ, xem ra là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng thật ra cái kia nữ có chút thực lực, nhưng tại như vậy nhiều thái ất thương sẽ cường giả trước mặt cũng không có chút nào phần thắng muốn hay không đánh cuộc một phen, xem bọn họ ba người có thể kiên trì bao lâu thời gian. Hảo A, ta áp 300 khối long mạch linh tinh đánh cuộc bọn họ căng bất quá nửa nén hương thời gian. Ta đánh cuộc bọn họ căng bất quá một chén trà nhỏ thời gian, áp 500 khối long mạch linh tinh. Mọi người hứng thú bừng bừng đối đánh cuộc lên. Giao dịch người phụ trách lạnh lùng nói, thái ất thương sẽ từ trước đến nay vâng chịu người tới tức là khách lý niệm, niệm người chờ là vi phạm lần đầu, chỉ cần quỳ xuống đất xin tha, bổn tọa liền tha các ngươi một con đường sống. Đừng đừng đừng, Diệp Quân Lâm liên tục xua tay, cự tuyệt nói, không khí đều tô đậm đến này, nếu không đánh một hồi nói, chẳng phải là cô phụ đại gia chờ mong. Ngoà tào, giao dịch người phụ trách tức khắc có loại mãnh liệt bạo thô khẩu xúc động, gia hỏa này thế nhưng không biết người tốt tâm. Nếu người tìm chết, vậy đừng trách bổn tỏa tàn nhẫn độc ác. Giao dịch người phụ trách quay đầu đối cấp dưới phân phó nói, đem này nam ngay tại chỗ giết chết, còn lại hai người bắt sống sung vì nữ nô. Tuân mệnh, chúng thái ất thương sẽ thủ vệ trăm miệng một lời mà đáp. Bọn họ hoàn toàn không đem Diệp Quân Lâm để vào mắt, đặc biệt ở nhìn đến hai nữ nhân quốc sắc thiên hương lúc sau, càng là gấp không chờ nổi muốn ra tay. Diệp Quân Lâm cười nói, hảo a, à, lão tử cũng vừa vặn kiểm nghiệm một chút đao kiếm sắc bén trình độ. Nhìn đầy mặt buồn khổ thả kinh hoàng mộ dung khuynh tuyết, Diệp Quân Lâm có chút bất đắc dĩ mà nói, đây là bọn họ bức ta động thủ đoạt tài nguyên, nhưng chẳng trách ta. Ân, tông chủ nói đúng, đều là bọn họ sai. Mộ Dung Khuynh Tuyết nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói. Diệp Quân Lâm xuất phát khi mang theo chính mình rèn một đao một kiếm, Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng mang theo thanh trường kiếm, hai người trực tiếp tiến vào ứng chiến trạng thái. Đến nối công Tôn Nguyệt ảnh như cố cầm quan vọng thái độ, ở có được 10 phần nắm chắc phía trước, nàng cũng không dám dễ dàng phản bội. Rốt cuộc một khi Diệp Quân Lâm thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, tất nhiên tìm chính mình thu sau tính sổ, đến lúc đó đại khái suất khó thoát vừa chết. Vì thế công tôn Nguyệt Ảnh quyết định cẩn thận hành sự, biên đánh biên quan vọng tình thế phát triển. Thái ất thương sẽ cường giả không ngừng tới gần, hai bên dương cung bạt kiếm, đại chiến cũng là chạm vào là nổ ngay. Dừng tay, đang lúc hai bên chuẩn bị giao chiến khoảnh khắc, một đạo già nua thanh âm ở mọi người bên tai nổ vang. Ngay sau đó một đạo thân ảnh giống như tia chớp bay vút tới, vừa vặn đi vào thái ất thương sẽ thủ vệ cùng Diệp Quân Lâm đám người chi gian. Diệp Quân Lâm theo tiếng nhìn lại, liền thấy người tới là cái đầy đầu tóc đỏ lão giả, diện mạo rất là thô cuồng, giữa mày mang theo không giận tự uy khí thế. Tham kiến hội trưởng, chúng thủ vệ chăm miệng một lời mà cung thanh nói. Tóc đỏ lão giả phất phất tay, chúng thủ vệ một lần nữa đứng thẳng thân hình, đối Diệp Quân Lâm đám người trợn mắt giận nhìn, tiểu hữu có không đem trong tay binh khí cấp lão hủ quan khán một phen. Tóc đỏ lão giả mặt mang mỉm cười hỏi. Mọi người nghe vậy có chút không rõ nguyên do, bọn họ đều là nghi hoặc mà nhìn về phía tóc đỏ lão giả. Diệp quân lâm đồng dạng có chút nghi hoặc, nhưng là có thể cảm giác được tóc đỏ lão giả cũng không có địch ý. Có thể. Diệp quân lâm vẫn chưa cự tuyệt, đem trong tay đao kiếm ném qua đi. Tóc đỏ lão giả vững vàng tiếp được, ánh mắt sáng quắc cẩn thận quan sát một phen mọi người liền thấy lão giả trên mặt thần sắc từ khiếp sợ chuyển vì vui sướng. Quả nhiên là khó gặp tuyệt thế thần binh A. Tóc đỏ lão giả cầm lòng không đậu cảm khái nói. Tuyệt thế thần binh, thái ất thương sẽ trong phòng mọi người sôi nổi kinh hô ra tiếng, không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển rời đến tóc đỏ lão giả trong tay đao kiếm phía trên. Các ngươi đều lui ra, không được va chạm khách quý. Tóc đỏ lão giả đối với chúng thủ vệ phất phất tay, trong giọng nói mang theo rõ ràng răn dậy ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía diệp quân lâm vô cùng ôn hòa mà nói không biết tiểu hữu có không đến nội đường một tự có thể diệp quân lâm lập tức đáp ứng xuống dưới mộ dung khuynh tuyết thở dài ra một hơi vừa rồi dương cung bạt kiếm nhưng đem nàng sợ tới mức không nhẹ công tôn nguyệt ảnh còn lại là có chút nho nhỏ thất vọng nếu vừa mới xong phát đại chiến nàng liền có thể mượn cơ hội đào tẩu diệp quân lâm đám người đi theo tóc đỏ lão giả vào đón khách thính một phen không quan hệ đau khổ Hàn Huyên lúc sau, Diệp Quân Lâm hiểu biết đến tóc đỏ lão giả tên là Ngụy Thư Dương, là Long Dương Thành Thái ất thương sẽ hội trưởng. Ngụy Thư Dương chuyện vừa chuyển hỏi, Diệp Tiên Sinh có không nguyện ý đem này tam dạng binh khí làm lợi thế đổi lấy thiên tinh thiết, hỏa kim chờ vật. Đương nhiên có thể. Diệp Quân Lâm không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng Diệp Quân Lâm cũng không sợ hãi cùng Thái ất thương sẽ phát sinh chính diện xung đột, nhưng cũng không ngại dùng hòa bình thủ đoạn kết cục vấn đề. Huống chi ở Ngụy thư Dương nghiêm trọng tuyệt thế thần binh, bất quá là hắn tùy tay rèn ra tới thôi. Loại này cấp bậc đao kiếm mặc dù lấy tinh nguyệt thần tông nội tình, cũng có thể rèn ra không ít thành phẩm. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm như thế thống khoái đáp ứng xuống dưới, Ngụy thư Dương trong lòng rất là ngoài ý muốn, nhưng đồng thời cũng chứng thực hắn trong lòng phỏng đoán. Diệp tiên sinh, ngươi yêu cầu tài liệu tất cả tại đây đến nỗi này đó là ta lấy thương hội danh nghĩa đưa tặng. Ngụy Thư Dương cười nói, thiên tinh thiết, hỏa kim, long thạch chỉnh tề bày ra trước mắt, thậm chí còn so diệp quân lâm yêu cầu lượng cao hơn rất nhiều. Hơn nữa đưa tặng rất nhiều cao phẩm chất thiên tài địa bảo, lần này giao dịch diệp quân lâm nhưng coi như là thu hoạch pha phong. Đúng rồi, đây là một quả trung cấp thái ất thương sẽ chuyên trúc con dấu, còn thỉnh diệp tiên sinh nhận lấy. Ngụy Thư Dương trầm giọng nói. Diệp quân lâm kết quả con dấu, phát hiện nó là dùng đỉnh cấp long mạch linh tinh điêu khắc mà thành. Bốn phía được khảm viền vàng, trung gian bộ phận ấn có một cái âm dương cá đồ án, có vẻ tinh xảo vô cùng. Diệp quân lâm tò mò hỏi, này con dấu có ích lợi gì? Diệp tiên sinh, đây là thái ất thương sẽ chuyên trúc con dấu, cầm này con dấu có thể ở bất luận cái gì thái ất thương sẽ phân hội giao dịch chung được hưởng ưu đãi. Chính là thái ất thương sẽ khách quý. Hơn nữa thái ất thương sẽ đối với con dấu người nắm giữ có bảo hộ cơ chế, có thể không hạn địa điểm hướng thái ất thần tổ cường giả tìm kiếm bảo hộ. Ngụy Thư Dương kiên nhẫn mà giải thích nói. Tìm kiếm bảo hộ. Diệp quân lâm khóe miệng hơi hơi dơ lên, chính mình nơi nào còn cần cái gì bảo hộ. Nhưng là ở lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, nhịn không được hỏi, đưa ra con dấu, thái ất thương sẽ có thể cung cấp cái gì cấp bậc bảo hộ. Diệp tiên sinh thả nghe ta kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Kế tiếp Ngụy Thư Dương kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu thái ất thương sẽ bảo hộ cơ chế. Diệp Quân Lâm lúc này mới hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nguyên lai like Thái Ất Thương sẽ cấp dưới có cái vũ lực bảo hộ cơ cấu, tên là Thái Ất Thần Tổ. Thái Ất Thần Tổ trung cao thủ nhiều như mây, nhìn dáng vẻ thực lực kém cỏi nhất chỉ sợ đều có đại hình tông phái nội trưởng lão cấp bậc tu vi. Diệp Quân Lâm trong tay này cái con dấu có thể sử dụng một vị Thái Ất Thần Tổ cường giả bảo hộ. Thái Ất Thương sẽ còn dấu cấp bậc chế độ nghiêm ngặt. Con dấu bên cạnh bất đồng màu sắc đại biểu cấp bậc cao thấp từ thượng đến hạ phân biệt vì tím đen vàng bạc đồng thiết sáu loại cấp bậc. Mà Diệp Quân Lâm này cái con dấu bên cạnh được khảm viền vàng, đại biểu kim hoàng sắc trạch, có thể xếp hạng con dấu ở giữa cấp bậc. Nói cách khác con dấu màu sắc cấp bậc càng dựa trước, có thể ở Thái Ất Thương sẽ trung hành sự quyền lực lại càng lớn, đạt được tiền lời cũng sẽ đại biên độ gia tăng. Nếu có được đẳng cấp cao tím đen con dấu, thậm chí có thể đạt được mấy chục thậm chí hơn trăm người Thái Ất Thần Tổ Cường giả bảo hộ. Đó là vô pháp tưởng tượng ở toàn bộ côn luân khư thậm chí đi ngang. Đồng thời thái ất thương sẽ hết thảy đứng đầu tài nguyên đều sẽ ưu tiên với này giao dịch, rốt cuộc sở cần lợi thế cũng là ưu đãi lực độ lớn nhất. Ngụy hội trưởng, kia này đó đẳng cấp cao con dấu đều là như thế nào đạt được? Diệp quân lâm tò mò hỏi. Nếu có thể được đến thái ất thương sẽ tím đen con dấu, như vậy liền tương đương với nhiều một cái cực kỳ cường hãn minh hữu. Tưởng ở côn luân khư chân chính ý nghĩa thượng dừng chân, chỉ dựa vào tự thân thực lực cường hãn còn xa xa không đủ. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Quân Lâm phía trước mới có thể lợi dụng cường đại chiến lực tu hú chiếm tổ khống chế tinh nguyệt thần tông. Nhưng mà ở diện tích rộng lớn côn luân khư nội, lấy tinh nguyệt thần tông loại này cấp bậc tông phái vi căn cơ, trung quy không phải kế lâu dài. Đặc biệt hiện giờ còn đắc tội nhật nguyệt thần hỏa điện như vậy đại tông phái, trung đảng tông phái liền có vẻ càng không đủ phân lượng. Ngụy Thư Dương cười nói, cùng thái ất thương sẽ giao dịch vật phẩm giá trị đạt tới nhất định số lượng hoặc là đối thái ất thương sẽ làm ra cũng đủ cống hiến giả còn có chính là thân phận địa vị cư cao giả đều đem đạt được càng cao cấp bậc con dấu liền tỷ như giống diệp tiên sinh loại này cấp bậc tuyệt thế thần binh có bao nhiêu chúng ta thái ất thương sẽ liền phải nhiều ít thì ra là thế diệp quân lâm bừng tỉnh đại ngộ ngụy thư dương ý ngoài lời chính là làm chính mình nhiều hơn cùng thái ất thương sẽ tiến hành giao dịch ngụy thư dương hỏi dò Diệp Tiên Sinh đây là đáp ứng rồi. Đương nhiên, về sau nếu lại có tuyệt thế thần binh, Thái Ất Thương sẽ sẽ là ta đầu tuyển giao dịch đối tượng." Diệp Quân Lâm khẳng định mà nói. Ngụy thư Dương vui mừng ra mặt, cười nói, "Như thế rất tốt, ta chờ mong cùng Diệp Tiên Sinh có nhiều hơn hợp tác." "Đúng rồi Ngụy hội trưởng, Long Dương thành Thái Ất Thương hội sở quản hạt khu vực nội có hay không đại hình long mạch?" Diệp Quân Lâm tiếp tục hỏi. "Đại hình long mạch cũng là rèn đỉnh cấp thần binh nhu yếu phẩm." ít nhất cũng muốn đạt tới lần trước ở thiên toàn sơn cướp đoạt lại đây long mạch cấp bậc, rèn ra tới thần binh mới có thể đạt tới mong muốn hiệu quả. Diệp tiên sinh, thật sự xin lỗi, long dương thành trong phạm vi chỉ có loại nhỏ long mạch, chỉ sợ rất khó đạt tới ngươi nhu cầu. Đến nỗi đại hình long mạch nói, ta nhưng thật ra có thể truyền tin mặt khác thái ất thương sẽ phân bộ dò hỏi, chỉ là mặc dù có cũng yêu cầu đi rất xa địa phương. Nói vậy ngươi cũng biết, thái ất thương sẽ tùy rằng có rất nhiều phân hội, nhưng đại hình long mạch trong tình huống bình thường đều bị đỉnh cấp tông phái chiếm cứ, mặc dù mặt khác phân hội chiếm cứ đại hình long mạch, vị trí cũng tất nhiên tương đối hẻo lánh. Ngụy thư Dương mang theo một chút xin lỗi mà nói. Diệp Quân Lâm có chút thất vọng, nhưng là thực mau theo bình phục nỗi lòng. Rốt cuộc long mạch thứ này tương đối tới nói tương đối dễ làm, thật sự không được đi đại tông phái cướp đoạt đó là. Căn bản không cần thiết chạy như vậy xa thái ất thương sẽ phân bộ đi tìm, quá lãng phí thời gian kia về thần cốt manh mối, ngụy hội trưởng có không báo cho. Diệp quân lâm lại lần nữa hỏi. Ngụy thư dương lập tức đáp lại nói, đương nhiên không thành vấn đề, thần cốt hẳn là có thể ở táng long sơn cốc tìm được. Nhưng là diệp tiên sinh cần phải tam tư nhi hành A. Táng long sơn cốc nguy hiểm trình độ viễn siêu thường nhân tưởng tượng, hơi có vô ý liền sẽ bỏ mạng trong đó. Trước kia cũng có không ít cường giả đi trước táng long sơn cốc tìm kiếm thần cốt hoặc là mặt khác thiên tài địa bảo, nhưng đều là có đi mà không có về, thái ất thương sẽ cũng từng thiệt hại đếm rõ số lượng danh cường giả thái ất thương sẽ đã từng cũng tưởng tìm kiếm thần cốt làm đỉnh cấp giao dịch tồn kho nhưng mà phái ra không ít người đi trước táng long sơn cốc nhưng mà toàn chết với táng long sơn cốc thiên lôi dưới rơi vào cái thân tử đạo tiêu hôi phi yên diệt thê thảm kết cục táng long sơn cốc như thế nào sẽ có thiên lôi diệp quân lâm có chút nghi hoặc hỏi ngụy thư dương giải thích nói táng long sơn cốc tuy rằng tên là cốc nhưng trên thực tế ở sơn cốc bên trong còn có cái hồ sâu, đàm chung không thiếu linh thú giao long. Thả mỗi cách mấy tháng liền sẽ xuất hiện dày đặc thiên lôi, giao long mượn cơ hội này lợi dụng thiên lôi tôi thể lấy cầu lột xác vì chân long. Nhưng mà táng long sơn cốc trung thiên lôi không giống bình thường, phảng phất có chứa trừng phạt tính, bình thường tu sĩ căn bản vô pháp thừa nhận. Mặc dù là một ít cao thủ đứng đầu cũng không dám ở thiên lôi rất xuống thời điểm đi trước, đến nỗi cái gọi là thần cốt chính là giao long độ kiếp thất bại cốt hải biến thành đương nhiên không đơn giản là giao long mặt khác một ít đỉnh cấp linh thú cũng sẽ lợi dụng thiên lôi tôi thể phàm là kẻ thất bại hài cốt liền sẽ bị thiên lôi rèn luyện vì kết tinh hóa thạch cũng chính là chúng ta theo như lời thần cốt còn có một ít nhân tộc trí cường giả ngã xuống sau cốt hài cũng là thần cốt đặc biệt là thuần thể tu trí cường giả cốt hài càng là thần cốt loại này thần cốt cứng cỏi vô cùng xác thật là rèn thần binh tuyệt hảo tài liệu thậm chí có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một cực phẩm tài liệu Diệp Quân Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like này Táng Long Sơn cốc còn có nhiều như vậy cách nói. Còn có Thần Cốt cũng có nhiều như vậy học vấn. Tuy rằng nói Táng Long Sơn cốc nguy hiểm thật mạnh hẻo lánh ít dấu chân người, nhưng là Diệp Quân Lâm muốn rèn cho thuê lại cấp vũ khí, theo cần thiết dùng đến Thần Cốt. Cho nên lần này Táng Long Sơn cốc thế ở phải làm, Diệp Quân Lâm từ trước đến nay đều theo đuổi hoàn mỹ, rèn thần binh cũng không ngoại lệ. Đa Tạ Ngụy hội trưởng hỗ trợ giải đáp trong lòng ta đã không có nghi hoặc, như vậy cáo từ. Diệp quân lâm ngữ khí chân thành mà nói. Ngụy Thư Dương vẫy vẫy tay, nói, Diệp tiên sinh khách khí, như vậy đi, ta phái người cấp Diệp tiên sinh dẫn đường, như thế liền có thể càng thêm thuận lợi tìm được táng long sơn cốc, còn thỉnh Diệp tiên sinh không cần cự tuyệt. Đa tạ, Diệp quân lâm cười nói. Diệp quân lâm cũng xác thật không nghĩ đang đi tới táng long sơn cốc trong quá trình lãng phí quá nhiều thời gian, có người quen dẫn đường tự nhiên tốt nhất mà ngụy thư dương phái người dẫn đường cũng là có khác thâm ý. Từ diệp quân lâm tác muốn tài liệu cùng với giao dịch binh khí tới xem, cơ bản có thể kết luận hắn chính là một vị đỉnh cấp đoán tạo sư. Đương nhiên còn có khả năng diệp quân lâm sau lưng có một vị đỉnh cấp rèn đại sư, nếu không tuyệt không thể đem như thế cấp bậc thần binh dễ dàng dùng để trao đổi. Nhưng vô luận là nào một loại, diệp quân lâm này tuyến đều cần thiết hảo hảo nắm chắc, trong đó chỗ tốt đem không thể đo lường. Trên thực tế Diệp Quân Lâm cũng nhìn ra Ngụy Thư Dương cái này hành động thâm ý, chỉ là không có giáp mặt chọc thủng thôi. Huống chi cùng Thái Ất Thương sẽ thành lập liên hệ cũng phi thường phù hợp tự thân ích lợi. Đặc biệt đang đi tới Táng Long Sơn Cốc trong quá trình, rất nhiều sự đều có thể giao cho Thái Ất Thương sẽ người đi xử lý. Như thế có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền toái. Một khi đã như vậy Ngụy Hội trưởng, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại hết thảy công việc chuẩn bị ổn thỏa diệp quân lâm đứng dậy cáo từ nhìn diệp quân lâm đám người rời đi bóng dáng vài vị thái ất thương sẽ người phụ trách đi đến hội trưởng chúng ta phí lớn như vậy kính kết giao người này đáng giá sao đúng vậy hội trưởng gia hỏa này lúc ấy còn tuyên bố muốn cướp đoạt thái ất thương sẽ tài nguyên đâu hiện tại làm hắn bình yên vô sự rời đi chẳng phải là làm bên ngoài những cái đó môn phái người trong nhìn chê cười thật sự có tổn hại chúng ta thương hội danh dự a vài vị thái ất thương sẽ cao tầng sôi nổi biểu đạt bất mãn cùng nghi hoặc. Ngụy Thư Dương sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, lạnh lùng nói, các người biết cái gì? Người này tuyệt phi vật trong ao. Chúng thái ất thương sẽ cao tầng nghe vậy lập tức khiếp sợ không thôi, trên mặt cũng nháy mắt tràn ngập không thể tưởng tượng chi sắc. Bọn họ biết rõ Ngụy Thư Dương ánh mắt kia không phải giống nhau cao, mặc dù là những cái đó đại hình tông phái thiên kiêu đều không bị hắn để vào mắt. Mặc dù là những cái đó đỉnh cấp tông phái thiên kiêu, Ngụy Thư Dương nhiều nhất bất quá là cho ra, thiên phú thượng nhưng, làm lời bình. Không nghĩ tới thế nhưng cấp diệp quân lâm phi vật trong ao siêu cao đánh giá, thật sự làm người cảm giác không thể tưởng tượng a. À. Hội trưởng lời này ý gì? Mọi người sôi nổi đem ánh mắt tập trung đến Ngụy Thư Dương trên người. Ngụy Thư Dương vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, các người còn nhớ rõ khoảng thời gian trước nháo ồn ào huyên náo long mạch tranh đoạt chiến, lại có chính là nhật nguyệt thần hỏa học viện cùng nhật nguyệt thần hỏa điện rất nhiều thiên kiêu bị giết tự nhiên nghe nói nhật nguyệt thần hỏa điện không lâu phía trước còn tới chúng ta nơi này dò hỏi quá bọn họ thiên tri kiều nữ tin tức nhưng này hai việc cùng diệp quân lâm có quan hệ gì đúng vậy này hoàn toàn là phong châu ngựa không tương cập a mấy người lại lần nữa vẻ mặt mộng bức hoàn toàn không rõ ngụy thư dương vì cái gì sẽ đột nhiên nhắc tới này hai việc ngụy thư dương hơi hơi mỉm cười giải thích nói tuy rằng bọn họ làm ngụy trang, nhưng ta còn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đi theo Diệp Quân Lâm bên người trong đó một nữ tử đúng là công tôn Nguyệt Ảnh, cũng chính là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện mất tích thiên chi kiều nữ. Cho nên ta suy đoán Diệp Quân Lâm chính là gần nhất nổi bật chính thịnh đệ nhất hãn phỉ. Ngay cả lần đó cướp đoạt Long Mạch cũng vô cùng có khả năng là hắn việc làm. Giao dịch người phụ trách truy vấn nói, hội trưởng xác định đó chính là công tôn Nguyệt Ảnh sao? Phi thường xác định, Ngụy Thư Dương dừng một chút, tiếp tục nói nói, liền ở các ngươi chuẩn bị vây công Diệp Quân Lâm là lúc, Công Tôn Nguyệt Ảnh vận chuyển Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện đỉnh cấp công pháp Nhật Nguyệt Thần Hỏa kiếm quyết. Loại này kiếm quyết trừ bỏ Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện hai vị điện chủ đệ tử đích truyền, không có bất luận kẻ nào tu luyện quá. Tuy rằng hai vị điện chủ đệ tử đích truyền cũng có không ít, nhưng đích truyền nữ đệ tử liền Công Tôn Nguyệt Ảnh như vậy một vị, cho nên tuyệt đối là nàng vài tên thái ất thương sẽ cao tầng lại lần nữa khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm hội trưởng, đây chính là trọng yếu phi thường manh mối, nếu như bán cho Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện hai vị điện chủ, chúng ta tuyệt đối có thể thu lợi cực đại. Lời này có lý, hơn nữa Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cũng sẽ thiếu chúng ta một phần thiên đại nhân tình. Công tôn Nguyệt Ảnh là hai vị điện chủ đắc ý môn sinh, này kế xác thật được không? Không hổ là hội trưởng, ta lúc này mới minh bạch ngài phái người cấp diệp quân lâm bọn họ dẫn đường chân chính dụng ý. Mọi người đầy mặt mong đợi, hận không thể lập tức cấp nhật nguyệt thần hỏa điện hai vị điện chủ mật báo. Ngụy Thư Dương đột nhiên một phách cái bàn, tức giận nói, một đám ếch ngồi đáy giếng ngu ngốc. Mọi người bị dọa đến im như ve sầu mùa đông, bọn họ có thể cảm giác được Ngụy Thư Dương giờ phút này động chân hỏa, người sau đã thật lâu không như vậy. Nhưng là mấy người thực sự không thể lý giải, thông chi nhật nguyệt thần hỏa điện là một vốn bốn lời mua bán, Ngụy Thư Dương vì cái gì không muốn làm đâu. Các ngươi chỉ có thấy nhật nguyệt thần hỏa điện hồi báo, lại không thấy ra Diệp Quân Lâm giá trị sao. Này mấy thứ binh khí đã thuộc về tuyệt thế thần binh phạm trù, mặc dù là một ít đại hình tông phái chấn phái chi bảo cũng bất quá như thế. Nhưng mà Diệp Quân Lâm thế nhưng có thể trực tiếp lấy ra tới trao đổi thiên tinh thiết, hỏa kim, long thạch này đó càng cao cấp bậc nguyên vật liệu, thậm chí còn tìm hiểu thần cốt rơi xuống. Các người cũng biết hắn đây là vì cái gì. Ngụy Thư Dương càng nói thanh âm càng lớn, đến cuối cùng đã tiếp cận giống giận, có thể nghĩ hắn giờ phút này phẫn nộ trình độ vài tên thái ất thương sẽ cao tầng đều không phải ngốc tử, lập tức minh bạch Ngụy Thư Dương trong lời nói ý tứ. Diệp Quân Lâm rất có thể là một người đỉnh cấp đoán tạo sư, hoặc là cùng một người đỉnh cấp đoán tạo sư quan hệ phỉ thiền. Mà cùng đỉnh cấp đoán tạo sư làm tốt quan hệ, có khả năng được đến ích lợi sẽ là liên tục tính. Phải biết rằng sao Côn Luân khư nội vô luận lớn nhỏ tông phái, đối với binh khí phẩm giai đều phi thường coi trọng. Thậm chí có xâm nhiều tông phái liền kém một thanh tuyệt thế thần binh, liền có thể làm tông phái bước lên càng cao trình tự. Thái hư thần tông đó là như thế, vô luận là tông phái nhân viên cao thủ chất lượng, vẫn là có được long mạch tài nguyên, đều thỏa thỏa đại hình tông phái tiêu chuẩn. Duy nhất khiếm khuyết đều đó là tuyệt thế thần binh, nghe nói không lâu trước đây bọn họ được đến một phen thần kiếp, sắp thành công bước lên đại tông phái hàng ngũ. Tuy rằng cùng đỉnh cấp đại tông phái thực lực còn có chút tranh lệch, nhưng tuyệt đối xa xa ném ra trung đẳng cấp bậc tông phái. Huống chi các người cũng chưa chắc có thể chiến thắng Diệp Quân Lâm, hắn rõ ràng ở cất giấu thực lực, mặc dù là ta đều không thể tra xét rõ ràng. Hắn có năng lực tàn sát Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện mười mấy tên thiên kiêu, bắt sống Công Tôn Nguyệt Ảnh, chẳng lẽ liền không năng lực giết các ngươi những người này? Lui một vạn bước giảng, cho dù chúng ta tinh nhuệ ra hết đêm này đánh chết, cũng thế tất thương vong thảm trọng, làm như vậy thật sự mất nhiều hơn được. Ngụy thư dương ngữ khí ngưng trọng mà nói. TTT Thái Ất Thương sẽ vài tên cao tầng sôi nổi đảo hút khí lạnh, thậm chí cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Nếu Diệp Quân Lâm chính là lúc trước tàn sát Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Đông Đảo Tinh Anh phía sau màn thủ phạm, như vậy thực lực tất nhiên sâu không lường được. Tùy tiện ra tay chẳng những sẽ không thu hoạch được gì, thậm chí còn khả năng đem tánh mạng đáp đi vào. Huống chi dám không kiêng nể gì tàn sát Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện như vậy nhiều người, đã nói lên hắn chẳng những thực lực cường hãn, còn có khả năng có điều dựa vào đối mặt như thế cao thâm khó đoán một người, các người xác định muốn ham một ít cực nhỏ tiểu lợi mà đắc tội hắn sao? Ngụy Thư Dương lạnh giọng hỏi ngược lại. Mọi người sôi nổi lắc đầu, bọn họ hiện tại mới rốt cuộc minh bạch Ngụy Thư Dương dụng tâm lương khổ. Yên tâm đi, bổn tỏa ánh mắt sẽ không sai, kết giao diệp quân lâm, chúng ta nhất định sẽ có không tưởng được được lợi. Ngụy Thư Dương định liệu trước mà nói. Bên kia, Diệp Quân Lâm đám người từ Thái Ất Thương sẽ rời đi, Diệp Quân Lâm liền phát hiện có Thái ất Thương sẽ cao thủ âm thầm đi theo. Xem ra Ngụy Thư Dương vẫn là không yên tâm a, à, sợ hãi ta đem dẫn đường người giết chết. Diệp Quân Lâm hiểu rõ với ngực nhưng là vẫn chưa phản ứng theo dõi giả. Rốt cuộc Thái ất Thương sẽ còn có không nhỏ giá trị. Huống chi nếu ở kế tiếp lên đường trong quá trình tao ngộ phiền toái, chính mình cũng có thể hỏa thủy đông dẫn, làm này đó Thái ất Thương sẽ cao thủ đảm đương bảo tiêu. Đến nỗi mặt khác theo dõi giả chính là phía trước ở Thái Ất Thương sẽ làm giao dịch rất nhiều tông phái cao thủ. Bọn họ mới đầu cũng không xem trọng diệp quân lâm bọn họ có thể giao dịch thành công, rốt cuộc người sau liền mấy trăm khối long mạch linh tinh đều lấy không ra. Nhưng mà sự thật hung hăng đánh bọn họ mặt, diệp quân lâm đám người thế nhưng thu hoạch tràn đầy ra tới. Thiên tinh thiết, hỏa kim, long thạch đều ở trong đó, cái này làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng phi thường nghi hoặc rốt cuộc thái ất thương sẽ chưa bao giờ làm lỗ vốn mua bán, ngay sau đó trải qua thâm nhập tra xét, lúc này mới biết được giao dịch chân tướng. Thế nhưng là dùng thần binh đổi lấy đỉnh cấp nguyên vật liệu. Có thể bị thái ất thương sẽ nhìn chúng, kia thần binh cấp bậc tuyệt đối không thấp, thậm chí khả năng đạt tới tuyệt thế thần binh trình tự. Gia hỏa này thật đúng là ra tay rộng rãi, khó trách phía trước dám rõng rạc. Nhiều như vậy thứ tốt nếu không cướp đoạt, kia đã có thể thật sự phí phạm của trời. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Rất nhiều tông phái lập tức nổi lên lòng xấu xa, hơn nữa quyết định tìm cơ hội ra tay cướp đoạt. Vứt bỏ thần binh lợi khí không đề cập tới, mặc dù là Thiên Tinh Thiết, Hỏa Kim cùng Long Thạch đều cũng đủ hấp dẫn bọn họ động thủ. Đương nhiên những người này cũng hoàn toàn không đem Diệp Quân Lâm để vào mắt. Cho rằng hắn chính là cá nhân ngốc tiền nhiều rác rưởi, Diệp Quân Lâm trên tay những cái đó đỉnh cấp tài liệu cướp đoạt lên quả thực là dễ như trở bàn tay cứ như vậy rất nhiều tông phái cường giả một đường theo đuôi diệp quân lâm đám người ra long dương thành quyết định tìm cái hẻo lánh chỗ giết người cướp của một mảnh rừng trúc trong vòng rất nhiều tông phái thế lực tại nơi đây mai phục bọn họ vừa nói vừa cười đầy mặt nhẹ nhàng thích ý này phiến rừng trúc là họ diệp kia người đi đường nhất định phải đi qua chi lộ nếu bọn họ thức thời nói liền cho bọn hắn lưu điều toàn thây kia hai nữ nhân để lại cho ta vừa vận thí nghiệm một chút ngẫu nhiên đến tu luyện phương pháp ha 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 còn Thỉnh Chư vị đồng tâm hiệp lực, bọn họ mang theo đỉnh cấp nguyên vật liệu rất nhiều, cũng đủ chúng ta chia đều. Không sai, chúng ta kính hướng một chỗ xử, tốc chiến tốc thắng. Tuy rằng mọi người không đem Diệp Quân Lâm đám người để vào mắt, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ nháo nội chiến, bị những người khác ngư ông đắc lợi. Ở mọi người trong mắt, Diệp Quân Lâm chính là đưa tới cửa con mồi, chờ đợi săn giết là được. Thời gian đang chờ đợi chung trôi đi sau đó không lâu bên ngoài nhãn tuyến truyền đến tin tức diệp quân lâm đám người đã tiến vào rừng trúc ước chừng qua nửa giờ diệp quân lâm đám người thân ảnh ánh vào mi mắt chúng tông phái cao thủ sôi nổi kích động lên họ diệp ngoan ngoãn cầm trong tay tài nguyên giao ra đây bổn tỏa đại phát từ bi cho ngươi lưu cái toàn thây không cần làm vô vị chống cự thực lực cách xa không cần tự thảo không thú vị hai vị mỹ nhân nếu có thể hảo hảo bồi bổn tỏa cộng độ đêm đẹp bổn tỏa sẽ lưu lại các ngươi tánh mạng Mấy cái tông phái thế lực thủ lĩnh sôi nổi nói. Mộ Dung Khuynh Tuyết một trương mặt đẹp có chút khó coi, nàng có thể cảm giác được này đó tông phái tùy tiện rút ra một cái ít nhất có thể so sánh tinh nguyệt thần tông trưởng lão đoàn thực lực. Thô sơ giản lược tính ra một chút, chỉ sợ có hơn trăm danh cường giả, thật muốn là cùng mà công nói, Diệp Quân Lâm ứng đối lên chỉ sợ cũng sẽ phi thường cố hết sức đi. Công Tôn Nguyệt ảnh lại là có chút kích động, đây chính là cái tuyệt hảo thoát thân cơ hội những người này tổng hợp thực lực xa so với lúc trước nàng mang kia chi đội ngũ cường hãn rất nhiều đặc biệt trong đó hai người phóng xuất ra tới hơi thở giao động thậm chí so sánh nhật nguyệt thần hỏa điện phó điện chủ cấp bậc các ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho bổn tiểu thư thất vọng a à. công tôn nguyệt ảnh ở trong lòng cấp rất nhiều tông phái cố lên trợ uy diệp tiên sinh hiện hiện tại làm sao bây giờ thái ất thương sẽ phái ra dẫn đường giả đầy mặt kinh hoàng nói chuyện thanh âm đều nhịn không được run rẩy lên hắn tu vi tuy rằng cũng không tồi nhưng là ở nhiều như vậy cao thủ vây công hạ tuyệt không còn sống khả năng a diệp quân lâm cười ngâm ngâm mà nói không cần lo lắng giao cho ta tới xử lý đi dẫn đường giả khóe miệng trừ trừ đều lửa xém lông mày còn như vậy ổn được Gia hỏa này không khỏi cũng quá cuồng vọng tự đại đi tông chủ thật sự không được liền không đợi mộ dung khuynh viết nói xong diệp quân lâm liền trực tiếp ngắt lời nói bằng vào này giúp binh tôm tướng cua còn không làm gì được ta. Các ngươi hai cái liền thành thành thật thật ở bên cạnh nhìn, một mình ta liền có thể ứng phó. Gia hỏa này đầu có tật xấu đi. Tự đại cuồng cũng không tất có lớn như vậy khẩu khí. Không biết sống chết đồ vật, một người giải quyết chúng ta, thật là người si nói mộng. Rất nhiều tông phái cao thủ cười vang, xem Diệp Quân Lâm đến ánh mắt giống như là đang xem mốc tử giống nhau. Diệp Quân Lâm cười nói, nếu các người nguyện ý đem trên tay thiên tài địa bảo giao ra đây, ta có thể tha các người một mạng. Họ Diệp, người có phải hay không không uống thuốc liền ra tới. Trong đó một cái trung đẳng tông phái cầm lái giả thanh âm đột nhiên im bặt, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ cực kỳ mãnh liệt tử vong hơi thở. Ôn ào, một đạo lạnh băng thanh âm từ phía sau truyền đến. Trung đẳng tông phái cầm lái giả chỉ cảm thấy trưởng phong gào thét tới, lại muốn tránh đã là không còn kịp rồi. Soảng, Đầu giống như từ trên cao rơi xuống đất dưa hấu, tên này cầm lái giả liền rên cũng không rên một tiếng, xác chết liền thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Lời nói nhiều như vậy, thật sự là không thảo hỉ, vốn đang tưởng cho ngươi lưu một cái toàn thây. Diệp Quân Lâm trên mặt toàn là tiếc hận chi sắc, ngay sau đó đối với những người khác lạnh lùng nói, các ngươi nói như thế nào? ttt t, Dừng Trúc trong vòng toàn là hít hà một hơi thanh âm. Một người trung đẳng tông phái cầm lái giả bị nháy mắt nháy mắt hạ gục loại này chợt bộc phát ra tới khủng bố thực lực làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Hắn lại là như vậy cường. Khó trách phía trước dám ở thái ất thương hội chúng rõng rạc, thật đúng là có chút tài năng. Sợ cái gì, vừa rồi Trần Tông chủ chính là đại ý khinh địch, hơn nữa họ diệp xuất kỳ bất ý đánh lén. Chính là, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ hắn không thành. Đại gia cùng nhau thượng, trực tiếp đưa hắn xuống địa ngục. Những người này rốt cuộc đều là trung đảng tông phái cập trở lên thế lực trung tâm cao thủ, cũng không thiếu gặp qua sóng to gió lớn giả. Ở trong thời gian ngắn kinh hoàng thất thố dưới, thực mau liền bình tĩnh lại, lại lần nữa phóng xuất ra khủng bố sát khí. Ngoan cố không hóa, Diệp Quân Lâm cười lạnh ra tiếng, ngay sau đó thân hình liền lại lần nữa biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Tiểu tâm phía sau, cũng không biết là ai cao giọng nhắc nhở một câu ngay sau đó mọi người liền nhìn đến một người trung đảng tông phái phó giáo chủ phía sau lưng bị diệp quân lâm một trưởng đánh trúng phanh bởi vì diệp quân lâm trưởng lực thật sự quá lớn tên này phó giáo chủ cả người đều bị đánh bay đi ra ngoài phụt một ngụm máu tươi phun ra thân thể còn ở giữa không trung khi cũng đã không có sinh cơ tiếp theo cái diệp quân lâm thanh âm lại lần nữa vang lên tuy rằng ngữ khí bình đạm đến cực điểm nhưng ở rất nhiều tông phái cường giả nghe tới lại giống như tử vong triệu hoán làm mọi người không rét mà run diệp quân lâm tốc độ thật sự là quá nhanh mau đến làm rất nhiều tông phái cường giả vô pháp bắt giữ đến hắn di động quỹ đạo a a a diệp quân lâm thân hình xẹt qua chỗ liền sẽ truyền ra kêu thảm thiết kêu rên tiếng động hoặc quyền hoặc trưởng đều giống như lấy mạng lưỡi dao sắc bén làm rất nhiều tông phái cường giả muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh ngắn ngủn nửa phút nội liền đã có 30 hơn người chết oan chết uổng. Tuy rằng Diệp Quân Lâm không có sử dụng bất luận cái gì vũ khí binh khí, nhưng là hắn đôi tay kia liền giống như tử thần lưỡi hái, vô tình thu hoạch các cao thủ sinh mệnh. Lộc cộc, người sống sót sôi nổi hướng nơi xa thối lui, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Quân Lâm trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi chi sắc. Đại gia đừng lại có điều bảo lưu lại, đem tuyệt chiêu đều dùng đến, nếu không đã có thể không còn kịp rồi. Một người trung đẳng tông phái cầm lái giả cao giọng nhắc nhở, nhưng tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được hắn nói chuyện khi thanh âm đều ở không tự giác run rẩy. Thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, một khi đã như vậy, lão tử liền thành toàn các ngươi. Diệp Quân Lâm lại lần nữa nhằm phía đám người, giống như hổ nhập dương đàn, điên cuồng thu hoạch rất nhiều tông phái các cao thủ cánh mạng. Sợ hãi ở cực nhanh lan tràn, rất nhiều tông phái cường giả không bao giờ phục vừa rồi hùng hổ. Chạy mau, lại trễ chút liền tới không kịp cũng không biết là ai dẫn đầu hô như vậy một câu. Rất nhiều tông phái cường giả trong lòng cuối cùng một chút chống cự tín niệm cũng bị hoàn toàn phá hủy. Tất cả mọi người lại vô chẳng sợ một tia chiến ý. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã quá muộn. Diệp Quân Lâm cũng không tính toán cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội, tiếp tục lấy nghiền áp chi thế tàn sát đông đảo cường giả. Ở bên quan chiến thái ất thương sẽ dẫn đường giả đã sợ ngây người hắn không nghĩ tới Diệp Quân Lâm thực lực thế nhưng khoa trương đến như thế nông nỗi. Lấy bản thân chi lực đối kháng hơn trăm người trung đảng tông phái cập trở lên giáo phái trung tâm cường giả, chẳng những không chịu chút nào thương. Thế nhưng còn lấy tuyệt đối ưu thế ở tàn sát bọn họ, thậm chí có thể dùng hàng duy đả kích tới hình dung A. Này cũng quá cường đi, may mắn lúc ấy thái ất thương hội chúng cường giả không cùng Diệp Quân Lâm động thủ, nếu không Long Dương thành lại vô thái ất thương sẽ. Dẫn Đường Giả nghĩ đến đây không khỏi đánh lạnh lùng run, thậm chí đều có chút nghĩ mà sợ. Kỳ thật đừng nói Dẫn Đường Giả sẽ có loại suy nghĩ này, mặc dù là kiến thức quá Diệp Quân Lâm tu vi công tôn nguyệt ảnh cùng mộ dung khuynh tuyết, cũng đồng dạng khiếp sợ không thôi. Mấu chốt nhất chính là Diệp Quân Lâm đến tận đây, giống như cũng chưa thi triển ra toàn lực, rất khó tưởng tượng hắn chiến lực hạn mức cao nhất sẽ là cỡ nào khủng bố. Cầm trong tay thiên tài địa bảo đều giao ra đây, nếu không giết không tha. Diệp quân lâm lạnh băng thanh âm lại lần nữa vang lên. Diệp tiên sinh, ta nguyện ý đem trong tay thiên tài địa bảo toàn bộ dâng lên, còn thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng A. Ta cũng nguyện ý đủ số nộp lên, chỉ cầu bảo một cái tánh mạng, về sau làm châu làm ngựa tới báo đáp Diệp tiên sinh. Ta cũng giống nhau, thình thịch, thình thịch, ngay sau đó may mắn thoát khỏi rất nhiều tông phái cường giả sôi nổi quỳ dạp xuống đất. Diệp quân lâm cười lạnh hai tiếng, nói, sớm biết như thế, hà tất lúc trước đâu. Bạch bạch đáp thượng nhiều như vậy điều tánh mạng. Các người mới cái tiến đến đem bọn họ những người này thiên tài địa bảo cướp đoạt một chút, nhớ lấy một chút ít đều không thể cho bọn hắn lưu lại. Thái ất thương sẽ dẫn đường giả cùng với mộ dung khuynh tuyết không dám vi phạm diệp quân lâm mệnh lệnh, trực tiếp đem rất nhiều tông phái cường giả trên người thứ tốt cướp đoạt không còn. Không thể không nói những người này trên người thứ tốt không ít, chân quý dược liệu đỉnh cấp nguyên liệu chủng loại phức tạp, đặc biệt long mạch linh tinh càng là nhiều đạt mấy vạn khối. Diệp quân lâm khóe miệng hơi hơi dơ lên, lần này long dương thành chấp hành thật sự là thu hoạch pha phong A. Con người của ta từ trước đến nay nhân từ nương tay, cập nếu các ngươi đã đem đồ vật nộp lên trên, liền lưu ngươi chờ một mạng đi. Diệp quân lâm trầm giọng nói. Ngoà tào, may mắn còn tồn tại rất nhiều môn phái cường giả tức khắc có loại mãnh liệt bạo thô khẩu xúc động. Nhìn xem này rừng trúc thi hoành khắp nơi máu chảy thành sông, quả thực có nhục nhân gian luyện ngục người mẹ nó đừng vũ nhục nhân từ nương tay nảy bốn chữ hảo sao bất quá lời nói lại nói trở về ở gặp được Diệp Quân Lâm lúc sau rất nhiều tông phái cường giả đột nhiên ý thức được một kiện rất quan trọng sự Diệp Quân Lâm giống như cùng phía trước truyền đến ồn ào huyên náo đệ nhất hãn phỉ phong cách hành sự cực kỳ tương tự a à. đều là cướp đoạt thiên tài địa bảo sau đó đem đối kháng giả tàn sát hầu như không còn như thế nào chọc phải cái này sát thần thật là ra cửa không thấy hoàng lịch ha à. những người sống sót trong lòng toàn dâng lên như vậy ý niệm đương nhiên đối với diệp quân lâm lần này không giảng bọn họ toàn bộ đánh chết cũng thâm biểu may mắn chúng ta đi diệp quân lâm đối với mộ dung khuynh tuyết đám người phất phất tay trực tiếp rời đi rừng trúc thẳng đến diệp quân lâm đám người thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tầm mắt ở ngoài rất nhiều tông phái người sống sót mới dám chậm rãi đứng lên mọi người sôi nổi xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh cảm giác thật giống như ở quỷ môn quan đi rồi một vòng dường như, tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Rời đi rừng trúc sau, Diệp Quân Lâm thúc giục dẫn đường giả nhanh hơn tốc độ đuổi buôn táng Long Sơn Cốc. Tông chủ, chúng ta thật sự muốn đi táng Long Sơn Cốc sao? Mộ Dung Khuynh Tuyết thanh âm có chút run rẩy hỏi. Mộ Dung Khuynh Tuyết xác thật sợ hãi, nàng tự nhiên cũng nghe nói qua táng Long Sơn Cốc, kia cơ hồ chính là cái một khi xâm nhập thập tử vô sinh tuyệt địa, nghe nói tinh nguyệt thần tông tiền nhiệm lão tông chủ tu vi đã đến đến hóa chi cảnh ngay sau đó đi trước táng long sơn cốc chạm vào cơ duyên kết quả đến nay như cũng không có tin tức trên cơ bản thuộc về giữ nhiều lành ít công tôn nguyệt ảnh cũng không so mộ dung khuynh tuyết cường nhiều ít thậm chí nói còn so ra kém mộ dung khuynh tuyết làm nhật nguyệt thần hỏa điện thiên tri kiều nữ nàng hiểu biết đến về táng long sơn cốc tin tức càng nhiều hai vị điện chủ đã từng nhiều lần nói rõ táng long sơn cốc chính là một chỗ tuyệt địa mặc dù là nhật nguyệt thần hỏa điện dốc toàn bộ lực lượng cũng không dám đặt chân. Chủ nhân, nơi đó xác thật phi thường khủng bố, nếu không chúng ta vẫn là đừng. Công tôn nguyệt ảnh câu nói kế tiếp bị Diệp Quân Lâm một cái lãnh lệ ánh mắt cấp ngăn lại. Như thế nào, sợ hãi? Diệp Quân Lâm cười ngâm ngâm mà nói, nếu ta tiến vào táng Long Sơn cốc tao ngộ bất chắc, người không phải vừa vặn mượn cơ hội đào tẩu sao? Không, không dám, chủ nhân gì ra lời này, liền tính mượn ta một vạn cái lá gan, cũng không dám có này loại ý tưởng a. À. Công Tôn Nguyệt ảnh bận rộn lo lắng thể thốt phủ nhận. Diệp Quân Lâm không lâu trước đây mới triển lãm ra như vậy thực lực khủng bố, nếu bị hắn phát giác chính mình có dị tâm, chẳng phải là tự tìm tự lộ. Chỉ mong ngươi lời nói việc làm như một. Diệp Quân Lâm chẳng biết có được không cười lạnh hai tiếng, ngay sau đó tiếp tục nói, Táng Long Sơn cốc ta cần thiết đi, đi thôi. Tuy rằng Táng Long Sơn cốc nguy hiểm thật mạnh, nhưng là Diệp Quân Lâm lại một chút không sợ đối với thần cốt diệp quân lâm nhất định phải được. Dẫn đường giả không dám có chút chậm trễ, gia tăng lên đường. Đặc biệt ở chính mắt nhìn thấy Diệp Quân Lâm có được như thế khủng bố thực lực sau, liền càng thêm không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn. Mọi người lại mã bất đình để đuổi 6 ngày lộ, rốt cuộc đi tới một mảnh đầm lầy phía trước. Diệp tiên sinh, Thái Ất Thương sẽ cung cấp bản đồ liền đến nơi này, lại hướng trong ta cũng vô pháp chuẩn bị phân rõ lộ tuyến. Nhưng là chỉ cần tiếp tục về phía trước đi, xuyên qua này phiến đầm lầy, liền sẽ nhìn đến nguyên thủy rừng cây, nghe nói táng long sơn cốc liền ở rừng cây chỗ sâu trong. Táng long sơn cốc nhất lộ rõ đặc điểm chính là thiên lôi không ngừng, đặc biệt mỗi cách mấy tháng sẽ có thiên lôi kiếp, kia thanh thế hẳn là thực dễ dàng bị ngài phát hiện. Dẫn đường giả vô cùng cung kính mà nói. Diệp quân lâm gật gật đầu, nói, ngươi có thể trở về phục mệnh, mặt sau lộ chính chúng ta đi. Đa tạ Diệp tiên sinh săn sóc. Dẫn đường giả đầy mặt cảm kích mà nói lại đi phía trước đi cắt hung khó liệu, lấy hắn tu vi cảnh giới tùy thời đều khả năng chết. Dẫn đường giả thực mau liền rời đi, Diệp Quân Lâm đối với hai nàng vẫy vẫy tay, nói, đừng sướng sờ, chúng ta đi thôi. Mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh sắc mặt tái nhật như tờ giấy. Tuy rằng trong lòng tất cả sợ hãi lo lắng, nhưng là đối mặt Diệp Quân Lâm yêu cầu cũng chỉ có thể căng ra đầu đi phía trước đi. Diệp Quân Lâm đầu tàu gương mẫu ở phía trước dẫn đường, hai nàng thật cẩn thận theo sát sau đó, Thường thường khắp nơi nhìn xung quanh đầy mặt cảnh giác. Này phiến đầm lầy tựa hồ là minh mông vô bờ, may mắn ba người vận chuyển công pháp thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng, nếu không thật đúng là chính là một bước khó đi. Cứ như vậy ba người lại về phía trước hành tàu hơn 10 dặm, rốt cuộc đi tới rừng cây bên cạnh. Ân. Diệp Quân Lâm lại đột nhiên cảm giác được một tia khác thường. Khu vực này không gian phảng phất tràn ngập vô hình lực lượng, thế nhưng có thể ẩn ẩn áp chế công pháp vận chuyển tốc độ loại cảm giác này cùng lúc trước cha xét thế tục giới bí cảnh tương tự. Diệp quân lâm chửi thầm, đồng thời cũng đề cao cảnh giác. Nơi này quả nhiên cổ quái, cảm giác hành động đều bị lực lượng nào đó trở ngại. Mộ dung khuynh tuyết thanh âm có chút chua sót, nếu không phải có diệp quân lâm tại bên người, nàng chỉ sợ đã sớm xoay người rời đi chỗ này. Điện chủ đã từng nói qua, bởi vì táng long sơn cốc thiên lôi chi lực năm này tháng nọ phóng thích, đã đem chung quanh khu vực không gian hình thành một loại thế. Này phiến không gian tự nhiên mà vậy sẽ có lực lượng áp chế tắc cảm, khiến người hành động không tiện. Tu vi thiên kẻ yếu thời gian dài chống cự loại này thế sẽ xuất hiện nội thương, này cũng chính là vì cái gì rất nhiều người không dám đi táng long sơn cốc. Công tôn Nguyệt Ảnh Ngưng Thanh nói, Diệp Quân Lâm như suy tư gì mà nói, cái gọi là thế hẳn là liền tương đương với lực lượng bao trùm lĩnh vực, mà của lực lượng này nơi phát ra với ai, liền thuộc về ai thế. Đương người ngoài xâm nhập trong đó khi, tự nhiên sẽ đã chịu trở ngại, là ý tứ này đi. Không sai, công tôn Nguyệt ảnh bận rộn lo lắng đáp lại. Diệp quân lâm cười nói, một khi đã như vậy các ngươi hai cái theo sát ta, như vậy liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Khi nói chuyện Diệp quân lâm nhanh chóng vận chuyển cơ sở công pháp. Khủng bố năng lượng dư ba khuếch tán mở ra, hình thành một gian phòng lớn nhỏ khu vực năng lượng hộ tầng, đem hai nàng bao phủ trong đó. Công tôn Nguyệt ảnh cùng mộ dung khuynh tuyết đột nhiên thấy một trận nhẹ nhàng, Phía trước lực lượng bị áp chế cảm giác trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Đây là giúp chúng ta chống đỡ năng lượng xâm nhập, trong thân thể hắn lực lượng là lấy không hết dùng không cạn sao? Công Tôn Nguyệt ảnh lại lần nữa khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Mộ Dung Khuynh Tuyết ở khiếp sợ đồng thời, càng có rất nhiều cảm kích. Có Diệp Quân Lâm ở bên cạnh, thế nhưng cảm nhận được trước nay chưa từng có đến cảm giác an toàn. Tiếp tục đi tới, Diệp Quân Lâm phất phất tay, dẫn đầu đi vào rừng cây hai nàng gắt gao đi theo, rốt cuộc năng lượng vòng bảo hộ đến khu vực hữu hạn, rời đi còn phải chính mình vận công chống đỡ lực lượng áp chế. Có Diệp Quân Lâm bảo vệ, công tôn Nguyệt Ảnh cùng mộ dung khuynh tuyết nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều. Cái loại này trong cơ thể lực lượng bị áp chế cảm giác cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn Diệp Quân Lâm lực hiện gầy ốm bóng dáng, mộ dung khuynh tuyết cảm giác xưa nay chưa từng có tâm an. Ba người tiếp tục đi trước, Diệp Quân Lâm liền phát hiện này phiến nguyên thủy rừng cây phá lệ quái dị lớn đến hung thú linh thú, nhỏ đến điều trùng ruồi mũi hết thảy đều không. Khắp rừng cây chết giống nhau yên tĩnh, phảng phất một mảnh chết vực làm nhân tâm chung không khỏi hốt hoảng. Diệp quân lâm cũng nếm thử quá phóng thích lực lượng dao động đi tra xét, nhưng phạm vi vài dặm đều không có bất luận cái gì sinh vật xuất hiện. Nơi này giống như là sinh mệnh vùng cấm dường như. Mộ dung khuynh tuyết đột nhiên nói. Công tôn nguyệt ảnh đối với cái này đánh giá sâu sắc cảm giác tán đồng, nàng mặc danh hoảng hốt đặc biệt hồi tưởng khởi hai vị điện chủ đã từng nói qua những cái đó táng long sơn cốc đủ loại quái dị tình hình trong lòng sợ hãi lan tràn tốc độ liền càng nhanh ba người lại về phía trước đi rồi hơn hai mươi chưa bỏ quái thạch đá lởm chởm dây đằng dày đặc ở ngoài như cũng không có bất luận cái gì sinh vật dấu hiệu thật đúng là kỳ quái a à. diệp quân lâm khẽ nhíu mày nơi này sinh vật hãn đến phạm vi xa so thế tục giới phát hiện cái kia bí cảnh lớn hơn nhiều tiếp tục về phía trước đi trong rừng cây con đường cũng càng thêm gập ghềnh, cũng chính là Diệp Quân Lâm đám người thực lực không tầm thường, nếu không đi trước tốc độ sẽ phi thường thông thả. Đại khái lại về phía trước hành tẩu mấy chục dặm lúc sau, Diệp Quân Lâm trở đình chỉ bước chân. "Tông chủ, ra chuyện gì sao?" Ngộ Dung Khuynh Tuyết khẩn trương hỏi. Diệp Quân Lâm trầm giọng hỏi, "Phía đông nam hướng có một cổ cực kỳ cường đại năng lượng tụ tập ở trời cao phía trên, các ngươi cảm ứng được sao?" Ngộ Dung Khuynh Tuyết lắc lắc đầu. Công tôn Nguyệt ảnh cảm ứng một lát sau nói, luồng năng lượng này thật là khủng khiếp, hẳn là chính là táng long sơn cốc vị trí nơi. Diệp quân lâm rất là tán thưởng mà nhìn thoáng qua công tôn Nguyệt ảnh, nữ nhân này thực lực quả nhiên muốn so mộ dung khuynh tuyết mạnh hơn một cái cấp bậc. Đúng vậy, cổ lực lượng này phi thường khủng bố thả cuồng bạo, trừ bỏ thiên lôi chi lực ngoại, ta thật đúng là đoán không ra có cái gì lực lượng thuộc về loại này phạm trù. Diệp quân lâm rất là cảm khái mà nói. Diệp quân lâm cảm giác lực phi thường cường, hắn có thể rõ ràng cảm giác được của lực lượng này so sở hữu gặp qua đại hình long mạch ẩn chứa năng lượng còn muốn khủng bố rất nhiều. Nghe nói vẫn là lôi điện chi lực. Nhớ tới cung thiên thu đã từng lợi dụng thiên sư phủ dẫn lôi trận pháp thúc dục thiên lôi tôi thể tăng lên tu vi, chính mình khởi bước cũng có thể nếm thử này pháp. Huống hồ căn cứ ngụy thư dương cung cấp tình báo tới xem, táng long cốc thiên lôi chi lực muốn cường với bình thường thiên lôi, tôi thể hiệu quả tất nhiên càng dai. Nghĩ vậy, diệp quân lâm khóe miệng không tự chủ được xẹt qua một mặt ý cười tông chủ ngươi không có việc gì đi mộ dung khuynh tuyết hỏi dò đối mặt không biết thật lớn nguy hiểm liền tính thực lực phi phàm cũng nên nghiêm túc đối đãi đi diệp quân lâm như thế nào còn cười rộ lên liền như vậy khinh thường táng long sơn cốc huy lực sao công tôn nguyệt ảnh cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra nếu không phải bị quản chế với diệp quân lâm nàng đã sớm tưởng rời đi cái này thị phi nơi Ta chính là tính toán lợi dụng táng long sơn cốc hình thành thiên lôi tôi thể, thuận tiện lại tìm được chút thần cốt. Thật sự là nhất tiễn song điêu A. À. Diệp Quân Lâm càng nói càng hưng phấn, trên mặt ý cười cũng càng sâu. Nhìn Diệp Quân Lâm dần dần nhanh hơn bước chân, hai nàng lập tức khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Đối mặt táng long sơn cốc loại này thế nhân tránh khủng không kịp đến hiểm địa, hắn thế nhưng trực tiếp trở thành phúc lợi cục. Mộ dung khuynh tuyết cảm thấy vô ngữ đối mặt táng long sơn cốc khủng bố thiên lôi mặc dù là đại hình tông phái tông chủ cấp bậc cường giả chỉ sợ đều phải cẩn thận đối đãi thậm chí tận khả năng né xa ba thước nếu không phải vạn bất đắc dĩ đều sẽ không dễ dàng đặt chân thiên lôi tụ tập khu vực tiền nhiệm tinh nguyệt thần tông lão tông chủ vô cùng có khả năng chính là chết với thiên lôi oanh kích dưới trái lại diệp quân lâm thế nhưng tính toán lợi dụng khủng bố thiên lôi tiến hành tôi thể chẳng lẽ hắn sẽ không sợ bị phách đến hôi phi yên diệt sao Audio điện tử võ tấn bền. Gia hỏa này lá gan không khỏi cũng quá lớn đi. Mộ dung khuynh tuyết không khỏi âm thầm chửi thầm. Đặc biệt khoảng cách như thế xa là có thể rõ ràng cảm nhận được khủng bố uy áp, có thể tưởng tượng ly gần lúc sau, thiên lôi chi lực đến tột cùng đến có bao nhiêu khủng bố. Mặc dù có được cường đại thực lực, cũng không cần thiết mạo lớn như vậy hiểm đi. Công tôn nguyệt ảnh càng là suýt nữa kinh rất cầm, đối với diệp quân lâm loại này, kỳ tư diệu tưởng cũng là hoàn toàn vô ngữ. Nàng so mộ dung khuynh tuyết càng thêm rõ ràng Táng Long Sơn cốc đến khủng bố trình độ, mặc dù là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện tuyệt đối cao tầng cũng không dám dễ dàng đặt chân. Nghe nói Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện năm đó cũng có mấy vị đỉnh cấp cường giả đi trước Táng Long Sơn cốc tìm kiếm thần cốt. Hơn nữa còn cố ý chọn lựa không phải thiên lôi tụ tập thời gian đoạn tiến vào kia khu vực, nhưng mà như cũng bị nơi đó mặt khủng bố thiên lôi giữ uy oanh sát. rơi vào cái thân tử đạo tiêu, hôi phi yên diệt thê thảm kết cục đến tột cùng là nên khen hắn dũng khí đáng khen, hay là nên mắng hắn không biết sống chết đâu. Công tôn Nguyệt ảnh nhìn Diệp Quân Lâm bóng dáng, có loại nói không nên lời phức tạp nỗi lòng. Mặc dù Diệp Quân Lâm là cái thuần thể tu, nhưng táng Long Sơn cốc tụ tập đến thiên lôi cũng tuyệt đối có thể đem hắn oanh kích bột mịn. Bất quá thật đến lúc đó, ta có lẽ cũng có thể nhân cơ hội chạy ra sinh thiên đâu. Công tôn Nguyệt ảnh thậm chí có chút chờ mong nhanh lên đến táng Long Sơn cốc. Lấy Diệp Quân Lâm tính cách, đến lúc đó cho dù không có 10 phần nắm chắc, hắn cũng sẽ liều mạng bác thượng một phen. Người cuồng đều có thiên thu, Diệp Quân Lâm, người sẽ vì chính mình cuồng vọng trả giá thảm trọng đại giới. Công tôn Nguyệt ảnh trong lòng cười lạnh không thôi. Diệp Quân Lâm không biết hai nàng trong lòng suy nghĩ, tiến lên tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Răng rác, răng rác, lại về phía trước đi rồi hơn 10 dặm lúc sau, ba người đột nhiên nghe được nào đó đổ vật vỡ vụn tiếng vang. Diệp Quân Lâm khẽ nhíu mày, liền thấy hắn phóng xuất ra tới năng lượng vòng bảo hộ nhất ngoại tầng, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từ trung gian bộ vị hướng ra phía ngoài ra nẻ mở ra, ngay sau đó hoàn toàn vỡ vụn mở ra. Thế nhưng đem nhất ngoại tầng năng lượng vòng bảo hộ đè ép dập nát, xem ra chúng ta đã sắp tiếp cận táng long sơn cốc. Diệp quân lâm trầm giọng nói. Cũng may Diệp quân lâm phóng xuất ra tới năng lượng vòng bảo hộ cũng đủ dày nặng. Nhưng là nhất ngoại tầng vỡ vụn cũng chứng thực nơi đây năng lượng uy áp đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố, Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Công Tôn Nguyệt Ảnh tức khắc khẩn trương lên. Rất khó tưởng tượng nếu Diệp Quân Lâm không phóng thích nhiều như vậy tầng năng lượng vòng bảo hộ, nhưng bằng chính mình đi tới chỉ sợ cũng đến bước đi duy gian. Mau xem bên này không chung cũng không giống nhau. Mộ Dung Khuynh Tuyết trong thanh âm lộ ra ẩn ẩn kinh hoàng. Diệp Quân Lâm theo Mộ Dung Khuynh Tuyết hành hành ngón tay ngọc nhìn lại, liền thấy chính mình vừa mới bước vào khu vực này không chung mây đen áp đỉnh. Liền phảng phất giơ lên cao đôi tay là có thể tham nhập tầng mây giống nhau, làm người cảm giác phá lệ áp lực. Mà phía trước kia khu vực còn lại là tinh không vạn lý, hai bên không chung danh giới rõ ràng, làm người cảm giác đây là hai cái bất đồng thế giới. Âm âm âm, vô cùng dày nặng tầng mây chỗ sâu trong, thường thường truyền đến ninh tai nhức óc tiếng sấm tiếng động. Vừa mới còn cách xa nhau khá xa, trong chớp mắt liền ở bên tai nổ vang, nếu không phải có năng lượng vòng bảo hộ chống đỡ, chỉ sợ sẽ trực tiếp chân phá màng tai. Các ngươi hai cái tốt nhất cũng tự hành vận công chống đỡ, ta có thể cảm giác được bên trong có khả nghi hơi thở du tẩu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đều không phải là hung thú, mà là cường đại tu sĩ, địch ta không rõ, chúng ta vẫn là tiểu tâm cẩn thận thì tốt hơn. Diệp quân lâm ngưng thanh nói. Mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh sôi nổi gật gật đầu, đồng thời trong lòng cũng rất là giật mình, xem ra này táng long sơn cốc còn là phi thường hấp dẫn người. Nghĩ lại tưởng tượng đảo cũng có thể đủ lý giải. Táng long sơn cốc ẩn chứa thần cốt vô số, Tuy rằng thiên lôi đối với tu sĩ phi thường không hữu hảo, nhưng vì bậc này bảo vật cũng đáng đến liều chết một bác. Ba người tiếp tục về phía trước đi, cái loại này áp lực cảm giác cũng càng thêm rõ ràng lên. Đặc biệt Diệp Quân Lâm phóng xuất ra tới năng lượng vòng bảo hộ rách nát tầng số càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng ngay cả trung gian bộ phận đều bị đè ép biến hình. "Mau xem những người đó, hình như là tiền thưởng thợ săn." Ngộ Dung Khuynh Tuyết đột nhiên nói. "Tiền thưởng thợ săn là có ý tứ gì?" Diệp Quân Lâm có chút nghi hoặc hỏi. Không cần mộ dung khuynh tuyết nhắc nhở, Diệp Quân Lâm đã sớm cảm nhận được những người đó tồn tại. Công tôn Nguyệt Ảnh tiếp nhận lời nói cha giải thích nói, tiền thưởng thợ săn là côn luân khư một cái tương đối đặc thù quần thể. Thông tục tới giảng chính là không môn không phái ra hỏa ôm đoàn sưởi ấm, tiền thưởng thợ săn nhóm vô luận cái gì việc đều làm. Lớn đến trợ giúp kim chủ đánh chết thù địch thậm chí tiêu diệt môn phái, nhỏ đến trợ giúp những người khác làm chút việc nặng việc dơ, chỉ vì đổi lấy tu luyện tài nguyên. Mộ dung khuynh tuyết làm bổ sung, tiền thường thợ săn chuyên môn tiếp một ít xảo quyệt đặc thù nhiệm vụ, thường xuyên du tẩu với các loại cấm địa cùng bí cảnh bên cạnh. Nói đến cùng chính là bọn họ vô pháp với đại tông phái tranh đoạt tài nguyên, chỉ có thể thông qua tiếp loại này cực đoan nhiệm vụ tới bác mệnh đổi lấy tu luyện tài nguyên. Đương nhiên, tiền thưởng thợ săn cũng có khi tự phát tổ chức hoạt động, không tiếc vừa chết tới cấm địa chạm vào vận khí. Diệp quân lâm gật gật đầu, vô luận tại thế tục giới vẫn là côn luân khư, cá lớn nuốt cá bé người thích ứng được thì sống sót đều là bất biến chân lý. Nói đúng ra côn luân khư càng sâu, rốt cuộc nơi này dùng võ vi tôn, một lời không hợp liền vung tay đánh nhau, thậm chí tàn sát hầu như không còn. Này đó tiền thưởng thợ săn cùng thế tục giới tiền thưởng tổ chức tính chất giống nhau. Loại này cấm địa bên cạnh là nhất được thưởng kim thợ săn nhóm yêu ái địa phương, mỗi năm chỉ sợ đều đến có bốn năm chục cái tổ chức ở các cấm địa bí cảnh du tẩu. Hơn nữa tiền thưởng thợ săn nhóm vì đoạt lấy tu luyện tài nguyên không từ thủ đoạn, bọn họ đều là hàng năm quá vết đao liếm huyết nhật tử. Cho nên không thiếu hắc ăn hắc hiện tượng, chúng ta có lẽ đều đã bị mỗi chi tiền thưởng thợ săn đội ngũ theo dõi. Công tôn nguyệt ảnh ngữ khí ngưng trọng mà nói. Diệp quân lâm đầy mặt thoải mái mà nói, tại đây khu vực ước chừng có 7-8 chi đội ngũ đối chúng ta lộ ra sát ý, nhưng là hiển nhiên bọn họ tâm tư khác nhau, đều nghĩ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lúc này mới chậm chạp không có động thủ. Nói đến cùng đều là một đám đám ô hợp. Nếu bọn họ thật không hiểu chết sống ra tay, lão tử liền trực tiếp đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương. Ba người tiếp tục đi trước, không bao lâu liền có một đội mười hơn người quy mô tiền thưởng thợ săn đón đi lên. Các hạ đây là bôn nào đi a? À. Một đội tiền thưởng thợ săn thủ lĩnh trầm giọng hỏi. Thấy Diệp Quân Lâm cũng chỉ có ba người mặt khác tiền thưởng thợ săn đội ngũ cũng lần lượt xông tới. Nhưng là bọn họ cũng không có tùy tiện ra tay, Diệp quân lâm khí định thần nhàn làm chúng tiền thưởng thợ săn có chút không đế. Diệp quân lâm vẫn chưa có chút giấu giếm, đúng sự thật đáp lại nói, ta muốn đi táng Long Sơn Cốc tìm điểm thần cốt trở về. Người cũng dám đi táng Long Sơn Cốc. Tiền thưởng thợ săn thủ lĩnh khiếp sợ nói. Bên ta này đó tiền thưởng thợ săn đội ngũ đều chỉ dám ở táng Long Sơn Cốc bên cạnh hoạt động, sơn cốc chỗ sâu trong căn bản không dám đặt chân. Đương nhiên phía trước có rất nhiều không tin tà tiền thưởng thợ săn tiến vào quá táng long sơn cốc, nhưng không có một cái tồn tại đi ra. Trong đó không thiếu thực lực rất cường hãn cao thủ, vì thế táng long sơn cốc đối với này đó tiền thưởng thợ săn chính là cái hoạt động vùng cấm. Diệp quân lâm gật gật đầu, nói, nghe nói bên trong thiên lôi có điểm ý tứ, ta muốn đi nếm thử tư vị. Ngoà tào, chúng tiền thưởng thợ săn nhịn không được tuôn ra thô khẩu gia hỏa này có phải hay không đầu có tật xấu hắn cho rằng táng long sơn cốc là du lịch thắng địa sao nơi đó thiên lôi được xưng thiên lôi kiếp là đại năng tu sĩ tử kiếp nhiều ít cường giả ở thiên lôi oanh kích hạ hôi phi yên diệt gia hỏa này chính là điển hình chính mình tìm đường chết chỉ là đáng tiếc hai vị mỹ nhân đi theo trôn cùng a à. xin khuyên người từ đâu ra hồi nào đi tiến vào táng long sơn cốc định là có đi mà không có về chúng tiền thưởng thợ săn trào phúng liên tục Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng công tôn Nguyệt ảnh sắc mặt dần dần trở nên khó coi, Diệp Quân Lâm như cũ sắc mặt như thường vững như Thái Sơn. "Đa tạ các vị hảo ý, ta còn là quyết định đi bên trong nhìn xem." Diệp Quân Lâm lập tức hướng lên trời tiếng sấm âm nhất dày đặc phương hướng đi đến, hắn cảm thấy nơi đó hẳn là chính là chân chính Táng Long Sơn cốc nơi vị trí. Nhưng mà Diệp Quân Lâm không đi vào bước, đột nhiên dừng lại thân hình. "Này liền đúng rồi sao, hiện tại hối hận còn kịp." Ha ha ha. Nguyên lai like vừa rồi là trước mặt người khác hiển thánh a, còn tưởng rằng cỡ nào nhân vật lợi hại đâu. Diệp quân lâm chậm rãi xoay người đối với chúng tiền thưởng thợ săn nói, đúng rồi, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta ra tới. Các hạ đây là ý gì? Trong đó một vị tiền thưởng thợ săn thủ lĩnh trầm giọng hỏi. Diệp quân lâm cười giải thích nói, ta lần này tiến vào táng Long sơn Cốc thế tất sẽ mang ra rất nhiều thiên tài địa bảo, vận khởi tới thật có chút khó khăn. Các ngươi người đông thế mạnh. Vừa vặn đảm đương vận chuyển đại đội nhân vật, yên tâm, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi các vị." Diệp Quân Lâm nói xong cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi, không bao lâu liền biến mất ở mọi người tầm mắt ở ngoài. Qua thật lâu sau, chúng tiền thưởng thợ săn mới hồi phục tinh thần lại. "Ngọa tao, gia hỏa này quá có thể trang, không biết còn tưởng rằng hắn là Côn Luân khư chúa tể đại năng đâu. Cũng dám làm chúng ta đương vận chuyển đại đội, hắn này ra mặt so tường thành còn dày hơn a." Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta liền ở chỗ này chờ, nếu hắn đến lúc đó thật sự mang theo rất nhiều tài nguyên, chúng ta vừa vặn ngồi mắt ăn bát vàng. Mặc dù người nọ đi rồi cứ chó vận nhịn qua thiên lôi oanh kích, cũng nhất định thân chịu trọng thương, chúng ta có thể không cần tốn nhiều sức đem này chém giết. Nói thật ta bắt đầu hy vọng hắn trang so thành công. Mặc dù Diệp Quân Lâm đi ra ngoài rất xa, cũng rõ ràng nghe được mọi người nghị luận, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng. Bên kia, Thái Ất Thương sẽ âm thầm phái ra thám tử cũng biết được, Diệp Quân Lâm khăng khăng đi trước táng Long Sơn cốc chỗ sâu trong tin tức. Chỉ một thoáng khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Lúc ấy Ngụy Thư Dương phái ra dẫn đường giả bất quá là bên ngoài thượng quân cờ, âm thầm cũng bố trí rất nhiều thám tử, vì đến chính là thâm nhập hiểu biết Diệp Quân Lâm. Thám tử cũng lập tức đem tin tức này truyền quay lại Thái Ất Thương sẽ Long Dương thành phân hội. Ngụy Thư Dương biết được tin tức sau đồng dạng khiếp sợ không thôi, hắn phía trước còn tưởng rằng diệp quân lâm sẽ dẫn dắt mặt khác cường giả cộng đồng đi trước không nghĩ tới thế nhưng chỉ dẫn theo hai nàng tiến vào táng long sơn cốc chỗ sâu trong thậm chí còn tuyên bố muốn mượn dùng thiên lôi kiếp tôi thể gia hỏa này thật là cái không hơn không kém kẻ điên a à. ngụy thư dương nhịn không được cảm khái nói hội trưởng chúng ta đây muốn hay không giúp hắn một phen thái ất thương sẽ một người cao tầng hỏi dò giúp như thế nào giúp Ngụy Thư Dương cười khổ hai tiếng, tiếp tục nói, Táng Long Sơn cốc nguy hiểm thật mạnh, phái ra đi nhiều ít cao thủ cũng khó tránh khỏi mệnh tang thiên lôi oanh kích dưới. Như vậy đi, phái ra hơn 10 danh cường giả ở Táng Long Sơn cốc bên ngoài tiếp ứng. Nếu Diệp Quân Lâm có thể tồn tại ra tới, chúng ta cũng có thể bán hắn phân nhân tình, nếu như hắn chết ở bên trong, chúng ta cũng không có tổn thất. Tuân mệnh, Thái Ất Thương hội chúng cao tầng trăm miệng một lời mà nói. Nhìn mọi người rời đi bóng dáng, Ngụy Thư Dương tự mình lẩm bẩm, Diệp Quân Lâm, bổn tọa nhưng thật ra phi thường chờ mong người có thể tồn tại ra tới. Cùng lúc đó, Diệp Quân Lâm ba người ở Long Dương thành xuất nhập thái ất thương sẽ tiến hành giao dịch cùng với ở ngoài thành rừng trúc đánh chết rất nhiều cao thủ sự tình nhanh chóng lan truyền đi ra ngoài. Này hai tắc tin tức cũng thực mau khiến cho Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện chú ý. Đặc biệt có số ít tông phái thế lực nhận ra Diệp Quân Lâm chính là phía trước truyền đến ồn ào huyên náo đệ nhất hãn phỉ. Này đó tông phái vì bế lên nhật nguyệt thần hỏa điện đùi, trực tiếp đem tin tức này báo cho người nhật nguyệt thần hỏa điện cao tầng. Biết được tin tức về sau, nhật nguyệt thần hỏa điện tổ chức rất nhiều cao thủ đuổi buôn táng Long Sơn Cốc, ngay cả hai vị điện chủ đều tự mình rời núi. Đương nhiên hai vị điện chủ còn làm phía trước tổ chức hơn trăm cái lớn nhỏ thế lực cộng đồng đi trước. Bọn họ hạ quyết tâm, làm này đó tông phái đảm đương pháo hôi, rốt cuộc kia đệ nhất hãn phỉ thực lực cao thâm khó đoán. Chiến thuật biển người tuy rằng rất khó đem này đánh chết, nhưng là cũng tuyệt đối có thể khởi đến không nhỏ tiêu hao tác dụng. Bất luận trả cái giá như thế nào, đều cần thiết đem cái kia cuồng đồ nghiền xương thành cho. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Điện chủ hạ đạt tử mệnh lệnh. Hơn trăm cái tông phái trung tâm cao thủ minh mông cuồn cuộn đuổi buôn táng Long Sơn Cốc, Thái Hư Thần Tông cũng ở trong đó. Lần này hành động Thái Hư Thần Tông có thể nói là tinh nhuệ ra hết, lấy đại thánh tử cầm đầu, cung thiên thu cùng với chư vị trưởng lão vì phụ trợ. Thái hư thần tông cao tầng hạ quyết tâm, muốn thông qua lần này chém giết hãn phỉ hành động chung, cấp nhật nguyệt thần hỏa điện lưu lại một khắc sâu ấn tượng tốt. Trên thực tế Thái hư thần tông cũng xác thật là trung đẳng giáo phái đứng đầu tồn tại. Đặc biệt có thần kiếp chân giáo lúc sau, Thái hư thần tông đã ẩn ẩn bước lên đại hình tông phái phạm trù. Phu quân, người cảm thấy một trận chiến này kết quả sẽ như thế nào? Cung thiên thu có chút kích động hỏi. Từ đi vào côn luân khư lúc sau, Cung Thiên Thu vẫn là lần đầu tiên đồng thời nhìn thấy như vậy quy mô cường giả tụ tập. Hơn 100 tông phái đồng thời hành động, làm Cung Thiên Thu đối với đỉnh cấp tông phái càng thêm hướng tới. Đại Thánh Tử cười nói, cho dù cái kia cuồng đồ tu vi lại cao, cũng không có khả năng ở nhiều như vậy cao thủ vây công hạ may mắn thoát khỏi. Không sai, huống chi còn có nhật nguyệt thần hỏa điện hai vị điện chủ tỏa chấn, này chiến chúng ta tất thắng. Tam Thánh Tử phụ hỏa theo đuôi nói hơn nữa nhật nguyệt thần hỏa điện chính là tinh nhuệ ra hết ước chừng hơn trăm vị trưởng lão này quy mô này nội tình không hổ là đỉnh cấp tông phái a liền tính là chơi chiến thuật biển người cái kia cuồng đồ mệt đều sẽ bị mệt chết tuyệt không chạy trốn khả năng móc lửng gia hỏa này đánh chết nhật nguyệt thần hỏa học viện cùng nhật nguyệt thần hỏa điện như vậy nhiều ngày kêu bọn họ lửa giận đã là bùng nổ bên cạnh mọi người nghị luận sôi nổi cơ hồ tất cả mọi người đối này chiến cầm lạc quan thái độ cung thiên thu cũng là lòng tràn đầy mong đợi hắn đã sớm đối vị này thần bí cường giả vô cùng hướng tới hy vọng chính mình về sau cũng có thể đạt tới như thế cảnh giới hiện giờ không dùng được bao lâu vì kia hãn phỉ liền phải vạch trần thần bí khăn che mặt cung thiên thu tự nhiên phi thường chờ mong có thể tham dự chém giết như thế cảnh giới cường giả tuyệt đối sẽ trở thành côn luân khư một đoạn giai thoại cung thiên thu trong lòng kích động cảm xúc đã khó có thể ức chế Thiên Thu, đến lúc đó chúng ta phù thê hai người trảo chuẩn cơ hội, cần thiết lần này trong chiến đấu đột hiện quan trọng tác dụng. Đến lúc đó chúng ta hai người liền có thể thuận thế tiến vào Nhật Nguyệt Thần Hòa Học Viện, tiền đồ không thể hạn lượng. Đại Thánh Tử truyền âm nói. Cung Thiên Thu đáp lại nói, không thành vấn đề, ta cũng tưởng thân thủ đánh chết cái kia cuồng đồ. Thành bại tại đây nhất cử, Cung Thiên Thu cảm thấy lần này là nhất chiến thành danh tuyệt hảo thời cơ. Bên kia, Tiêu Phong trong khoảng thời gian này cũng là nơi nơi tiến hành cắn nuốt, đương nhiên hắn chọn lựa đều là đối loại nhỏ tông phái xuống tay. Hơn nữa Tiêu Phong ở cực đoan cắn nuốt trong quá trình còn tu luyện cơ sở công pháp. Nhưng mà lệnh Tiêu Phong không tưởng được chính là, loại này liên hợp tu luyện phương thức thế nhưng có thể triệt tiêu một ít cực đoan cắn nuốt mang đến di chứng. Tuy rằng Tiêu Phong tu luyện cơ sở công pháp thời gian không dài, nhưng nó đối với củng cố căn cốt cường hóa thân thể, có thường nhân khó có thể tưởng tượng tác dụng cũng nguyên nhân chính là vì tiêu phong nơi nơi chọn lựa đối thủ cắn nuốt, sau đó lại chật vật chạy trốn che giấu lên một đoạn thời gian, tin tức nơi phát ra ngược lại càng nhiều. Sư phụ gặp nạn, làm đệ tử ta tuyệt không thể sống chết mặc bay. Tiêu phong hạ quyết tâm, cũng ra tốc đuổi buôn táng long sơn cốc. Tuy rằng tiêu phong không biết diệp quân lâm hiện tại đến tột cùng đạt tới cái gì tu vi cảnh giới, nhưng là đối mặt hơn trăm cái tông phái liên hợp vây sát tất nhiên có nguy hiểm. Huống chi tiêu phong biết được thái hư thần tông cũng là tinh nhuệ ra hết, vứt bỏ những người khác không đề cập tới, ít nhất tiêu phong cảm thấy chính mình có thể nhân cơ hội này báo thù. Chẳng sợ giải quyết thái hư thần tông cường giả, cũng coi như là cấp sư phụ giảm bớt áp lực. Tiêu phong tự mình lầm bầm. Trải qua trong khoảng thời gian này cực đoan cắn nuốt, tiêu phong đối với thực lực của chính mình cũng là tin tưởng 10 phần. Cung thiên thu, người đem cổ rửa sạch sẽ, lão tử phải thân thủ đưa người đi gặp Diêm vương. Tiêu Phong ngữ khí vô cùng lạnh băng, cả người tản mát ra sắc bén sát khí. Hắn chờ đợi ngày này, chờ đến lâu lắm. Lúc này, Nhật Nguyệt Thần hỏa điện bộ đội tiên phong đã đến táng Long Sơn cốc bên ngoài. Này chi bộ đội tiên phong vốn là ở Long Dương thành phủ cận chấp hành nhiệm vụ, cho nên sử dụng thời gian cũng ngắn nhất. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ tại đây khu vực đụng tới cái kia hành sự không chỗ nào cố kỵ hãn phỉ, thậm chí đều đã làm tốt quyết chiến chuẩn bị. Rốt cuộc ở mọi người xem ra táng long sơn cốc nguy hiểm thật mạnh, mặc dù kia hãn phỉ thực lực lại cường cũng không dám dễ dàng tiến vào trong đó. Cho dù là nhật nguyệt thần hỏa điện, thậm chí là thái ất thương sẽ đỉnh cấp cường giả, cũng không dám dễ dàng đặt chân táng long sơn cốc chỗ sâu nhất. Trừ phi càng thêm cường hãn lánh đời gia tộc hoặc là siêu nhiên thế lực mới có thể thiệp hiểm, nếu không thế lực khác vì tiện tiến vào tất nhiên có đi mà không có về. Nhưng mà này chỉ bộ đội tiên phong vừa vặn gặp được số chi thợ săn tiền thưởng tổ chức hỏi thăm lúc sau bọn họ mới biết được, Diệp Quân Lâm một hàng ba người đã tiến vào táng Long Sơn Cốc trung tâm khu vực. Các ngươi xác định bọn họ thật sự đi vào đi, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Bộ đội tiên phong dẫn đầu hỏi. Vài vị thợ săn tiền thưởng dẫn đầu đều sôi nổi tỏ vẻ chính mình tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người đều có thể làm chứng. Ha ha ha, cái này cái kia hãn phỉ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta đều tỉnh động thủ. Không sai, táng long sơn cốc trung tâm vị trí thiên lôi kích động, mặc dù là siêu cường giả đều đại khái suốt có đi mà không có về. Gia hỏa này thật đúng là cuồng vọng tự đại đến cực điểm, thế nhưng chỉ mang theo hai người tiến vào táng long sơn cốc, này không phải tương đương với chính mình tìm chết sao. Bộ đội tiên phong mọi người cười vang một đường. Ở bọn họ xem ra diệp quân lâm đám người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trừ phi vận khí đến nghịch thiên trình độ, mới có một tia hy vọng tồn tại đi ra. sốt cuộc thiên lôi kiếp cũng không phải là đùa giỡn, nhiều ít đỉnh cường giả đều bị thiên lôi kiếp oanh đến hôi phi yên diệt. Không thể thiếu cảnh giác, điện chủ hạ đạt tử mệnh lệnh, tên hỗn đản kia hãn phỉ sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Mọi người phân đội phong bế táng long sơn cốc mấy cái xuất khẩu, mặc dù bọn họ may mắn tồn tại ra tới, cũng cần thiết đương trường chém giết. Bộ đội tiên phong người phụ trách ngữ khí lạnh lẽo mà nói. Mọi người được đến mệnh lệnh chia làm số đội đem sở hữu xuất khẩu hoàn toàn phong bế, dĩ giật đãi lao chờ Diệp Quân Lâm đám người ra tới. Theo thời gian trôi qua, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cấp dưới tông phái càng tụ càng nhiều, đem Táng Long Sơn cốc quanh thân vây quanh cái chật như nêm cối. Cùng lúc đó, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện mọi người đã kinh tiến vào nguyên thủy rừng cây. Mây đen răng đầy phảng phất thái sơn áp đỉnh giống nhau, làm tất cả mọi người cảm giác phá lệ áp lực. Ầm ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn tới, một ít tu vi hơi chút ngầm nhật nguyệt thần hỏa điện đệ tử giấy cảm giác váng đầu hoa mắt trong ngực khí huyết đều một trận cuồn cuộn này thiên lôi bên cạnh chi lực đều như thế khủng bố có thể nghĩ táng long sơn cốc trung tâm vị trí thiên lôi đến kiểu gì khủng bố còn có khu vực này đắc lực lượng áp chế thật sự quá cường này hai chân thật giống như rót chỉ giống nhau không chỉ như vậy vận chuyển công pháp tốc độ đều so bình thường chậm lại rất nhiều thật sự là quá không thể tưởng tượng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện đệ tử chậm rãi đi trước, mỗi đi một bước đều hao phí cực đại sức lực. Cộp cộp cộp, trầm trọng tiếng bước chân hết đợt này đến đợt khác. Nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, chúng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện đệ tử mỗi đi một bước, bàn chân đều sẽ thật sâu lâm vào mặt đất. Tất cả mọi người cảm giác chính mình trên người phảng phất bối một tòa núi lớn, dùng bước đi duy gian tới hình dung chút nào không quá. Mẹ nó, ta cảm giác toàn thân lực lượng không chỗ phóng thích, cảm giác này thật sự làm người quá khó chịu các người có hay không cảm giác được, phảng phất có thứ gì đang âm thầm nhìn trộm, thật giống như, thật giống như chúng ta dưới chân dẫm lên nào đó quái vật khổng lồ giống nhau. ngọa tao, nguyên lai like các người cũng có loại cảm giác này a, à, ta còn tưởng rằng chỉ là ta chính mình tâm lý tác dụng đâu. mọi người trong lòng đột nhiên trở nên hoảng loạn lên, một loại tên là sợ hãi cảm xúc ở mọi người trong lòng nhanh chóng lan tràn. nhật nguyệt thần hỏa điện điện chủ trầm giọng nói, đại gia không cần kinh hoàng, có bổn tọa ở. Mặc dù là thượng cổ hung thú cũng đến né xa ba thước. Một câu nháy mắt làm sao động đám người an tĩnh lại. Bên kia, Diệp Quân Lâm ba người đã tiến vào Táng Long Sơn cốc chân chính phạm vi. Thiên Lôi chi lực khủng bố uy áp so với phía trước cường hãn mấy chục lần. Mặc dù lại Diệp Quân Lâm thi triển ra tới lực lượng vòng bảo hộ đã lớn nhất trình độ triệt tiêu thiên lôi uy áp. Nhưng công Tôn Nguyệt Ảnh cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết như cố cảm nhận được cực đại áp lực cường đại áp lực phảng phất có thể đạt tới vô khổng bất nhập trình độ, lại là xuyên thấu năng lượng vòng bảo hộ tầng tầng phòng hộ. Thịch thịch thịch, hai nàng mỗi đi một bước, bàn chân đều thật sâu lâm vào mặt đất, cảnh này khiến các nàng bước đi duy gian. Linh lực tiêu hao tốc độ đã đạt tới cực hạn. Tông chủ, ta thật sự kiên trì không được, cần thiết đến nghỉ ngơi sẽ mới được. Mộ dung khuynh tuyết thở hồng hộc mà nói. Lại xem mộ dung khuynh tuyết giờ phút này mồ hôi thơm đầm đìa, liền quần áo đều mau bị sũng nước nàng hồng hộc thờ hồn hền, hiển nhiên thân thể đã đạt tới cực hạn. Công tôn Nguyệt Ảnh cũng không so mộ dung thịnh tuyết cường nhiều ít, đồng dạng là mặt đẹp tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi đã đem búi tóc súng nước, lược hiện hỗn độn. Nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được, công tôn Nguyệt Ảnh hơi thở tương đối vững vàng, hiển nhiên công pháp mặt càng thêm cao cấp. Chủ nhân, ta cũng đến nghỉ ngơi sẽ, nơi này quá tàm môn, rõ ràng có năng lượng vòng bảo hộ chống đỡ, tiêu hao như thế nào còn sẽ như thế thật lớn. Công tôn nguyệt ảnh đầy mặt nghi hoặc mà nói. Diệp quân lâm nhíu mày, kỳ thật ở không lâu trước đây hắn liền phát hiện loại tình huống này. Kỳ thật chúng ta khả năng từ ban đầu đã bị lầm đạo. Diệp quân lâm đột nhiên trầm giọng nói. Mộ dung khuynh tuyết đầy mặt nghi hoặc hỏi, tông chủ lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng ta nơi này không phải chân chính táng long sơn cốc? Công tôn nguyệt ảnh đầu tới trong ánh mắt cũng tràn ngập nghi hoặc. Diệp quân lâm vẫy vẫy tay, giải thích nói, ta là chỉ chúng ta đã chịu lực lượng trói buộc chân chính nơi phát ra. Hai nàng trên mặt như cũ có chút mê mang, hiển nhiên không minh bạch Diệp Quân Lâm trong lời nói ý tứ. Táng Long Sơn Cốc vô luận bên ngoài vẫn là trung tâm khu vực, không chung có mấy trăm năm vô pháp tan đi thiên lôi chi lực, xác thật cảm giác áp bách mười phần. Mà chúng ta cho tới nay đối kháng cũng đều là thiên lôi chi lực năng lượng uy áp, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, năng lượng vòng bảo hộ mới có thể ra nẻ rách nát nhưng là nếu chúng ta đã chịu năng lượng trói buộc không ngừng một cái nơi phát ra đâu khi nói chuyện diệp quân lâm chỉ chỉ dưới chân mặt đất hai nàng đều là người thông minh nháy mắt liền đại khái minh bạch diệp quân lâm ý tứ thành như diệp quân lâm theo như lời tự bọn họ tiến vào táng long sơn cốc trong phạm vi diệp quân lâm liền trực tiếp phóng xuất ra năng lượng vòng bảo hộ bảo các nàng chu toàn mới đầu kia đoạn thời gian cũng xác thật vì hai nàng giảm bớt cực đại áp lực thậm chí tại hành tẩu trong quá trình cũng chưa như thế nào cố sức. Nhưng mà từ tiến vào táng long sơn cốc trung tâm khu vực phạm vi sau, hai nàng cái loại này bước đi duy gian cảm giác liền càng ngày càng rõ ràng. Thẳng đến giờ phút này mỗi đi một bước đều phá lệ cố hết sức, hai chân cũng đều thật sâu lâm vào mặt đất dưới. Như vậy đã chịu loại trói buộc này năng lượng nơi phát ra vô cùng có khả năng là ngầm A. Rốt cuộc năng lượng vòng bảo hộ chống cự chỉ là không trung thiên lôi chi lực, mà mặt đất là cùng bọn họ trực tiếp tiếp xúc, không có khả năng hoàn toàn ngăn cách. Hơn nữa phía trước Diệp Quân Lâm tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều ở chống đỡ thiên lôi chi lực thượng, vẫn chưa phát hiện dưới chân có cái gì dị thường. Mặc dù là hai nàng hai chân thật sâu lâm vào mặt đất, cũng bản năng cho rằng là theo tới gần táng Long Sơn cốc trung tâm khu vực mà thiên lôi chi lực tăng nhiều nguyên nhân. Chính là tông chủ, người vì cái gì không có việc gì đâu. Mộ dung khuynh tuyết đầy mặt nghi hoặc khó hiểu, nàng duỗi tay chỉ chỉ Diệp Quân Lâm dưới chân, công tôn Nguyệt Ảnh lại phát hiện hắn chỉ để lại nhợt nhạt dấu chân. Tuy rằng Diệp Quân Lâm thực lực cường hãn, nhưng là như thế mặt đất thực sự có vấn đề, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy nhẹ nhàng ứng đối. Đặc biệt Diệp Quân Lâm còn chống đỡ như thế đại quy mô năng lượng vòng bảo hộ, liền càng thêm khó có thể tránh cho bị cổ lực lượng này trói buộc. Mặc dù không phải hai chân thật sâu lâm vào mặt đất cho đến đầu gối bộ vị, chỉ sợ cũng đến hai chân hoàn toàn lâm vào. Diệp quân lâm trầm ngâm một lát, nói, này hẳn là cùng chúng ta chi gian tu luyện công pháp sai biệt gây ra. Có ý tứ gì? Công tôn nguyệt ảnh nhịn không được truy vấn nói. Diệp quân lâm giải thích nói, rất đơn giản, bình thường tu sĩ vô luận tu luyện cái gì công pháp, đều yêu cầu hấp thu thiên địa linh khí, cuối cùng đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Kể từ đó liền sẽ bản năng đi thích ứng, thậm chí ỉ lại khu vực này, cho nên bị này ngầm áp chế năng lượng ảnh hưởng cũng lại càng lớn nhưng là ta tu luyện công pháp thuộc về thuần thể tu, ta bản thân chính là một cái đơn độc năng lượng thể, thậm chí có thể lấy đơn độc năng lượng thể tồn tại với bất luận cái gì không gian, mặc dù phía trước ta không chú ý tới ngầm năng lượng trộm trói buộc, cũng cơ hồ không bị cổ lực lượng này ảnh hưởng. Hai nàng nghe nói lời này cái hiểu cái không, nhưng là các nàng cũng biết muốn hỏi rõ ràng Diệp Quân Lâm tu luyện công pháp nội dung trên cơ bản không có khả năng. Nhưng mà các nàng cũng không biết, Diệp Quân Lâm trong lòng còn có không ít lời nói chưa nói xuất khẩu ta này dưới chân dẫm lên địa mạch khẳng định không giống tầm thường, luồng năng lượng này tựa hồ cũng có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đến tột cùng là cái gì năng lượng đâu, lại có chính là ta rốt cuộc ở nơi nào nhìn thấy quá. Diệp quân lâm không ngừng ở trong đầu tìm tòi tương quan tin tức, nhưng mà thật lâu sau lúc sau cũng không được đến xác thực kết luận. ầm ầm ầm, răng rắc sát, theo đinh tai nhức óc tiếng sấm tiếng vang lên, vài đạo tia chớp cũng giống như hỏa long cắt qua không trung tại đây một khắc phảng phất liền mây đen đều bị tia chớp hoa khai mấy đạo khẩu tử đỏ đậm như máu tia chớp lên đỉnh đầu khuếch tán mở ra toàn bộ đại địa đều chiếu rọi thành đỏ như máu phảng phất mặt đất máu chảy thành sông giống nhau khắp khu vực phảng phất trở thành huyết hồng thế giới hơn nữa càng thêm cường đại khủng bố trói buộc lực lượng mang đến cảm giác áp bách làm người phảng phất đặt mình trong với tu la địa ngục không tự giác tâm sinh sợ hãi các ngươi nghỉ ngơi tốt nói liền tiếp tục đi tới Diệp quân lâm trầm giọng nói. Răng rắc sát, vừa dứt lời, trước chắn lôi vực liền có mấy đạo xích hồng sắc tia chấp hướng mặt đất bổ tới. Mặt đất nháy mắt bị bổ ra nhiều thùng nước phẩm chất thả sâu không thấy đáy cự hố. Ngay sau đó băng phi đá vụn ở không trung khi đã bị mặt khác xét đánh bổ chúng, trực tiếp hóa thành bột mịn. Tông, tông chủ, thật sự muốn tiếp tục về phía trước đi sao? Chủ nhân, người xem kia đỏ đậm thiên lôi uy lực, Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Công Tôn Nguyệt Ảnh rõ ràng có chút chần chờ, mặt đẹp phía trên rốt cuộc khó nén sợ hãi, thậm chí liền thân thể mềm mại đều ở run nhẹ nhẹ. Các nàng là thật sự sợ hãi. Phải biết rằng khu vực này mặt đất bản thân đã bị cường đại thiên lôi chi lực tôi hóa đến vô cùng cứng rắn. Mặc dù là thượng đẳng rèn tài liệu cũng không nhất định có thể bằng được, nhưng mà ở xích hồng sắc xét đánh phách tạp dưới đều trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn. Các nàng này huyết nhục chi thân càng thêm vô pháp may mắn thoát khỏi. Có ta ở đây các ngươi sợ cái gì? Diệp Quân Lâm dừng một chút, tiếp tục nói, mặc dù đem các ngươi lưu lại nơi này, các ngươi cảm thấy bằng vào thực lực của chính mình có thể căng bao lâu. Hai nàng tức khắc không lời gì để nói, sắc mặt cũng nháy mắt khó coi vô cùng. Diệp Quân Lâm theo như lời không giả, mặc dù là lưu tại tại chỗ, chỉ bằng các nàng chính mình đối kháng Thiên Lôi cùng ngầm thần bí lực lượng trói buộc uy áp cũng chịu đựng không nổi. Nhưng phía trước Thiên Lôi thường xuyên rơi xuống, Diệp quân lâm có không tự bảo vệ mình đều khó nói, thật có thể bảo hộ các nàng bình yên vô sự sao. Nhật Nguyệt thần hỏa điện cường giả đã từng ở quanh thân tìm kiếm quá. Chân chính trí bảo cùng với thần cốt sở tại bị càng thêm đáng sợ thiên lôi bao trùm, căn bản vô pháp tiếp cận. Cho dù là hai vị điện chủ cấp bậc cường giả tới gần đều là thân chịu trọng thương, liền này còn không có chân chính tiếp cận táng long sơn cốc nhất trung tâm khu vực. Nếu là thay đổi những người khác chỉ sợ đã sớm ở tiếp cận trong quá trình thân tử đạo tiêu. Mộ Dung Khuynh Tuyết ý tưởng cũng không sai biệt lắm. Thái Ất Thương sẽ cũng từng phái ra rất nhiều cường giả tiến đến Táng Long Sơn cốc thăm dò, cuối cùng cũng rơi vào cái thương vong thảm trọng kết cục. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Táng Long Sơn cốc trung tâm khu vực cơ hồ không người thăm dò thành công. Diệp Quân Lâm hắn thật sự được không? Hai nàng trong đầu đồng thời xuất hiện như vậy ý niệm. Thấy hai nàng như cũ do dự không trước, Diệp Quân Lâm cũng đại khái đoán được các nàng trong lòng suy nghĩ lưu tại tại chỗ các người có lẽ có thể sống lâu trong chốc lát, nhưng tuyệt đối vô pháp tồn tại đi ra khu vực này. Nhưng nếu thành thành thật thật đi theo ta, có lẽ còn có thể bác đến một đường sinh cơ. Huống chi táng Long Sơn Cốc khẳng định có đại lượng đỉnh cấp thiên tài địa bảo, nguy hiểm cùng ích lợi là cùng tồn tại, đạo lý này các ngươi hẳn là minh bạch. Diệp Quân Lâm cười nói, công tôn Nguyệt Ảnh cùng mộ dung khuynh tuyết đều là thở dài, đạo lý này các nàng lại làm sao không biết. Hiện giờ táng Long Sơn Cốc đã biết trí bảo cũng chỉ là thần cốt, nhưng tại đây loại cấp bậc đại hung nơi, mấy trăm năm tới thiên lôi oanh kích rèn luyện. Tất nhiên có thể dựng dục ra càng thêm khủng bố thiên tài địa bảo, chẳng qua nơi này mặc dù tuyệt đỉnh cao thủ đều không có tồn tại đi ra thôi. Mặt khác khu vực đỉnh cường giả có lẽ còn có thể đủ bình yên rời đi, nhưng bọn hắn ở bổn khu vực nội cũng có cùng loại hung địa, không cần thiết bỏ gần tìm xa. Cho nên táng Long Sơn Cốc chân chính trung tâm khu vực nguy hiểm trình độ không người biết hiểu, không biết đồ vật để cho người cảm giác được sợ hãi. Đi thôi. Mộ dung khuynh tuyết ngân nha cắn chặt, căng ra đầu đi theo đi lên. Công tôn nguyệt ảnh khóe miệng trừ trừ, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể đi theo Diệp Quân Lâm tiếp tục đi tới. Bất quá lần này Diệp Quân Lâm trực tiếp phóng thích lực lượng, đem vòng bảo hộ phạm vi khu vực cùng mặt đất hoàn toàn ngăn cách. Hai nàng liền cảm giác được dưới chân phẳng phất bị nào đó vô hình lực lượng nâng, phía trước hai chân hãm sâu mặt đất trạng huống không có tái xuất hiện. Cảnh này khiến các nàng tinh thần chấn động, đồng thời cũng vì hai nàng lớn nhất trình độ giảm bớt lực lượng trói buộc. Tuy rằng còn so ra kém Diệp Quân Lâm cái loại này khinh phiêu phiêu trình độ, nhưng ba người tiến lên tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Lại về phía trước hành tẩu 23. Giang giác, giang giác, lưỡng đạo thùng nước phẩm chất xích hồng sắc thiên lôi chợt rơi xuống, cũng may công tôn nguyệt ảnh cùng mộ dung khuynh tuyết cho dù tránh thoát tới. Hai nàng nguyên bản đứng thẳng chỗ xuất hiện hai cái bể sâu chừng hai ba mễ hố sâu. TT, Hai nàng từng người hít hà một hơi, cái chán mồ hôi lạnh ngăn không được xuống phía dưới chảy. Nguy hiểm thật. Hai nàng sôi nổi may mắn ở hương tiêu ngọc vẫn bên cạnh tránh thoát. Nhưng mà loại này tâm lý còn chưa hoàn toàn tiêu tán, liền lại lần nữa có một đạo tử sắc thiên lôi chờ tạp xuống dưới. Diệp quân lâm nhìn như tùy ý phất tay, hai nàng liền bị một cổ cuồng bạo hơi thở thổi quét mở ra, nhanh chóng lui ra ngoài năm sáu trượng xa. ầm 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 Tử sắc thiên lôi ước chừng có ba người vây quanh phẩm chất, ngạnh sinh sinh nện ở hai người vừa rồi đứng thẳng vị trí. Chỉ một thoáng tùy thời bay tán loạn, vậy ra đi ra ngoài đá vụn cũng bị thiên lôi dư ba chấn vì bột mịn. Hai nàng nhìn về phía tử sắc thiên lôi tập trung địa phương, xuất hiện một cái thật lớn sâu không thấy đáy hình tròn hố động. Khách khách khách, bởi vì hai nàng vừa rồi bị đẩy ra lực lượng vòng bảo hộ phạm trù, hai chân lại lần nữa thật sâu lâm vào mặt đất. Hơn nữa thiên lôi chi lực uy áp thêm vào, hai người lại là căn bản vô pháp tiếp tục đi tới mặc dù các nàng dùng huyết toàn lực muốn nhổ hai chân nhưng như cũng bất lực trở về thẳng đến giờ phút này hai nàng mới rõ ràng diệp quân lâm đến tột cùng vì các nàng ngăn cản cỡ nào cường hãn lực lượng huy áp khó trách như vậy rất mạnh giả đến chỗ này ngã xuống hầu như không còn ở như thế thật lớn lực lượng trói buộc dưới tình huống còn muốn tránh né thiên lôi oanh kích một lần hai lần có lẽ còn có thể hoàn thành nhưng mà thời gian dài hành tẩu thể lực linh khí đều sẽ tiêu hao hầu như không còn. Không phải mệt chết, liền sẽ bị thiên lôi đánh chết, cho đến hồi phi yên diệt. Hai nàng trong lòng suy nghĩ hỗn độn. Diệp quân lâm cũng nhanh chóng lắc mình đi vào các nàng phụ cận, lại lần nữa bị năng lượng vòng bảo hộ bao phủ, hai nàng thật lớn trói buộc cảm rốt cuộc biến mất không thấy. Nơi này cũng không phải là ngây người địa phương, hơi có vội ý liền sẽ hồi phi yên diệt, ta nhưng không thấy được lần nào đến đều đến cập ra tay cứu giúp. Diệp Quân Lâm nói xong tiếp tục về phía trước đi, hai nàng bận rộn lo lắng theo đi lên. Đừng tới gần ta quá, nơi này thiên lôi bao trùm phạm vi thực quảng. Diệp Quân Lâm lại lần nữa nhắc nhở nói. Vừa dứt lời, liền lại lần nữa có một đạo màu tím tia chấp lập tức đánh xuống. Tông chủ cẩn thận, mộ dung khuynh tuyết kinh hoàng nhắc nhở nói. Công tôn Nguyệt Ảnh cũng là hít hà một hơi, một khi Diệp Quân Lâm bị bổ chúng chết, nàng cũng khó thoát vừa chết nhưng mà ở hai nàng kinh ngạc trong ánh mắt diệp quân lâm tùy ý tử sắc thiên lôi bổ vào trên người trong lúc nhất thời màu tím điện quang lóe eo hai người đã không dám tiếp tục xem đi xuống bản năng nhắm lại hai mắt nhưng mà ở sau một lát thiên lôi chi lực tiêu tán các nàng thật cẩn thận mà mở hai mắt liền thấy trong tưởng tượng cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện diệp quân lâm giống như chiến thần mà đứng thẳng tại chỗ thậm chí còn truyền đến gần như bởi vì thoải mái sinh ra thấp thấp tiếng rên rỉ này sao có thể chẳng những ngạnh kháng thiên lôi, lại còn có lông tóc vô thương. Hai nàng khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được trước mắt cảnh tượng là chân thật. Diệp quân lâm thân thể cường độ cũng quá biến thái đi. Hai nàng trong lòng lấp đầy cái này ý niệm. lang cái gì thần, tiếp tục đi. Diệp quân lâm đối với hai nàng vẫy vẫy tay, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Tông chủ cũng quá cường. Đi theo chủ nhân bên người hẳn là an toàn. Hai nàng trong mắt phiếm quang mang, đó là đối với sinh tồn khát vọng. Ba người tiếp tục đi trước, theo dần dần thâm nhập táng Long Sơn Cốc, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Khắp khu vực mặt đất trước mắt vết thương, hiển nhiên đều là bị sét đánh phách. Đương nhiên để cho hai nàng trong lòng run sợ chính là chung quanh mặt đất thi cốt dần dần tăng nhiều. Này đó thi cốt có dài chừng mấy trượng, hiển nhiên ở sinh thời cũng là quái vật khổng lồ. Còn có chút còn lại là nhân loại hài cốt, nhưng cũng chỉ là tàn chi đoạn tí, nói vậy hẳn là tiến vào táng long sơn cốc tầm bảo đỉnh cường giả. Nhưng mà mặc dù bọn họ dùng hết toàn lực đối kháng thiên lôi, cuối cùng cũng chỉ rơi vào như thế thê thảm kết cục. Này đó hai cốt từ ở nào đó ý nghĩa tới giảng cũng thuộc về loại kém thần cốt, khoảng cách đỉnh cấp thần cốt còn kém đến quá xa đâu. Diệp quân lâm lắc lắc đầu trầm giọng nói. Công tôn Nguyệt ảnh đột nhiên nói, kỳ thật ta còn ở Nhật Nguyệt thần hỏa điện tàng thư lâu sách cổ biết được một cái về táng long sơn cốc bí tân. Cái gì bí tân? Diệp Quân Lâm truy vấn nói. Công Tôn Nguyệt Ảnh bận rộn lo lắng nói, sách cổ chung ghi lại, ở Táng Long Sơn cốc chỗ sâu nhất thiên lôi dày đặc, hình thành cực kỳ khủng bố thiên lôi hải. Trừ cái này ra tựa hồ còn có nào đó thần bí đồ vật tồn tại, nghe nói kia đồ vật có thể ở lôi hải tắm gội chung tồn tại. Cụ thể là người vẫn là linh thú không thể hiểu hết, nhưng hắn nếu có thể tại đây khủng bố hoàn cảnh hạ sinh tồn, có thể nghĩ đến có bao nhiêu khủng bố. Chỉ mong chúng ta đừng gặp được, nếu không. Tuy rằng công tôn Nguyệt ảnh câu nói kế tiếp không có nói, nhưng Diệp Quân Lâm cũng minh bạch nàng ý tứ. Thiên lôi dày đặc vốn là lực sát thương 10 phần, nếu không phải hắn là phi thường đặc thù thuần thể tu, chỉ sợ đã sớm chết ở kia tử sắc thiên lôi oanh kích dưới. Mà cái kia thần bí cường giả có thể ở lôi trong biển tắm gội sinh tồn, thực lực có thể thấy được một chút, đặc biệt thân thể cường độ có thể cùng Diệp Quân Lâm so sánh, thậm chí càng cường. Vậy người phía trước vì cái gì không nói? Mộ Dung Khuynh Tuyết ép hỏi nói. Công Tôn Nguyệt Ảnh thở dài, nói: "Này chỉ là sách cổ chung ghi lại, ta cũng không biết thật giả, nếu cuối cùng không có nhìn thấy." Công Tôn Nguyệt Ảnh hiển nhiên không dám nói tiếp. Mộ Dung Khuynh Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nếu cuối cùng chưa thấy được này ngoạn ý, Diệp Quân Lâm khẳng định cho rằng Công Tôn Nguyệt Ảnh ở Cố Lộng Huyền hư ngăn cản hắn tiến vào Táng Long Sơn cốc. Đến lúc đó đối mặt Diệp Quân Lâm lửa giận, chỉ sợ có so chết còn khủng bố thủ đoạn chờ nàng. Đụng tới cũng không sao, nếu hắn là cá nhân nói có lẽ còn có thể cùng với tâm sự luyện thể chi thuật đâu. Diệp Quân Lâm nghe vậy không có chút nào lùi bước ý tứ, ngược lại càng thêm nóng lòng muốn thử. Nhìn Diệp Quân Lâm đầy mặt bộ dáng thoải mái, Công Tôn Nguyệt Ảnh hiển nhiên đã vô lực phun tào. Dưới bầu trời này phảng phất liền không có làm Diệp Quân Lâm sợ hãi đổ vật. Tiếp tục đi. Diệp Quân Lâm đầu tàu gương mẫu tiếp tục về phía trước lên đường. Ba người tiếp tục đi trước, thiên lôi rơi xuống tần suất cũng càng ngày càng cao. Công Tôn Nguyệt ảnh cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết từ ban đầu kinh hoàng thất thố, dần dần chuyển hóa vì trong lòng run sợ, cuối cùng biến thành chết lặng vô cảm. Đương nhiên hai nàng lớn nhất cảm xúc không gì hơn khiếp sợ, khiếp sợ với Diệp Quân Lâm thực lực khủng bố. Bởi vì các nàng phát hiện đang tới gần Táng Long Sơn cốc trung tâm khu vực trong quá trình, Diệp Quân Lâm đối thiên lôi oanh kích không có bất luận cái gì tránh né. Ngược lại còn chủ động tiếp thu thiên lôi tẩy lễ, thậm chí còn phóng thích năng lượng lốc xoáy trực tiếp đem bổ về phía hai nàng thiên lôi hấp dẫn qua đi. Diệp quân lâm liền phảng phất ở hưởng thụ, bị xét đánh quá trình giống nhau. Người phía trước nói đến sách cổ ghi lại cái kia khủng bố sinh vật, ta bắt đầu cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Nhưng hiện tại xem ra, kia đồ vật vô cùng có khả năng chân thật tồn tại, có lẽ là Sơn Hải Cổ Kinh Trung ghi lại thượng cổ linh thú hậu duệ cũng nói không chừng. Mộ dung khuynh tuyết truyền âm nói. Công tôn nguyệt ảnh khóe miệng trừ trừ, nàng trong lòng cũng có loại cảm giác này, rốt cuộc Diệp Quân Lâm bằng vào bản thân chi lực đều có thể tắm gội thiên lôi mà lông tóc vô thương. Hai nàng nào biết đâu rằng Diệp Quân Lâm sở dĩ chủ động hấp dẫn thiên lôi, là bởi vì hắn phát hiện lợi dụng thiên lôi tôi thể thế nhưng so long mạch tôi thể hiệu quả còn muốn hảo. Cũng chính cái này nhân tố, Diệp Quân Lâm mới khăng khăng tiếp tục đi trước táng long sơn cốc trung tâm khu vực. Rốt cuộc tại đây loại bên cạnh địa vực thiên lôi kiếp đều có như vậy hiệu quả, như vậy trung tâm khu vực tôi thể hiệu quả tất nhiên càng dai rất thích hợp hắn công pháp. Âm âm âm, lại có mấy đạo tử sắc thiên lôi trước sau bổ vào Diệp Quân Lâm trên người, hắn nhanh chóng vận chuyển cơ sở công pháp, đem thiên lôi chi lực rèn luyện lúc sau gột rửa kinh mạch. Hai nàng liền nhìn đến Diệp Quân Lâm thân thể quanh thân đều bộc phát ra chói mắt điện hoa, khủng bố lôi điện chi lực dư ba nhanh chóng khuếch tán. Mặc dù khoảng cách như thế xa, mặc dù hai nàng đã đem hết toàn lực vận công chống đỡ, nhưng các nàng như cố cảm giác toàn bộ thân thể đều phải vỡ ra phải biết rằng này chỉ là tử sắc thiên lôi năng lượng dư ba, còn cho các nàng mang đến như thế đại ảnh hưởng. Rất khó tưởng tượng bị liên tục trực tiếp bổ trúng Diệp Quân Lâm sẽ thừa nhận như thế nào cuồng bạo năng lượng. Thật sự là quá cường hãn. Mệt ta trước kia còn muốn giết hắn. Công tôn Nguyệt ảnh hối hận không ngừng, chính mình đến tột cùng là trêu chọc một cái như thế nào khủng bố tồn tại. Mộ dung khuynh tuyết đồng dạng khiếp sợ không thôi, đối mặt như thế khủng bố thiên lôi oanh kích, Đổi thành tinh nguyệt thần tông cao thủ chỉ sợ đã sớm hôi phi yên diệt. Mặc dù là Nhật nguyệt thần hỏa điện cao tầng cường giả, chỉ sợ cũng đến thương vong thảm trọng. Cho dù là điện chủ cấp bậc cường giả, chỉ sợ đều khó có thể hoàn hảo không tổn hao gì thông qua khu vực này. Trái lại Diệp Quân Lâm liền góc áo cũng chưa tổn thương, thậm chí hắn còn phân thần thi triển năng lượng vòng bảo hộ bảo chính mình chu toàn đâu. Phải biết rằng duy trì như thế quy mô năng lượng vòng bảo hộ bản thân liền phải hao phí cực đại lực lượng huống chi còn muốn chống cự thiên lôi cùng ngầm trói buộc uy áp. Bậc này tu vi, dữ dội khủng bố. Lại đi hai ba dặm đường là có thể đến táng Long Sơn cốc trung tâm khu vực. Diệp quân lâm rất là hưng phấn mà nói. Trải qua trong khoảng thời gian này thiên lôi tôi thể, hắn cảm giác tu vi cảnh giới lại có tinh tiến. Đặc biệt thân thể cùng kinh mạch cứng cỏi trình độ, cũng là lại lần nữa đề cao không ít. Phải biết rằng từ lợi dụng 10 dư giải long mạch tôi thể sau, Diệp Quân Lâm thân thể cường độ tăng lên đã phi thường hữu hạn. Liền lấy không lâu trước đây cướp đoạt đến cái kia long mạch tới nói, Diệp Quân Lâm liền không có quá cường tăng lên cảm giác, thậm chí có thể dùng thắng với vô tới hình dung. Nhưng là khu vực này thiên lôi tôi thể thế nhưng có thể làm chính mình có rõ ràng tăng lên, kia vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Táng Long Sơn cốc bên cạnh thiên lôi còn có như vậy hiệu lực, có thể tưởng tượng trung tâm khu vực đối thực lực của chính mình tăng lên hiệu quả tất nhiên càng tốt thông qua trung tâm khu vực thiên lôi tôi thể, đạt tới hoàn toàn mới cảnh giới cũng vô cùng có khả năng a. À. Diệp quân lâm càng nghĩ càng hưng phấn. Đến lúc đó đừng nói cái gì nhật nguyệt thần hỏa điện cường giả, mặc dù là gặp được càng cường đại tông phái thế lực, Diệp quân lâm cũng không sợ chút nào. Nhìn nơi xa thiên lôi động tính càng thêm đinh tai nhức óc, công tôn nguyệt ảnh cùng mộ dung khuynh tuyết không tự chủ được mà đánh lạnh lùng run. Tuy rằng phía trước trong khoảng thời gian này đều có Diệp Quân Lâm ra tay bảo hộ, nhưng thiên lôi dư ba như cũ làm các nàng mệt mỏi ứng đối. Thậm chí ngẫu nhiên toàn thân đều sẽ bị điện đến tê mỏi, cứ việc không phải cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng như cũ làm hai nàng lòng còn sợ hãi. Huống chi tới rồi trung tâm khu vực vô luận là thiên lôi số lượng, vẫn là lực sát thương, chỉ sợ đều sẽ có chất tăng lên. Đến lúc đó Diệp Quân Lâm còn có thể không phân ra tinh lực bảo hộ chính mình liền khó nói. Một khi mất đi Diệp Quân Lâm năng lượng vòng bảo hộ bên ngoài chống đỡ, công tôn Nguyệt Ảnh cùng mộ dung khuynh tuyết cảm thấy chính mình không dùng được 15 phút liền sẽ hôi phi yên diệt. Đương nhiên mặc dù hướng tốt phương hướng suy xét, có năng lượng vòng bảo hộ thêm vào. Như vậy cường đại cùng với mật độ thiên lôi dư ba, chỉ sợ cũng sẽ đối với các nàng tạo thành tổn thương chí mạng. Thấy thế nào đều là cái tử cục A. À? ầm 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 đinh tai nhức óc thiên lôi thanh lại lần nữa vang lên, thẳng đem hai nàng sợ tới mức kiều khu nhất chấn. Cường đại đến năng lượng uy áp lại lần nữa đánh úp lại, khi năng lượng vòng bảo hộ ngoại tầng đã bị động lại đến rách nát mở ra. Liền phảng phất tùy thời đều có thể đem năng lượng vòng bảo hộ áp thành mảnh nhỏ. Trung quanh mây đen càng thấp, làm người có loại vô pháp thở dốc đến cảm giác. Hai nàng hô hấp tức khắc trở nên phá lệ dồn dập lên, có thể rõ ràng nhìn đến các nàng đến thân thể ở kịch liệt run rẩy. Rốt cuộc ở nửa giờ sau, Diệp Quân Lâm đám người đi tới trung tâm khu vực bên cạnh. Trước mắt là một chỗ phạm vi vài dặm hàn đàm, chỉ là này nhất thượng tầng đến hồ nước hiện ra đen như mực sắc, ẩn ẩn có bạch bạch hàn khí sâu kín dâng lên. Răng rắc sát, vô số đạo bất đồng trình độ phẩm chất đến các màu thiên lôi không ngừng nện ở hàn đàm trong vòng, mặt nước lại là cực kỳ bình tĩnh, điện hoa lóng lánh thả không ngừng nhảy lên. Trong hư không nổi lơ lửng nào đó đồ vật bị đốt trọi đến hương vị, làm người hơi chút hút khẩu khí lúc sau đều cảm thấy đầu váng mắt hoa. Mà hàn đàm chính phía trên đến mây đen cực kỳ trầm thấp, phảng phất cùng hàn đàm mặt nước tương liên, nhưng trên thực tế lại có nhất định khoảng cách. Ong ong ong, vô số đạo thiên lôi liên tục phách hàn đàm, cường đại năng lượng dư ba khuếch tán mở ra, không ngừng đánh sâu vào Diệp Quân Lâm chính phía trước năng lượng vòng bảo hộ phía trên. Phát ra cùng loại với kim loại kịch liệt va chạm điếc tai tiếng vang, mặc dù là lấy Diệp Quân Lâm giờ phút này tu vi cảnh giới, giờ phút này trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Thật là khủng khiếp năng lượng a. À. Diệp Quân Lâm nhịn không được cảm khái nói. Liền như vậy một hồi công phu tự không trung chút xuống xuống dưới thiên lôi chi lực liền đủ để so sánh một cái đại hình long mạch. Quan trọng nhất chính là này thiên lôi trung phảng phất ẩn chứa càng sâu trình tự khống chế chi lực, vận mệnh chú định giống ở đón ý nói hùa nào đó trong truyền thuyết đại đạo quy tắc. Hơn nữa mỗi lần thiên lôi đánh xuống phương vị, đều là ở cực lực khống chế được cả tòa táng long sơn cốc năng lượng cân bằng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ở như thế dày đặc thả kịch liệt thiên lôi phách tạp dưới, hàn đàm mặt nước như cũ có thể bảo trì như vậy bình tĩnh chỉ sợ cũng là bởi vì khu vực này năng lượng ở một mức độ nào đó đạt tới cân bằng. Gần là thiên lôi phách mặt nước nháy mắt, cũng đừng mặt khác thiên lôi bộc phát ra tới lực lượng cấp triệt tiêu. Cả tòa táng Long Sơn cốc phẳng phất chính là một mảnh thiên cuồng bạo lôi điện lĩnh vực. Các ngươi cùng ta bảo trì xa hơn khoảng cách, ta sẽ tận khả năng đem lôi vực cùng các ngươi ngăn cách. Diệp Quân Lâm phân phó nói. Hai nàng bản năng gật gật đầu, có thể cảm giác được các nàng đã khẩn trương tới rồi cực điểm, trên chán mồ hôi lạnh ngăn không được xuống phía dưới chảy. Nhưng mà ở diệp quân lâm mới vừa về phía trước bước vào chân chính trung tâm khu vực bước đầu tiên nháy mắt dị biến đột nhiên sinh ra. Ba đạo thiên lôi giống như tỏa định mục tiêu laser pháo, nháy mắt liền oanh hướng diệp quân lâm đám người nơi vị trí. Cẩn thận, công tôn nguyệt ảnh cùng mộ dung khuynh tuyết nhịn không được kinh hô ra tiếng. Mặc dù là cách dày nặng năng lượng vòng bảo hộ các nàng như cũ rõ ràng cảm giác được này vài đạo thiên lôi cái loại này hủy thiên diệt địa năng lượng uy áp. Xích cam vàng ba loại nhan sắc thiên lôi trước mắt tức đến, phảng phất muốn đem Diệp Quân Lâm đám người oanh thành bột mịn. Diệp Quân Lâm ánh mắt hơi ngưng, ba loại nhan sắc thiên lôi oanh kích càng thêm xác minh hắn phía trước suy đoán. Cả tòa táng Long Sơn cốc quả nhiên đã đạt tới nào đó năng lượng cân bằng. Mà bên ta ba người đột nhiên tiến vào trung tâm khu vực, thuộc về ba cái năng lượng thể đột nhiên tham gia, Do đó đánh vỡ loại này năng lượng cân bằng. Như vậy thiên lôi tự nhiên muốn đem này cổ đột một năng lượng thể, tiêu diệt rất tới khôi phục thành nguyên lai trạng thái. Loại này thiên lôi quả nhiên ẩn chứa trong thiên địa nào đó năng lượng pháp tắc. Một niệm đến tận đây, Diệp Quân Lâm không dám có chút chậm trễ. Bởi vì hắn có thể cảm giác được này ba đạo thiên lôi ẩn chứa năng lượng thậm chí muốn so với phía trước Tử Sắc thiên lôi còn cường hãn hơn vài phần lão tử đảo muốn nhìn các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cường lực sát thương. Diệp quân lâm trực tiếp vận chuyển cơ sở công pháp, chủ động đem ba đạo thiên lôi hướng chính mình trên người dẫn. Âm âm âm, Diệp quân lâm lựa chọn ngạnh kháng. Trước người năng lượng hộ thuẫn trong khoảnh khắc bị oanh đến hôi phi yên diệt, toàn bộ thân thể cũng bị ba đạo thiên lôi gắt gao bao vây. Răng rắc sát, điện quang lóng lánh, Diệp quân lâm thân hình hơi hơi chấn động. Nhưng là hắn lại không chịu cái gì thực chất tính thương tổn, trong nháy mắt này thân thể cường độ lại lần nữa bị rèn luyện, tiến tới tăng lên một chút. Nhưng mà tránh ở nơi xa hai nàng lại không có may mắn như vậy, mặc dù có năng lượng vòng bảo hộ bảo hộ thả chỉ cần thừa nhận thiên lôi chi lực năng lượng dư ba. Nhưng loại này phản tác dụng lực đánh vào như cũng làm hai người thu một chút vết thương nhẹ. Thậm chí thực lực hơi yếu mộ dung khuynh tuyết khóe miệng đã là có một tia vết máu chảy ra. Cũng liền tại đây ngắn ngủi thời gian nội, Diệp Quân Lâm hoàn thành đối ba đạo thiên lôi năng lượng tiêu hao. Bá, Diệp Quân Lâm bỗng nhiên về phía sau thối lui, rời khỏi chân chính trung tâm khu vực phạm trù. Như thế liền không có bên trong thiên lôi tiếp tục truy tung tới. Quả nhiên là cái dạng này tình huống. Diệp Quân Lâm sâu kín mà nói. Vừa rồi tùy tiện tiến vào chính là Diệp Quân Lâm tưởng kiểm nghiệm một chút chính mình phỏng đoán, cũng là thử xem trung tâm khu vực thiên lôi cường độ. Tuy rằng hắn đối thân thể của mình cường độ có tuyệt đối tin tưởng, nhưng Diệp Quân Lâm cũng bận tâm tận khả năng ổn thỏa thao tác. Hiện giờ Diệp Quân Lâm đối với rất nhiều phương diện đều làm được trong lòng hiểu rõ, đặc biệt là thiên lôi cường độ cùng với công kích quy tắc đều biết rõ ràng. Công tôn Nguyệt Ảnh cùng mộ dung khuynh tuyết sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cho dù các nàng vừa rồi không bị thương nặng, nhưng cũng đối trung tâm khu vực sinh ra sợ hãi thật sâu. Phải biết rằng vừa rồi chỉ là thiên lôi dư ba, hơn nữa vẫn là các nàng ở vào năng lượng vòng bảo hộ bảo hộ dưới. Nếu như không có tầng này năng lượng vòng bảo hộ, các nàng vừa rồi khả năng liền hương tiêu ngọc vẫn chủ nhân chúng ta vẫn là đừng đi vào đi công tôn nguyệt ảnh thanh âm có chút khô khốc mà nói công tôn nguyệt ảnh cơ hồ có thể khẳng định một khi chân chính tiến vào táng long sơn cốc trung tâm khu vực căn bản là không có bất luận cái gì là tránh né không gian khắp hàn đàm giống như một cái thật lớn lôi hải ngang dọc đan xen các màu thiên lôi sẽ vô khác biệt oanh kích tùy tiện xâm nhập khách không mời mà đến nhưng mà muốn đối kháng như thế dày đặc cùng cường độ thiên lôi hoặc là là đỉnh cấp thiệt tu hoặc là yêu cầu có được các loại đỉnh cấp hộ thân pháp bảo. Nhưng mà này hai loại chuẩn bị kỹ năng nàng công tôn nguyệt ảnh đều không cụ bị. Nếu không lấy nàng loại này tu vi cảnh giới người xâm nhập, cơ hồ cũng chỉ có trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt kết cục. Lúc này công tôn nguyệt ảnh cũng rốt cuộc minh bạch, lúc trước vì cái gì hai vị điện chủ đối với táng long sơn cốc đều nhắc tới là biến sắc. Mặc dù lấy bọn họ tu vi, cũng căn bản vô pháp thời gian dài đối kháng như thế uy lực thiên lôi có thể tại đây phiến lôi trong biển toàn thân mà lui chỉ sợ cũng muốn thắp nhang cảm tạ. Dựa theo vừa rồi kia vài đạo thiên lôi công kích cường độ tới xem, mặc dù là hai vị điện chủ cũng kiên trì không được 3 phút. Công tôn nguyệt ảnh ở trong lòng làm ra phán đoán. Nhưng mà như vậy trong thời gian ngắn bọn họ căn bản tiếp cận không được hàn đàm. Đến nỗi chân chính thần cốt cũng yêu cầu đi hàn đàm bên bờ, thậm chí đến thâm nhập hàn đàm dưới mới có thể tìm đến. Đúng lúc này, một đạo khủng bố tiếng sấm thanh chợt vang lên. Ba người theo tiếng âm nhìn lại, liền thấy một đạo đường kính số ước lượng 10 trượng màu tím đen thiên lôi chút xuống mà xuống, trực tiếp oanh kích ở hàn đàm trung tâm vị trí. Khắp hàn đàm ở bị oanh kích chung nháy mắt, phảng phất trực tiếp sôi trào lên, thực mau liền có dòng nước cuốn sông thẳng tận trời, phá tan tầng tầng mây đen. Mà hàn đàm mặt nước lấy đại hình thiên lôi oanh kích vị trí vì trung tâm, cuồng bạo điện quang khắp nơi khuếch tán, hình thành khủng bố điện quang hỏa hoa. Xeo xeo hồ quang thanh tuyên truyền giác ngộ, làm người chỉ cần là xem một cái đều cảm giác tâm sinh hàn ý. Âm âm âm. Đúng lúc này, mặt khác vị trí chợt lấy phê lượng loại nhỏ thiên lôi không ngừng oanh kích hàn đàm mặt ngoài. Phảng phất ở ý đồ đem đại hình thiên lôi khiến cho lực lượng thất hành trạng thái bình phục đi xuống. Cả tòa hàn đàm trên không trong khoảnh khắc hiểu rõ lấy trăm kế bất đồng trình độ thiên lôi chút xuống mà xuống, vô khác biệt nện ở hàn đàm mặt nước. Toàn bộ trường hợp rộng lớn đổ sổ tới rồi cực hạn, cùng mà thế điện ảnh chung sấm trước mưa bão đặc hiệu cực kỳ tương tự. Đích thân tới gần gũi quan khán, cái loại cảm giác này càng thêm chấn động nhân tâm. Mặc dù là Diệp Quân Lâm đều có chút hơi hơi sướng sờ, hắn thậm chí đều suy nghĩ nếu chính mình đối mặt loại này cấp bậc thiên lôi oanh kích có không chống đỡ được. Loại này thiên lôi đàn nghiêng xuống dưới cảnh tượng ước chừng rằng có 10 tới phút mới dần dần bình ổn. Mà phía trước đại hình thiên lôi rớt xuống sinh ra dòng nước cuốn cũng rốt cuộc có thể bình phục cả tòa hàn đàm mặt nước lại lần nữa khôi phục bình tĩnh phảng phất vừa rồi chấn động đến mức tận cùng cảnh tượng chưa bao giờ phát sinh giống nhau này có tính không là thiên lôi vô a diệp quân lâm chép chép miệng hắn rốt cuộc minh bạch hàn đàm mặt nước vì sao như thế đen nhánh hoàn toàn chính là bị xét đánh a hơn nữa này đó biến hắc trong nước rõ ràng mang theo lực lượng nào đó quang vận hiển nhiên cũng là hàng năm tới tích góp một chút thiên lôi chi lực tông chủ người còn muốn tiếp tục đi phía trước đi sao mộ dung khuynh tuyết run giọng nói diệp quân lâm cười nói đương nhiên thần cốt gần trong gang tắc nào có tay không mà về đạo lý mộ dung khuynh tuyết khóe miệng trừ trừ nếu tiếp tục hướng trong đi vô cùng có khả năng thân tử đạo tiêu đến lúc đó liền thuộc về có đi mà không có về làm sao nói được đến thần cốt hơn nữa dĩ vãng đồn đãi cũng đều là giả nói cái gì táng long sơn cốc thiên lôi theo tích lũy tháng ngày liền sẽ tất cả tán loạn tiêu vong thậm chí lại quá hơn một ngàn năm liền hoàn toàn không có, trước mắt từng màn trực tiếp đem loại này cách nói dập nát. Chính là chủ nhân, sự thật đã chứng minh nghe đồn đều là giả, tiếp tục đi tới tao ngộ thiên lôi chỉ có thể là càng ngày càng cường. Liền vừa rồi cái kia trận thế, chúng ta đi vào chỉ sợ kiên trì không được bao lâu phải hôi phi yên diệt. Mặc dù là nhật nguyệt thần hỏa điện hai vị điện chủ cũng tuyệt đối không thể tồn tại ra tới, thậm chí thái ất thương sẽ kia mấy cái lão quái vật ra tay đều không có toàn thân mà lui khả năng công tôn nguyệt ảnh càng nói càng suy sụp, thậm chí trong con ngươi đều ẩn ẩn ngấn lệ lập lè. Nàng xác thật là sợ hãi tới rồi cực điểm, đặc biệt nhìn đến vừa rồi cái loại này, đàn lôi loạn vũ, khủng bố cảnh tượng, công tôn nguyệt ảnh quả thực bị dọa đến vong hồn toàn mạo. Đúng vậy tông chủ, liền vừa rồi cái kia to lớn thiên lôi, mặc dù là cao cấp nhất cứng rắn nhất rèn tài liệu, đều sẽ bị trong khoảnh khắc oanh đến sẽ phi yên. Vừa rồi chúng ta vừa mới tiến vào trung tâm khu vực, tam sắc thiên lôi liền cực nhanh oanh tới, liền năng lượng vòng bảo hộ đều bị nháy mắt phá tan. Chúng ta đem hết toàn lực ngăn cản cũng chỉ có thể miễn cưỡng tăng quá dư ba, nếu như đi vào nói thật sự không có còn sống hy vọng a. À. Mộ dung khuynh tuyết giờ phút này cũng vứt bỏ đối với Diệp quân lâm sợ hãi, lựa chọn nói thẳng không cố kỵ. Nàng thậm chí cảm thấy nếu giờ phút này lại không nói, về sau vô cùng có khả năng liền không có cơ hội nói. Hai nàng lúc này đều là tận hết sức lực đi khuyên bảo Diệp quân lâm không cần tiến vào trung tâm khu vực. Rốt cuộc Vô Luận Diệp Quân Lâm lựa chọn mang các nàng cùng nhau tiến vào, vẫn là hắn đơn độc tiến vào kia khu vực, hai người bọn nàng đều khó thoát vừa chết. Phi trung tâm khu vực hỗn loạn thiên lôi đồng dạng có thể trí các nàng vào chỗ chết, duy nhất hy vọng chính là khuyên can Diệp Quân Lâm không tiến vào trung tâm khu vực. Như vậy hai nàng liền có thể đi theo Diệp Quân Lâm toàn thân mà lui. Nói xong, Diệp Quân Lâm cười ngâm ngâm hỏi. Hai nàng ngạc nhiên gật gật đầu, không biết vì cái gì các nàng trong lòng thế nhưng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất hảo. Quả nhiên còn không đợi các nàng phản ứng lại đây, liền chợt cảm giác được bị một cổ vô hình năng lượng lôi cuốn, ngay sau đó không chịu khống chế tiến vào trung tâm khu vực. Ba người vừa mới tiến vào táng long sơn cốc trung tâm khu vực, mới bình tĩnh trở lại hàn đàm mặt nước lại lần nữa sóng nước lóng lánh. Nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, kia nhột nhạo khởi cũng không phải chân chính nước gợn, mà là quanh năm suốt tháng tích lũy xuống dưới sóng điện. Âm âm âm, Dây tiếp theo, cuồn cuộn mây đen chung lại lần nữa chuyển đến đinh tai nhức óc tiếng sấm thanh. Tia chớp càng là giống như một đầu khủng bố cự thú bị đột nhiên kích thích đến, phát điên dường như chớp động nhảy lên, phảng phất muốn đem không chung xé rách giống nhau. Theo sát ta, không đến vạn bất đắc dĩ đều đừng ra năng lượng vòng bảo hộ. Diệp quân lâm trầm giọng nói. Công tôn nguyệt ảnh cùng mộ dung khuynh tuyết kinh hồn chưa định, xuất phát từ bản năng gật gật đầu. Nhưng là có thể rõ ràng cảm giác được các nàng sợ hãi, hai trương mặt đẹp không có chút nào huyết sắc, che kín kinh sợ sợ hãi chi sắc. Răng rắc, theo một đạo tia chấp xẹt qua không trung, nồng hậu mây đen nháy mắt như là nhiễm huyết giống nhau. Ngay sau đó một đạo lưu nước phẩm chất xích lam giao nhau hai sắc thiên lôi chợt đánh rớt, trực tiếp tạp hướng diệp quân lâm đám người đỉnh đầu. Cẩn thận, hai nàng sôi nổi kinh hô ra tiếng, hiện giờ diệp quân lâm chính là các nàng toàn bộ trông chờ. Tuy rằng đối với Diệp Quân Lâm mạnh mẽ đem chính mình mang nhập trung tâm khu vực có chút đoán khí, nhưng chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp nhận rồi. Cùng lúc đó, hai nàng cũng vận chuyển công pháp, chuẩn bị toàn lực chống Cự Thiên Lôi dư ba. Oanh, hai sắc Thiên Lôi nháy mắt đem Diệp Quân Lâm toàn bộ thân thể bao phủ, tầm mắt bên trong đã hoàn toàn đã không có Diệp Quân Lâm thân hình, cũng chỉ dư lại nhảy lên song sắc điện hoa cùng cực kỳ khủng bố năng lượng uy áp. Diệp Quân Lâm Nguyên bản đứng thẳng chỗ càng là bị oanh vì cự hố, chỉ là hãm lạc trình độ cũng không tính thâm. Hiển nhiên trung tâm khu vực mặt đất cường độ cũng tuyệt phi địa phương khác có thể so sánh, hẳn là quanh năm suốt tháng bị thiên lôi oanh kích rèn luyện kết quả. Thật là khủng khiếp song sắc thiên lôi, này ở phi trung tâm khu vực căn bản là chưa từng thấy. Không sai, phía trước chúng ta nhìn thấy chỉ là bất đồng màu sắc thiên lôi, nhưng đều là đơn độc xuất hiện, hiển nhiên song sắc thiên lôi phá hủy lực càng cường. Công tôn nguyệt ảnh cùng mộ dung khuynh tuyết lẫn nhau liếc nhau, toàn từ đối phương trong con người thấy được sợ hãi thật sâu. Hơn nữa hai nàng cảm thấy song sắc thiên lôi phảng phất có thể đem người linh hồn xé nát, mặc dù khoảng cách như thế xa, các nàng đều cảm giác tâm thần một trận kích động. Đó là song sắc thiên lôi lực lượng công kích dư ba đối với tâm thần ảnh hưởng. Có thể nghĩ diệp quân lâm trực tiếp thừa nhận song sắc thiên lôi chi lực đối với linh hồn đánh sâu vào lại nên đạt tới như thế nào mãnh liệt trình độ. Nóng quá ha. À? mộ dung khuynh tuyết cầm lòng không đậu xoa xoa cái chán nhưng là lại không chạm vào chẳng sợ một giọt mồ hôi nguyên lai mồ hôi mới vừa xuất hiện đã bị mãnh liệt không khí trưng làm toàn bộ khu vực không gian phẳng phất nháy mắt lên cao mấy trăm độ nếu không phải có năng lượng vòng bảo hộ bảo vệ chỉ sợ đơn thuần loại này cực độ cực nóng đều đủ hai nàng chịu hảo cường năng lượng dư ba công tôn nguyệt ảnh vận công đem cuối cùng một tia thiên lôi dư ba triệt tiêu hoàn thành trong ngực khí huyết một trận cuồn cuộn, suýt nữa bị nghiêm trọng nội thương. Mộ Dung Khuynh Tuyết đồng dạng không hảo đến nào đi, nhưng cuối cùng đem này song sắc thiên lôi dư ba hoàn toàn ngăn cản ở. Hai nàng không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Quân Lâm nơi phương hướng, liền thấy hắn cả người hình dáng dần dần rõ ràng lên. Hắn trên người điện hoa nhảy lên, nhưng là không có đã chịu bất luận cái gì tổn thương, ngay cả quần áo cũng chỉ là có chút nếp uốn. Này cũng quá cường đi. Hai nàng nhịn không được cảm khái. Nhưng mà đang ở lúc này, lại lần nữa có lưỡng đạo thiên lôi từ hậu phương đánh xuống, mục tiêu hiển nhiên là hai nàng đầu. Các nàng nháy mắt hoảng sợ, sôi nổi mắng thiên lôi không nói võ đức. Hai nàng trăm triệu không nghĩ tới thiên lôi cũng sẽ ngấm ngầm giở trò hiểm đánh lén sách lược. Này lưỡng đạo thiên lôi tuy rằng không phải hai loại màu sắc, nhưng uy áp cường độ lại cũng xa xa so phi trung tâm khu vực thiên lôi cường hãn mấy lần. Chúng ta chết chắc rồi. Hai nàng đều là trong lòng tuyệt vọng vô cùng bởi vì giờ phút này diệp quân lâm còn chưa hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ song sắc thiên lôi năng lượng căn bản là không rảnh hắn cố mà bằng vào các nàng tự thân tu vi cùng với năng lượng vòng bảo hộ hiển nhiên là không có khả năng ngăn cản xuống dưới lưỡng đạo như thế khủng bố thiên lôi tập trung tinh lực không cần phân thần ta sẽ đem tuyệt đại bộ phận thiên lôi chi lực tiếp được đến nỗi này lưỡng đạo thiên lôi dư ba các ngươi tận khả năng đi nếm thử cùng chúng nó cùng tồn tại không cần luôn muốn đối kháng đây là nhằm vào các ngươi thiên lôi, đã là các ngươi kiếp nạn, đồng dạng cũng là các ngươi cơ duyên. Lời còn chưa dứt, Diệp Quân Lâm chợt thúc dục cơ sở công pháp. Nguyên bản bổ về phía hai nàng thiên lôi giống như là phát hiện đại hình cột thu lôi, trực tiếp ngược lại bổ về phía Diệp Quân Lâm đỉnh đầu. Hai nàng nghe được vẻ mặt mộng bức, vẫn chưa hoàn toàn lý giải Diệp Quân Lâm vừa rồi kia nói mấy câu ý tứ. Nhưng Diệp Quân Lâm mạnh mẽ hấp dẫn thiên lôi qua đi, làm hai nàng thở dài ra một hơi đồng thời cũng ở nỗ lực tự hỏi diệp quân lâm kia phiên lời nói hàm nghĩa nhưng là thực mau các nàng liền minh bạch diệp quân lâm ý tứ thiên lôi dư ba mãnh liệt mà đến hai nàng thình lình phát hiện lần này tẩy lễ đánh sâu vào vẫn chưa cho các nàng tạo thành thực chất tính thương tổn ngược lại tăng cường các nàng thân thể thậm chí liền kinh mạch đều có ẩn ẩn cứng cỏi độ tăng lên thiên lôi kiếp có được nào đó quy tắc chi lực thường quy suy xét chính là tu sĩ phá hủy khu vực này năng lượng cân bằng thiên lôi công kích đem này tiêu hủy đạt tới lại lần nữa năng lượng cân bằng mục đích, nhưng là chỉ cần ngươi có thể thừa nhận trụ này phân thiên lôi kiếp. Liền có thể cùng khu vực này năng lượng ngắn ngủi cùng tồn tại, chỉ cần thừa nhận được, liền có thể thời gian dài lợi dụng thiên lôi kiếp tăng lên tu vi. Công tôn Nguyệt Ảnh đã có chút lý giải diệp quân lâm kia phiên lời nói. Làm nhật Nguyệt thần hỏa điện thiên chi kiều nữ, ở tu luyện lĩnh ngộ năng lực phương diện vẫn là cực kỳ không tầm thường. Mộ dung khuynh tuyết đồng dạng thiên phú rất cao, cũng đại khái minh bạch Diệp Quân Lâm dụng ý. Hai nàng lại lần nữa đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Quân Lâm trên người, liền phát hiện hắn cả người ở vào thiên lôi vây quanh bên trong. Đầy mặt nhẹ nhàng nhẹ nhàng thích ý, nơi nào có nửa điểm đối với thiên lôi uy hiếp gấp gáp cảm. Kia bộ dáng liền phảng phất là ở hưởng thụ tắm nắng, mà thân thể hắn tầng ngoài cũng hình thành tầng tầng thiên lôi độc hữu lôi điện quang vận. Tông chủ cũng dám không thêm chống cự lợi dụng thiên lôi tôi thể, chủ nhân thân thể quả thực cường hãn đến biến thái A. Mặc dù là điện chủ thân đến, cũng tuyệt đối làm không được loại tình trạng này. Đặc biệt là ngạnh kháng thiên lôi dưới tình huống, chỉ sợ sẽ bị song sắc thiên lôi bị thương nặng, thậm chí trực tiếp sẽ thân tử đạo tiêu. Hai nàng trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, này một đường đi tới, các nàng thiệt tình bị diệp quân lâm khủng bố thực lực sở thuyết phục. Nhưng mà này còn không có xong, theo ba người tiếp tục thâm nhập trung tâm khu vực, càng vì cường hãn thiên lôi chen chúc tới thậm chí có một đạo tam sắc thiên lôi cuồng bạo nện xuống, Diệp Quân Lâm tắm gội trong đó, làn ra tầng ngoài nhảy lên trói mắt điện hoa. Diệp Quân Lâm càng ngày càng hưng phấn, hắn có thể rửa sạch cảm giác được thân thể cường độ biến hóa. Lợi dụng thiên lôi tôi thể hiệu quả, xa so long mạch tới càng tốt. Thậm chí Diệp Quân Lâm đều có thời gian dài tại nơi đây đóng quân ý tưởng. Dựa theo loại này tôi thể hiệu quả tới xem, không dùng được bao lâu thực lực của ta liền sẽ tăng lên tới hoàn toàn mới trình tự. Đặc biệt là thân thể cùng kinh mạch cường độ cũng sẽ nâng cao một bước, đến lúc đó đối mặt côn luân khư siêu cấp cường giả cũng không sợ sợ hãi. Một niệm đến tận đây, Diệp Quân Lâm lại lần nữa đón càng nhiều thiên lôi phóng đi. Hiển nhiên đối với Diệp Quân Lâm như vậy cách làm, táng long sơn cốc bên này khu vực cũng như là một đầu bị liên tục khiêu khích cự thú, hoàn toàn bộc phát ra điên cuồng trả thù. Trong lúc nhất thời thiên lôi kích động, cả tòa táng long sơn cốc đều kịch liệt đong đưa lên bởi vì diệp quân lâm đám người xâm nhập táng long sơn cốc trung tâm khu vực dùng thiên lôi tiến hành tôi thể cả tòa táng long sơn cốc đều phát sinh liền kịch liệt đông đưa cuồng bạo năng lượng dư ba cũng điên cuồng khuếch tán mau tới phi trung tâm khu vực thiên lôi cũng phản phất thu được ảnh hưởng trở nên sau ngày thường càng thêm cuồng táo rất nhiều lôi điện chi lực hoàn toàn bùng nổ trực tiếp đem vây khốn cả tòa táng long sơn cốc rất nhiều tông phái thế lực thành viên hoảng sợ đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ là cái kia hãn phỉ làm ra tới động tính? Ta xem chưa chắc, mặc dù hắn thực lực không tầm thường, tại đây loại cấp bậc thiên lôi oanh kích hạ hôi phi yên diệt. May mắn chúng ta không mạo nhiên hướng bên trong sấm, nếu không khẳng định là mất mạng tồn tại ra tới. Nhìn ở xa mây đen răng đầy thiên lôi cuồn cuộn, chung loại nhỏ tông phái cường giả đều là bị dọa đến không rõ. Đương nhiên cũng không trách bọn họ lá gan quá nhỏ, mặc dù là nhật nguyệt thần hỏa điện hai vị điện chủ trong lòng đều có chút sợ hãi hai người xem như bao vây tiếu trừ diệp quân lâm rất nhiều tông phái trung thực lực người mạnh nhất, đối với lực lượng cảm ứng năng lực cũng mạnh nhất. Vừa rồi bộc phát ra tới thiên lôi chi lực làm cho bọn họ rõ ràng ý thức được là cỡ nào khủng bố, bọn họ tùy tiện tiến vào giác vô còn sống khả năng. Chỉ là bọn hắn làm rất nhiều tông phái hiệu lệnh giả, tự nhiên không thể đem loại này sợ hãi tâm lý biểu hiện ra ngoài, nếu không chắc chắn dao động quân tâm. Hai vị điện chủ lẫn nhau truyền âm, mới đầu bọn họ còn nghĩ tiến vào phi trung tâm khu vực điều tra một phen, nhưng hiện tại đã hoàn toàn đánh mất loại này ý niệm. Thần cốt cùng với mặt khác thiên tài địa bảo cố nhiên mê người, nhưng là vì thế đáp thượng tánh mạng thì mất nhiều hơn được. Đến nỗi vị kia đánh chết trong điện đông đảo thiên kiêu hãn phỉ, hai vị điện chủ nhưng thật ra không đặt ở trong lòng. Ở bọn họ xem ra, cho dù hãn phỉ tu vi lại như thế nào cường đại, ở đối mặt như thế khủng bố thiên lôi oanh kích hạ, cũng tất nhiên sẽ ngã xuống nhưng mà vì vạn vô nhất thất hai vị điện chủ như cũ quyết định dẫn người phong bế nơi này mấy ngày mặc dù diệp quân lâm liền may mắn chạy trốn ở thiên lôi oanh kích hạ cũng khẳng định hao tổn nghiêm trọng đến lúc đó bọn họ liền có thể dĩ giật đãi lao muốn nói đông đảo tông phái nhất kích động không gì hơn cung thiên thu nàng đông dạng cảm nhận được táng long sơn cốc nội thiên lôi khủng bố chỗ tại thế tục giới vô luận như thế nào đều thấy không bằng như vậy rộng lớn cảnh tượng hơn nữa mặc dù là mảnh đất giáp danh thiên lôi chi lực chỉ sợ cũng có thể nháy mắt đánh chết một người trung đẳng tông phái trưởng lão cấp bậc cường giả. Cũng chính là không rõ ràng lắm bên trong chân chính tình huống, nếu không bản giáo chủ liền có thể nếm thử cắn nuốt thiên lôi chi lực. Đương nhiên mặc dù vô pháp tiến hành cắn nuốt, lợi dụng thiên lôi tiến hành tôi thể cũng là tốt. Tình cảnh này làm cung thiên thu nghĩ tới lúc trước chính mình lợi dụng thiên sư phủ dẫn lôi trận pháp tới rèn luyện thân thể, tăng lên cắn nuốt hạn mức cao nhất nhưng là táng long sơn cốc bên trong thiên lôi chi lực xa xa vượt qua thiên sư phủ lợi dụng trận pháp đưa tới thiên lôi cường độ. Cũng đúng là bởi vì điểm này không thể khống, cung thiên thu mới không dám tùy tiện hành động. Nàng nhưng không nghĩ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, như vậy nhưng tuyệt phi sáng suốt cử chỉ. Huống chi hiện trường người nhiều mắt tạp, cung thiên thu cũng không nghĩ đường này chỉ suốt đầu chi điều. Diệp quân lâm, chỉ sợ người vĩnh viễn cũng kiến thức không đến cảnh tượng như vậy trước kia bản giáo chủ lấy đánh bại ngươi vì mục tiêu, hiện tại xem ra thật là cái thiên đại chê cười. Lấy ngươi hiện tại tu vi, chỉ sợ táng long sơn cốc bên trong tùy tiện một cái thiên lôi là có thể đem ngươi oanh đến hôi phi yên diệt. Cung thiên thu nghĩ vậy cảm giác về sự ưu việt mười phần. Diệp quân lâm, nếu ngươi may mắn lại cùng bản giáo chủ gặp mặt, ngươi liền chỉ có quỳ xuống đất nhìn lên bổn tọa phần. Cung thiên thu trong lòng cười lạnh không ngừng. Thái hư thần tông trung mặt khác thánh tử thiên kiêu đồng dạng vô cùng chấn động, bọn họ còn chưa bao giờ đã tới loại này cấp bậc tuyệt địa rèn luyện quá. Kia cuồn cuộn thiên lôi uy áp 10 phần, thật sự là làm cho bọn họ cũng mở rộng tầm mắt. Đặc biệt nghĩ đến vị kia xú danh rõ ràng hãn phỉ vô cùng có khả năng chết ở táng long sân cốc, trong lòng càng là mạc danh thống khoái. Vì cùng nhật nguyệt thần hỏa điện đánh hảo quan hệ, ân học kiện một có cơ hội liền hướng hai vị điện chủ phụ cận thấu. Hai vị điện chủ đại nhân, lấy nhị vị phỏng đoán, vị kia hãn phỉ có khả năng còn sống sao. Ân học kiện tất cung tất kính hỏi. Lấy kia cuồng đồ bày ra ra tới thực lực phỏng đoán, hắn có lẽ khả năng đột phá phi trung tâm khu vực thiên lôi công kích. Nhưng là vừa rồi kia trận động tính, đại khái suất là trung tâm khu vực khủng bố thiên lôi tạo thành, khoảng cách như thế xa đều có như vậy dao động. Có thể nghĩ bọn họ đang ở trong đó người, lại sẽ tao ngộ như thế nào cường độ thiên lôi chi lực oanh kích. Nhật Nguyệt thần hỏa điện điện chủ nói xong lời cuối cùng giải quyết dứt khoát, cho nên kia đoàn người hẳn phải chết không thể nghi ngờ chỉ là đáng tiếc ánh trăng a à. Phó điện chủ đầy mặt tiếc hận mà nói. Công tôn nguyệt ảnh tu luyện thiên phú thật tốt, bị chịu bọn họ hai người coi trọng. Thậm chí hai vị điện chủ đều tính toán đem công tôn nguyệt ảnh đương tương lai người thừa kế tới bồi dưỡng. Hiện giờ thế nhưng bị cái kia cuồng đồ bắt đi, cuối cùng chết tại đây táng long sơn cốc trung, thật sự là quá đáng tiếc. Đáng giận đồ vật, mặc dù hắn may mắn chạy ra táng long sơn cốc, bổn tỏa cũng muốn đem hắn nghiền xương thành cho. Điện chủ đầy mặt dữ tợn mà nói: "Hai vị điện chủ xin yên tâm, Thái Hư Thần Tông chắc chắn toàn lực ứng phó đem này đánh chết, vì trong điện rất nhiều thiên kiêu báo thù rửa hận." Ân học kiện bận rộn lo lắng biểu trung tâm. Hai vị điện chủ vừa lòng gật gật đầu. Một lát sau phó điện chủ trầm giọng nói: "Chờ chuyện ở đây xong rồi, Thái Hư Thần Tông vài vị thánh tử nhưng đến Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện tu luyện." Đa tạ điện chủ ban ân. Ân học kiện vui mừng ra mặt này vốn chính là hắn như vậy hành sự mục đích cuối cùng, hiện giờ được như ước nguyện, tất nhiên là vui sướng vạn phần. Bên kia, tiêu phong giấu ở rừng cây chỗ sâu trong, cũng từ rất nhiều tông phái thành viên nghị luận xuôi tai tới rồi Diệp Quân Lâm có nguy hiểm tin tức. Cả khuôn mặt thượng nháy mắt tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng. Lần trước chỉ là vội vàng gặp qua một mặt liền tách ra, tiêu phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới kia một mặt lại là vĩnh biệt. Sư phụ, người vì cái gì muốn đi như thế tuyệt địa cha xét? Thiên lôi chi lực khủng bố cũng là khó có thể tưởng tượng, khoảng cách như thế xa đều có thể rõ ràng cảm giác được năng lượng dao động. Huống chi gần gũi đối mặt thiên lôi oanh kích, không được, ta phải tiến vào Táng Long Sơn cốc điều tra một chút. Chỉ là Tiêu Phong mới có như vậy ý niệm đã bị hắn trực tiếp từ bỏ. Hiện giờ Táng Long Sơn cốc các nhập khẩu đều bị vây quanh đến mưa gió không ra, lấy thực lực của chính mình căn bản vô pháp đột phá thật mạnh phong bế. Lui một vạn bước giảng Mặc dù may mắn từ tương đối bạc nhược nhập khẩu đột phá thành công, chỉ sợ cũng đến trả giá không nhỏ đại giới. Mấu chốt nhất chính là cho dù chính mình tiến vào Táng Long Sơn cốc khu vực, chỉ sợ cũng rất khó ở thiên lôi oanh kích dưới tồn tại. Không bằng ở bên ngoài chờ đợi một đoạn thời gian, nếu sư phụ thật sự gặp nạn, kia liền tìm cơ hội trả thù cung Thiên Thu. Tiêu Phong âm thầm làm ra quyết định. Cùng lúc đó, Táng Long Sơn cốc trung tâm khu vực nội, không ngừng có các màu thiên lôi oanh kích diệp quân lâm nhưng mà diệp quân lâm ai đến cũng không cự tuyệt thậm chí đem bổn muốn công kích mộ dung khuynh tuyết các nàng thiên lôi hấp dẫn lại đây mà diệp quân lâm cũng tại đây trong quá trình phát hiện tán long sơn cốc trung tâm khu vực thiên lôi phảng phất đều cụ bị nào đó linh tính mấy ngày này lôi liền phảng phất cảm nhận được diệp quân lâm cường đại cho nên khu vực nội cường đại nhất thiên lôi đều tập trung công kích tới rồi trên người hắn biết lão tử quá cường cho nên liền chuẩn bị đem lão tử xử lý sao diệp quân lâm khóe miệng hơi hơi dơ lên cười lạnh nói, chỉ là mấy ngày này lôi chỉ sợ cũng không thể tưởng được, lão tử vừa lúc yêu cầu chúng nó làm như vậy. Thiên Lôi tức thiên kiếp, nhưng lại làm sao không phải cơ duyên. Diệp Quân Lâm hào khí bỗng sinh, trải qua trong khoảng thời gian này thiên lôi tôi thể, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể cùng kinh mạch cường độ lần nữa tăng lên rất nhiều. Hiệu quả có thể so với đại hình long mạch, thậm chí càng cao cấp bậc linh mạch rèn luyện trình độ. Khiến cho thiên lôi tới càng mãnh liệt chút đi. Diệp quân lâm cao giọng hò hét, nhiễm nhiên ở đối với thiên lôi khiêu khích. Răng rác, lóa mắt tia chớp cắt qua trời cao, lại là đem áp đỉnh mây đen đánh tan mở ra. ầm ầm ầm, ngay sau đó đó là truyền đến đinh tai nhức óc cuồn cuộn tiếng sấm. Mặc dù là Diệp quân lâm đều bị là tinh thần chấn động, loại này thiên lôi tiếng vang phẳng phất có thể xuyên thấu linh hồn, làm người ngắn ngủi mất đi phản ứng năng lực. Nơi này thiên lôi quả thực ở một mức độ nào đó cũng bị linh vận A. À diệp quân lâm trong lòng đại hỷ ngay sau đó liền cảm giác được một tia dị thường ngưỡng mặt nhìn lại liền thấy hàn đàm chỗ sâu trong trên không mây đen chen trúc như là có nào đó cự thú sắp phá không mà ra lóa mắt điện quang trong khoảnh khắc liên tiếp ở một chỗ hình thành vô cùng khổng lồ hàng rào điện khủng bố thiên lôi ở trong đó khắp nơi nhảy lên phảng phất tùy thời đều có khả năng đánh rất xuống dưới suy 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 rậm rạp hồ quang rắc rối giao hội như là vô số điều lôi long ở hít mây nhà khói cái loại này cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Bá, thiên lôi một tiếng nổ vang, nguyên bản còn ở ở xa, hàng rào điện, nháy mắt truyền tới ba người đỉnh đầu, giống như sân khấu thượng đèn tụ quang nháy mắt thắp sáng. Cùng lúc đó trong hư không đều che kín lôi điện dư ba, nếu không có chút nào phòng bị, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp điện thành than cốc. Này thiên lôi chi lực càng ngày càng cường, phảng phất là ở tụ tập A. Diệp quân lâm tự mình lầm bẩm từ tiến vào táng Long Sơn cốc trung tâm khu vực, thiên lôi hạ phách liền vẫn luôn không đỉnh quá. Nhưng mà liền ở vừa rồi thiên lôi như là tạm thời đối hắn tiến hành rồi ngừng chiến, sấm sét ầm ầm chỉ tồn tại với trong hư không, không có tùy tiện hạ phách thiên lôi. Dù vậy Diệp Quân Lâm cũng không dám có chút chậm trễ, bởi vì hắn có thể rửa sạch cảm giác được thiên lôi chi lực càng ngày càng cường. Phảng phất ở tích góp lực lượng, cho chính mình một đòn chí mạng. Đặc biệt là chung quanh không gian lôi điện uy áp càng lúc càng lớn, Mặc dù là lấy Diệp Quân Lâm thân thể cường độ, ngẫu nhiên đều có thể cảm nhận được một tia xé rách cảm. Hai nàng thân thể bên ngoài năng lượng vòng bảo hộ sở chịu áp lực càng ngày càng cường, nhất ngoại tầng đã có rách nát xu thế. Mặc dù là trung gian hộ tầng đều đã hơi hơi biến hình, phải biết rằng đây chính là trải qua Diệp Quân Lâm cố tình tăng mạnh lúc sau năng lượng vòng bảo hộ. Bởi vì lôi điện càng ngày càng dày đặc, trong không khí tiêu hồ hương vị cũng càng thêm nồng hậu lão tử nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi có thể nghẹn ra cái gì đại chiêu tới. Diệp quân lâm cười lạnh. Cùng lúc đó, hai nàng cũng đã nhận ra dị thường. Mau xem bên kia, không quá thích hợp a. À. Công tôn nguyệt ảnh trong thanh âm rõ ràng mang theo kinh hoàng cùng sợ hãi. Mộ dung khuynh tuyết theo công tôn nguyệt ảnh đắc thủ chỉ phương hướng nhìn lại, nguyên bản liền khó coi sắc mặt nháy mắt dậu đổ bìm leo. Đây là dẫn phát rồi trời giận sao. Mộ dung khuynh tuyết thanh âm vô cùng run rẩy, hiển nhiên nàng cũng sợ hãi tới rồi cực điểm. Khi nói chuyện, liền thấy phương xa không trung tiếng sấm điện tiềm chợt trở nên vô cùng sao động lên. Tia chất xẹt qua phía chân trời nháy mắt dẫn phát phản ứng dây chuyền, liền phảng phất khắp trời cao chi đỉnh đều che kín hàng rào điện. Chỉ có muốn một tia điện quang chen trúc, nháy mắt liền có thể đem trời cao thắp sáng, ngay cả nguyên bản áp lực đến mức tận cùng mây đen đều tiêu tán mở ra. Không trung tựa hồ ở điện tiềm nháy mắt thanh minh rất nhiều, nhưng mà cái loại này khủng bố năng lượng uy áp lại là không giảm phản tăng. Khách khách khách, theo liên tục mấy sóng sấm sét ầm ầm qua đi, nguyên bản bình tĩnh hàn đàm mặt nước chợt kích động lên, thực mau liền hình thành vô số năng lượng lốc xoáy. Những cái đó năng lượng lốc xoáy chung quanh hồ quang lập lè, liền giống như khoa học viễn tưởng tảng lớn chung phụ ra đặc hiệu, thoạt nhìn cực kỳ sống động kích thích. Nhưng mà mộ dung khuynh tuyết các nàng lại không có chút nào tâm tư thưởng thức, một trận càng thêm khủng bố tiếng sấm thanh núi gót tới dầm dầm long toàn bộ trung tâm khu vực mặt đất đều kịch liệt chấn động lên thiên lôi nổ vang sao vậy sẽ đem mặt đất chấn đến như thế trình độ chẳng lẽ chúng ta còn đuổi kịp động đất hai nàng cho dù vận dụng công pháp tận lực bảo trì cân bằng nhưng như cũ vài lần đều suýt nữa té ngã đúng lúc này diệp quân lâm trầm thấp thanh âm vang lên không phải động đất hẳn là thiên lôi chi lực dẫn phát rồi địa mạch lực lượng cộng minh hai nàng nghe được là vẻ mặt ngốc địa mạch chi lực là cái gì ta chỉ nghe nói qua thánh mạch long mạch, chẳng lẽ là càng cao cấp bậc linh mạch. Hai nàng sôi nổi đem nghi hoặc nói ra. Diệp quân lâm tiếp tục giải thích nói, nhưng thật ra cũng có thể như vậy lý giải, táng long sơn cốc trung tâm khu vực mặt đất hàng năm lôi vân gặp thiên lôi phách đánh. Ở trình độ nhất định thường hình thành đặc biệt địa chất, mà loại này địa chất tất nhiên cụ bị không gì sánh kịp lôi điện chịu uy. Hiện giờ thiên lôi sao động ẩn ẩn có tụ tập xu thế, như vậy địa mạch tự nhiên sẽ có điều cảm ứng hình thành cộng minh. Chẳng lẽ các ngươi liền không phát hiện ngầm trói buộc chi lực lại biến cường sao? Hai nàng bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên cảm giác được hai chân như là bị lực lượng nào đó buộc chặt trói buộc, muốn tránh thoát cực kỳ khó khăn. Phải biết rằng không lâu trước đây Diệp Quân Lâm cố ý tăng lên năng lượng vòng bảo hộ cấp bậc, thậm chí đơn độc đối mặt đất cùng các nàng hai chân chi gian làm ngăn cách năng lượng tầng. Như thế hành động cực kỳ nhẹ nhàng, không nghĩ tới hiện giờ cái loại này bước đi duy gian trói buộc trạng thái lại lần nữa xuất hiện tự hành tiểu tâm đi, kế tiếp ta chỉ sợ rất khó lại bận tâm đến các ngươi. Lúc này Diệp Quân Lâm ngữ khi phá lệ ngưng trọng. Hai nàng một lòng nháy mắt liền nhắc tới cổ họng, từ đầu đến cuối Diệp Quân Lâm biểu hiện đến độ nhẹ nhàng thích ý, như thế nào sẽ đột nhiên tỏ vẻ không rảnh hắn cố. Các nàng vốn đang tưởng dò hỏi sao lại thế này, nhưng là hàn đàm trên không khủng bố động tính, lại lần nữa hấp dẫn hai nàng lực chú ý liền thấy nguyên bản bình tĩnh Hàn Đàm mặt ngoài chợt hình thành vô số lớn nhỏ không đồng nhất dòng nước cuốn. Cuốn lên Hàn Đàm tản ra hàn ý đến xương bạch khí, thủy tầng bên cạnh cùng với trung gian vị trí đồng thời mang theo lẫm lẫm điện hoa. Trong lúc nhất thời liền phảng phất vô số điều điện long phóng lên cao, toàn bộ hướng Hàn Đàm trung gian vị trí chính trên không tụ tập mà đi. Ao ao xôn xao, khủng bố điện lưu thanh khoảng cách như thế xa đều có thể rõ ràng nghe được, làm người cảm giác không tự chủ được ra đầu tê dại hơn nữa lại một lát sau, hàn đàm ngay trung tâm trên không mây đen đột nhiên tiêu tán, lại là có một cái chói mắt to lớn khủng bố điện cầu cư bỏ không phù. Nó còn đang không ngừng biến đại, đây là chuẩn bị cho chúng ta mạnh nhất một kích sao. Mộ dung khuynh tuyết kinh hô ra tiếng. Công tôn nguyệt ảnh khóe miệng trừ trừ, một đôi mắt đẹp đã hoàn toàn bị kinh hãi cùng sợ hãi chiếm mãn. Quả nhiên nàng liền phát hiện, những cái đó, điện long, đang ở không ngừng tụ tập đến to lớn điện cầu trong vòng, điện cầu cũng là càng đổi càng lớn. ở to lớn điện cầu chung quanh tiếng sấm càng thêm niếc tai, thậm chí liền không gian đều bắt đầu trở nên vặn vẹo lên. có thể nghĩ lôi điện chi lực đã đạt tới loại nào trình độ khủng bố. kia to lớn điện cầu quả thực như là cái mini bản thái dương, nhìn thẳng một lát đôi mắt đều chịu không nổi. phía trước tam sắc thiên lôi cùng này đoàn lôi điện quang cầu so sánh với cũng kém rất nhiều, khó trách tông chủ sẽ nói ra khả năng không rảnh bận tâm nói. Mộ Dung Khuynh Tuyết sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Bên kia, ở Táng Long Sơn cốc bên ngoài hình thành vây kín chi thế rất nhiều tông phái thế lực cũng cảm nhận được dị thường. Đặc biệt là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện điện chủ, thằng người nhảy đến điểm cao đều rõ ràng thấy được lôi kiếp bùng nổ. Đặc biệt là nơi xa trời cao kia khủng bố lôi điện hình cầu càng thêm rõ ràng có thể thấy được. Mặc dù khoảng cách như thế xa, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được kia cổ hủy thiên diệt địa uy năng lượng áp. Những người khác tuy rằng không có nhật nguyệt thần hỏa điện điện chủ cảm giác lực nhạy bén, nhưng là cũng có thể rõ ràng cảm giác được kia kích động năng lượng cuồng bạo. Này tuyệt đối là lôi kiếp tập trung bùng nổ tiết tấu. Điện chủ, ngài đều nhìn đến cái gì chẳng huống. Điện chủ, chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Yêu cầu tiến vào táng long sơn cốc bên trong tìm kiếm cái kia hãn phỉ sao? Mọi người sôi nổi đặt câu hỏi. Nhật Nguyệt thần hỏa điện điện chủ trầm giọng nói, lần này thiên lôi chi lực cuồng bạo trình độ so bổn tọa lần trước tiến vào táng long sơn cốc cường hãn mấy chục lần. Tiến vào trong đó người vô luận ra sao tu vi cảnh giới đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là đáng tiếc ánh trăng này cây hạt giống tốt. Thái ất thương sẽ long dương thành phân hội. Ngụy Thư Dương chờ một chúng cao tầng cũng vừa mới vừa được đến Diệp Quân Lâm tương quan tin tức. Diệp Quân Lâm đây là tội gì đâu. Tuy rằng thần cốt xác thật là rèn tuyệt thế thần binh không thể thiếu tài liệu, nhưng cũng sao tất yếu thâm nhập táng Long Sơn Cốc Mạo Hiểm A, táng Long Sơn Cốc không hổ là tuyệt thế hung địa. Thế nhưng liền hắn cái loại này tu vi đều khó thoát vừa chết, thực sự quá khủng bố. Thái ất thương sẽ rất nhiều phân hội đã từng liên hợp đi trước táng Long Sơn Cốc, cuối cùng đều rơi vào tử thương thảm trọng kết cục. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng chưa tiến vào trung tâm khu vực, muốn trách thì trách Diệp Quân Lâm quá mức tự phụ, rốt cuộc cũng là trả giá thảm trọng đại giới. Mọi người nghị luận sôi nổi chỉ có Ngụy Thư Dương vẫn chưa nhiều lời. Chẳng lẽ hội trưởng có mặt khác cái nhìn? Có người sinh ra dò hỏi. Ngụy Thư Dương trầm ngâm một lát, nói, này bất quá là nhật nguyệt thần hỏa điện điện chủ đến phỏng đoán mà thôi, cũng không có người nhìn đến Diệp Quân Lâm thi thể. Tuy rằng ta không cùng Diệp Quân Lâm đã giao thủ, nhưng hắn giơ tay nhấc chân gian bày ra ra tới thực lực không dung khinh thường, có lẽ có một đường sinh cơ cũng chưa biết được a. À. Phân phó đi xuống, làm táng long sơn cốc nhãn tuyến nhóm tiếp tục lưu ý hướng đi, hết thảy có quan hệ diệp quân lâm sự tình đều phải trước tiên thông báo. Không biết vì cái gì, ngụy Thư Dương Tổng cảm giác diệp quân lâm không dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa táng long sơn cốc thiên lôi kiếp phản ứng khác hẳn với dĩ vãng, loại này thật lớn thay đổi, vô cùng có khả năng chính là diệp quân lâm xâm nhập tạo thành. Nói cách khác là diệp quân lâm thay đổi táng long sơn cốc thiên lôi hướng đi, này bản thân liền có cực đại vấn đề tồn tại. Bên kia, Giấu ở rừng cây chỗ sâu trong Tiêu Phong cũng biết được Diệp Quân Lâm giữ nhiều lành ít tin tức. Hắn rốt cuộc kìm nén không được trong lòng lo lắng, quyết định vọt vào Táng Long Sơn cốc giải cứu sư phụ. Tuy rằng Tiêu Phong cũng rõ ràng nếu lấy Diệp Quân Lâm thực lực đều không thể toàn thân mà lui, như vậy chính mình tiến đến cũng là khó thoát vừa chết. Dù vậy Tiêu Phong cũng tưởng vào xem, chẳng sợ đem xác thực tin tức mang đi ra ngoài, ít nhất cũng có thể làm mặt khác thân hữu biết được chân tướng. Tiêu Phong đối nhiều phương hướng phòng thủ thực lực đánh giá, cuối cùng chọn lựa một cái tương đối bạc nhược nhập khẩu hướng bên trong sấm. Cái này nhập khẩu từ năm cái loại nhỏ tông phái cường giả chấn thủ. Tiêu Phong trong khoảng thời gian này tu vi lại có tinh tiến, hoành hướng sông thẳng dưới chính là không ai ngăn lại. Đợi cho Tiêu Phong tiến vào táng Long sơn cốc bên trong, những cái đó loại nhỏ tông phái cường giả lo lắng bị thiên lôi đánh chết, không dám vì tiện tiếp tục truy tung. Nhát như chuột đồ vật còn muốn ngăn lại lão tử. Tiêu Phong trong lòng cười lạnh không ngừng, tiếp tục hướng táng long sơn cốc bên trong đi trước. Nhìn bên trong mặt đất gập ghềnh, đặc biệt cảm bẫy chung quanh đều là cháy đen toái cha, Tiêu Phong trong lòng nổi lên một mặt hàn ý. Hắn biết này đó hẳn là đều là thiên lôi phách đánh gây ra, thiên lôi phá hủy lực viễn siêu Tiêu Phong tưởng tượng, đó là càng thêm lo lắng Diệp Quân Lâm an nguy. Cần thiết nhanh hơn tốc độ. Tiêu Phong vận chuyển công pháp nhanh hơn nện bước, nhưng mà không tiến lên bao lâu lại đột nhiên cảm giác được dưới chân có lực lượng nào đó trói buộc. Như thế liền rất lớn trình độ thượng trì trệ tiêu phong tiến lên tốc độ, nhưng là hắn lại lần nữa ra mau vận công tốc độ, mới có thể lớn nhất trình độ hóa giải. Tiêu phong tiếp tục đi trước, nhưng là một sự kiện làm hắn rất là nghi hoặc. Nhìn chung quanh mặt đất gồ ghề lùi lõm tuy rằng không phải đặc biệt dày đặc, nhưng cũng có thể nhìn ra thiên lôi đánh rất xác suất cực đại, nhưng ta này đều được tiến vài dặm cũng không đụng tới một lần thiên lôi công kích, hay là nơi này thiên lôi đều bị sư phụ cấp kháng xong rồi. Tiêu Phong nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng đối với không bị thiên lôi công kích cũng là rất là may mắn, nếu không chính mình có thể khiêng bao lâu đều nói không tốt. Nhưng mà Tiêu Phong nào biết đâu rằng, táng long sơn cốc toàn bộ thiên lôi giờ phút này đều ở điên cuồng hướng hàn đàm phương hướng tụ tập. Lúc này mới trực tiếp dẫn tới phi trung tâm khu vực thiên lôi tất cả tiêu trừ. Theo kia chấn thiên hám địa tiếng sấm thanh càng ngày càng kịch liệt, Tiêu Phong cũng là tiếp tục nhanh hơn bước chân đuổi Bôn Táng Long Sơn cốc trung tâm khu vực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cùng lúc đó, nhìn Hàn Đàm ở giữa hành trên không to lớn điện cầu càng tụ tập càng lớn, Diệp Quân Lâm cũng là càng ngày càng hưng phấn. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được to lớn điện cầu lực lượng phi thường khủng bố, thậm chí muốn so mấy chục điều đại hình long mạch đều mạnh hơn không ít. Mấu chốt này đó còn đều là tập trung lên, nếu chính mình có thể căng quá này một kiếp, tu vi cảnh giới khẳng định có thể trở lên một cái đại bậc thang. Đến nỗi công tôn nguyệt ảnh cùng mộ dung khuynh tuyết cũng là giống nhau, chỉ cần các nàng có thể khiêng qua thiên lôi đả kích, cũng đem hoàn thành chất lột xác. Ta sẽ tiếp tục gia cố các người năng lượng vòng bảo hộ, đến lúc đó ly ta càng xa càng tốt, nếu không khó tránh khỏi sẽ bị lan đến gần. Một khi thiên lôi đánh bại năng lượng vòng bảo hộ, các người hai người liền đem hết toàn lực chống lại, đối tu vi sẽ có chỗ lợi. Rút đi đi. Khi nói chuyện Diệp Quân Lâm đem năng lượng vòng bảo hộ xa xa đẩy ra, lực lượng cường đại lôi cuốn hai nàng rời khỏi trăm trưởng có hơn. Vốn dĩ mộ dung khuynh tuyết các nàng còn phi thường lo lắng thiên lôi sẽ ngay sau đó tới, lại ngạc nhiên phát hiện loại tình huống này vẫn chưa phát sinh. Trung tâm khu vực cùng với phi trung tâm khu vực thiên lôi vẫn chưa bổ về phía hai nàng, mà là nhanh chóng hướng tới không trung to lớn điện cầu tụ tập mà đi. Táng Long Sơn cốc sở hữu thiên lôi đều ở hội tụ một chỗ, tông chủ có thể khiêng được sao?" Mộ Dung Khuynh Tuyết vô cùng lo lắng mà nói. Công Tôn Nguyệt Ảnh cũng là run giọng nói, "Chủ nhân đây là dẫn phát rồi trời giận, Táng Long Sơn cốc toàn bộ thiên lôi tụ tập cấp cho toàn lực một kích tới bình ổn lửa giận, bất quá như vậy nhưng thật ra cho chúng ta giảm bớt áp lực." Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Công Tôn Nguyệt Ảnh trên mặt lại không có nửa điểm nhẹ nhàng thái độ. Nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng tạm thời không có thiên lôi công kích nhưng chỉ cần Diệp Quân Lâm vô pháp kháng hạ trời giận một kích, chính mình như cũ vô pháp may mắn thoát khỏi. Bởi vì chỉ cần trời giận đánh chết phá hư năng lượng cân bằng người mạnh nhất, lúc sau liền sẽ lại lần nữa khôi phục thành phía trước trạng thái. Thiên lôi khắp nơi rớt xuống, hơn nữa địa mạch lực lượng trói buộc, bằng vào các nàng thực lực, tuyệt không còn sống khả năng. Chẳng sợ một tia cũng không có. Không có gì để lo lắng lão tử nhưng thật ra cũng muốn nhìn một chút táng long sơn cốc mạnh nhất một kích có thể tới như thế nào trình độ. Diệp quân lâm ngưỡng mặt cười to, giống như một tôn nghịch thiên chiến thần không sợ trời giận, như vậy hào khí không tự chủ được làm người thán phục. Trên thực tế Diệp quân lâm cũng xác thật chờ mong này mạnh nhất một kích, với hắn mà nói đây là thiên đại cơ duyên, chỉ cần bắt lấy liền có thể một bước lên trời. Cười to thật lâu sau, Diệp quân lâm phân phó nói, nhân cơ hội này các ngươi chạy nhanh đi tìm thần cốt cùng mặt khác thiên tài địa bảo ta cần thiết toàn thân tâm đầu nhập đến chuẩn bị chiến tranh bên trong, không thể phân thần, nắm chặt thời gian. Hai nàng tuy rằng trong lòng vạn phần sợ hãi đột nhiên lại thiên lôi rơi xuống, nhưng cũng tuyệt không dám vi phạm diệp quân lâm mệnh lệnh. Các nàng nhanh chóng đi vào hàn đàm bên bờ, nơi này đã bị thiên lôi phách đến không có một ngọn cỏ. Như thế ác liệt đến hoàn cảnh hạ, cơ hồ liền thuộc về sinh mệnh vùng cấm. Phóng nhãn nhìn lại, hàn đàm bên bờ toàn là đất khô cần tiêu thạch, chẳng qua khu vực với bình thường mặt đất, nơi này đến thổ thạch phá lệ cứng rắn. Mộ dung khuynh tuyết chút nào không nghi ngờ tùy tiện đào đi một khối hắc thạch đều đem là tuyệt phẩm tài liệu. Bởi vì này đó tiêu thạch ở quanh năm suốt tháng thiên lôi đến tôi hóa hạ, đã lột xác vì không gì chặn được chi vật. Mặc dù là đất khô cần cũng có thể thiêu chế ra tuyệt phẩm đồ vật, ở đỉnh cấp đoán tạo sư thủ hạ, vô cùng có khả năng bị luyện chế vì đỉnh cấp pháp khí pháp bảo. Hai nàng tiếp tục khắp nơi tìm kiếm, thực mau liền ở đất khô cằn cùng tiêu thạch dưới phát hiện cùng loại xương cốt hình dạng đến vật phẩm. Mộ dung khuynh tuyết lấy tay đi lấy, kết quả liền phát hiện trong đó hai khối màu đen xương cốt nháy mắt hóa thành bột mịn, cái này làm cho nàng khó tránh khỏi một trận thất vọng. Xem ra này khối xương cốt đã sớm bị thiên lôi nổ nát. Công tôn nguyệt ảnh thở dài, có chút chán nản nói. Này khối xương cốt hoàn hảo không tổn hao gì, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần cốt sao? Mộ Dung Khuynh Tuyết thực mau lại phát hiện một khối cháy đen xương cốt. Vì bảo đảm không có lầm, Mộ Dung Khuynh Tuyết còn thúc giục lực lượng tiến hành đả kích, kết quả tiêu cốt không đã chịu chút nào tổn thương. Cứng cỏi độ thế nhưng khủng bố như vậy. Mộ Dung Khuynh Tuyết trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng vừa rồi cơ hồ là thi triển bảy tám thành công lực, mặc dù là trải qua thình thịch linh mạch ôn dưỡng tinh thiết đều sẽ bị đánh nát. Nhưng mà trước mắt này dung mạo bình thường đen xì xương cốt thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, làm trung đẳng cấp bậc luyện khí tài liệu chính là nhất tuyệt A. Đúng lúc này, công tôn Nguyệt Ảnh kinh ngạc thanh âm đột nhiên chuyển đến, mau xem bên kia mấy khối xương cốt. Mộ dung khuynh tuyết theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, liền thấy một khối hơi hơi ố vàng xương cốt phá lệ tinh oánh dịch thấu. Khi nói chuyện công tôn Nguyệt Ảnh đã đem ố vàng xương cốt nhặt lên, có thể là xuất phát từ hiếu kỳ tâm lý, nàng đem vừa rồi nhặt màu đen xương cốt cùng này va chạm. Soảng! Theo một đạo thanh thúy tiếng đánh vang lên, màu đen xương cốt nháy mắt bị đâm cho dập nát. Mộ Dung Khuynh Tuyết đầy mặt ngạc nhiên chi sắc, vừa rồi chính mình bảy tám thành công lực đánh bất động hắc cốt, ở hoàng cốt trước mặt thế nhưng không chịu được như thế một kích. Xem ra xương cốt màu sắc bất đồng, chúng nó cứng rắn trình độ cũng sai biệt cực đại. Công Tôn Nguyệt Ảnh làm ra phán đoán, ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển rời đến mặt khác khu vực, tìm kiếm phía mặt khác ánh sáng xương cốt. Thực mau hai nàng liền phát hiện mấy khối cực đại phía màu trắng ánh sáng xương cốt, Xem hình dạng hẳn là nào đó hung thú tàn khu. Đặc biệt là mấy khổ người cốt càng thêm sông ra, giữ lại đến tương đối hoàn chỉnh, hai chi bén nhọn sừng tự trên đầu sông ra, màu sắc tinh oánh dịch thấu. Liên Phảng phất chưa bao giờ chịu đựng qua thiên lôi oanh kích dường như, chỉ là nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, ở đầu lâu tầng ngoài có rõ ràng điện lưu kích động. Màu trắng xương cốt chung quanh đều tràn ngập cực kỳ khủng bố lôi điện chi lực, hai nàng mới vừa tiếp cận một chút, năng lượng vòng bảo hộ nhất ngoại tầng thế nhưng trực tiếp bị đánh nát mau dừng lại. Mộ Dung Khuynh Tuyết ngữ khí ngưng trọng mà nói. Công Tôn Nguyệt Ảnh cũng là không dám tùy tiện tới gần, các nàng chút nào không nghi ngờ nếu như tiếp xúc gần gũi, sẽ bị màu trắng xương cốt lôi điện chi lực đánh cho trọng thương. Thậm chí sẽ có tánh mạng chi yêu. Ố vàng xương cốt cùng với so sánh với quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Chỉ sợ này đó ít nhất đều đạt tới chuẩn thần cốt cấp bậc đi. Mộ Dung Khuynh Tuyết suy đoán nói. Công Tôn Nguyệt Ảnh đối này cũng thâm biểu tán đồng, hư khí ngưng trọng mà nói, chúng ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không càng cao cấp bậc thần cốt. Tuy rằng công tôn Nguyệt Ảnh trong lòng cũng phi thường sợ hãi, nhưng Diệp Quân Lâm hạ đạt tử mệnh lệnh cần thiết được đến thần cốt. Như thế cũng chỉ có thể tìm kiếm đến rất nhiều xương cốt trung năng lượng uy áp cường đại nhất làm mục tiêu, không cần thiết vì thứ đẳng cấp thần cốt mạo hiểm. Hai nàng thương định lúc sau, tiếp tục thật cẩn thận mà tiếp cận Hàn Đàm. Các nàng thậm chí liền hô hấp cũng không dám quá nặng sợ bừng tỉnh trong truyền thuyết táng Long Sơn Cốc nội khủng bố cự thú. Đồn đãi tại đây táng Long Sơn Cốc trung tâm khu vực có nào đó thần bí khủng bố cự thú lui tới, nó có thể tự do đắm chìm trong thật mạnh lôi hải bên trong. Loại này, thần thú, riêng là ngẫm lại đều làm hai nàng cảm giác trong lòng run sợ, không biết đồ vật luôn là để cho người sợ hãi. Xoẹt lạp, theo hai nàng không ngừng tiếp cận, chung quanh điện lưu kích động tiếng vang liền càng khủng bố tuy rằng thân thể bên ngoài có năng lượng vòng bảo hộ chống đỡ năng lượng uy áp, nhưng là các nàng như cố kinh cụ đắc sống lưng lạnh cả người. Cũng chính là Diệp Quân Lâm hạ đạt tử mệnh lệnh, nếu không hai nàng hận không thể trốn đến rất xa, tuyệt không tiếp cận loại này cực kỳ nguy hiểm địa vực. Sang giác, tia chớp cắt qua trời cao, trực tiếp đem phim chính Hàn Đàm chiếu sáng lên, mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh không chịu khống chế mà đánh lạnh lùng run. Các nàng còn tưởng rằng Nguyên bản không ngừng hướng Hàn Đàm trung tâm trên không to lớn điện cầu tụ tập thiên lôi thay đổi chủ ý ngược lại công kích chính mình. Hai nàng xoay người nhìn về phía Diệp Quân Lâm nơi phương hướng, liền thấy hắn như cũ đứng ở tại chỗ, giống như một tôn chiến thần như Lâm đại địch bộ dáng. Tiếp tục đi. Hai nàng liếc nhau, phảng phất là tự cấp đối phương đánh khí. Các nàng phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đi tới Hàn Đàm nhất bên cạnh vị trí. Hai nàng nghỉ chân tìm kiếm trước mắt cảnh tượng làm các nàng không tự chủ được đảo hút khẩu khí lạnh. Gần gũi quan sát hàn đàm cùng xa xem hoàn toàn là hai việc khác nhau, phía trước các nàng chỉ cảm thấy hàn đàm mặt nước dị thường quỷ dị, sợ hãi chủ yếu nơi phát ra là thiên lôi uy áp. Nhưng mà giờ phút này nhìn đến hàn đàm chung cảnh tượng, mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh đều khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Suy lạp lạp, bình tĩnh vô cùng hàn đàm mặt nước điện hoa nhảy lên, mỗi một tia dòng nước đều mang theo cực kỳ khủng bố điện lưu thanh này nơi nào là cái gì thủy? Căn bản chính là lôi điện chi đàm A. Phía trước chúng ta cự ly xa quan sát toàn bộ hồ nước là đen như mực sắc, hiện tại xem ra căn bản chính là tầm mắt ảo giác A. Mộ dung khuynh tuyết rất là cảm khái mà nói. Cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, hồ nước tuy rằng nhìn như đen nhánh vô cùng, nhưng là trong suốt độ lại phi thường cao, có thể thấy rõ phía dưới hai ba mễ chiều sâu. Nhưng là bởi vì hàn đàm chi thủy quá sâu, cái đấy là cái gì trạng huống căn bản là thấy không rõ không chỉ có như thế, này hàn đàm độ ấm thế nhưng đạt tới như vậy trình độ, thật sự là vi phạm quy luật tự nhiên. Công tôn Nguyệt ảnh vô cùng khiếp sợ mà nói. Trải qua nàng như vậy vừa nói, mộ dung khuynh tuyết cũng không khỏi đánh lạnh lùng run, đương nhiên không phải bởi vì sợ hãi, hoàn toàn là thân thể ứng kích phản ứng. Cự ly xa không có rõ ràng cảm giác, nhưng giờ phút này hai nàng đều cảm nhận được đến xương hàn ý từ chính phía trước dùng để. Hàn đàm mặt ngoài lượn lờ khói trắng đều tiếp cận thực chất trạng thái, phảng phất đều có thể đem phía trên không khí nháy mắt đông lại. Nhưng là bởi vì phía trước trên không thiên lôi kích động khi thì đánh rớt, lúc này mới đem hàn ý đông lại bộ phận lại tan dã mở ra. Dựa theo lẽ thường tới giảng, thiên lôi mang theo cực cường phá hủy lực cùng với cực cao độ ấm, mặc dù là hàn đàm cũng sẽ bởi vì làm lạnh thiên lôi nóng rực mà thăng ôn. Nhưng trên thực tế hàn đàm độ ấm lại là thấp tới rồi cực hạn, mặc dù ở thiên lôi oanh kích hạ như cũng có thể làm không khí kết tinh đặc biệt hiện tại thiên lôi không ngừng tụ tập không chung, hàn đàm mặt ngoài cũng hình thành vô số, điện long cuốn, như thế không có thiên lôi đánh rất thăng ôn. Hàn đàm liền càng thêm phát huy cực hàn tác dụng, thậm chí, điện long cuốn, chung quanh đều hình thành chấm dứt tinh. Nếu không phải thiên lôi đánh rất, nơi này chỉ sợ đã sớm đông lạnh tuyệt đế. Mộ dung khuynh tuyết thanh âm có chút run rẩy, bị đông lạnh đến hàm răng không tự giác run lên. Năng lượng vòng bảo hộ có thể chống đỡ thiên lôi uy áp, cũng có thể cách trở địa mạch trói buộc, nhưng mà đối với hàn ý chống đỡ năng lực lại cực kỳ bé nhỏ. Việc làm vì không bị hoàn toàn đông cứng, hai nàng chỉ có thể vận chuyển công pháp tự hành chống đỡ hàn ý, nếu không nói không chừng đã sớm bị đông lạnh thành khắc băng. Mau xem nơi đó. Công tôn nguyệt ảnh đột nhiên chỉ hướng nghiêng phía trước. Mộ dung khuynh tuyết bận rộn lo lắng nhìn lại, liền thấy một cây thành nhân đùi phẩm chất xương cốt ở hàn đàm nhất bên cạnh đứng sừng sững với nham thạch trong vòng, phải biết rằng hàn đàm bên cạnh đã bị thiên lôi oanh kích đến vô cùng cứng rắn, mặc dù là bình thường thần binh đều không thể chém động mảy may. Nhưng mà này căn cốt đầu cũng không biết là như thế nào khảm nhập trong đó. Dưới ánh nắng chiếu xuống, này căn cốt đầu lóng lánh bảy màu ánh sáng, ẩn ẩn có điện mang vần quanh càng hiện thần kỳ. Đặc biệt chịu thoạt nhìn thần quang dạng dỡ, lộ ra vô cùng huyền diệu đạo vật, phảng phất cùng này phiến thiên địa hòa hợp nhất thể, phù hợp đến không thể bắt bẻ nông nỗi hơn nữa này căn cốt đầu phá lệ tinh oánh dịch thấu, thật giống như thiên nhiên cực phẩm thủy tinh giống nhau. Chỉ cần là coi trọng liếc mắt một cái liền làm người trầm mê trong đó. Tuy rằng mộ dung khuynh tuyết không biết chân chính thần cốt là thế nào, nhưng trước mắt này căn cốt đầu lại làm nàng trong đầu không tự giác sinh ra, đây là thần cốt nên có bộ dáng, ý niệm. Công tôn nguyệt ảnh trung quy là đến từ chính nhật nguyệt thần hỏa điện như vậy đại hình tông phái, kiến thức viễn siêu mộ dung khuynh tuyết, nàng đã từng may mắn gặp qua một tiểu khối thần cốt nhưng là cùng này khối xương cốt so sánh với đều ảm đạm thất sắc, hiển nhiên tỷ lệ kém không ít. Đây là cực phẩm thần cốt A, sẽ không sai. Công tôn nguyệt ảnh kích động mà kêu ra tiếng tới. Mộ dung khuynh tuyết cũng là kích động không thôi, không nghĩ tới nhiệm vụ hoàn thành đến như thế thuận lợi. Được đến công tôn nguyệt ảnh xác định, mộ dung khuynh tuyết cũng phi thường cao hứng. Diệp quân lâm hạ đạt tử mệnh lệnh có thể hoàn thành, các nàng liền có thể rời xa cái này cực hiểm nơi hai nàng kích động rất nhiều định tới gần thần cốt, nhưng mà vừa mới đi phía trước đi rồi hai bước, nguyên bản bình tĩnh hàn đàm mảnh đất giáp xanh đột nhiên điện lưu kích động. Ngay sau đó một cổ khủng bố lôi điện chi lực đánh úp lại, trực tiếp va chạm đến năng lượng vòng bảo hộ phía trên. Răng rắc sát, năng lượng vòng bảo hộ tầng ngoài nháy mắt ra nẻ mở ra, tùy theo nhất bên ngoài mấy tầng vòng bảo hộ bỗng nhiên rách nát. Không chỉ có như thế, này cổ lôi điện chi lực cực có xuyên thấu tính, lại là có màu tím hồ quang xuyên thấu trong đó, trực tiếp công hướng công tôn nguyệt ảnh các nàng. Hai nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bận rộn lo lắng vận chuyển công pháp tiến hành chống đỡ, nhưng như cũng bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, cuối cùng thật mạnh té ngã trên đất. Phốc, hai nàng sôi nổi miệng phun máu tươi, hơi thở cũng trở nên vô cùng uể oải. Cũng may năng lượng vòng bảo hộ nhanh chóng bổ sung xong, mới không làm các nàng tiếp tục tao ngộ bị thương nặng, nếu không này mệnh có không giữ được cũng không cũng biết. Cổ lực lượng này thật sự quá cường, Chúng ta căn bản là không có biện pháp tới gần. Mộ Dung Khuynh Tuyết lau kém khóe miệng máu tươi suy sụp nói. Công Tôn Nguyệt ảnh thở dài, có chút bất đắc dĩ mà nói, nói vậy thần cốt đã cùng Hàn Đàm năng lượng hòa hợp nhất thể, đặc biệt nó còn cụ bị linh vận. Chúng ta chỉ cần tới gần liền sẽ bị coi là địch nhân xâm chiếm, Hàn Đàm chung lôi điện chi lực liền sẽ tiến hành công kích. Không có gì so chơ mắt nhìn tuyệt thế bảo vật ở phụ cận lại không thể đến càng làm cho người uể oải hàn đàm chung lôi điện chi lực đủ để đem mộ dung khuynh tuyết các nàng phá hủy chẳng sợ có năng lượng vòng bảo hộ cũng không làm nên chuyện gì thành như công tôn nguyệt ảnh theo như lời thần cốt đã cùng hàn đàm năng lượng hòa hợp nhất thể người không đi bắt thần cốt chuyện gì đều không có nhưng mà một khi theo bản năng đi tiếp cận đụng vào liền sẽ bị hàn đàm lôi điện chi lực công kích hai người liếc nhau toàn từ đối phương trong mắt thấy được một tia tuyệt vọng chi sắc dựa theo loại này lôi điện chi lực cường độ cùng vốn là không ai có thể tiếp cận hàn đàm, càng đừng nói thâm nhập trong đó tìm kiếm mặt khác thiên tài địa bảo. Mặc dù là nhật nguyệt thần hỏa điện điện chủ rơi xuống trong đó, chỉ sợ cũng đến rơi vào cái tan xương nát thịt thê thảm kết cục. Mộ dung khuynh tuyết thở dài nói, công tôn nguyệt ảnh đối này vẫn chưa phản bác, thậm chí ngay cả nàng sâu trong nội tâm cũng là như vậy tưởng. Huống chi rất nhiều thần cốt đều ở hàn đàm bên trong, thả chỉ lộ ra như vậy một đoạn, muốn được đến liền cần thiết tiến vào hàn đàm trong vòng vớt. Hiện giờ liền tới gần Hàn Đàm mảnh đất giáp xanh đều không thể làm được, tiến vào Hàn Đàm cơ bản liền thuộc về người si nói mộng. Thần cốt phía trên cũng bám vào cực kỳ khủng bố năng lượng, chắc là nhiều năm sấm đánh đã đem lôi điện chi lực dung nhập trong đó. Công Tôn Nguyệt ảnh trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, mặc dù là qua Hàn Đàm này quan, chỉ cần là chạm đến thần cốt đều có thể đem các nàng điện thành than cốc. Chủ nhân, chúng ta căn bản là không có biện pháp tới gần thần cốt a. Đúng vậy tông chủ, Hàn Đàm lôi điện chi lực chúng ta liền vô pháp đột phá. Hai nàng đi vào Diệp Quân Lâm cách đó không xa hội báo nói. Răng rắc sát, còn không đợi Diệp Quân Lâm làm ra đáp lại, không trung sấm sét ầm ầm chợt đình chỉ, ngay cả vừa rồi phóng lên cao, điện long cuốn cũng chợt rơi xuống Hàn Đàm. Phảng phất cùng nhau đều quy về bình tĩnh. Nhưng mà Diệp Quân Lâm sắc mặt lại không có chút nào nhẹ nhàng, ngược lại càng thêm ngưng trọng lên. Mộ Dung Khuynh Tuyết các nàng cũng bỗng nhiên hướng tới Hàn Đàm trung tâm trên không to lớn điện cầu phương hướng nhìn lại, hai trương mặt đẹp nháy mắt tái nhợt như tờ giấy. Thân thể mềm mại đều không chịu khống chế run rẩy lên, hô hấp cũng phá lệ dồn dập, phảng phất gặp được khủng bố ma quỷ giống nhau. Nhưng thấy kia to lớn điện cầu đã mở rộng đến sân bóng lớn nhỏ, trói mắt điện quang làm người vô pháp nhìn thẳng. Đặc biệt là kia khủng bố lôi điện chi lực uy áp, càng là làm nhân tâm trung sinh ra tuyệt vọng ý niệm. Này thiên lôi rơi xuống đủ để hủy thiên diệt địa. Mộ Dung Khuynh Tuyết đầy mặt lo lắng mà nhìn về phía Diệp Quân Lâm. Công Tôn Nguyệt Ảnh cũng là thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Quân Lâm. Rốt cuộc trước mắt người nam nhân này có không vượt qua kiếp nạn này, trực tiếp quan hệ đến chính mình sinh tử tồn vong. Nhưng nói thực ra Công Tôn Nguyệt Ảnh đối với Diệp Quân Lâm tin tưởng nghiêm trọng không đủ. Tuy rằng Diệp Quân Lâm phía trước hiện ra siêu cường sức chiến đấu, nhưng là to lớn điện cầu cơ hồ là tụ tập toàn bộ táng long sơn cốc lôi điện chi lực. Luồng năng lượng này đủ để hủy thiên diệt địa. Đừng nói huyết nhục chi thân, mặc dù là dùng côn luân khư đỉnh cấp cứng rắn tài liệu rèn ra áo giáp cũng sẽ trong khoảnh khắc bị oanh kích đến hôi phi yên diệt. Các ngươi hai cái chỉ lo đem thần cốt cùng với mặt khác thiên tài địa bảo vị trí đánh dấu hảo, đến nỗi như thế nào lấy đi không cần các ngươi nhọc lòng, mau đi đi. Diệp quân lâm trầm giọng phân phó nói có thể cảm giác được Diệp Quân Lâm giờ phút này khí thế cũng thu liếm rất nhiều, thậm chí giữa mày nhiều một tia ngưng trọng. To lớn điện cầu phóng xuất ra năng lượng uy áp đã làm hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm, Diệp Quân Lâm minh bạch chính mình cần thiết cẩn thận đối đãi. Hai nàng không dám có chút chậm trễ, bận rộn lo lắng dựa theo Diệp Quân Lâm chỉ thị đi làm, tiếp tục siêu tầm thần cốt cùng với cùng cấp bậc thiên tài địa bảo. Đương nhiên mộ dung khuynh tuyết các nàng không dám tiến vào hàn đàm trong vòng, chỉ có thể dọc theo bên bờ tiểu tâm cẩn thận siêu tầm có thể là bởi vì điện long cuốn lại lần nữa rơi vào hàn đàm quan hệ cả tòa hàn đàm trong vòng lôi điện chi lực uy áp lại cường thịnh vài phần đặc biệt hàn khí cũng so vừa rồi càng thêm nồng hậu mặc dù là hai nàng không ngừng vận công chống lạnh như cũ cảm giác tứ chi đều có bị đông cứng xu thế hơn nữa bên bờ địa mạch truyền đến chói buộc cảm cũng so vừa rồi càng thêm rõ ràng phải biết rằng năng lượng vòng bảo hộ đã ngăn cách các nàng hai chân cùng mặt đất liên tiếp nhưng mà dù vậy mộ dung khuynh tuyết các nàng như cũ cảm giác bước đi duy gian chỉ là hành tẩu mấy thước đã bị mệt đến thở hồng hộc hàn khí lượn lờ dâng lên trong lúc còn cùng với điện hoa thoáng động liền phảng phất tiên cảnh chung lôi thần giáng thế làm người không khỏi tâm sinh kính sợ nhưng mà âm thầm lại là có đôi mắt nhìn chằm chằm này hết thảy hai nàng không hề phát hiện đang ở chuẩn bị chiến tranh lôi kiếp diệp quân lâm bỗng nhiên xoay người làm như cố ý vô tình nhìn nào đó phương hướng liếc mắt một cái liền ở vừa rồi trong nháy mắt kia, Diệp Quân Lâm tổng cảm giác âm thầm có người ở nhìn trộm chính mình. Nhưng là vừa rồi quay đầu lại đi quan sát, cái loại này bị nhìn trộm cảm giác lại biến mất không thấy. Cho dù Diệp Quân Lâm ngay sau đó phóng xuất ra một bộ phận lực lượng đi tra xét, lại không có bất luận cái gì hồi quỹ. Thiên lôi công kích sắp tới, đến nỗi mặt khác sự tình chờ đêm này quan qua đi lại nói. Diệp quân lâm hạ quyết tâm, lại lần nữa tập trung tinh thần chuẩn bị tiếp thu thiên lôi tôi thể loại này ý tưởng còn chưa hoàn toàn tiêu tán, dưới chân đột nhiên truyền đến một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng. Răng rắc sát, Diệp Quân Lâm đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, hai chân trực tiếp thật sâu lâm vào mặt đất. Ngay sau đó địa mạch chi lực lại lần nữa truyền đến, lần này lại là lấy Diệp Quân Lâm hai chân vì trung tâm, hướng bốn phương tám hướng xé rách mà đi. Liền phảng phất muốn đem Diệp Quân Lâm, ngũ mã phanh thây, giống nhau. Xem ra đây là thiên lôi công kích khúc nhạc dạo, Diệp quân lâm vận chuyển cơ sở công pháp, hai chân bỗng nhiên phát lực, cái loại này khủng bố xé rách cảm nháy mắt bị triệt tiêu hầu như không còn. Âm âm âm, lấy diệp quân lâm hai chân vì trung tâm, cuồng bạo lực lượng tứ tán mở ra, trói buộc cảm cũng nháy mắt bị phá tan, diệp quân lâm lại lần nữa khôi phục thân nhẹ như yến trạng thái. Cơ hồ là cùng thời gian, kia to lớn điện cầu đột nhiên di động, trực tiếp bao phủ ở diệp quân lâm đỉnh đầu chính phía trên. Giang giác, một đạo khủng bố thiên lôi chi lực khuynh sái mà xuống, trực tiếp đem Diệp Quân Lâm khả năng tránh né phương vị hoàn toàn phong kín, hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì tránh né cơ hội. Giống như ngân hà đảo tả, trong thời gian ngắn cũng đã tới rồi phụ cận. Rốt cuộc muốn tới sao? Diệp Quân Lâm trong mắt lập lòe mãnh liệt chiến ý, hắn vốn dĩ cũng không muốn tránh tránh thiên lôi oanh kích. Mãnh liệt nóng rực cảm giác phối hợp vô cùng khủng bố năng lượng uy áp, Diệp Quân Lâm trực tiếp vận chuyển cơ sở công pháp, đón chút xuống xuống dưới thiên lôi lao đi. Diệp quân lâm phảng phất đặt mình trong với một mảnh trắng xóa thế giới, chung quanh khủng bố điện hoa nóng rực thả mãnh liệt. Toàn bộ thiên lôi chút xuống xuống dưới khu vực không gian đều đã xảy ra nghiêm trọng vặn vẹo. Hảo cường lôi điện chi lực. Diệp quân lâm có chút kinh ngạc, ở chỗ xét đánh tiếp xúc nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được một trận tê dại cảm giác. Tuy rằng loại này tê dại cảm chỉ rằng có một lát, nhưng là chỉ ở phía trước bình thường thiên lôi công kích hạ còn chưa bao giờ xuất hiện quá. Nay liền đủ để thuyết minh to lớn điện cầu mang theo thiên lôi chi lực, so dĩ vãng thiên lôi lực lượng càng thêm tinh thuần, khó trách tụ tập như thế lớn lên thời gian. Nói vậy tại đây đoạn thời gian nội, nó lại đem tụ tập mà đến thiên lôi chi lực tiến hành rồi rèn luyện tinh luyện, làm nó càng cụ lực sát thương. Răng rắc sát, điện hoa ở diệp quân lâm thân thể mặt ngoài nhanh chóng nhảy lên, phát ra chói tai điện lưu tiếng vang, Cùng lúc đó, đã thoát ly mặt đất Diệp Quân Lâm đột nhiên cảm nhận được một cổ vô cùng cường đại kéo túm chi lực từ mặt đất truyền đến. Đây là tính toán hai bút cùng vẽ. Tuy rằng Diệp Quân Lâm đã phát lực chống đỡ, nhưng thân thể như cũ xuống phía dưới di động một khoảng cách, cái loại này kéo túm cảm theo tới gần mặt đất càng thêm cường đại lên. Cùng thời gian nội, to lớn điện cầu đệ nhị sóng thiên lôi chi lực lại lần nữa chút xuống xuống dưới, giống như một thanh lôi điện cự trùy, dục đem Diệp Quân Lâm tạp xuống đất mặt. Diệp Quân Lâm trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới táng Long Sơn cốc địa mạch cùng Thiên Lôi chi gian thế nhưng lẫn nhau hô ứng tới rồi như thế nông nỗi, phảng phất toàn bộ cụ bị linh tính. Đối với phá hư khu vực này năng lượng cân bằng sinh vật liền sẽ khởi sướng loại này hủy diệt tính đả kích lấy này tới một lần nữa tìm kiếm tân năng lượng cân bằng điểm. Mà giờ này khác này Diệp Quân Lâm không thể nghi ngờ chính là cái kia năng lượng cân bằng kẻ phá hư, nhưng là lời nói lại nói trở về. Diệp Quân Lâm thừa nhận trụ đệ nhất sóng thiên lôi chi lực công kích sau, thân thể cường độ cùng với lực lượng tốc độ đều có gia tăng. Hiệu quả viễn siêu đại hình long mạch tôi thể, cái này làm cho Diệp Quân Lâm kinh hỉ vạn phần. Chống đỡ lôi kiếp cố nhiên có nguy hiểm, nhưng là chỗ tốt lại cũng vượt mức bình thường. Lão tử đảo muốn nhìn này thiên lôi đến tột cùng có bao nhiêu cường, tiếp tục đến đây đi. Diệp quân lâm chấn tác tinh thần, lại lần nữa đón thiên lôi chi lực phóng đi. Bên kia, Công tôn nguyệt ảnh các nàng đang ở cố sức tìm kiếm, nhưng là dưới chân lực lượng trói buộc thật sự quá mức khủng bố, hai nàng mỗi lần nhấc chân đều phế đi sức của chín châu hai hổ. Đến cuối cùng căn bản là thuộc về khó có thể di động mảy may, dưới chân liền giống như cất giấu một đầu thượng cổ cự thú, giờ phút này sắp chui từ dưới đất lên mà ra. Kia cổ kinh khủng năng lượng uy áp đã đem năng lượng vòng bảo hộ đè ép biến hình, đến cuối cùng thế nhưng rách nát số tầng, cái này làm cho hai nàng có chút kinh hoàng thất thố. Bởi vì giờ phút này Diệp Quân Lâm hoàn toàn đầu nhập đến chống đỡ thiên lôi công kích bên trong, căn bản không rảnh thế các nàng chữa trị năng lượng vòng bảo hộ. Cổ lực lượng này thật sự quá lớn, ta cảm giác thân thể mau không chịu nổi. Mộ Dung Khuynh Tuyết thanh âm có chút run rẩy mà nói. Công Tôn Nguyệt Ảnh cũng không cường đi nơi nào, cái loại này trói buộc lực lượng phảng phất muốn đem nàng phanh thây, tuy rằng đem hết toàn lực tiến hành chống đỡ, nhưng như cũng hiệu quả cực nhỏ. Rắc. Theo một đạo thanh thúy xương cốt tiếng vang, Mộ Dung Khuynh Tuyết kêu thảm thiết ra tiếng, bởi vì xé rách lực lượng qua đi cường hãn, trực tiếp dẫn tới nàng rất nhỏ gãy xương. Liền ở hai nàng sắp không chịu nổi khoảnh khắc, cái loại này xé rách cảm nháy mắt tiêu tán hầu như không còn, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Ba ba ba. Hai nàng thế nhưng rõ ràng cảm giác được địa mạch lực lượng không ngừng hướng tới Diệp Quân Lâm nơi phương hướng cực nhanh dũng đi. Thật giống như bên kia có thứ gì ở rút ra địa mạch lực lượng. Nguy hiểm thật. Mộ Dung Khuynh Tuyết xoa xoa đùi phải, truy tâm đến xương đau đớn chuyển đến, bận rộn lo lắng ăn vào một quả đan dược, lúc này mới khôi phục một chút. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lại đi xa một chút địa phương. Công Tôn Nguyệt Ảnh cuống quyết nhắc nhở nói. Mộ Dung Khuynh Tuyết gật đầu đồng ý, nàng thật sự không dám tiếp tục mốc đi xuống, đối với vừa rồi kia cổ kinh khủng xé rách lực lượng như cũ lòng còn sợ hãi. Hai nàng nhanh chóng bay vút mà đi, ước chừng lại rời xa Diệp Quân Lâm nơi phương hướng mấy trăm trượng có hơn, địa mạch uy áp lúc này mới giảm bớt rất nhiều. Đương nhiên địa mạch chi lực như cũ tồn tại, chỉ là xa xa không đạt được đối với các nàng thân thể sinh ra tổn thương tính cường độ. Cũng không biết chủ nhân thế nào. Công tôn Nguyệt ảnh lo lắng mà nói. Mộ dung khuynh tuyết trầm ngâm một lát, nói, chúng ta bên này không có thiên lôi đánh rớt, ít nhất giờ phút này tông chủ vẫn là an toàn. Hai nàng sôi nổi hướng tới phương xa cái kia to lớn lôi cầu nhìn lại. Bạch xí lôi điện quang mang giống như cửu thiên ngân hà đổi chiều, Diệp quân lâm sớm đã bị hoàn toàn bao trùm không thấy tung tích. Mặc dù khoảng cách như thế chi nguyên, các nàng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia to lớn lôi cầu khủng bố chỗ. Chỉ mong hắn có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Hai nàng ở trong lòng không hẹn mà cùng cầu nguyện, làm như vì Diệp quân lâm cầu nguyện, làm như đang an ủi chính mình. Mà Diệp quân lâm giờ phút này đã hoàn toàn ở vào xét đánh khu vực nội, thân thể đã bị bao quanh lôi mang bao vây, chúng nó ý đổ phá hủy diệp quân lâm thân thể. Nhưng là ở cơ sở công pháp dẫn đường hạ, lôi mang lại là ở một lần lại một lần rèn luyện diệp quân lâm thân thể cùng với kinh mạch. To lớn lôi cầu phảng phất cũng ý thức được chính mình công kích không như mong muốn, vì thế lại lần nữa tăng mạnh đối diệp quân lâm oanh kích tần suất. Tính tình còn không nhỏ sao. Diệp quân lâm trong lòng cười lạnh, theo tôi thể không ngừng tăng lên thực lực, hắn đối với lôi điện chi lực thừa nhận lực cũng cũng tùy theo tăng cường. Hiện tại liền chút nào tê dại cảm giác đều sẽ không xuất hiện. Lão tử rốt cuộc minh bạch nơi này lôi hải có thể lâu tụ không tiêu tan thả càng ngày càng cường. Diệp Quân Lâm đột nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Này hết thảy ngọn nguồn đã có khả năng chính là dưới chân này địa mạch, nếu hắn đoán được không sai nói, khu vực này có một cái phi thường bá đạo linh mạch. Mà bá đạo linh mạch có thể mạnh mẽ đem thiên lôi lôi kéo xuống dưới, dùng để tầm bổ linh mạch, làm này không ngừng trở nên cường đại dần ra liên tại đây khu vực nội đạt tới nào đó năng lượng cân bằng trạng thái. Theo linh mạch càng ngày càng cường, lôi kéo xuống dưới thiên lôi tự nhiên cũng liền càng ngày càng bá đạo. Kỳ sơ chúng nó cho nhau chi gian bên này giảm bên kia tăng, cuối cùng bảo trì cân bằng, rồi lại ở lẫn nhau thôi hóa hạ không ngừng tăng mạnh. Đây mới là lôi hải quanh năm suốt tháng vô pháp tan hết thả càng ngày càng cường bí mật nơi. Nhưng thật ra cùng yến tàng sinh cái kia dược mạch cực kỳ tương tự. Diệp quân lâm sâu kín mà nói tuy rằng nói cái kia dược mạch quy mô rất nhỏ, nhưng là nguyên lý cùng táng long sơn cốc địa mạch giống nhau. Cùng loại loại này linh mạch nhất có thể tẩm bổ các loại thiên tài địa bảo, đương nhiên cũng phi thường thích hợp rèn vũ khí. Có thể nói như vậy, thậm chí so loại nhỏ long mạch đều phải hảo, như là thánh mạch thần mạch linh tinh liền xa xa không bằng. Kia lão tử liền này địa mạch vì lò, lấy thiên lôi vì hỏa, hảo hảo đem này phó thân thể cùng kinh mạch hảo hảo rèn luyện một phen. Diệp quân lâm rõ ràng hiện giờ chính mình đã hoàn toàn chọc giận thiên lôi, cũng chọc giận này đặc thù linh mạch. Hiện giờ bọn họ đã phát ra siêu cường trả thù. Nhưng chỉ cần chính mình có thể thành công khiêng qua đi, như vậy liền đem đạt tới hoàn toàn mới tu vi trình tự, thậm chí so mong muốn còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Bên kia, ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ rất nhiều tông phái cường giả cũng cảm nhận được lực lượng cường đại kích động. Này mặt đất làm sao vậy? Hình như là có thứ gì ở rút ra lực lượng, dẫn phát rồi thật lớn chấn động. Còn có kia thiên lôi chi lực dao động thật sự quá khủng bố, thế nhưng khoảng cách xa như vậy cây cối đều bị phá hủy thành than cốc. Nếu không phải vừa rồi hai vị điện chủ ra tay, ta khả năng trực tiếp chết đương trường. Mọi người cảm nhận được địa mạch chi lực ở hướng Táng Long Sơn cốc trung tâm khu vực kích động tụ tập. Đồng dạng cũng cảm nhận được thiên lôi chi lực, đặc biệt là ở xa không trung thật lớn quang đoàn phảng phất muốn đem cả tòa táng Long Sơn cốc phá hủy giống nhau. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện hai vị điện chủ lập tức hạ lệnh toàn thể nhân viên lui về phía sau mấy chục dặm. Nhưng mà có chút rút lui so chậm tông phái cường giả, đều bị thiên lôi chi lực dư ba chấn ra nội thương. Bên kia, tiêu phong cũng ở cực nhanh đi tới, nhưng mà lại không gặp được bất luận cái gì trở ngại, cái này làm cho hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, này dọc theo đường đi tiêu phong hiểu biết đến táng long sơn cốc nguy hiểm dị thường thiên lôi chi lực hủy thiên diệt địa tùy cơ đánh rất rất nhiều cường giả đều có đi mà không có về táng long sơn cốc thực sự có đồn đãi chung như vậy khủng bố sao tiêu phong trong lòng cười lạnh cho đến giờ phút này hắn giống như chỉ cảm thấy tới rồi một chút đến từ ngầm năng lượng trói buộc nhưng là đối với lúc này tiêu phong tới nói điểm này năng lượng trói buộc trên cơ bản có thể xem nhẹ bất kể nhưng mà đang ở lúc này lại lần nữa truyền đến vô cùng cuồng bạo năng lượng dao động. Hảo cường, bên trong đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tiêu phong trong lòng khiếp sợ không thôi, cho dù hắn thi triển lực lượng chống đỡ, nhưng như cũng bị đánh bay đi ra ngoài hai ba trượng xa. Khoảng cách như thế xa đều có như vậy cường hãn uy áp, như vậy gần gũi lại sẽ như thế nào khủng bố. Tiêu phong trong lòng vô cùng chấn động, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn đến nơi xa không trung to lớn quang cầu chợt bộc phát ra lóa mắt quang mang một đợt cực kỳ khủng bố năng lượng trút xuống mà xuống, oanh kích ở nơi xa mẫu địa. Là sư phụ làm ra tới động tĩnh sao? Vẫn là nói sư phụ đang ở bị thiên lôi chi lực công kích. Tiêu phong phi thường lo lắng diệp quân lâm hiện tại trạng huống, liền tính toán tiếp tục hướng tới trung tâm khu vực chạy đến. Nhưng mà tiêu phong mới vừa đi trước 5-6 mét tả hữu, khủng bố năng lượng cơn lốc vô khác biệt đánh úp lại. Này cũng, quá khủng bố đi. Cứ việc tiêu phong đem hết toàn lực chống đỡ, nhưng như cũng bị đánh bay đi ra ngoài cả người giống như cắt đứt quan hệ con diều ước chừng lui ra phía sau hơn trăm trượng mới khó khăn lắm ổn định thân hình để cho tiêu phong cảm giác được sợ hãi chính là thế nhưng bị luồng năng lượng này chấn đến trong ngực khí huyết đều ở ẩn ẩn cuồn cuộn ngẩng đầu hướng tới phương xa nhìn lại liền thấy kia viên to lớn điện cầu lại lần nữa bộc phát ra quang mang trói mắt lôi điện quang mang trước xuống mà xuống không ngừng mà đánh rất trung tâm khu vực vị trí xa xa nhìn lại giống như là không trung ra hạ một cái thật lớn cái khe, không ngừng có bạc mang trào ra nện xuống. Nơi xa trời cao trung càng là lôi điện đan sen, giống như mà thế buông xuống, hết thảy sinh linh tại đây trong lúc đều đem không còn nữa tồn tại. Năng lượng gió lốc như cũ không ngừng đánh úp lại, cách đó không xa cây cối đều bị nhổ tận gốc. Gần gũi trong phạm vi mây đen áp đỉnh, phảng phất sơ tay là có thể chạm đến tiến vào tầng mây trong vòng, nhưng là lại không có chút nào lôi điện chi âm khẳng định là sư phụ bên kia gặp được nguy hiểm, ta cần thiết muốn chạy tới nơi nhìn xem. Tiêu phong cắn chặt răng, vận chuyển công pháp chống đỡ năng lượng gió lốc ngăn trở. Tuy rằng bước đi duy gian, nhưng tiêu phong lại chưa từng dừng lại bước chân. Đang tìm tìm thần cốt cùng thiên tài địa bảo mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh cũng đột nhiên dừng lại tìm kiếm động tác. Toàn bộ táng long sơn cốc trung tâm khu vực đều kịch liệt chấn động lên, dưới chân địa mạch chi lực điên cuồng dũng hướng diệp quân lâm nơi phương vị nhưng đáng giá nhắc tới chính là, loại tình huống này nhưng thật ra cấp hai nàng giảm bớt áp lực. Răng giác, một đạo lệ lóe xẹt qua, phảng phất đem toàn bộ trời cao phách vì hai nửa. To lớn điện cầu giờ phút này thế nhưng ở nhanh chóng thu nhỏ lại, nhưng năng lượng uy áp lại là không giảm phản tăng. Cùng lúc đó còn không ngừng có lóa mắt thiên lôi cuồn cuộn đánh rớt, phảng phất là một cái đang ở phát tiết lửa giận thượng cổ hung thú. Diệp quân lâm cả người đã sớm đã bị cuồn cuộn thiên lôi nuốt hết. Nếu không phải trên người hắn phát ra năng lượng hơi thở dao động, hai nàng chút nào không nghi ngờ người sau đã sớm bị phách đến hôi phi yên diệt. Nhưng mà dù vậy, hai nàng tâm cũng nhắc tới cổ họng, Diệp Quân Lâm sinh tử liên quan đến các nàng vận mệnh. Đương nhiên Diệp Quân Lâm có thể khiêng đến bây giờ, cũng thực sự xa xa vượt qua đoán trước. Mau, mau xem, kia viên điện cầu tựa hồ muốn nện xuống tới. Mộ Dung Khuynh Tuyết thanh âm vô cùng run rẩy lên. Công Tôn Nguyệt Ảnh cũng bản năng bưng kín miệng kia viên nguyên bản bao trùm nửa cái hàn đàm điện cầu, đã ở trong khoảng thời gian ngắn rút nhỏ mấy chục lần. Liền thấy kia viên điện cầu chung quanh khu vực không gian đã đã xảy ra trong mắt vặn vẹo, toàn bộ không trung mây đen tan hết, trói mắt đến làm người vô pháp nhìn thẳng. Khủng bố lôi điện uy áp nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian, toàn bộ hàn đàm mặt nước giờ phút này cũng là chết giống nhau yên tĩnh. Như là mưa rền gió giữ trước cuối cùng yên lặng, làm nhân tâm sinh thấp thỏm, thậm chí sợ hãi tùy theo mà đến chính là dưới chân điên cuồng chấn động, tuy rằng hai nàng ở cực lực khống chế được thân hình trạng thái, nhưng như cũng bị chấn đến ngã trái ngã phải. Cũng may địa mạch trói buộc chi lực điên cuồng dũng đi, nếu không mộ dung khuynh tuyết các nàng chút nào không nghi ngờ chính mình sẽ bị hút vào mặt đất trong vòng. Giờ này khắc này bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái đó thần cốt đều khảm xuống đất mặt. Chúng nó liền nên là bị địa mạch trói buộc chi lực hít vào đi, hơn nữa thiên lôi oanh kích, tự nhiên mà vậy bày biện ra phía trước cái loại này trạng thái. Một niệm đến tận đây, mộ dung khuynh tuyết các nàng đều là bị dọa đến vong hồn toàn mạo, hồng hộp thở hồn hền. Cũng chính là tại đây ngắn ngủn thời gian nội, năng lượng vòng bảo hộ đã bị thiên lôi năng lượng dư ba động lại đến rách nát 2 phần 3. Dư lại bộ phận còn ở nỗ lực chống đỡ, nếu như không phải tuyệt đại bộ phận lôi điện chi lực mục tiêu là diệp quân lâm, chỉ sợ các nàng đã sớm bị đè ép thành bánh có nhân. Chủ nhân còn hảo đi, tông chủ còn hảo đi. Mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh không hẹn mà cùng đem ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến mãnh liệt điện mang trong vòng. Một đạo mơ hồ bóng người ở trong đó rất nhỏ rung động, phảng phất một con nhà giam nội hung thú ở làm vây thú chi đấu. Diệp quân lâm giờ phút này cũng xác thật cảm nhận được một tia áp lực, đặc biệt là ở to lớn điện cầu không ngừng thu nhỏ lại trong quá trình. Cái loại này lôi điện uy áp phối hợp mặt đất truyền đến khủng bố trói buộc lực, thân hình ở giữa không trung trực tiếp giảm xuống mấy thước. Thật là khủng khiếp lôi điện chi lực a. Diệp Quân Lâm trong lòng hiện lên một mạt kinh ngạc, nhưng thực mau liền ổn định tâm thần. Hắn rõ ràng đương điện cầu giảm bớt đến trình độ nhất định sau, liền phải cho chính mình một đòn chí mạng. Quả nhiên ở sau một lát, điện cầu chợt oanh kích xuống dưới, trực tiếp đem hắn nơi khu vực đều bao trùm ở. Răng rắc sát, chói tai phá âm chứng tiếng động truyền đến, Diệp Quân Lâm ánh mắt hơi ngưng hắn có thể rõ ràng nhìn đến điện cầu xẹt qua khu vực đều nghiêm trọng vặn vẹo thậm chí trực tiếp bị xé rách. Phảng phất là dị vực không gian gió lốc thổi quét mà ra, trực tiếp đem không gì chặn được hàn đàm mặt đất tước thấp số tầng. Trong nháy mắt này, Diệp Quân Lâm thậm chí cảm giác này phiến không gian đều bị áp xúc, điện cầu tựa hồ muốn đem khu vực này toàn bộ sinh linh hủy diệt. Lão tử liều mạng với ngươi. Diệp Quân Lâm cắn chặt khớp hàm, trực tiếp đối với điện cầu phóng đi. Ầm 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 mãnh liệt tiếng đánh vang lên, phảng phất hai viên tinh cầu lẫn nhau chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời điện hoa bắn ra bốn phía, năng lượng cơn lốc tùy ý thổi quét quanh mình, này phiến không gian như là bị thổi nhăn trang giấy, có rõ ràng nếp uốn độ cung. Hai bên ở rằng con nửa phút sau, Diệp Quân Lâm thân hình lại lần nữa rơi xuống, cuối cùng thật mạnh va chạm trên mặt đất phía trên. Răng rắc sát, không gì chặn được mặt đất trong khoảnh khắc đá vụn bay tán loạn, trước hết bị điện cầu oanh kích vị trí trực tiếp hóa thành bột mịn. Mặc dù là lấy Diệp Quân Lâm thân thể cường hãn trình độ giờ phút này đều cảm giác được kịch liệt đau đớn, thân thể mặt ngoài nhiều vết thương. Hơn nữa cái này cũng chưa tính kết thúc, khủng bố điện cầu vẫn chưa bởi vì va chạm mà tiêu tán. Nó thật giống như cụ bị linh thức, không ngừng biến hóa hình thái đem Diệp Quân Lâm thân thể hoàn toàn bao bọc lấy, từ bốn phương tám hướng không ngừng oanh kích Diệp Quân Lâm thân thể. Cùng lúc đó, điện cầu còn tựa hồ câu thông địa mạch chi lực, tụ tập lâu ngày lực lượng nháy mắt bùng nổ, trực tiếp đem Diệp Quân Lâm hai chân trói buộc. Các người hai bên phối hợp đến khá tốt ha. Diệp Quân Lâm có chút buồn bực mà nói. Vừa rồi liên tục hai lần phát lực, thế nhưng không có thể hoàn toàn tránh thoát địa mạch trói buộc. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là bởi vì điện cầu Thái Sơn áp đỉnh hạ tạp chi lực, nếu không chỉ bằng địa mạch lực lượng sao có thể có thể trói buộc được Diệp Quân Lâm. Có không hoàn toàn lột xác nhưng vào lúc này. Diệp Quân Lâm quát lớn ra tiếng, nhanh chóng vận chuyển cơ sở công pháp, lại là trực tiếp dẫn đường lôi điện chi lực nhập thể. To lớn điện cầu chợt đánh rất phá âm chứng tiếng động phá lệ chói tai. Diệp Quân Lâm thân thể lập tức va chạm đi lên. Giờ khắc này, Diệp Quân Lâm chỉ cảm thấy ù tai không ngừng, nháy mắt đánh mất nghe cảm năng lực. Đủ để đốt cháy thế gian hết thảy bỏng cháy cảm cùng khủng bố đến cường hãn thiên lôi va chạm. Phảng phất muốn đem Diệp Quân Lâm xé rách thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó địa mạch lực lượng cũng đột nhiên làm khó dễ, hai cái đùi mới vừa thoát ly ngầm thâm tầng, liền lại nhanh chóng trói buộc Diệp Quân Lâm hai chân. Thật đúng là sẽ chọn thời điểm A. Diệp Quân Lâm rơi vào đường cùng, chỉ phải phân thần đối kháng từ địa mạch truyền đến xuống phía dưới kéo túng lực lượng. Răng rắc sát, trong nháy mắt này, không gian phẳng phất đều bị xé rách, mặc dù lấy Diệp Quân Lâm thân thể cường độ, cũng cảm nhận được rất nhỏ đau đớn. Hơn nữa to lớn điện cầu mạnh nhất một kích, cũng làm Diệp Quân Lâm cảm giác toàn thân tê mỏi, thả loại này tê dại cảm giác còn đang không ngừng tăng lên. Do đó ảnh hưởng Diệp Quân Lâm các phương diện phản ứng tốc độ, mà lôi điện chi lực vô khổng bất nhập, tìm kiếm hết thảy cơ hội thừa dịp tới công kích Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm cũng may mắn là thuần thể tu, nếu không thiên lôi thủy ngân tả mà công kích liền có thể đem bất luận kẻ nào phá hủy thành cạn. A a a. Diệp Quân Lâm gào giống, tuy là lấy hắn thân thể cường độ, giờ phút này cũng cảm giác được kịch liệt cảm giác đau đớn. Lôi điện chi lực thậm chí xuyên thấu qua hắn lông tơ khổng tầm nhập, ý đồ đem Diệp Quân Lâm mỗi một tế bào đều hoàn toàn phá hủy. Địa mạch chi lực cũng đang không ngừng tăng cường, như là muốn vào một bước đem hai chân kéo ly Diệp Quân Lâm thân thể. Cảm giác đau đớn đang không ngừng tăng cường, Diệp Quân Lâm gào giống thanh cũng lại tiếp tục. Coi như Diệp Quân Lâm cho rằng này thiên lôi tiếp đã vượt qua hơn phân nửa khoảnh khắc, nguyên bản bình tĩnh Hàn Đàm mặt nước chợt bắn ra một đạo thành nhân cánh tay phẩm chất mũi tên nước. Này chi mũi tên nước đồng dạng mang theo khủng bố lôi điện năng lượng, mũi tên nước quanh mình càng là điện hoa thoán động. Đặc biệt mũi tên nước còn cụ bị lạnh lẽo đến mức tận cùng hàn ý, phảng phất có thể đem thời gian hết thảy đông lại thành khối băng, xẹt qua không gian khu vực đều nháy mắt động lại. Mà lôi điện chi lực lại bầy biện ra nóng rực độ ấm, kia phiến đông lại không gian khu vực lại khoảnh khắc bị tăng nhiệt độ, cực hạn lãnh nóng bỏng thay cho trực tiếp rách nát mở ra. Suy, mũi tên nước bắn ra, đâm thẳng Diệp Quân Lâm trái tim bộ vị. Diệp quân lâm ánh mắt hơi ngưng, hắn đã phỏng đoán ra mũi tên nước ý đồ chân chính. Nghĩ đến thiên lôi đã nhìn ra thân thể của mình cường độ viễn siêu thường nhân, liền tính toán hiện đem tự thân lợi dụng hàn đàm chi mũi tên đông lại, lại từ thiên lôi oanh kích đun nóng. Cực hạn lãnh nhiệt dưới, mặc dù là cường đại nữa thân thể cũng sẽ bị phá hủy. Táng long sơn cốc thiên lôi quả nhiên là cụ bị nào đó linh vật, thế nhưng có thể phối hợp địa mạch cùng hàn đàm phát huy ra như thế trình độ liên hợp công kích. Diệp quân lâm cảm khái không thôi, nói vậy này mũi tên nước cũng là tụ tập cả tòa hàn đàm cực hàn chi lực, cần thiết cẩn thận đối đãi, nếu không thật đúng là khả năng có nguy hiểm. Cơ sở công pháp lại lần nữa nhanh hơn, lúc này Diệp quân lâm đã đem công pháp vận chuyển tới cực hạn. Mặc dù là đối kháng dĩ vãng rất nhiều cường giả hắn cũng chưa phí quá như thế đại kính, lúc này cũng đã khuynh lực chống đỡ thiên lôi phát động liên hợp công kích. Mũi tên nước chấp mắt tức đến, Diệp quân lâm đầu tiên là lựa chọn ngạnh kháng, ngay sau đó lại dẫn đường mũi tên nước cực hàn chi lực nhập thể, tránh cho thân thể tầng ngoài liên tục cứng đờ. Răng rắc, mũi tên nước thế nhưng phát ra băng nước tiếng vang, từ lúc ban đầu mấy trượng trường, nhanh chóng vỡ vụn mở ra, đến cuối cùng đã là chỉ còn lại có mấy tấc. Cuối cùng hoàn toàn tán loạn, mà Diệp Quân Lâm cũng là thân hình liên tục lui về phía sau, lại lần nữa chuyển đến đau đớn cảm làm hắn cũng là đào hút khẩu khí lạnh. Không nghĩ tới này mũi tên nước chi lực như thế cường hãn. Diệp Quân Lâm khiếp sợ không thôi, đặc biệt kia cổ Hàn Ý càng là làm hắn vô cùng kinh ngạc, ở trong nháy mắt Diệp Quân Lâm thậm chí cho rằng chính mình bị đông lạnh thành khắc băng. Ngay cả tứ chi đều cứng đờ vô cùng, ước chừng vận chuyển mấy cái chu thiên cơ sở công pháp, mới vừa rồi miễn cưỡng khôi phục. Cấp lão tử phá. Diệp Quân Lâm lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, thân thể nháy mắt bộc phát ra khủng bố năng lượng uy áp năng lượng uy áp rời non lấp biển cùng thiên lôi công kích mang theo ra tới xích năng lượng va chạm ở một chỗ. Âm âm âm, theo đinh tai nhức óc từng trận vang lớn, diệp quân lâm dưới chân đen như mực sắc hòn đá nháy mắt vỡ vụn mở ra, trói buộc chi lực trong khoảnh khắc bị hắn tan giã. Đồng thời diệp quân lâm hai chân đặng mà, cả người giống như mũi tên rời dây cung, lại lần nữa nhằm phía trong hư không tàn lưu nửa cái to lớn điện cầu. Xoẹt lạp, cuồng bạo điện lưu thanh không ngừng truyền ra, Diệp Quân Lâm thân thể sở hữu bộ vị bị hồ quang bao vây. Nhưng là đối với giờ phút này Diệp Quân Lâm tới nói, điểm này điện lực công kích thật đúng là vô pháp tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Loại này đối kháng ước chừng rằng có một nén hương thời gian, to lớn điện cầu rốt cuộc từ bỏ, chậm rãi hướng bốn phương tám hướng tan đi. Mà Diệp Quân Lâm lăng không mà đứng, phảng phất một tôn thượng cổ chiến thần bế nghĩa thiên hạ, giờ tay nhấc chân gian lộ ra bá đạo. Rốt cuộc kết thúc sao, Diệp Quân Lâm lẩm bẩm tự nói, hơi hơi cầm quyền, trong cơ thể hơi thở nháy mắt mãnh liệt minh mông. Nhưng mà đương Diệp Quân Lâm buông ra nắm tay, luồng năng lượng này lại trong khoảnh khắc tiêu tán, phảng phất chưa bao giờ tồn tại giống nhau. Thu phóng tự nhiên, Diệp Quân Lâm cảm giác đối lực lượng khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bình phán mỗi chiếc xe thể thao hay không đỉnh cấp, có hạng nhất quan trọng chỉ tiêu chính là trăm cây em gia tốc. Nhưng mà Diệp Quân Lâm giờ phút này cái này ra tốc thời gian cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, đồng thời từ đỉnh tốc hàng bằng không tốc còn có thể nháy mắt hoàn thành. Đây là đối với lực lượng cực hạn đem khống, có thể đạt tới như thế đối lực lượng thu phóng tự nhiên hiệu quả, Diệp Quân Lâm cũng là bất ngờ. Đến nỗi những mặt khác, Diệp Quân Lâm cảm xúc sâu nhất không gì hơn thân thể cường độ, hoàn toàn tăng lên tới hoàn toàn mới trình tự. Chỉ là Diệp Quân Lâm vừa rồi vẫn chưa đem sở hữu thiên lôi chi lực cùng địa mạch năng lượng tất cả tiêu hao, rốt cuộc này địa mạch với hắn mà nói còn hữu dụng. Như thế đặc thù địa mạch dùng để rèn tuyệt thế thần binh không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. Một lát sau, to lớn điện cầu toàn bộ tan hết, mà thanh minh không chung lại lần nữa u ám xuống dưới, mây đen răng đầy giống như thái sơn áp đỉnh. Hàn đàm phía trên thậm chí toàn bộ trung tâm khu vực lại lần nữa xuất hiện thiên lôi kích động cảnh tượng, địa mạch trói buộc cũng tất cả biến mất. Hết thảy như là khôi phục lúc ban đầu bộ dáng, nhưng mà đối với Diệp Quân Lâm tới nói lại phi thường không giống nhau. Bởi vì táng Long Sơn Cốc sở hữu tính bài ngoại lực lượng đều đối Diệp Quân Lâm không có hiệu quả, phản phất chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Suy tư sau một lát, Diệp Quân Lâm cũng minh bạch trong đó ngọn nguồn. Hắn hiện tại sở cổ bị lực lượng, đã vượt qua lôi hải cùng địa mạch phạm trù, thậm chí có thể nói từ nào đó trình độ thượng hình thành cộng dung. Nếu đối Diệp Quân Lâm tạo không thành bất luận cái gì uy áp, như vậy sở hữu khu vực lại lần nữa khôi phục thái độ bình thường, chờ đợi tiếp theo cái dị loại xuất hiện khi lại tiến hành công kích. Bên kia, vây khốn táng long sơn cốc rất nhiều tông phái thế lực cũng sôi nổi cảm khái. Năng lượng bạo động rốt cuộc kết thúc, xem ra tiến vào trong đó tên côn đồ đã tiêu vong. Liền vừa rồi kia cổ bộc phát ra tới năng lượng uy áp, liền tính là đại la thần tiên cũng không sống được. May mắn chúng ta lúc ấy không có tùy tiện tiến vào trong đó, nếu không liền giữ nhiều lành ít lâu. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện hai vị điện chủ cũng là lòng còn sợ hãi, bọn họ đối với vừa rồi kia cổ năng lượng cảm ứng càng thêm rõ ràng. Hai người chút nào không nghi ngờ, mặc dù chính mình đem trong cơ thể lực lượng bùng nổ đến mức tận cùng, chỉ sợ cũng sẽ bị kia viên to lớn điện cầu nháy mắt nháy mắt hạ gục. Bồn tỏa còn như thế, cái kia không chỗ nào cố kỵ cuồng đồ tất nhiên không sống được. Hai vị điện chủ không hẹn mà cùng sinh ra loại này ý niệm, đang ở hướng trung tâm khu vực cấp tốc tới gần Tiêu Phong đột nhiên dừng lại thân hình, phương xa to lớn điện cầu tiêu tán, hắn nháy mắt đầy mặt bi thương chi sắc. Sư phụ, người vẫn là không có thể chờ đến đệ tử a. Như thế nào có thể như vậy, người vì sao phải tới nơi này mạo sinh mệnh nguy hiểm tầm bảo? Sư phụ, bất hiếu đệ tử này liền tới đưa người cuối cùng đoạn đường. Tiêu Phong ngửa mặt lên trời thét dài, ngay sau đó phấn chấn tinh thần, tiếp tục lên đường. Nhưng mà Tiêu Phong mới vừa về phía trước đi rồi mấy trượng, dị biến đột nhiên sinh ra. Nhìn giống như thượng cổ chiến thần Diệp Quân Lâm huyền phù ở giữa không trung. Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Công Tôn Nguyệt Ảnh trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, trong lòng càng nhiều còn lại là sùng bái. Chủ nhân thế nhưng vừa qua khỏi cái loại này cấp bậc thiên lôi công kích. Tông chủ thực lực cũng quá khủng bố đi. Mặc dù là hai vị điện chủ đích thân tới, chỉ sợ cũng vô pháp chống đỡ được to lớn điện cầu một vòng oanh kích đi cũng không biết tông chủ hiện tại đến tột cùng đạt tới như thế nào cảnh giới. Hai nàng không tự giác mà ra tiếng cảm khái. Nhưng mà các nàng vừa định tới gần Diệp Quân Lâm, trên đỉnh đầu không đột nhiên tiếng sấm cuồn cuộn sấm sét ầm ầm. Răng rắc, ngay sau đó, một đạo lưu nước phẩm chất thiên lôi chút xuống mà xuống, trực tiếp oanh hướng mộ dung khuynh tuyết các nàng. Công tôn nguyệt ảnh hoa dung thất sắc, ở trong nháy mắt kia hoàn toàn đánh mất tự hỏi năng lực. Mộ Dung Khuynh Tuyết bận rộn lo lắng lôi kéo Công Tôn Nguyệt Ảnh tính toán tránh né, nhưng mà không biết khi nào, nguyên bản biến mất dưới chân địa mạch trói buộc chi lực lại lần nữa xuất hiện. Chợt hình thành cản trở cảm làm hai nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, một cái không đứng vững thế nhưng trực tiếp té ngã trên đất. Ai u? Hai nàng kinh hô ra tiếng, lại nhớ đến thân căn bản là không còn kịp rồi. Khủng bố xét đánh chớp mắt tức đến, mắt thấy liền phải bổ vào năng lượng vòng bảo hộ thượng. Hai nàng tâm nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc, các nàng biết rõ giờ phút này năng lượng vòng bảo hộ còn sót lại năng lượng cũng không nhiều, mặc dù là chống đỡ thiên lôi dư ba đều lao lực. Càng đừng nói hoàn chỉnh thiên lôi công kích. Huống chi mộ dung khuynh tuyết các nàng phía trước bởi vì tìm kiếm thiên tài địa bảo thể lực đã tiêu hao hầu như không còn. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc sao? Ta còn không muốn chết. Hai nàng trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn rơi xuống thiên lôi càng ngày càng gần chờ đợi tử vong buông xuống nhưng mà liền tại đây nhìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc nơi xa diệp quân lâm phảng phất thi triển thuấn di đi tới hai nàng phụ cận vì thế lệnh hai nàng trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên một màn xuất hiện liền thấy kia nguyên bản sắp bổ vào năng lượng vòng bảo hộ thiên lôi như là cấp tốc chạy xe thể thao đột nhiên bị người điều khiển mãnh đánh tay lái trực tiếp 90 độ quẹo vào cuối cùng bổ vào hàn đàm trong vòng đây là có chuyện gì hai nàng nhìn này không thể tưởng tượng một màn, trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất hô hấp. Ngay sau đó, lại lần nữa có mấy đạo nguyên bản bổ về phía năng lượng vòng bảo hộ thiên lôi, toàn bộ đều như là tránh né ôn thần giống nhau, đánh rớt ở mặt khác vị trí. Mặc dù là sao lại ngẫu nhiên có tam sắc xét đánh bổ vào diệp quân lâm trên người, cũng căn bản vô pháp đối hắn tạo thành chút nào thương tổn. Thật giống như gió nhẹ quất vào mặt giống nhau ôn nhu. Đặc biệt ở diệp quân lâm bên người mộ dung khuynh tuyết hai người, cũng chút nào cảm thụ không đến thiên lôi dư ba đả kích. Này cùng dĩ vãng dư ba đều có thể đem các nàng chấn thương tình huống hoàn toàn bất đồng. Hẳn là bởi vì ta thông qua thiên lôi kiếp khảo nghiệm, táng long sơn cốc nội thiên lôi đem ta trở thành người một nhà, không hề bài xích phá hủy. Đến nỗi các ngươi không chịu ảnh hưởng, hẳn là cũng là như thế, ở nào đó trong phạm vi, ta bên người bất luận kẻ nào cùng vật đều không chịu thiên lôi cam thù. Nơi này năng lượng cũng đạt tới tân cân bằng, chỉ cần các ngươi ở ta bên người, liền sẽ không có việc gì. Diệp Quân Lâm giải thích nói. Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Công Tôn Nguyệt Ảnh bừng tỉnh đại ngộ. Giờ phút này các nàng trong lòng khiếp sợ cùng kính sợ đã tột đỉnh. Bên kia, Tiêu Phong vốn định tiếp tục đuổi bôn trung tâm khu vực, kết quả đi chưa được mấy bước dị biến đột nhiên sinh ra. Nguyên bản an tĩnh không trung nháy mắt mây đen tràn ngập, ngay sau đó sấm sét ầm ầm, dưới chân trói buộc chi lực cũng nháy mắt gia tăng mấy lần. Đây là có chuyện gì? Tiêu Phong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhanh chóng vận chuyển công pháp triệt tiêu trói buộc chi lực tiếp tục đi trước. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo thành nhân vây quanh phẩm chất thiên lôi trở đánh xuống, trực tiếp tạp hướng Tiêu Phong đầu. Ngọa tào, thiên lôi như thế nào lại tới nữa? Tiêu Phong kinh hô ra tiếng, bận rộn lo lắng đem hết toàn lực hướng nơi xa trốn tránh mà đi. Mãnh liệt thiên lôi cơ hồ chính là xoa Tiêu Phong góc áo nện ở mặt đất. Ầm ầm ầm, kiên cố vô cùng mặt đất nháy mắt bị oanh ra một đảo thật sâu cảm bẫy. Trong lúc nhất thời, đá vụn bay tán loạn. Cuồng bạo thiên lôi dư ba hướng bốn phía khuếch tán mở ra, tiêu phong bận rộn lo lắng thi triển năng lượng vòng bảo hộ chống cự. Tuy rằng không tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn, nhưng là như cũ bị chấn đến trong ngực khí huyết không ngừng cuồn cuộn. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Tiêu phong xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cho đến giờ phút này như cũ lòng còn sợ hãi nếu như vừa rồi bị thiên lôi đánh trúng lấy hắn hiện tại tu vi cảnh giới không sai biệt lắm trực tiếp đã bị chấn sát đương trường này thiên lôi vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện đâu tiêu phong nghĩ trăm lần cũng không ra phía trước trong khoảng thời gian này đều gió êm sóng lặng dọc theo đường đi cơ hồ có thể coi như là thông suốt thời tiết thậm chí có thể dùng tinh không vạn lý tới hình dung nhưng mà trong phút chốc gió nổi mây phun nồng hậu mây đen thái sơn áp đỉnh càng là thiên lôi cuồn cuộn tới chẳng lẽ là táng long sơn cốc xuất hiện nào đó vấn đề? Tiêu Phong trong lòng suy đoán, rốt cuộc phía trước được đến tin tức chính là táng long sơn cốc trong phạm vi thiên lôi không ngừng. Mà phía trước tiến vào phi trung tâm khu vực không gặp được bất luận cái gì thiên lôi, rất có thể là bởi vì sư phụ xâm nhập táng long sơn cốc trung tâm khu vực khiến cho phản ứng dây chuyền. Đặc biệt ngầm truyền đến trói buộc lực cũng tùy theo tăng cường, liền phảng phất cùng thiên lôi thình lình xảy ra lẫn nhau hô ứng giống nhau. Vô luận sao lại thế này, cũng đến đi trước trung tâm khu vực nhìn xem sư phụ kết quả, chẳng sợ hắn đã gặp tới rồi ngoài ý muốn. Hạ quyết tâm, tiêu phong tiếp tục đi tới. Nhưng mà không đi mấy trăm mét, lại lần nữa có một đạo thùng nước phẩm chất thiên lôi oanh kích mà đến. Đánh rất tốc độ thậm chí muốn so vừa rồi kia đạo thiên lôi còn mạnh hơn vài phần. Lão tử cắn nuốt ngươi. Tiêu phong có chút tới khí, thế nhưng trực tiếp vận chuyển cực đoan cắn nuốt công pháp, tính toán ngạnh lay trời lôi. Nhưng mà ở cực có tới gần là lúc, Tiêu Phong đột nhiên cảm nhận được thiên lôi năng lượng dư ba thật sự quá mức cuồng bạo. Là lúc một chút lôi điện chi lực cắn nuốt lên liền phi thường khó khăn, mấu chốt là vượt qua hắn khống chế phạm vi. Này thiên lôi cổ bị năng lượng quá mức cuồng bạo, tùy tiện cắn nuốt chỉ sợ sẽ có nổ tan xác mà chết nguy hiểm. Nghĩ vậy Tiêu Phong lại nhanh chóng tránh thoát tới, ở nhìn đến Diệp Quân Lâm phía trước, hắn còn không muốn chết. Đặc biệt cung thiên thu thù còn không có báo, Tiêu Phong cũng cảm thấy không cần thiết mạo sinh mệnh nguy hiểm cắn nuốt thiên lôi sư phụ, người nhưng ngàn vạn không cần có việc a. À. Tiêu phong dốc sức làm lại, tiếp tục hướng tới táng long sơn cốc trung tâm khu vực cực nhanh lao đi. Hàn đàm bên bờ, Diệp Quân Lâm khoanh tay đứng thẳng. Giờ phút này Diệp Quân Lâm cùng phía trước so sánh với giống như thoát thai hoán cốt, cả người thần quang dạng dỡ. Đặc biệt làn da tầng ngoài liền phẳng phất tinh oánh dịch thấu kim cương, không có một tia tạp chất, lộ ra tuyệt đối cường ngạnh cảm. Mấu chốt nhất chính là giờ phút này Diệp Quân Lâm hơi thở toàn vô, liền phảng phất một cái không hề tu vi người thường giống nhau. Có một loại trở lại nguyên trạng cảm giác quen thuộc. Cái loại này trạng thái giống như là bình tĩnh mặt biển, không gió khi an tĩnh tường hòa, nhưng mà một khi bùng nổ chính là hung mãnh sóng thần, đủ để hủy thiên diệt địa. Đối với bất luận kẻ nào tới đều là diệt thế tai nạn. Tuy rằng không biết Diệp Quân Lâm thực lực đến tột cùng đã tới loại nào nông nỗi, nhưng diệt sát hai vị điện chủ hẳn là không nói chơi. Công Tôn Nguyệt Ảnh trong lòng âm thầm nghĩ, rốt cuộc liền táng Long Sơn cốc tụ tập bát phương thiên lôi hình thành nhất khủng bố một kích đều có thể ngạnh khiêng, còn có cái gì dạng công kích không thể ngăn cản đâu. Thậm chí liền toàn bộ táng Long Sơn cốc thiên lôi cùng với địa mạch chi lực đều bị Diệp Quân Lâm thuần phục. Có được như thế khủng bố thế lực, mặc dù là đi côn luân khư trung tâm khu vực lang bạt cũng có 10 phần tự tin. Phía trước cho các người tìm kiếm thần cốt vị trí nhưng đều đánh dấu hảo. Diệp Quân Lâm đột nhiên hỏi. Hai nàng như ở trong mộng mới tỉnh bận rộn lo lắng máy móc gật gật đầu. Phía trước dẫn đường đi. Diệp quân lâm cười nói. Mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh bận rộn lo lắng ở phía trước dẫn đường, làm các nàng kinh ngạc chính là ngay cả địa mạch trói buộc cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng những thiên lôi trốn tránh phách, ngay cả địa mạch trói buộc chi lực cũng trốn tránh đi, này cũng quá lợi hại. Lúc này đi đường quả thực quá nhẹ nhàng. Mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh lại lần nữa kinh hô ra tiếng các nàng hiện tại trạng thái vốn dĩ liền ở vào nỏ mạnh hết đà, nếu tái ngộ đến phía trước cái loại này cấp bậc địa mạch trói buộc lực lượng, chỉ sợ muốn một bước khó đi. Hiện giờ địa mạch trói buộc tất cả biến mất, hai nàng vừa vặn mượn cơ hội này vận công khôi phục trạng thái. Nếu ta không đoán sai nói, địa mạch trói buộc năng lượng trung tâm hẳn là ở hàn đàm trung tâm cái đáy. Lúc ấy to lớn thiên lôi điện cầu đó là lấy cái kia vị trí không ngừng tụ tập mà thành, đặc biệt điện long cuốn sôi nổi dâng lên, càng là mang theo địa mạch lực lượng. Mặc dù là hiện tại, các người cũng có thể nhìn đến, thiên lôi như cũ lấy cái kia trung tâm nhất tập trung. Diệp quân lâm trầm giọng nói. Mộ dung khuynh tuyết hai người sôi nổi nhìn lại, quả nhiên hàn đàm địa phương khác trên không thiên lôi tương đối phân tán. Đến nỗi hàn đàm chung vị trí trên không lại tụ tập mấy đạo thiên lôi, cơ hồ là không ngừng nghỉ đánh rất mà xuống. Tông chủ là tính toán trực tiếp đi trước hàn đàm trung tâm đi tầm bảo. Mộ dung khuynh tuyết hỏi dò. Diệp quân lâm vẫy vẫy tay, nói, không nóng này, chúng ta trước từ hàn đàm bên ngoài siêu tập thiên tài địa bảo. Tuy rằng hàn đàm bên ngoài tuyệt đại đa số đều là chuẩn thần cốt, nhưng là luyện chế mặt khác vũ khí đã vậy là đủ rồi. Mấy thứ này mặc dù là đối với côn luân khư mà nói, rất nhiều đều là dù ra giá cũng không có người bán đại tài nguyên, diệp quân lâm tự nhiên không có khả năng trực tiếp từ bỏ. Công tôn nguyệt ảnh cùng mộ dung khuynh tuyết tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ cần ngốc tại diệp quân lâm chung quanh khu vực, trên cơ bản không có bất luận cái gì nguy hiểm đúng rồi chủ nhân sách cổ trung đã từng ghi lại táng Long Sơn cốc trung tâm lôi hải khu vực có dị thú tồn tại thực lực hung hãn hủy thiên diệt địa cũng không biết là cái gì khủng bố linh thú vẫn là tiểu tâm cẩn thận thì tốt hơn a à. công tôn nguyệt ảnh cung thanh khuyên nhủ tuy rằng diệp quân lâm cũng khiêng qua thiên lôi mạnh nhất một kích nhưng là kia đầu linh thú đồng dạng hàng năm ở lôi trong biển rèn luyện thực lực sâu không lường được mặc dù là cùng diệp quân lâm so sánh với ai mạnh ai yếu thật đúng là không nhất định Đúng vậy tông chủ, ta cũng từng nhìn đến quá tương quan sách cổ, nghe nói là cụ bị nào đó thượng cổ huyết mạch khủng bố linh thú, xác thật không dung khinh thường. Mộ dung khuynh tuyết cũng là ở bên cạnh nhắc nhở. Diệp quân lâm khinh miệt mà cười cười, nói, không sao, ta vừa lúc thiếu cái sủng vật đâu. Nó nếu dám ngoi đầu nói, hàng phục đó là. Công tôn nguyệt ảnh các nàng khóe miệng chiều trừ, trừ, đem thượng cổ hung thú đương sủng vật, đủ cuồng đủ khí phách. Đương nhiên, Diệp quân lâm cũng xác thật có cuồng vọng tư bản nhanh lên siêu tập thiên tài địa bảo đi. Diệp quân lâm phất phất tay nói. Ở kế tiếp gần 3 ngày thời gian, Diệp quân lâm đám người liền ở hàn đàm bên ngoài vơ vét thiên tài địa bảo. Quá tố hư linh sát hoa, cửu truyền mộc minh cốt, thiên hồn băng phách thần cốt, thiên su xích dương thảo, thiên cương hỗn nguyên thiết. Nhìn trước mắt rất nhiều chỉ tồn tại với sách cổ trung thiên tài địa bảo cùng với thần cốt, chuẩn thần cốt, mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh đều là vui vẻ ra mặt. Chỉ cần là cái này phân lượng, chỉ sợ cũng đã so nhật nguyệt thần hỏa điện nội tình nhiều rất nhiều. Đặc biệt thiên tài địa bảo này ngoạn ý ở tinh không ở nhiều, huống hồ trước mắt này đó đỉnh cấp bảo bối lượng cũng không ít. Huống chi này còn không có tìm kiếm hàn đàm chỗ sâu trong thiên tài địa bảo đâu. Đến lúc đó đoạt được quả thực vô pháp tưởng tượng. Công tôn nguyệt ảnh kích động không thôi, đi theo diệp quân lâm quả nhiên được lợi rất nhiều. Mộ dung khuynh tuyết càng là loại này ý tưởng, nàng đã sớm bị diệp quân lâm bày ra ra lực lượng hoàn toàn thuyết phục càng thêm cho rằng tinh nguyệt thần tông có thể có diệp quân lâm như vậy tông chủ, sẽ càng thêm nhanh chóng quật khởi vì siêu cấp tông phái. Tông chủ, hàn đàm bên ngoài đều có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, hàn đàm chỗ sâu trong tất nhiên càng nhiều, ngài là tính toán hiện tại liền đi tìm kiếm sao. Mộ dung khuynh tuyết thử thăm dò dò hỏi, rốt cuộc ở bên ngoài đã hao phí quá dài thời gian. Diệp quân lâm trầm ngâm một lát nói, lại hao phí trước thời gian cũng không quan hệ, chúng ta không nóng nảy rời đi táng long sơn cốc hay là chủ nhân còn nghĩ tiếp tục lợi dụng thiên lôi tôi thể tăng lên tu vi cảnh giới? Công tôn Nguyệt ảnh khó hiểu hỏi. Công tôn Nguyệt ảnh kiến thức muốn xa cao hơn mộ dung khuynh tuyết, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hiện giờ thiên lôi mặc dù bổ chúng diệp quân lâm, đối với người sau cảnh giới tăng lên cũng là cực kỳ bé nhỏ. Tiếp tục ngốc đi xuống tôi thể cơ bản tương đương với ở làm vô dụng công. Thiên lôi tôi thể đối thực lực của ta tăng lên đã không lớn. Diệp quân lâm dừng một chút, chuyện vừa truyền tiếp tục nói, nhưng là nơi này vô luận thiên lôi vẫn là địa mạch chi lực, đều là rèn thần binh tuyệt hảo hoàn cảnh. Hơn nữa chung quanh nhiều như vậy các loại thiên tài địa bảo, muốn kể hết trở đi cũng không dễ dàng. Nhưng là luyện chế thần binh nói, là có thể đem chúng nó lớn nhất hóa tiêu hao, miễn cho phí phạm của trời sao. Công tôn nguyệt ảnh hai nàng khóe miệng không khỏi chiều chiều, diệp quân lâm đây là tính toán đem táng long sơn cốc hành trình ích lợi lớn nhất hóa ha. Thành như diệp quân lâm theo như lời như vậy, nhiều như vậy thiên tài địa bảo muốn toàn bộ trở đi chỉ sợ đạt được mấy tranh, làm như vậy liền quá lãng phí thời gian. Nhưng là luyện chế một thanh thần binh yêu cầu tiêu hao thiên tài địa bảo số lượng rất nhiều, hơn nữa thiên lôi cùng địa mạch là mang không đi, này hai dạng lại là rèn thần binh tuyệt hảo hoàn cảnh. Như thế thần binh luyện chế thành công sau, mang theo hữu hạn thần binh liền tương đương với mang đi vô số thiên tài địa bảo. Tông chủ Anh Minh, chủ nhân Anh Minh, hai nàng cơ hồ đồng thời mở miệng cảm khái. Hơn nữa này thiên lôi cùng địa mạch cũng có thể làm thiên nhiên hộ pháp, tránh cho những người khác quấy giày ta rèn thần binh. Diệp quân lâm sâu kín mà nói. Mộ dung khuynh tuyết các nàng hoàn toàn bái phục, táng long sơn cốc tài nguyên đều bị vị này lợi dụng. Bên kia, tiêu phong vô cùng chật vật mà tiếp tục đi trước. Liền thấy vậy khắc tiêu phong tóc tiêu hồ hơn phân nửa, trên người dày nặng hát giáp cũng là tàn khuyết không được đầy đủ. Lỏa lồ ra cánh tay cùng với đùi đều có rõ ràng miệng vết thương cùng vết máu, Cả người hơi thở cũng không hề giống lúc ban đầu như vậy tràn đầy, nghiễm nhiên đã mau đạt tới thừa nhận cực hạn. Đáng giận thiên lôi lại là như vậy nhiều. Còn có này quỷ dị mặt đất, liền cùng tăng lớn mấy chục lần trọng lực giống nhau, thoát khỏi lên đều phi thường hao phí thể lực. Tiêu Phong biên tránh né thiên lôi oanh kích biên mở miệng mắng. Này dọc theo đường đi đối mặt thiên lôi không chừng khi không chừng lượng oanh kích, Tiêu Phong có thể nói là cửa tử nhất sinh. Hắn đã từng nghĩ tới tạm lui ra ngoài, nhưng là đã thâm nhập xa như vậy khoảng cách, có không toàn thân mà trở về thật khó mà nói. Hơn nữa tiêu phong tưởng xác nhận sư phụ Diệp Quân Lâm sinh tử, này liền càng thêm kiên định hắn nhu cầu cấp bách đi trước trung tâm khu vực quyết tâm. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, sư phụ, ta tới. Tiêu phong cắn chặt răng, tiếp tục căng ra đầu hướng trung tâm khu vực chạy đến. Thiên lôi cuồn cuộn tới ngay sau đó đánh rớt, tiêu phong thất tha thất thiểu tránh thoát tới cũng may mắn hắn tại đây dọc theo đường đi bằng vào cắn nuốt thiên lôi dư ba năng lượng lúc này mới miễn cưỡng gắn bó hắn tiếp tục đi tới lực lượng nếu không hắn đã sớm kiệt lực mà chết khó trách bên ngoài những cái đó hỗn đản không dám truy tiến vào chắc là sợ hãi thiên lôi oanh kích một đám món lòng tiêu phong khinh thường nói trên thực tế lấy nhật nguyệt thần hỏa điện cầm đầu rất nhiều tông phái thế lực cũng xác thật là bởi vì kiêng kỵ thiên lôi mới không dám vì tiện truy tung tiêu phong từ kia mấy cái tiểu tông phái cường giả đem tình huống hội báo cấp hai vị điện chủ lúc sau, bọn họ liền hạ lệnh làm tiêu phong tự sinh tự diệt. Tuy rằng không xác định xâm nhập táng Long Sơn có người đến tột cùng cái gì chi tiết, nhưng là đối mặt như thế cường hãn thiên lôi oanh kích hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cứ như vậy rất nhiều thế lực đã ở chỗ này chờ gần 5 ngày. Điện chủ, chúng ta còn muốn tiếp tục ở chỗ này chờ đợi sao? Ân học kiến cung kính hỏi. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, ân học kiến đã thành công cùng hai vị điện chủ thuộc lạc lên. Mọi cách xung xoe dưới, hai vị điện chủ đối ân học kiến thái độ cũng phi thường không tồi. Theo ân học kiến hỏi ra khẩu, mặt khác tông phái cầm lái giả cũng sôi nổi đem ánh mắt tập trung đến hai vị điện chủ trên người. Tuy rằng nói lần này chủ yếu mục đích là đánh chết tên côn đồ, nhưng nếu người nọ đã chết vào thiên lôi oanh kích dưới, đại gia cũng không cần thiết tiếp tục háo đi xuống. Nhật Nguyệt thần hỏa điện điện chủ trầm ngâm một lát nói, khủng bố thiên lôi đã tan đi, mặt khác địa vực lại lần nữa khôi phục bình thường, thuyết minh thiên lôi kiếp đã hoàn toàn hoàn thành. Nếu mấy người kia khiêng quá như vậy khảo nghiệm, ba ngày thời gian như thế nào cũng nên ra tới. Nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thấy được người đi ra, liền có thể chứng minh bọn họ toàn bộ chết với thiên lôi kiếp dưới. Phó điện chủ cũng là phụ họa theo đuôi, điện chủ lời nói cực kỳ, chỉ là đáng tiếc ánh trăng như vậy tốt tu luyện mầm. Hai vị điện chủ giải quyết dứt khoát, đương nhiên này cũng xác thật là bọn họ trong lòng suy nghĩ phía trước to lớn điện cầu năng lượng như vậy khủng bố, mặc dù là oanh hướng đỉnh cấp tông phái, chỉ sợ đều có thể đem này hủy diệt. Càng đừng nói chỉ có kia cuồng đồ một người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ao ao xôn xao, lúc trước kia tiểu tử còn làm chúng ta chờ ở tại chỗ giúp hắn vận thiên tài địa bảo, thật là gióng giặc a. À. Tên kia ỷ vào chính mình có thực lực liền không biết trời cao đất rộng, không nghĩ tới này côn luân khư tuyệt địa lợi hại. Chỉ là đáng tiếc Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Thánh Nữ cái này chỉ sợ muốn khác tuyển người khác còn không phải sao nghe nói toàn bộ nhật nguyệt thần hỏa điện liền công tôn nguyệt ảnh một cái thiên phú dị bẩm nữ tử muốn lại tìm nói dễ hơn làm ta xem cũng không như vậy khó nhật nguyệt thần hỏa điện kêu gọi lực như thế to lớn tại đây hơn trăm trong đó tiểu tông phái nội tìm cái thiên phú kỳ giai nữ nhân còn không dễ dàng nghe nói thái hư thần tông tương lai tông chủ phu nhân thiên phú liền phi thường khủng bố có lẽ rất có cơ hội a à. ở mọi người nghị luận sôi nổi thái hư thần tông đóng giữ chỗ mọi người cũng nghe tới rồi rất nhiều nghị luận đặc biệt ở biết được tên kia cuồng đồ trăm phần trăm chết ở thiên lôi oanh kích dưới khi trên mặt cũng là tràn ngập khiếp sợ cùng kinh ngạc kia cuồng đồ từng lấy bản thân chi lực tàn sát nhật nguyệt thần hỏa điện rất nhiều cao thủ như thế tu vi thế nhưng vẫn là không có thể chống đỡ được táng long sơn cốc thiên lôi này thiên lôi không khỏi cũng quá khủng bố đi tam thánh tử gian nan mà nuốt khẩu nước miếng càng thêm cảm giác táng long sơn cốc đáng sợ Đại thánh tử đồng dạng sắc mặt ngưng trọng mà nói, nếu không phải như thế, sách cổ trung sao có thể xương táng long sơn cốc phi sinh mệnh vùng cấm đâu. Hơn nữa xem phía trước cái kia thật lớn điện cầu năng lượng quy mô, mặc dù là đại hình tông phái đỉnh cấp cường giả đích thân tới chỉ sợ cũng vô pháp ngạnh hám, kia cuồng đồ chết ở nơi đó cũng liền chẳng có gì lạ. Chỉ là không nghĩ tới cái loại này cấp bậc cường giả cũng vô pháp ở táng long sơn cốc hoành hành không cố kỵ cũng không biết trong đó đến tột cùng có bao nhiêu đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Cung Thiên Thu vô cùng cảm khái mà nói. Phía trước nàng đối với tên kia cuồng đồ tu vi cảnh giới vô cùng hướng tới, cho rằng cuồng đồ thực lực ở Côn Luân Khư Nội đã đạt tới trần nhà cấp bậc. Nhưng mà hiện tại xem ra nếu tưởng ở Côn Luân Khư Nội hoành hành không cố kỵ, muốn đạt tới càng cường thực lực mới có thể. Thiên Thu, ta nhưng thật ra cảm thấy những người đó lời nói rất có đạo lý, kế tiếp ta sẽ giúp người tìm cơ hội tiến vào hai vị điện chủ tầm mắt. Lấy người tu luyện thiên phú, có lẽ thật có thể trở thành Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Thánh Nữ đâu. Đại Thánh Tử rất có hứng thú mà nói. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, Đại Thánh Tử phát hiện Cung Thiên Thu tu luyện thiên phú thật tốt. Đặc biệt tiến hành xong tu lúc sau, Cung Thiên Thu tu vi cảnh giới lại lần nữa bước lên tân bậc thang. Nếu nàng thật có thể trở thành Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Thánh Nữ, như vậy đối chính mình cũng sẽ trở thành cực đại giúp ích. Phải biết rằng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện tu luyện tài nguyên nhưng xa so Thái Hư Thần Tông nhiều thượng mấy lần đặc biệt là trung tâm cao tầng tài nguyên, càng là nhiều đến vô pháp tưởng tượng. Cung Thiên Thu cười nói, ta cũng hy vọng có thể trở thành thánh nữ, như vậy là có thể càng nhiều trợ giúp phu quân. Cung Thiên Thu đã sớm đem đại thánh tử chi tiết thăm dò, tự nhiên minh bạch hắn vừa rồi kia phiên lời nói ý tứ. Quả nhiên ở được đến như vậy hồi đáp lúc sau, đại thánh tử trên mặt ý cười đã vô pháp che giấu. Đến thê như thế, phu phục gì cầu? Đại thánh tử cười ngâm ngâm mà nói. Bảy thánh tử ở bên nhìn này hết thảy, trong lòng cũng là vô cùng chờ mong cung Thiên Thu trở thành Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Thánh Nữ. Bởi vì như vậy nàng liền có thể hoàn toàn thoát khỏi đại thánh tử khống chế, cũng có thể càng thêm danh chính ngôn thuận giống như tỷ tỷ giống nhau đối chính Minh Hảo. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện chúng cường giả lại ở bên ngoài chờ đợi hai ngày, hai vị điện chủ rốt cuộc quyết định tạm thời rút lui. Tuy rằng nói Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện thuộc về đại hình tông phái, nhưng cũng thuộc về cường địch Hoàn Hầu hiện giờ trong điện trung tâm cường giả cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, nếu những cái đó ở bên ngoài như hổ rình mồi cùng đẳng cấp tông phái được ăn cả ngã về không tiến công trộm ra. Kia đã có thể mất nhiều hơn được. Vì thế hai vị điện chủ hạ lệnh lấy thái hư thần tông là chủ, mặt khác tông phái vì phụ, tiếp tục lưu thủ nơi đây. Nếu vị kia tên côn đồ xuất hiện kỳ tích đâu. Rất nhiều thế lực tuy rằng có cá biệt tông phái không cam lòng, nhưng là ngại với nhật nguyệt thần hỏa điện cường đại thực lực uy áp cũng không dám vi phạm mệnh lệnh. Đến nỗi thợ săn tiền thường tổ chức những người này, bọn họ vốn là đã ở chỗ này hoạt động nửa năm, tự nhiên sẽ không dễ dàng rời đi. Huống hồ càng là náo nhiệt địa phương liền càng có cơ hội, thợ săn tiền thường tổ chức từ nào đó trình độ đi lên giảng, cũng là lớn nhất đầu cơ giả. Vì thế Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện dẫn đầu tuyên bố hãn phỉ chết vào táng Long Sơn Cốc Thiên lôi kiếp dưới. Tin tức này cũng là lan truyền nhanh chóng. Khắp khu vực nháy mắt oanh động. Này táng Long Sơn Cốc cũng quá khủng bố, liền thực lực khủng bố hãn phỉ cũng chưa có thể toàn thân mà lui. Cho dù bên trong có lại nhiều thiên tài địa bảo lão tử cũng không đi, bảo mệnh quan trọng. Mấy ngày liền nguyệt thần hỏa điện cường giả cũng chưa dám tùy tiện tiến vào trong đó, người cũng đừng không biết tự lượng sức mình. Vì thế mọi người đối với táng long sơn cốc sinh ra lớn hơn nữa sợ hãi tâm lý. Toàn bộ táng long sơn cốc trên không phẳng phất bị bịt kín một tầng dày nặng bóng ma. Bên kia, Thái Ất Thương sẽ cũng được đến Diệp Quân Lâm chết táng Long Sơn Cốc tin tức. Ngụy Thư Dương thật lâu không nói, cuối cùng chỉ phải thở dài một tiếng. Hắn vốn tưởng rằng Diệp Quân Lâm như vậy khủng bố tu vi có thể ở táng Long Sơn Cốc thiên lôi kiếp dưới toàn thân mà lui. Không nghĩ tới trung quy vẫn là không có thể chạy ra sinh thiên. Hội trưởng, kỳ thật Diệp Quân Lâm cũng có thể, thế nhưng dẫn tới toàn bộ táng Long Sơn Cốc Thiên Lôi tụ tập tới rồi một chỗ. Như vậy khủng bố Thiên Lôi oanh kích, cho dù là đối mặt đại hình tông phái hộ tông đại trận, cũng có thể đem này dễ dàng đục lỗ. Xem ra Diệp Quân Lâm đã tiến vào tới rồi táng Long Sơn cốc trung tâm khu vực, gia hỏa này không khỏi cũng quá chấp nhất, vì mấy khối thần cốt chôn vùi tánh mạng. Thực sự là quá đáng tiếc a à. lấy Diệp Quân Lâm tu luyện thiên phú, giả lấy thời gian định có thể thành tựu càng thêm cao thâm cảnh giới, đến lúc đó lại đi táng Long Sơn cốc chẳng phải tiến thối tự nhiên. Rất nhiều thái ất thương sẽ trung tâm cao tầng sôi nổi tỏ vẻ tiếc hận đặc biệt nghĩ đến Diệp Quân Lâm còn có thể là cái cặp cường cường hãn rèn đại sư, nếu cùng Thái Ất Thương hội trưởng kỳ hợp tác, như vậy bên ta đem được lợi không ít. Hiện giờ hết thảy đều trở thành bọt nước. Ngụy Thư Dương than nhẹ một tiếng, nói, sách cổ trung ghi lại táng Long Sơn cốc trung tâm khu vực địa mạch chi lực vô cùng cường hãn, thiên lôi linh tinh càng thêm khủng bố. Còn có cái cao thâm khó đoán cực hàn đến xương hàn đàm, ba người cộng đồng gây áp lực, mặc dù tu vi lại cường cũng khó có thể ngăn cản diệp quân lâm thực sự quá đáng tiếc nề hà hắn lúc trước căn bản là không nghe khuyên bảo a à. hội trưởng chúng ta đây muốn hay không đem diệp quân lâm thân phận thật sự báo cho nhật nguyệt thần hỏa điện hiện tại cũng không có gì ảnh hưởng có người ở bên đề nghị nói ngụy thư dương vẫy vẫy tay nói người đã đã chết hà tất lại bỏ đá xuống giếng đều thích điểm âm đức đi xem ra này táng long sơn cốc thật sự là không người có thể phá a à. liên tục hai ngày luyện chế bình thường thần binh trồng chất như núi chuẩn thần cốt cấp bậc thiên tài địa bảo cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Mấy chục bính lược kém với tuyệt thế thần binh vũ khí bị luyện chế ra tới, cái này làm cho mộ dung khuynh tuyết hai người lại lần nữa khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là công tôn nguyệt ảnh kiến thức rộng rãi, nhật nguyệt thần hỏa điện trung cũng có cao cấp đoán tạo sư, nhưng mà cùng diệp quân lâm so sánh với cũng chỉ là khác nhau một trời một vực. Này rèn thuật mặc dù ở Côn Luân Khư cũng là đứng đầu tồn tại đi, Công Tôn Nguyệt ảnh kinh hô liên tục. Kế tiếp liền đến Phiên Hàn Đàm. Diệp Quân Lâm rất là chờ mong mà nói, Hàn Đàm bên bờ liền có như vậy nhiều ngày tài địa bảo, có thể nghĩ Hàn Đàm trong vòng có bao nhiêu cực phẩm thần tài. Đi theo ta." Diệp Quân Lâm đối với hai nàng phất phất tay. Nhưng mà Diệp Quân Lâm chân phải mới tiếp xúc đến Hàn Đàm thủy khoảnh khắc, cái loại này bị âm thầm nhìn trộm cảm giác lại lần nữa rõ ràng đánh úp lại. Người nào diệp quân lâm trong mắt vẻ mặt ngưng trọng chợt lóe mà qua bỗng nhiên đầu hổ nhìn lại bị nhìn trộm cảm giác lại nháy mắt biến mất vô tung phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau diệp quân lâm phóng xuất ra năng lượng tiến hành tìm tòi nhưng mà ước chừng khuếch tán ra vài dặm cũng không có bất luận cái gì năng lượng hồi quý thật là kỳ quái diệp quân lâm cũng không cho rằng loại này nhìn trộm là ảo giác nhưng nếu đối phương không chịu lộ diện chính mình cũng không cần thiết chủ động đi trêu chọc chỉ là có thể ở phía trước cái loại này dưới tình huống giấu giếm được chính mình cảm giác, đủ để thuyết minh ra hỏa này tu vi cảnh giới cực cường. Ít nhất ẩn nấp công pháp phương diện tuyệt đối thuộc về siêu nhiên tồn tại, nếu không sẽ không ẩn hiện tự nhiên. Đương nhiên Diệp Quân Lâm càng thêm khuynh hướng mặt khác suy đoán, cái kia giấu ở âm thầm đồ vật có lẽ không phải người. Tỷ như nói linh thú, chúng nó liền có được độc đáo che giấu khởi thức phương pháp, đồng thời còn cụ bị cùng người so sánh linh thức, âm thầm dám thì cũng không kỳ quái. Công tôn Nguyệt ảnh cùng mộ dung khuynh tuyết hai người lại là cảm giác một trận ra đầu tê dại, vừa rồi kia cổ nhìn trộm cảm cho các nàng áp lực cực đại. Đến tột cùng là người nào? Thậm chí muốn so với phía trước thiên lôi áp lực còn khủng bố vài phần. Hai nàng sắc mặt tái nhợt, các nàng chút nào không nghi ngờ chỉ cần đối phương muốn động thủ, chính mình tuyệt đối không có bất luận cái gì chống cự đường sống. Diệp quân lâm mắng thầm, vật nhỏ, người tốt nhất đừng cho lão tử quấy rối nếu không đừng động nó, cùng ta tiến vào hàn đàm đi. Lời còn chưa dứt, Diệp Quân Lâm đầu tàu gương mẫu thả người nhảy vào hàn đàm. Thình thịch, Diệp Quân Lâm mới vừa tiến vào hàn đàm, đến xương hàn ý liền nháy mắt đánh úp lại. Cùng lúc đó còn có khủng bố lôi điện chi lực đánh úp lại, nhưng mà đối với Diệp Quân Lâm tới nói lại là tạo không thành bất luận cái gì thương tổn. Vì cấp mộ dung khuynh tuyết các nàng giảm bớt áp lực, Diệp Quân Lâm trực tiếp hấp thu tuyệt đại bộ phận hàn đàm lôi điện chi lực. Còn thừa lôi điện lực lượng chẳng những vô pháp chí mạng, ngược lại hai nàng còn mượn cơ hội này rèn luyện thân thể, tu vi cảnh giới nâng cao một bước. Đương nhiên này cũng thuộc về Diệp Quân Lâm cố ý vì này, xem như cấp này hai cái tùy tùng một chút phúc lợi. Xem ra đây là chủ nhân tặng a. Ân, chỉ cần cùng tông chủ bảo trì nhất định khoảng cách, chúng ta liền có thể lợi dụng Hàn Đàm mang theo thiên lôi chi lực tăng lên. Hai nàng cho nhau truyền âm, gắt gao đi theo Diệp Quân Lâm tìm kiếm thiên tài địa bảo. Theo ba người dần dần lẻn vào Hàn Đàm, Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng công tôn Nguyệt Ảnh mới biết được, chính mình phía trước nhìn đến mặt nước phía trên thần cốt bất quá là băng sơn một góc thôi. Tuyệt đại bộ phận thân thể giấu ở Hàn Đàm dưới. Liền thấy đây là một cái dài chừng hơn 10 trượng quái vật khổng lồ, nhỏ nhất một cây xương cốt đều thành công người đùi phẩm chất. Này hẳn là chính là giao long đi. Mộ Dung Khuynh Tuyết truyền âm cảm khái nói. Về giao long miêu tả đồng dạng chỉ tồn tại với sách cổ ghi lại chung. Xem hình dạng cùng sách cổ vẽ bản đồ cực kỳ tương tự. Như thế khổng lồ khung xương cũng có bộ phận tổn hại, có bộ vị trực tiếp thiếu hụt, có còn lại là hiện ra cháy đen trạng thái, hiển nhiên là bị thiên lôi oanh kích gây ra. Đây là giao long biến thành cực phẩm thần cốt. Công Tôn Nguyệt Ảnh kích động truyền âm xác định. Công Tôn Nguyệt Ảnh đã từng may mắn gặp qua một tiểu khối thần cốt, phẩm chất hoàn toàn vô pháp cùng trước mắt giao long khung xương so sánh. Thậm chí có thể dùng khác nhau một trời một vực tới hình dung. Cho nên công tôn Nguyệt Ảnh phi thường xác định trước mắt chính là thần cốt, hơn nữa vẫn là nơi phát ra với dao long độ thiên lôi kiếp sở thành cực phẩm thần cốt. Liền thấy hoàn chỉnh bảo lưu lại tới bộ phận thần quang dạng rỡ tinh oánh dịch thấu, mặc dù là cực phẩm kim cương cùng này so sánh đều ảm đạm thất sắc. Đặc biệt này thần cốt bên trong ẩn chứa cực cường khủng bố năng lượng. Có lôi điện chi lực, có địa mạch chi lực, cùng với hàn đàm độc hữu cực hàn hơi thở. Trừ bỏ này đầu dao long thần cốt ở ngoài, Hàn đàm mặt khác phương vị còn có rất nhiều giải rác thần cốt, chắc là mặt khác thần thú độ lôi kiếp thất bại mà thành. Nói ngắn lại hàn đàm nông nỗi thần cốt số lượng trốn đến vô pháp tưởng tượng. Nhiều như vậy cực phẩm thần cốt có thể rèn ra nhiều ít tuyệt thế thần binh A. Dùng này đó thần cốt tới luyện đan cũng đúng A, đến lúc đó đem có rất nhiều tuyệt phẩm đan dược ra đời. Hai nàng trên mặt toàn là hưng phấn kích động chi tình, lần này táng long sơn cốc hành trình quả thực kiếm quá độ. Tông chủ ngài là tính thế nào? Mộ Dung Khuynh Tuyết truyền âm hỏi dò. Diệp Quân Lâm trầm ngâm một lát, nói, đương nhiên là vật tấn kỳ dụng, nhiều như vậy thần cốt một chút đều không thể lãng phí. Này xác thật là Diệp Quân Lâm nội tâm suy nghĩ, hắn thậm chí tính toán làm rất nhiều người tâm phúc tay một phen tuyệt thế thần binh. Nhưng mà lấy trước mắt phát hiện thần cốt số lượng tới tính ra, ngược lại là trên tay thiên tinh thiết trở nguyên vật liệu có điểm thiếu. May mắn này đó đều chỉ là phụ trợ tài liệu, quan trọng nhất bộ phận như cũ là thần cốt. Đến lúc đó lão tử tính cả địa mạch cùng thiên lôi chi lực tiến hành rèn, mặc dù phụ trợ tài liệu thiếu điểm cũng không quan hệ, hoàn toàn có thể lợi dụng hoàn cảnh đền bù. Diệp Quân Lâm ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đến nỗi mộ dung khuynh tuyết hai người theo dần dần thâm nhập hàn đàm, các nàng cũng đều thích hứng hàn đàm chi thủy năng lượng cường độ. Hai nàng mượn cơ hội này gia tăng vận chuyển công pháp, tu vi cảnh giới trực tiếp đi tới tân trình tự. Đặc biệt theo càng thêm thâm nhập hàn đàm, rất nhiều càng thêm cực phẩm thiên tài địa bảo xuất hiện đây là thiên lôi huyền nhũ. Thế nhưng còn có minh thủy. Công tôn nguyệt ảnh trong mắt tràn ngập giật mình chi sắc. Lôi hàn thảo, liền như thế chân quý hiếm thấy dược thảo đều có, này hàn đàm quả thực chính là bảo bối tụ tập mà a. À. Mộ dung khuynh tuyết đồng dạng khiếp sợ không thôi. Lôi hàn thảo đồng thời cụ bị cực hàn cùng lôi điện hai loại thuộc tính, mặc dù là đặt ở đại hình tông phái nội, cũng tuyệt đối coi như là chấn giáo linh dược cấp bậc. Đương nhiên hàn đàm bên trong này hai loại thuộc tính thiên tài địa bảo nhiều nhất, chủ yếu đến ích với thiên lôi chi lực không ngừng chút xuống hàn đàm bên trong này tòa hàn đàm cũng không phải phi thường thâm ba người không bao lâu liền đến cái đáy này hàn đàm cái đáy thế nhưng như thế quái dị lần này táng long sơn cốc hành trình thật đúng là mở rộng tầm mắt diệp quân lâm trong lòng vô cùng cảm khái bởi vì hắn phát hiện cái đáy cùng mặt trên thủy tầng bất mãn lôi điện thủy vực kém khá xa hạ nửa bộ phận thế nhưng đều là từ màu tím ngọn lửa ngưng tụ mà thành mấu chốt là này đó ngọn lửa bầy biện ra chất lỏng cảm giác quen thuộc. Thả này đó màu tím ngọn lửa cụ bị xé rách cảm so thượng tầng lôi điện chi lực còn cường hãn hơn rất nhiều, đối với thân thể đồng dạng cụ bị rèn luyện hiệu quả. Loại trình độ này rèn luyện tự nhiên là đối diệp quân lâm không có tác dụng, hắn vốn tưởng rằng mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh vô pháp thừa nhận khủng bố màu tím ngọn lửa bỏng cháy. Nhưng mà hiện thực lại làm diệp quân lâm mở rộng tầm mắt này đó màu tím ngọn lửa thế nhưng cùng thượng tầng lôi điện thủy vực năng lượng không sai biệt mấy, các nàng hoàn toàn có thể thừa nhận được. Diệp quân lâm thực mau liền làm ra phán đoán. Trên thực tế loại tình huống này cũng xa xa vượt qua mộ dung khuynh tuyết hai người đoán trước, các nàng vốn tưởng rằng vô pháp thừa nhận, kết quả lại lông tóc không tổn hao gì. Diệp quân lâm trầm ngâm một lát truyền âm giải thích nói, nói vậy này hàn đàm tầng dưới chót cũng phù hợp năng lượng cân bằng quy luật, chẳng qua bảy biện ra tới thị giác hiệu quả bất đồng thôi thiên lôi oanh kích hàn đàm, tự nhiên sẽ làm hàn đàm bản thân mang theo thiên lôi chi lực. Nhưng mà địa mạch lực lượng đồng dạng phi thường khủng bố, nó ở rất lớn trình độ thượng cũng ảnh hưởng hàn đàm chi thủy. Đặc biệt hàn đàm bản thân cũng cụ bị cực hàn đặc điểm, như thế ở thượng có thiên lôi, hạ có địa mạch đồng thời ảnh hưởng hạ, liền hình thành danh giới rõ ràng hiệu quả. Hàn đàm thượng nửa trình tự cụ bị lôi điện hiệu lực, hạ nửa trình tự tác thuộc về địa mạch hiệu quả. Hơn nữa thiên lôi cùng địa mạch trải qua quanh năm suốt tháng, giao thủ đã đạt tới nào đó năng lượng cân bằng. Trực tiếp dẫn tới hàn đàm chi thủy này hai loại trạng thái lẫn nhau không ảnh hưởng thả đồng thời tồn tại. Chẳng lẽ đây là sách cổ ghi lại Trung U Minh Diễm? Mộ dung khuynh tuyết bơi tới một đoàn lam tử giao nhau ngọn lửa trước mặt truyền âm dò hỏi. Công tôn Nguyệt Ảnh cũng đi vào phụ cận, xem kỹ một phen gật đầu khẳng định. Đây chính là đỉnh cấp U Minh Diễm, sách cổ ghi lại, cực hàn chi cảnh nhóm lửa, danh U Minh, diễm cực hàn, nhưng đốt cháy vạn vật, vì luyện khí đứng đầu tuyển. Công tôn Nguyệt ảnh truyền âm đem sách cổ chung về U Minh diễm miêu tả lặp lại xong, Diệp Quân Lâm cũng nháy mắt tới hứng thú. Nói như thế tới thứ này dùng để rèn tuyệt thế thần binh cũng phi thường hảo, các ngươi nhưng có đồ đựng đem này thu thập đi. Diệp Quân Lâm truyền âm dò hỏi. Chủ nhân yên tâm, ta sớm có chuẩn bị. Khi nói chuyện mộ dung khuynh tuyết trong ngực chung lấy ra một trường tâm lớn nhỏ bình ngọc bộ dáng đồ vật, nút bình lợi dụng nào đó đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, bình ngọc tinh oánh dịch thấu. Đem nút bình mở ra, tự bình nội toát ra đến xương hàn ý, lại là có thể cùng này hàn đàm thủy cùng so sánh. Đây là hàn bình ngọc, chuyên môn dùng để trang hỏa thuộc tính cường hãn kỳ vật. Mộ dung khuynh tuyết đơn giản làm hạ giải thích. Lúc trước biết được Diệp Quân Lâm muốn tới táng long sơn cốc, mộ dung khuynh tuyết liền ở Thái Ất Thương sẽ đổi lấy hàn bình ngọc, bổn tính toán dùng nó tới đối phó thiên lôi công kích. Bởi vì Hàn Bình Ngọc đối với hỏa thuộc tính vật phẩm cụ bị thiên nhiên lực hấp dẫn, có thể ở một mức độ nào đó đem này làm như cột thu lôi. Nhưng mà hiện tại Diệp Quân Lâm đã cùng táng Long Sơn Cốc đạt thành tân năng lượng cân bằng, hơn nữa phía trước có năng lượng vòng bảo hộ bảo hộ. Này Hàn Bình Ngọc liền vẫn luôn không cơ hội lấy ra tới, hiện giờ lại cho ngáp phải rùi phái thượng công dụng. Công tôn Nguyệt Ảnh đem U Minh Diễm thu thập hảo, trực tiếp đem Hàn Bình Ngọc đưa cho Diệp Quân Lâm, ba người tiếp tục ở hàn đàm càng sâu chỗ tìm kiếm mặt khác thiên tài địa bảo. Mau xem bên kia. Đúng lúc này mộ dung khuynh tuyết đột nhiên truyền âm. Diệp quân lâm cùng công tôn nguyệt ảnh theo mộ dung khuynh tuyết ngón tay phương hướng nhìn lại. Liền thấy ở cách đó không xa hàn đàm chỗ sâu trong có một mảnh hoa sen. Này đó hoa sen toàn thân toàn hồng thần quang dạng dỡ, liền giống như từng đoàn ngọn lửa ở hàn đàm chỗ sâu trong nhảy lên. Hỏa liên. Công tôn nguyệt ảnh truyền âm chung mang theo cực độ hưng phấn hỏa liên có thể so u minh diễm còn muốn chân quý, hỏa liên chẳng những có thể vì luyện khí nguyên vật liệu, còn có thể luyện dược. Hơn nữa chỉ có ở u minh hỏa Trung mới có khả năng dựng dục ra hỏa liên, này có thể so u minh diễm càng thêm chân quý khó được. Loại đồ vật này mặc dù là đặt ở thái ất thương sẽ, thậm chí quy mô lớn hơn nữa tử kim thương sẽ, bọn họ thấy đều sẽ vì này điên cuồng. Diệp quân lâm cũng thật cao hứng, lập tức nói, kia còn đang đợi cái gì, đem này đó hỏa liên toàn bộ đóng gói mang đi. Ba người giống như là thiên tài địa bảo thu hoạch cơ, đem gặp được này đó cực phẩm thiên tài địa bảo toàn bộ cướp đoạt sạch sẽ. Không bao lâu, Công Tôn Nguyệt Ảnh lại phát hiện đại lượng đá lấy lửa, cái này làm cho Diệp Quân Lâm càng thêm cao hứng lên. Rốt cuộc phía trước phát hiện ở Thái Ất Thương sẽ đổi tới đá lấy lửa số lượng không đủ, hiện giờ có thể nói đem luyện chế tuyệt thế thần binh phụ trợ tài liệu toàn bộ gom đủ. Lần này Táng Long Sơn cốc hành trình thật đúng là thu hoạch pha phong a. Diệp Quân Lâm tiếp tục dẫn dắt hai nàng hướng tới hàn đàm cái đáy tiềm đi, không bao lâu, ba người liền phát hiện chung quanh dòng nước rõ ràng biến nhanh rất nhiều. Này hàn đàm cái đáy có mạch nước ngầm, khả năng liên tiếp càng sâu địa phương, các người cẩn thận một chút. Diệp Quân Lâm truyền âm nhắc nhở. Audio điện tử võ tấn bền. Bình thường dưới tình huống nếu là cục diện đáng buồn, phía dưới dòng nước đại khái suất sẽ phi thường yên tĩnh. Nếu liên tiếp càng rộng lớn không gian, hoặc là đáy đàm tồn tại nào đó cái khe, như vậy liền sẽ xuất hiện ám lưu dũng động. Hai nàng nháy mắt đề cao cảnh giác, ba người tiếp tục xuống phía dưới tiềm, lại qua nửa nén hương thời gian, ba người rốt cuộc tới đánh đi rồi đáy đàm. Diệp quân lâm quả nhiên liền phát hiện một đạo thật dài nhỏ hẹp cái khe, thông qua hàn đàm thủy phát hiện cái khe dưới phảng phất có ngọn lửa nhảy lên. Rõ ràng quanh mình hàn đàm thủy lạnh băng đến xương, nhưng là cái khe dưới lại cho người ta một loại nóng rực cảm giác cái này minh hẳn là liên tiếp chấm đất mạch, hơn nữa thoạt nhìn này địa mạch là hỏa thuộc tính. Khó trách có thể hấp dẫn thiên lôi đánh rất tụ tập địa mạch chi lực. Diệp Quân Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Thông qua trong khoảng thời gian này ở Côn Luân Khư hiểu biết, Diệp Quân Lâm cũng biết cái này khu vực linh mạch rất nhiều đều cụ bị nào đó đặc thù thuộc tính. Liên tỷ như yến tàng sinh cái kia dược mạch, liền thiên nhiên thích hợp đào tạo luyện chế đan dược chân quý dược thảo, hơn nữa ở dược mạch sinh trưởng lên dược liệu hiệu lực càng dai, đương nhiên cũng có thể miễn cưỡng dùng để luyện khí, nhưng là đối với dược mạch loại này tương đối ôn hòa linh mạch, luyện khí trung quy quá bá đạo. Trái lại hàn đàm cái đáy địa mạch chi hỏa thuộc về thiên nhiên hỏa nguyên tố thuộc tính, dùng để rèn thần binh là tuyệt hảo lựa chọn. Đặc biệt ở rèn thần binh cuối cùng rèn luyện giai đoạn, địa mạch chi hỏa quả thực chính là liền thân chế tạo hoàn cảnh, đối với thần binh uy lực đều có thêm thành hiệu quả. Tông chủ, kế tiếp người tính toán như thế nào làm? Mộ dung khuynh tuyết truyền âm dò hỏi. Diệp quân lâm trầm ngâm một lát, nói, trước đêm này hàn đàm trong vòng sở hữu thiên tài địa bảo đều siêu tập sạch sẽ. Thấy Diệp quân lâm cũng tính toán kỹ càng tỉ mỉ nói ra kế hoạch, mộ dung khuynh tuyết các nàng cũng không dám thâm hỏi. Trực tiếp dựa theo Diệp quân lâm yêu cầu, bắt đầu cướp đoạt hàn đàm bên trong các loại thiên tài địa bảo. Hàn đàm phạm vi cũng không tính tiểu, nhưng là đối với Diệp quân lâm bọn họ tới nói lại cũng không hao phí quá dài thời gian, bởi vì mấy người này nhìn quen như là hỏa liên cái loại này cấp bậc thiên tài địa bảo, bình thường chuẩn thần cốt linh tinh đều có chút trướng mắt. Cứ như vậy Diệp Quân Lâm ba người dùng hai ngày hai đêm thời gian, rốt cuộc đem Hàn Đàm nội thần cốt cùng với đỉnh cấp thiên tài địa bảo cướp đoạt sạch sẽ. Hàn Đàm biên, Diệp Quân Lâm nhìn thường thường có thiên lôi bổ vào Hàn Đàm trong nước cảnh tượng, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Là thời điểm đem này Hàn Đàm thủy rút cạn. Diệp Quân Lâm sâu kín mà nói. Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Công Tôn Nguyệt Ảnh khiếp sợ không thôi, hoàn toàn không minh bạch Diệp Quân Lâm những lời này có ý tứ gì. Hàn Đàm phạm vi không nhỏ, muốn trong thời gian ngắn rút cạn nói dễ hơn làm. Chủ nhân đây là tưởng trực tiếp lợi dụng địa mạch chi hỏa cùng thiên lôi chi lực rèn đỉnh cấp thần binh. Công Tôn Nguyệt Ảnh thử thăm dò hỏi, nàng đều bị chính mình loại này phỏng đoán hoảng sợ. Rốt cuộc này hai cổ lực lượng rèn ra tới thần binh quá khủng bố, đặc biệt đối với rèn thuật khảo nghiệm cực đại, nói cách khác mặc dù ngươi có được loại này tuyệt hảo rèn thần binh hoàn cảnh nhưng nếu ngươi rèn chi thuật theo không kịp kia cũng tương đương với phí phạm của trời thậm chí vô cùng có khả năng đem chuẩn bị tốt rèn nguyên vật liệu rèn hủy diệt hoặc là rèn ra tới đồ vật cũng là tàn thứ phẩm ngươi vẫn là rất thông minh sao diệp quân lâm cười nói không sai ta chính là như vậy tính toán dùng loại này thiên nhiên lực lượng rèn ra tới binh khí mới có tư cách xưng là thần binh nếu không dùng mặt khác ngọn lửa thay thế rèn trong quá trình khó tránh khỏi trộn lẫn nhân vi chi lực trung quy là kém cỏi mộ dung khuynh tuyết hai nàng trong lòng khiếp sợ tột đỉnh diệp quân lâm ý tưởng mỗi lần đều như vậy điên cuồng liền tỷ như phía trước hắn thế nhưng trực tiếp dùng thiên lôi chi lực tôi thể hiện tại liền phải rèn cực hạn bản tuyệt thế thần binh đương nhiên cũng nguyên nhân chính là vì như thế hắn mới là diệp quân lâm cái kia giống như thần giống nhau nam nhân các ngươi đem này đó nguyên vật liệu phân hảo loại ta muốn bắt đầu rút ra hàn đàm chi thủy Diệp Quân Lâm phân phó nói. Rút cạn hàn đàm chi thủy phương pháp, chính là Diệp Quân Lâm dùng nó tới rèn luyện thân thể. Đem hàn đàm chi thủy nội ẩn chứa lôi điện chi lực, địa mạch lực lượng cùng với độc hữu cực hàn nguyên tố toàn bộ hấp thu. Hàn đàm trung bình thường hơi nước bộ phận tác trực tiếp bị Diệp Quân Lâm vận chuyển cơ sở công pháp đúng thời cơ mà sinh khủng bố lực lượng bốc hơi sạch sẽ. Diệp Quân Lâm dùng hàn đàm chi thủy tôi thể lúc đầu, tự nhiên lại bị thiên lôi kháng nghị chi lực, cuồn cuộn xét đánh chút xuống mà xuống. Rốt cuộc giờ phút này Diệp Quân Lâm làm như vậy, lại là ở đánh vỡ không lâu trước đây mới đạt thành tân năng lượng cân bằng. Nhưng mà ở Diệp Quân Lâm thực lực khủng bố trước mặt, thiên lôi lực sát thương liền cùng cào ngứ không sai biệt lắm, thực mau liền tuyên bố kháng nghị không có hiệu quả. Hấp hối giấy dụa một lúc sau, thiên lôi cũng rốt cuộc từ bỏ, tùy ý hàn đàm chi thủy tổng sản lượng cấp tốc giảm bớt. Suy suy suy, hàn đàm trong nước lôi điện chi lực không ngừng có điện hoa nhảy lên, nhanh chóng bị hấp thu tiến Diệp Quân Lâm trong cơ thể, gột rửa kinh mạch tôi. Diệp Quân Lâm trải qua táng Long Sơn cốc tụ tập lôi điện chi lực oanh kích tôi thể, hàn đàm thủy tôi thể hiệu lực đã cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là đối với hoàn toàn mới cảnh giới củng cố vẫn là có điều trợ giúp, Diệp Quân Lâm không nghĩ lãng phí chút nào. Nhìn hàn đàm trung cấp tốc giảm xuống mực nước, mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Các nàng vốn tưởng rằng rút cạn hàn đàm thủy yêu cầu hao phí rất dài một đoạn thời gian, nhưng là xem loại này tốc độ, chỉ sợ không dùng được ba ngày liền có thể hoàn thành. Này đôi thiên tài địa bảo chỉ sợ có thể so sánh mấy cái đại hình tông phái tổng hợp nội tình đi. Mộ dung khuynh tuyết đầy mặt cảm khái mà nói. Công tôn Nguyệt ảnh cười nhạo nói, người quá đánh giá cao đại hình tông phái nội tình. Đã từng làm nhật nguyệt thần hỏa điện duy nhất thánh nữ, nàng cũng coi như được với là kiến thức rộng rãi, đặc biệt đối với đại hình tông phái nội tình hiểu biết thâm hậu. Côn Luân Khư trong phạm vi thiên tài địa bảo cùng sở hữu 10 cái cấp bậc, giống tinh nguyệt thần tông loại này trung đẳng tông phái chứa đựng thiên tài địa bảo đại đa số đều là nhất cấp nhị cấp. Tam cấp thiên tài địa bảo liền rất thiếu, mà tứ cấp thiên tài địa bảo có thể có một hai cái liền tính không tồi. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Tồn kho tam cấp thiên tài địa bảo tương đối phổ biến, tứ cấp số lượng giảm mạnh, mà ngũ cấp thiên tài địa bảo chỉ có một cái. Công Tôn Nguyệt Ảnh đã từng ngẫu nhiên gặp qua thần cốt, vẫn là bởi vì một vị đỉnh cấp cường giả tính toán dùng để cùng nhật nguyệt thần hỏa điện trao đổi chấn giáo công pháp cái kia giao dịch ở nhật nguyệt thần hỏa điện khiến cho thật lớn oanh động nhưng là trải qua cao tầng thương nghị sau cự tuyệt giao dịch đảo không phải nói thần cốt cấp bậc không đủ mà là so với thần cốt chấn giáo công pháp còn lại là nhu yếu phẩm một khi tiết lộ nhật nguyệt thần hỏa điện vô cùng có khả năng bị địch quân tông phái nghiên cứu ra nhằm vào công pháp đến lúc đó toàn bộ tông phái đều có hủy diệt khả năng Sai mất đi này bút thần cốt giao dịch, cũng làm nhật nguyệt thần hỏa điện chúng cao tầng tiếc hận không thôi, rốt cuộc kia khối thần cốt chính là lục cấp thiên tài địa bảo. Nhưng mà trước mắt này đôi thiên tài địa bảo nhất phổ biến thế nhưng đều đạt tới ngũ cấp. Lục cấp thất cấp thiên tài địa bảo cũng không ở số ít. Đến nỗi bát cấp thiên tài địa bảo, thần cốt số lượng cũng phi thường khả quan. Đều là bát cấp thiên tài địa bảo còn có hỏa liên, u minh thực cốt hoa, hàn tinh thúy ngọc san chờ vài loại mấy thứ này phóng nhãn toàn bộ côn luân khư, mặc dù là những cái đó lánh đời siêu cấp gia tộc hoặc là siêu cấp tông môn, đỉnh cấp thiên tài địa bảo tồn trữ lượng cũng chưa chắc có cái này phong phú. Tin tức một khi lan truyền đi ra ngoài, mặc dù là Thái ất thương sẽ các phân hội liên hợp tổng hội cao tầng cũng sẽ hoàn toàn oanh động. Rốt cuộc Thái ất thương sẽ nghề chính chính là giao dịch các loại thiên tài địa bảo, càng là đỉnh cấp tài nguyên liền càng chịu bọn họ hoan nghênh. Nguyên lai like đại hình tông phái cũng không trong tưởng tượng như vậy nhiều ngày tài địa bảo a nghe công tôn nguyệt ảnh nói xong tình huống, mộ dung khuynh tuyết trong lòng có chút tranh lệch. nàng vốn tưởng rằng đại hình tông phái đỉnh cấp tu luyện tài nguyên sẽ phi thường phong phú, nhưng hiện tại xem ra đỉnh cấp thiên tài địa bảo đối với bất luận cái gì quy mô tông phái mà nói đều phi thường thưa thớt. chủ nhân tọa ủng nhiều như vậy đỉnh cấp tài liệu, hơn nữa như vậy đặc thù rèn hoàn cảnh, rèn ra tới thần binh ở toàn bộ côn luân khư nội chỉ sợ cũng là đỉnh cấp tồn tại. thật chờ mong tuyệt thế thần binh thành hình kia một khắc a. À công tôn nguyệt ảnh vô cùng cảm khái cùng khát khao. Đi theo Diệp Quân Lâm bên người chính là so ở Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện đương thánh nữ hưởng thụ tới rồi tài nguyên còn muốn khủng bố. liền tính là phía trước thiên lôi chi lực dư uy tẩy lễ, cùng với thâm nhập hàn đàm khi tôi thể, đều làm công tôn nguyệt ảnh tu vi cảnh giới tăng nhiều. Nếu vẫn luôn dừng lại ở Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện, muốn đạt tới hiện giờ tu vi cảnh giới, chỉ sợ phải tốn phí mấy năm thời gian. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng là cảm thán nói, đúng vậy, tông chủ rèn thuật đồng dạng đăng phong tạo cực, cũng không biết rèn ra tới thần binh có thể đạt tới loại nào khủng bố trình tự. Dựa theo phía trước rèn thần binh quy cách tới xem, dùng để đỉnh cấp thiên tài địa bảo, hơn nữa thiên nhiên lôi thiên chi lực cùng địa mạch ngọn lửa. Chỉ sợ thật có thể rèn ra tuyệt thế thần binh, mặc dù là lánh đời tông phái đều sẽ coi là chấn giáo thần binh cấp bậc. Công tôn Nguyệt ảnh phỏng đoán nói. Diệp quân lâm liên tiếp có kinh thế hãi tục hành động, công tôn Nguyệt ảnh đều sắp có xuất hiện phổ biến cảm giác. Nếu đặt ở phía trước nói Diệp Quân Lâm có thể rèn ra chân chính tuyệt thế thần binh, nàng sẽ cho rằng là thiên phương dạ đàm, nhưng hiện tại liền có loại mạc danh tín nhiệm. Thậm chí cảm giác tại đây trên đời liền không có hắn Diệp Quân Lâm làm không được sự tình, đỉnh cấp tuyệt thế thần binh tự nhiên không nói chơi. Thời gian lặng yên trôi đi, trong nháy mắt liền đến hai ngày lúc sau. Hàn đàm đã bị Diệp Quân Lâm hoàn toàn tôi thể rút cạn, hàn đàm cái đáy cái khe cùng với địa mạch ngọn lửa cũng đều hiển lộ ra tới, Diệp Quân Lâm thu công xu hướng tâm lý bình thường, Hàn Đàm Thủy tôi thể quả nhiên không có lộ rõ công hiệu, nhưng vẫn là làm hắn tăng lên tới cảnh giới có thể củng cố. Chúc mừng chủ nhân rút cạn Hàn Đàm. Chúc mừng tông chủ. Công Tôn Nguyệt Ảnh hai người sôi nổi chúc mừng, các nàng đã có chút gấp không chờ nổi quan khán Diệp Quân Lâm rèn tuyệt thế thần binh. Diệp Quân Lâm cả người giếng cổ không gợn sóng, trầm giọng nói, quá sẽ ta liền bắt đầu rèn thần binh, các ngươi khoảng cách hơi chút xa một chút. Đã không có hàn đàm thủy từ giữa điều hòa, nơi này thiên lôi chi lực cùng địa mạch ngọn lửa bên trong sẽ phi thường cuồng táo, hơi không lưu ý liền sẽ dẫn lửa thiêu thân. Tuân mệnh. Hai nàng bận rộn lo lắng cung kính vô cùng đáp lại. Kỳ thật các nàng cũng cảm nhận được kia cổ cuồng táo năng lượng, phảng phất tùy thời đều khả năng phun trào núi lửa, cực độ nguy hiểm. Diệp Quân Lâm không hề nhiều lời, trực tiếp đem sở cần các loại tài liệu vận đến địa mạch ngọn lửa quanh thân, bắt đầu rèn đỉnh cấp thần binh. Đùng bang! Điểm mạch ngọn lửa bốc lên dựng lên đem chung quanh khu vực không gian đều bỏng cháy đến có chút vặn vẹo loại này độ ấm mặc dù là diệp quân lâm đều cảm giác một chút khô giáo nhất quỷ dị đó là tại đây khô giáo bên trong còn mang theo đến xương hàn ý nguyên bản hoàn toàn tương phản độ ấm thuộc tính lại là toàn bộ tập trung với địa mạch ngọn lửa bên trong này đương nhiên là phía trước hàn đàm đặc thù thuộc tính dẫn tới kết quả có thể bắt đầu rồi Diệp Quân Lâm đem Thiên Tinh Thiết cùng đá lấy lửa đầu nhập địa tâm ngọn lửa bên trong, ngay sau đó phóng thích lực lượng, lấy Diệp Quân Lâm thân thể vì trung tâm hình thành to lớn năng lượng lốc xoáy. Thiên Lôi chi lực, vì Ngô sử dụng. Theo Diệp Quân Lâm quát khẽ một tiếng, trên đỉnh đầu tức khắc mây đen răng đầy, sấm sét ầm ầm không ngừng. Ngay sau đó, một đạo tam sắc thiên lôi chút xuống mà xuống, hiển nhiên là bị Diệp Quân Lâm chế tạo ra tới năng lượng lốc xoáy hấp dẫn mà đến này đạo thiên lôi tinh chuẩn vô cùng dừng ở địa mạch ngọn lửa bên trong. Phát lạnh một điện hai loại thuộc tính khủng bố năng lượng va chạm đến một chỗ, nháy mắt bộc phát ra vô cùng khủng bố năng lượng uy áp. Cường đại năng lượng uy áp chấn động mở ra, lại là trực tiếp bị Diệp Quân Lâm phóng thích năng lượng vòng bảo hộ kịp thời triệt tiêu. Lúc này mới không đối mộ dung khuynh tuyết các nàng tạo thành thương tổn. Thiên tinh thiết cùng đá lấy lửa ở hai cổ cuồng bạo năng lượng oanh kích hạ nháy mắt hòa tan mở ra. Ngưng, Diệp Quân Lâm bận rộn lo lắng thi triển rèn thuật, đem sắp sói mòn đến địa mạch ngọn lửa phía dưới hai loại tài liệu chất lỏng làm lạnh kết tinh. Theo Diệp Quân Lâm phóng xuất ra lực lượng cố tình dẫn đường, nguyên bản sắp trôi đi tài liệu nguyên tương nhanh chóng ngưng kết vì tinh thể. Nhưng là có thể rõ ràng nhìn đến địa mạch ngọn lửa cùng thiên lôi chi lực hỏa hoa đang không ngừng rằng co, lại là ở tinh thể tầng ngoài nở rộ ra bao quanh bạch chết xương mù. Này cổ xương mù đồng dạng ẩn chứa thiên tinh thiết cùng đá lấy lửa tài liệu lực lượng, nhưng là bên trong rõ ràng có rất nhiều tạp chất. Nếu không kịp thời khống chế, làm này đó tạp chất lực lượng xâm nhập tinh thuần kết tinh dung hợp thể trong vòng, liền sẽ làm thần binh thuần túy độ trên diện rộng giảm xuống. Loại này tạp chất lượng có thể xương mù một khi xâm lấn quá độ, như vậy mặc dù tương lai rèn ra thần binh cứng cỏi độ cũng sẽ đại suy giảm. Nhưng là hiện tại lại không thể tùy tiện ra tay xua tan tạp chất năng lượng xương mù, bởi vì kết tinh nội thông qua không ngừng rèn luyện còn sẽ lục tục xuất hiện tạp chất khí thể năng lượng nếu ở chưa hoàn toàn tinh luyện phía trước động thủ, cũng sẽ đối thần binh chất lượng tạo thành ảnh hưởng. Mà như thế nào tinh chuẩn nắm chắc ra tay thời cơ cùng lực độ, đó là rèn thuật cao siêu cùng không mấu chốt nơi. Sai một ly, đi một giảm, đó là như thế. Còn không phải thời cơ tốt nhất. Diệp quân lâm trong lòng thầm nghĩ. Lại qua thật lâu sau, mắt thấy quanh mình tạp chất xương mù càng tụ càng dày đặc, ẩn ẩn lại hồi thấm xu thế. Diệp quân lâm quyết đoán ra tay, hắn nhẹ nhàng huy động cánh tay, một cổ hung mãnh kình khí đem tạp chất năng lượng xương mù thổi quét mà ra. Tức khắc rèn đỉnh cấp nguyên vật liệu kết tinh khu vực lại lần nữa khôi phục rõ ràng. Mà cái kia kết tinh cũng theo thiên lôi chi lực không ngừng rèn luyện mà trở nên tinh oánh dịch thấu lên. Lại qua một hồi liền có thể dung nhập thần cốt, đến lúc đó cần thiết đến nháy mắt kiếp nổ địa mạch chi hỏa năng lượng, nếu không chỉ bằng thiên lôi chi lực rất khó hòa tan thần cốt. Hạ quyết tâm, Diệp Quân Lâm tiếp tục rèn luyện kết tinh, thẳng đến này khối tinh thể đạt tới gần như trong suốt trạng thái khi, nhanh chóng gia nhập một khối thần cốt. Suy lạp lạp, thiên lôi không ngừng oanh kích ở thần cốt phía trên, chẳng những vô pháp cho nó tạo thành bất luận cái gì tổn thương, ngược lại làm thần cốt chi lực bị kích phát. Suýt nữa đem kết tinh đánh bay đi ra ngoài. Không hổ là đỉnh cấp thần cốt, nhiều năm qua bị thiên lôi rèn luyện, cơ hồ đã đối cổ lực lượng này hình thành miễn dịch. Diệp quân lâm không hề có chút do so dự, trực tiếp nâng lên tay trái, theo một cổ lực lượng lôi kéo, vừa rồi còn ở vào áp chế trạng thái địa mạch ngọn lửa chợt bốc lên. Hô hô hô, màu xanh biển ngọn lửa quang mang hiện ra, mãnh liệt cùng lạnh băng hai cổ lực lượng đồng thời phát ra mà ra, trong khoảnh khắc liền bám vào tới rồi thần cốt tầng ngoài thượng. Ca ca ca, thần cốt bắt đầu rồi kịch liệt dẫy ruộng, giống như là bị chỗ lấy nghiêm hình tội phạm, lại là có thể ẩn ẩn nghe được thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thần cốt đã cổ bị rất lớn linh vận, tao ngộ địa mạch ngọn lửa nướng nướng, thế nhưng có thể xuất hiện như thế cảnh tượng. Ong ong ong, thần cốt nháy mắt phóng thích lực lượng, phát ra kịch liệt rung động. Phảng Phất muốn liều mạng chạy thoát hủy diệt vận mệnh sinh linh, nhưng mà Diệp Quân Lâm bận rộn lo lắng thi triển lực lượng áp chế, cái này làm cho làm thần cốt ngừng nghỉ xuống dưới. Theo thiên lôi chi lực cùng địa mạch ngọn lửa song trọng oanh kích nướng nướng, thần cốt cũng rốt cuộc dần dần hòa tan, cuối cùng bị rèn luyện ra càng tiểu nhân kết tinh. Cấp lão tử dung vào đi thôi. Diệp Quân Lâm lại lần nữa phóng thích lực lượng dẫn đường thần cốt tinh hoa nhanh chóng bị tiềm nhập phía trước ngưng kết tinh thể trong vòng. Cứ như vậy Diệp Quân Lâm lục tục đem sở hữu tuyệt thế thần binh sở cần tài liệu đầu nhập địa tâm ngọn lửa bên trong. Hòa tan, tinh luyện, dung hợp, rèn luyện. Bốn cái bước đi vòng đi vòng lại, cuối cùng bị Diệp Quân Lâm đem hỗn hợp ngưng kết vật tu bổ thành trường kiếm hình dạng. Kế tiếp chính là cuối cùng rèn luyện trình tự làm việc. Diệp Quân Lâm ánh mắt nghiêm túc, này sẽ là toàn bộ rèn thuật nhất mấu chốt một bước chính cái gọi là thiên truy bách luyện phương đến thần binh trọng điểm liền ở chỗ rèn luyện thường chín sắc thiên lôi nhất cụ thần vận như vậy liền lựa chọn ngươi làm rèn luyện này đạo trình tự làm việc quan trọng nhất một vòng đi một niệm đến tận đây diệp quân lâm trực tiếp dẫn động thiên lôi chi lực chỉ một thoáng phong vân biến hóa sấm sét âm âm giang giác nguyên bản mây đen áp đỉnh lệnh người hít thở không thông một đạo tia chớp cắt qua trời cao giống như mà thế vòng trời sụp xuống Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Công Tôn Nguyệt Ảnh không tự chủ được về phía sau lui lại mấy bước, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi chi sắc. Các nàng đã sớm bị Diệp Quân Lâm tinh vi rèn thuật bội phục sát đất, giờ phút này lại không nghĩ rằng thiên lôi chi lực chợt gia tăng nhiều như vậy. Mau xem đám mây, này đạo thiên lôi màu sắc giống như là chín loại. Mộ Dung Khuynh Tuyết kinh hô ra tiếng. Công Tôn Nguyệt Ảnh theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên liền nhìn đến chín sắc thiên lôi chút xuống mà xuống, Chợt oanh kích hở vừa mới thành hình trường kiếm thân kiếm phía trên. Leng keng keng, điện hoa bắn ra bốn phía, trường kiếm tập thể hình hỏi một chút chấn động, truyền ra tuyên truyền rác ngộ kim loại thanh âm, chấn đến hai nàng màng tai sinh đau. Nhưng là các nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được, trường kiếm đang không ngừng chịu đựng chín sắc thiên lôi tẩy lễ rèn luyện lúc sau, trở nên càng thêm tinh oánh dịch thấu. Đặc biệt thân kiếm bộ phận tính dai cực cường, liền phảng phất nháy mắt thoát thai hoán cốt tự nhiên mà vậy mang theo lôi đình chi lực thần vận. Chín từ xưa đó là số cực kỳ, chín sắc thiên lôi cũng là dấu diếm đạo vận, chỉ sợ là này thiên lôi chung nhất thuần túy khủng bố lực lượng. Chủ nhân lấy chín sắc thiên lôi rèn luyện thần binh, chính là vì lớn nhất trình độ gia tăng thần binh cứng cỏi tính cùng với đạo vận. Có thể kiến thức đến như thế tinh vi cao siêu rèn thuật, thật sự là không uổng công cuộc đời này a. À. Công Tôn Nguyệt ảnh đầy mặt cảm khái mà nói nàng cũng từng kiến thức quá không ít cái gọi là rèn đại sư chế tạo thần binh quá trình, nhưng mà những người đó cùng Diệp Quân Lâm so sánh với, quả thực là thiên địa chi biệt. Mộ Dung Khuynh Tuyết đối này cũng tỏ vẻ tán đồng, hắn phía trước cũng nhìn đến quá Diệp Quân Diệp Quân Lâm rèn thần binh, nhưng cùng hiện tại so sánh với như cũ kém rất nhiều. Đây mới là chân chính đỉnh rèn chi thuật, chỉ sợ ở Côn Luân khư nội không người có thể ra này hiểu. Có thể đi theo ở Diệp Quân Lâm bên người, xác thật không uổng công cuộc đời này. Mộ Dung Khuynh Tuyết trong lòng nghĩ như thế nói. Cùng lúc đó, ở trung tâm khu vực ở xa âm u chỗ, đang có một đôi trong suốt con người, chính rất có hứng thú quan sát đến này hết thảy. Đặc biệt đối với Diệp Quân Lâm rèn thần binh quá trình, càng là thần sắc phức tạp, tựa hồ vang lên cái gì xa xăm người cùng sự. Bên kia, Táng Long Sơn cốc trung tâm khu vực nhất bên ngoài, một đạo cường tráng thân ảnh chính khắp nơi tránh né thiên lôi oanh kích, đúng là tiến đến điều tra Diệp Quân Lâm tình huống tiêu phong liền thấy tiêu phong giờ phút này chật vật bất kham, kiên cố dày nặng màu đen áo giáp cơ hồ không còn sót lại chút gì, toàn bộ thân thể liền giống như than đá giống nhau. Thiên lôi oanh kích làm hắn ăn tẫn đau khổ, vốn tưởng rằng phi trung tâm khu vực thiên lôi đã đủ khủng bố. Nhưng mà tiếp tục về phía trước đi tiêu phong mới phát hiện chính mình 10 phần sai, ở mới vừa tiến vào trung tâm khu vực nháy mắt, không trung thiên lôi lại lần nữa trở nên cuồng bạo lên. Thật giống như bị nào đó vô hình lực lượng ở hấp dẫn hướng nhất trung tâm phương hướng tụ tập, trong lúc không thiếu nhiều loại màu sắc thiên lôi rơi xuống. Loại này nhiều sắc thiên lôi lực sát thương quá lớn, đừng nói bị chính diện oanh kích, mặc dù là năng lượng dư ba đều đủ lão tử uống một hồ. Tiêu Phong mắng liên tục, bình thường thiên lôi đánh rất cũng đã làm hắn lao lực tâm lực. Đối mặt nhiều sắc thiên lôi không chừng khi oanh kích, Tiêu Phong muốn đối kháng cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Hắn vốn dĩ muốn xem xét thậm chí giải cứu sư phụ Diệp Quân Lâm, lại không nghĩ rằng rơi vào cái tự thân khó bảo toàn kết cục không thể từ bỏ, lão tử liền không tin tiến vào không được trung tâm khu vực. Tiêu phong một bên nhanh chóng lắc mình tránh né, một bên tìm kiếm thiên lôi tương đối ít phương vị tiếp tục thâm nhập táng long sơn cốc trung tâm khu vực. Táng long sơn cốc nhất bên ngoài rất nhiều thế lực theo nhật nguyệt thần hỏa điện dẫn đầu rút lui, lại chặt chẽ dám thì một đoạn thời gian sau cũng lục tục rút lui. Ở mọi người xem ra, tiến vào táng long sơn cốc hãn phỉ đoàn người tuyệt không còn sống khả năng, rốt cuộc đã qua đi thời gian dài như vậy như cũng không thấy tung tích. Nếu Bình Yên vô sự những người đó đã sớm ra tới. Thái Ất Thương sẽ siêu cấp cường giả nhãn tuyến cũng sôi nổi truyền quay lại tin tức. Ngay cả Ngụy thư Dương cũng là hoàn toàn hết hy vọng, hắn vốn đang ôm có một tia hy vọng, rốt cuộc lúc trước Diệp Quân Lâm bày ra ra tới thực lực như vậy cường hãn. Đương nhiên càng nhiều vẫn là tiếc hận, Diệp Quân Lâm vô cùng có khả năng là một người cao cấp rèn đại sư. Nếu như có thể chạy ra sinh thiên cùng Thái Ất Thương sẽ hợp tác, kia sẽ là Thái Ất Thương sẽ lớn nhất phúc khí nhưng hiện tại hết thảy mong đợi toàn bộ tan thành mây khói, Ngụy Thư Dương trực tiếp hạ lệnh nhãn tuyến rút về, không cần thiết ở Táng Long Sơn cốc bên kia tiếp tục lãng phí thời gian. Nhưng thật ra Thái Hư Thần Tông thủ vững thời gian dài nhất, đương nhiên đây cũng là vì ngày xưa Nguyệt Thần Hỏa Điện tỏ lòng trung thành. Ước chừng đợi một tuần vẫn là chưa thấy được người ra tới, ân học kiến đám người cũng là hoàn toàn hết hy vọng. Hãn phỉ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian, đều triệt đi ân học kiến hạ đạt mệnh lệnh. Theo thái hư thần tông rút lui táng long sơn cốc, mặt khác một ít tông phái cũng đều theo sát sau đó. Đương nhiên táng long sơn cốc chỉ sợ cũng làm tất cả mọi người kinh sợ không thôi, rất nhiều tông phái cầm lái giả đều đem nơi này liệt vào cấm địa, sở hữu môn nhân đệ tử không được xâm nhập. Nhưng là thợ săn tiền thường tổ chức như cũ dựa theo nguyên kế hoạch ở táng long sơn cốc quanh thân hoạt động. Vốn tưởng rằng tên kia cuồng đồ tu vi như thế nào khủng bố, hiện tại trung quy là mua dây buộc mình, vì hắn cuồng vọng trả giá đại giới. Đại thánh tử trầm giọng nói, Tam thánh tử cười lạnh nói, người cuồng đều có thiên thu, những lời này quả nhiên không giả, chỉ là này Táng Long Sơn Cốc Thiên Lôi chi lực cũng quá cường hãn. Nếu không phải như thế thật đúng là muốn đi bên trong tìm tòi đến tột cùng, khẳng định không thiếu thiên tài địa bảo, nghe nói bên trong nhất có giá trị không gì hơn thần cốt. Bảy thánh tử trầm giọng nói, đặc biệt ta có thể ẩn ẩn cảm giác được một loại đặc thù linh mạch tồn tại nếu không có thiên lôi oanh kích thì tốt rồi. Bảy thánh tử trong giọng nói tràn ngập tiếc hận, đồng thời lời này cũng làm thái hư thần tông mọi người nhắc tới không ít hứng thú. Bọn họ cũng đều biết bảy thánh tử có cảm giác linh mạch đặc thù năng lực, có thể bị hắn cảm ứng được, có thể nghĩ táng long sơn cốc này linh mạch có bao nhiêu khủng bố. Cung thiên thu cũng phi thường khiếp sợ, có thể bị bảy thánh tử xưng là đặc thù, linh mạch nhưng không nhiều lắm thấy. Bên trong cho dù có lại nhiều bảo bối, nếu mất mạng mang ra tới cũng là không làm nên chuyện gì. các ngươi cũng đừng nguyên man suy nghĩ, không cần thiết tại đây một thân cây thắt cổ chết. ân học kiến trầm giọng nói. trong đám người tiếng thở dài hết đợt này đến đợt khác, thành như phó tông chủ theo như lời, táng long sơn cốc có thể đem hãn phỉ diệt sát, càng đừng nói bọn họ này đó tu vi cảnh giới, đi vào cũng chỉ có bị oanh kích thành cho phi yên diệt phần, lại nhiều thiên tài địa bảo cũng không có biện pháp mang về tới. chờ bản giáo chủ tu vi lại tăng lên nhất định phải tiến vào táng long sơn cốc tra xét một phen. Cung thiên thu ở trong lòng âm thầm nghĩ. Bên kia, Diệp quân lâm ước chừng dùng 7 ngày thời gian mới đưa đệ nhất bính thần binh rèn ra tới, là một phen kiếm. Thần cốt chuôi kiếm, dài chừng 3 thước, thần quang dạng dỡ đoạt người hai mắt. Mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh quả thực đều không rời mắt được, đã bị chuôi này trường kiếm thật sâu hấp dẫn. Nhưng tăng trưởng kiếm thân kiếm tinh oánh dịch thấu, ngay cả nhất cực phẩm thủy tinh cùng chi tương đối cũng kém khá xa đặc biệt ở kiếm phong chung quanh ẩn ẩn có điện quang thoáng hiện đồng thời còn cụ bị cực kỳ lạnh lẽo hàn ý thậm chí có thể đem chung quanh không khí đông lại hơn nữa chuôi này trường kiếm phảng phất cùng trời đất này hòa hợp nhất thể nhẹ nhàng huy động gian lại có đạo vận lưu chuyển chủ nhân có thể hay không cho chúng ta triển lãm một chút thần binh uy lực đúng vậy tông chủ ta cũng thực chờ mong kiến thức một chút đâu Công Tôn Nguyệt Ảnh hai người phi thường kích động mà nói. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, nói: "Hảo." Trên thực tế Diệp Quân Lâm cũng phi thường tò mò thanh kiếm này uy lực, rốt cuộc đây là hắn từ trước tới nay nhất dụng tâm chế tạo một thanh thần binh. Diệp Quân Lâm kình kiếm nơi tay, đối với nơi xa Hàn Đàm mặt đất nhẹ nhàng huy động. "Bá!" Một đạo hàn quang vẽ ra, ẩn ẩn có tiếng sấm tiếng động tự trong hư không truyền đến ngay sau đó kia nguyên bản vô cùng kiên cố hàn đàm mặt đất chợt xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy cái khe. Xuy suy suy một lát sau có thủy chảy ra, nhưng thực mau liền lại bị kiếm mang mang theo hàn khí trực tiếp đông lạnh thành khối băng. Không hổ là tuyệt thế thần binh, lực sát thương thế nhưng như thế khủng bố. Này mặt đất chính là trải qua thiên lôi quanh năm suốt tháng oanh kích rèn luyện quá, mặc dù là bình thường thần binh cắt lên cũng phi thường cố sức. Hơn nữa chủ nhân vẫn chưa thi triển công pháp, nói cách khác, đây là thần kiếm bản thân sở phát huy lực lượng. Mộ Dung Khuynh Tuyết nghe vậy cũng là khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi nàng thật đúng là không lưu ý điểm này. Nói như thế tới mặc dù là không hề tu vi người, chỉ cần sử dụng chuôi này thần kiếm, liền có thể phát huy thật lớn lực sát thương. Nếu đổi thành một cái kiếm tu sử dụng kiếm này, phát huy ra tới uy lực chẳng phải càng thêm khủng bố. Cũng không tệ lắm. Diệp Quân Lâm đối với chuôi này trường kiếm cũng rất là vừa lòng. So sánh với dưới lúc trước rèn chuôi này thần kiếp quả thực cùng rác rưởi vô dị. Tông chủ, ngài vì chuôi này thần binh khởi cái tên đi. Mộ Dung Khuynh Tuyết đề nghị nói. Diệp Quân Lâm gật gật đầu, trầm ngâm một lát nói, liền kêu nó táng long đi. Tên hay. Hai nàng bận rộn lo lắng phụ họa, tên này hiển nhiên có kỷ niệm lần này táng long sơn cốc hành trình ý tứ, nghe tới cũng xác thật khí phách. Các ngươi tại đây lưu thủ, ta muốn tiếp tục rèn thần binh. Diệp Quân Lâm dừng một chút, bổ sung nói, nếu các ngươi một đường đi theo, ta tự nhiên sẽ không bạc đái, liền cũng vì các ngươi hai người từng người rèn một thanh thần binh làm khen thưởng đi. Đa tạ chủ nhân, đa tạ tông chủ, công tôn nguyệt ảnh hai nàng quỳ dạp xuống đất cảm tạ. Diệp quân lâm vẫn chưa nhiều lời, tiếp tục đi rèn thần binh. Rốt cuộc siêu tập tới tài liệu cũng đủ nhiều, cấp bên người người một ít phúc lợi, cũng có lợi cho bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo. Công tôn Nguyệt Ảnh cũng xác thật vô cùng cảm kích, đáy lòng cận tồn một ít không cam lòng cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Đi theo Diệp Quân Lâm có thể được đến như thế cấp bậc tuyệt thế thần binh, mặc dù ở Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện lại bị coi trọng cũng vô pháp hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Đặc biệt này một đường đi tới, Diệp Quân Lâm bản thân cũng hiện ra vô cùng cường đại thực lực, đi theo hắn tuyệt đối không có mệt ăn. Đợi cho lần này sự đi ra táng Long Sơn Cốc, mang theo tuyệt thế thần binh sẽ là kiểu gì phong cảnh. Công Tôn Nguyệt Ảnh đã bắt đầu chờ mong về sau bị chịu truy phủng cảnh tượng rốt cuộc Diệp Quân Lâm rèn ra tới đỉnh cấp thần binh, mặc dù là bắt được Côn Luân Khư trung tâm khu vực những cái đó đỉnh cấp tông phái thế lực cũng sẽ bị chịu tranh đoạt. Mộ Dung Khuynh Tuyết cũng là cảm giác tựa như ảo mộng, nàng bối cảnh xa không có công tôn nguyệt ảnh thâm hậu, tâm lý mong đợi tự nhiên cũng liền lớn hơn nữa. Tinh Nguyệt Thần Tông chỉ là bình thường trung đẳng tông phái, nếu không gặp được Diệp Quân Lâm, đời này chỉ sợ đều cùng tuyệt thế thần binh vô duyên. Hiện giờ chỉ làm vì tùng là có thể được đến như thế tưởng thưởng, mộ dung khuynh tuyết trong lòng kích động đã sớm tột đỉnh. Bên kia, nhật nguyệt thần hỏa điện trọng tuyển thánh nữ tin tức lan truyền nhanh chóng. Liên tục bị Diệp Quân Lâm đánh chết Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện cùng với trong điện rất nhiều thiên kiêu cường giả, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện nhu cầu cấp bách muốn bổ sung mới mẻ máu. Cho nên lần này thánh nữ tổng tuyển cử hạ thấp không ít tiêu chuẩn, trước kia tuyển người ít nhất cũng đến là trung đẳng tông phái người xuất sắc. Lần này chân tuyển thánh nữ không hạn chế tông phái quy mô, chỉ cần là tư chất xuất chúng giả liền có thể tham gia tuyển chọn tái. Cái này làm cho rất nhiều loại nhỏ tông phái vui vô cùng, rốt cuộc dĩ vãng nhưng đều không có ôm nhật nguyệt thần hỏa điện đùi tư cách. Hiện giờ chỉ cần trở thành người được đề cử, liền có thể làm tông phái thăng chức rất nhanh, vì thế rất nhiều loại nhỏ tông phái cũng đều đem đỉnh cấp thiên kiêu đưa qua đi tham gia tuyển chọn tái. Thái hư thần tông tự nhiên cũng được đến tin tức, cung thiên thu đã sớm đối nhật nguyệt thần hỏa điện tâm trí hướng về, hiện giờ có cơ hội vui vẻ đi trước nhưng là ở cung thiên thu đi phía trước, đã đem bảy thánh tử cung cấp long mạch tài nguyên tất cả cắn nuốt, thực lực tăng nhiều. Nhật Nguyệt thần hỏa điện một phân đà chỗ. Cao lớn lôi đài từ mặc thiên thạch xây mà thành, mặt ngoài dày nặng kiên cố thả trơn bóng san bằng. Hơn nữa loại này mặc sao băng thạch ánh sáng độ phi thường cường, đứng ở mặt trên hoàn toàn có thể nhìn đến trên mặt đất tự thân ảnh ngược, cùng kính mặt vô dị. Lôi đài chung quanh có khắp nơi quan sát đài, trong đó ngồi ngay ngắn nhật nguyệt thần hỏa điện trung tâm trưởng lão. Bọn họ làm lần này thánh nữ dự tuyển tái giám khảo, đang ở chú ý tiến đến tham gia sàng chọn các tông phái nữ đệ tử nhóm tu luyện Thiên Phú. Dưới lôi đài đám người kích động, tiến đến tham gia thánh nữ tuyển chọn tái tông phái nhiều đạt mấy trăm, đương nhiên trong đó tuyệt đại đa số đều là loại nhỏ tông phái. Dĩ vãng này đó loại nhỏ tông phái căn bản vô pháp tiếp xúc đến loại này quy mô tông phái, hiện giờ đều nghĩ gà rừng biến Phượng Hoàng một bước lên trời. Chẳng sợ vô pháp trở thành Nhật Nguyệt thần Hỏa Điện thánh nữ bày ra ra cũng đủ thiên phú tiến vào nhật nguyệt thần hỏa học viện, kia cũng là chất bay vọt. Lưu Vân kiếm tông thánh nữ thông qua sơ thí, trở thành nhật nguyệt thần hỏa điện thánh nữ người được đề cử. Biển máu minh thánh nữ thiên phú lực hiện không đủ, nhưng nhập nhật nguyệt thần hỏa học viện tiến tu. Thanh diễm tông thánh nữ thiên phú thường thường, đặc ban cực phẩm linh tinh năm khối lấy tư cổ vũ. Nhật nguyệt thần hỏa điện một vị trưởng lão cao giọng tuyên bố nói bị tuyên bố trở thành thánh nữ người được đề cử tông phái cao hứng phấn chấn. Bị tuyển tiến vào Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện tông phái cũng rất là cao hứng. Mặc dù là bị cử tuyệt tông phái ở được đến cực phẩm linh tinh thạch tưởng thưởng sau, cũng không tính tay không mà về, đương nhiên lòng có tiếc nuối tất nhiên là không tránh được. Nhưng đối với loại nhỏ tông phái tới nói, mấy khối cực phẩm linh tinh thạch kia cũng là đỉnh cấp tu luyện tài nguyên, đối Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện mang ơn đội nghĩa. Này tự nhiên cũng là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện không tiếc tu luyện tài nguyên mục đích kế tiếp cho mời Thái Hư Thần Tông Cung Thiên Thu lên đài triển lãm. Theo Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện trưởng lão thanh âm vang lên, Cung Thiên Thu phi thân nhảy lên lôi đài. Triển lãm một chút tu luyện thiên phú đi. Trưởng lão thanh âm trầm thấp, trong mắt lại là hiện lên một mạt mong đợi chi sắc, bởi vì đây chính là phó điện chủ chính miệng cấp công đạo muốn lưu ý người. Hắn cũng muốn nhìn một chút Cung Thiên Thu đến tột cùng có cái gì đặc thù chỗ. Cung Thiên Thu đầu tiên là chắp tay thi lễ thi lễ, ngay sau đó lời nói không nói nhiều, trực tiếp vận chuyển cắn nuốt công pháp. Chỉ một thoáng, lấy cung thiên thu thân thể vì trung tâm, hình thành một cái cực đại năng lượng lốc xoáy. Trung quanh khu vực không gian thiên địa linh khí như là đã chịu nào đó chịu hoán, điên cuồng dũng mãnh vào năng lượng lốc xoáy bên trong. Theo sau lại bị cung thiên thu rèn luyện lấy ra, cuối cùng hút vào trong cơ thể. Hơn nữa bởi vì lực lượng quá mức cuồng bạo, cả tòa lôi đài đều kịch liệt chấn động lên, thậm chí có sụp đổ xu thế trong khoảnh khắc lôi đài chung quanh trận pháp lực lượng kích động, không ngừng đối nhìn cổ lực lượng này đánh sâu vào, lúc này mới không làm lôi đài hủy trong một sớm. Đây cũng là nhật nguyệt thần hỏa điện chuẩn bị ở sau, vì chính là tránh cho luận bàn khi tạo thành lôi đài hủy hoại, lúc này mới thành lập một tòa phòng ngự củng cố trận pháp. Thế nhưng là cắn nuốt thiên phú. Nhìn dáng vẻ nàng hẳn là cụ bị cắn nuốt linh can linh cốt, nếu không như vậy cắn nuốt thiên địa linh khí sớm hay muộn nổ tan xác mà chết. Thái hư thần tông thế nhưng còn có như vậy một vị nhân vật phía trước không nghe nói a à. kiến thức hạn hẹp đi đây chính là Thái hư thần tông tương lai trưởng giáo đạo lữ cung thiên thu thiên phú sao có thể sẽ kém trong khoảnh khắc dưới đài nghị luận sôi nổi tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán không thôi trên đài cao chư vị nhật nguyệt thần hỏa điện trưởng lực cũng là rất là vừa lòng cắn nuốt linh can linh cốt mặc dù ở côn luân khư trong vòng cũng là cực kỳ hiếm thấy cung thiên thu thiên phú dị bẩm kinh thương nghị quyết định vì tân nhiệm thánh nữ thủ tịch người được đề cử. Trưởng lão cao giọng tuyên bố, lại lần nữa làm rất nhiều tông phái thành viên kinh ngạc cảm thán, hâm mộ không thôi. Nhìn thuộc hạ hướng chính mình đầu tới hâm mộ ghét ghen ghét mãnh liệt ánh mắt, cung thiên thu dị thường hưởng thụ, một cổ cảm giác thành tựu đột nhiên sinh ra. Diệp quân lâm người thấy được sao, mặc dù ở côn luân khư, bản giáo chủ cũng có thể vinh quang thêm thân. Cung thiên thu trong lòng âm thầm nói. Cung thiên thu hào hùng vạn trượng, nàng hiện tại rốt cuộc trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Đặc biệt đây chính là Côn Luân Khư, hơn nữa Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cũng không phải bình thường đại hình tông phái. Phía trước những cái đó tông phái cái gọi là thiên tri kiều nữ, bất quá là một đám đám ô hợp, có mấy cái có thể là bản giáo chủ đối thủ. Cung Thiên Thu trong lòng cười lạnh không ngừng, nàng phía trước chặt chẽ chú ý quá mặt khác tham tuyển giả, đối hắn hoàn toàn cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Mặc dù trong đó có mấy cái cỡ trung tông phái thánh nữ thực lực còn tính không tồi, nhưng cùng chính mình so sánh với tranh lệch khá xa, không hề áp lực. Có thể nói lần này nhật nguyệt thần hỏa điện thánh nữ cuối cùng thuộc sở hữu đã thuộc về tay cầm đem nắm chặt. Đến lúc đó dần dần bò lên trên nhật nguyệt thần hỏa điện tuyệt đối cao tầng, liền tính là đi vào côn luân khư chân chính đẳng cấp cao giai tầng. Mặc dù là lại lấy nhật nguyệt thần hỏa điện vì ván cầu, cũng xa so thái hư thần tông mạnh hơn gấp trăm lần, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện vẫn như cũ không phải trung điểm, giống tên kia Hãn Phỉ bối cảnh chỉ sợ mới là Côn Luân Khư Tông phái đỉnh giai tầng. Nhưng này hết thảy đều sẽ không quá xa, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện tân nhiệm thánh nữ chi vị phi bản giáo chủ Mạc Trúc. Diệp Quân Lâm, Tiêu Phong Chi Lưu liền vì bản giáo chủ sách dày đều không xứng. Cung Thiên Thu càng nghĩ càng kích động, đối tương lai cũng là tràn ngập tin tưởng cùng hướng tới. Bên kia, Táng Long Sơn cốc Hàn đàm địa mạch ngọn lửa một thanh đường đao hình thái binh khí hoàn toàn thành hình nhưng là chuôi này đao nhận bộ rõ ràng muốn so đường đao khoan thượng rất nhiều xanh thảm nhận mang dưới ánh nắng chiếu xuống đoạt người hai mắt làm người không dám nhìn thẳng chuôi này đao sở mang theo hơi thở so với táng long thiếu linh động sắc bén nhiều một tia dày nặng bá đạo diệp quân lâm kình đao nơi tay đối với ở xa chút xuống mà xuống thiên lôi trưng bày một đao cuồng bạo đao cương gào thét mà ra kia mấy người vây quanh phẩm chất tam sắc thiên lôi thế nhưng bị nháy mắt chặn ngang chặt đứt hơn nữa thiên lôi thật lâu không thể lại lần nữa dung hợp tùy tay huy động liền có thể chặt đứt thiên lôi liền kêu nó trảm lôi đi diệp quân lâm đồng dạng phi thường vừa lòng này hai cái kiệt tác chỉ là bởi vì diệp quân lâm hai lần rèn đỉnh cấp thần binh thiên lôi trở nên càng thêm cuồng táo bất an suốt cuộc liên tục dẫn động chín sắc thiên lôi rèn luyện thần binh liền thuộc về liên tục thay đổi năng lượng cân bằng thường xuyên tìm kiếm tân năng lượng cân bằng liền sẽ làm các loại nguyên tố năng lượng phi thường cuồng táo. Hơn nữa hai thanh tuyệt thế thần binh hiện thế vốn là đưa tới thiên địa dị tượng, chung quanh khu vực rất nhiều nguyên tố lực lượng tự nhiên mà vậy hướng thần binh nơi vị trí tụ tập. Vì thế cả tòa táng Long Sơn cốc cùng phía trước so sánh với đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Công tôn nguyệt ảnh hai người cũng bị huyền phù ở trên hư không chung hai thanh tuyệt thế thần binh thật sâu hấp dẫn. Răng rắc sát, thiên lôi không ngừng đánh rớt ở hai thanh thần binh phía trên, phát ra mãnh liệt năng lượng dao động. Tuy rằng táng long cùng trảm lôi đã rèn thành công, nhưng Diệp Quân Lâm như cũ mặc kệ thiên lôi tiếp tục tạp lạc rèn luyện, tiếp tục tăng lên tuyệt thế thần binh năng lượng thần vận. Táng long nhẹ nhàng linh động, hoàn mỹ phù hợp thiên lôi chi lực, trảm lôi dày nặng trầm ổn, càng thêm phù hợp địa mạch chi lực. Hai thanh tuyệt thế thần binh nhất thiên nhất địa, có thể hoàn mỹ bổ sung cho nhau, nếu kết hợp sử dụng, chỉ sợ sẽ bày ra ra càng cường đại hơn uy lực. Công tôn nguyệt ảnh đầy mặt cảm khái mà nói. Mộ dung khuynh tuyết đã kích động đến nói không nên lời lời nói, nàng còn chưa bao giờ gặp qua như thế cấp bậc thần binh. Đặc biệt lúc này ở táng long cùng chảm lôi phụ cận khu vực không gian, quả thực chính là hình thành một mảnh độc lập không gian. Hai thanh thần binh chậm rãi di động, trong lúc thiên lôi đánh rớt, làm chúng nó thần hoa lóng lánh, làm người không dám thời gian dài nhìn thẳng. Đặc biệt ở hai thanh thần binh di động trong lúc, phảng phất đã cùng kia phiến thiên địa hòa hợp nhất thể, hình thành độc đáo đạo vận. Không lâu trước đây chảm lôi chặt đứt thiên lôi chút xuống cảnh tượng rõ ràng trước mắt, lúc ấy Diệp Quân Lâm đồng dạng không thúc giục bất luận cái gì công pháp. Thiên lôi còn có thể ở không thúc giục công pháp dưới tình huống chặt đứt, mặt khác sự vật chẳng phải càng thêm vô pháp ngăn cản chảm lôi đao cương. Mộ dung khuynh tuyết đã bắt đầu khát khao hai thanh tuyệt thế thần binh tại ngoại giới tỏa sáng rực rỡ. Táng long sơn cốc bên ngoài. Chấp nhất với chạm vào vận khí thợ săn tiền thường tổ chức như cũ ở quanh thân du đáng. Liền ở không lâu trước đây, mọi người liền phát hiện táng long sơn cốc hạch bên trong thiên lôi chi lực lại lần nữa trở nên sao động. Thậm chí liền ở vừa mới có một đạo thiên lôi thế nhưng bổ vào bên ngoài một viên che trời cổ thụ đình. Kết cục chính là mười hơn người vây quanh phẩm chất cổ thụ hóa thành cho tàn, cũng may mắn lúc ấy đông đảo thợ săn tiền thưởng khoảng cách khá xa, nếu không trực tiếp bị phách vì than cốc. Dù vậy, có vài tên tu vi so thấp giả cũng bị thiên lôi năng lượng dư ba chấn ra nội thương. Cái này làm cho chúng thợ săn tiền thưởng khiếp sợ không thôi, phải biết rằng loại tình huống này dĩ vãng chưa bao giờ xuất hiện quá. Hơn nữa này còn không có kết thúc, phảng phất chỉ là một cái khác bắt đầu, mọi người còn phát hiện Táng Long Sơn cốc trung tâm khu vực trên không tia sáng kỳ dị liên tục. Những cái đó thiên lôi giống như là ngũ thải tân phân pháo hoa, kết bè kết đội ở trên hư không trung tạc nước, vẫn chưa đánh rớt đến mặt đất. Cùng lúc đó cả tòa Táng Long Sơn cốc mặt đất cũng ở rất nhỏ chấn động. Lại còn có rất có tiết tấu, giống như bị đập nhịp trống Này liên tiếp thiên địa dị tượng làm mọi người ý thức được tình huống có biến Này đến tột cùng là tình huống như thế nào Chúng ta hàng năm ở táng Long Sơn Cốc phụ cận hoạt động Cũng chưa thấy qua loại này thiên địa dị tượng A Người nói có thể hay không là có người ở táng Long Sơn Cốc làm gì đại sự Cũng không biết là ai nói như vậy một câu Hiện trường không khí nháy mắt liền trở nên quỷ dị lên Mọi người thậm chí liền hô hấp cũng không dám quá dùng sức hơn nữa mọi người trong đầu không tự chủ được xuất hiện một ý niệm, chẳng lẽ phía trước vị kia cuồng đồ không chết, động tĩnh chính là hắn làm ra tới. Đang lúc chúng thợ săn tiền thường chuẩn bị lật đổ cái này lớn mật ý niệm khoảnh khắc, táng long sơn cốc rừng cây bên ngoài có một đám người xa xa đi ngang qua. Những người này đến lúc đó thân xuyên màu đen trường bào, trước ngực thiêu tử kim hai sắc tướng gian dìu giao nhau bộ dáng huy tiêu. Tử kim thương sẽ, sinh động với côn luân khư càng thêm trung tâm khu vực, tổng hợp thực lực cũng so thái ất thương sẽ cường thịnh vài phần. Thương đội thủ lĩnh chợt phất tay làm đội ngũ dừng lại, hắn là trước hết phát hiện không chung dị tưởng. Nếu phóng tới dĩ vãng, thương đội thủ lĩnh quả quyết sẽ không đối táng Long Sơn Cốc có cái gì hứng thú. Rốt cuộc loại này cấp bậc bí cảnh ở Côn Luân khư hơi chút trung tâm khu vực thuộc về một chảo một đống. Huống hồ nơi này quá mức xa xôi, lao sư đi xa nhân lực vật lực tài lực tiêu hao cực đại, mất nhiều hơn được. Hơn nữa khu vực này còn có thái ất thương sẽ tỏa chấn, không cần thiết lại đây tranh đoạt. Lần này cũng là áp tải một ít tu luyện tài nguyên ngẫu nhiên đi ngang qua, bọn họ kỳ sơ vẫn chưa tính toán dừng lại một lát. Nhưng hiện tại thiên địa dị tượng thường xuyên xuất hiện, hiển nhiên là có đại sự phát sinh, đặc biệt ở táng Long Sơn Cốc trung tâm khu vực có hai cổ cực cường hơi thở. Này lưỡng đạo hơi thở dị thường khủng bố đặc thù, chẳng lẽ là có tuyệt thế trí bảo hiện thế? thương đội thủ lĩnh ánh mắt ngưng trọng nhìn phía táng Long Sơn cốc trung tâm khu vực phương hướng. Dẫn đầu, nếu ngài nói có thể là trí bảo, chúng ta phái điểm nhân thủ đi điều tra một phen không phải được rồi. Đúng vậy dẫn đầu, chúng ta này thương đội cao thủ nhiều như mây, cũng không sợ này đó thợ săn tiền thưởng làm cái gì động tác nhỏ. Bồn tỏa thích dùng các loại đỉnh cấp tu luyện tài nguyên tôi thể, còn chưa bao giờ nếm thử qua thiên lôi tôi thể tư vị, ta thỉnh cầu đi trước cha xét. Này chi thương đội thành viên cao thủ rất nhiều, tuy rằng thiên địa dị tượng thường xuyên xuất hiện, nhưng bọn hắn thật đúng là không quá đem táng Long Sơn Cốc đương hồi sự. Tự nhiên càng không thấy đến khởi thợ săn tiền thường tổ chức. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, cổ lực lượng này đã vượt qua chúng ta năng lực phạm trù. Huống chi này phê vật tư không dung có thất, táng Long Sơn Cốc đến tột cùng như thế nào cha xét còn cần bàn bạc kỹ hơn. Như vậy đi, chúng ta về trước vạn đảo thành tử Kim Thương sẽ báo cáo việc này, từ phân hội trưởng định đoạt đi dù sao vạn đảo thành khoảng cách nơi đây cũng không tính xa, tới lui hai nơi cũng không dùng được bao lâu thời gian. Thương đội thủ lĩnh ngữ khí nghiêm túc mà nói. Thủ lĩnh không khỏi cũng quá cẩn thận, thâm sơn cùng cốc một cái kẻ hèn hoang dã nơi, có thể có cái gì nguy hiểm. Thật không dám giấu giếm, chúng ta tông phái sau núi cấm địa đều so táng long sơn cốc khủng bố, bổn tọa còn không phải xuất nhập tự nhiên. Hơn nữa này phá địa phương cũng chưa chắc có cái gì bảo bối, khả năng chính là thời gian dài thiên lôi tụ tập tạo thành dị tượng thôi, không có tra xét tất yếu. Cũng cũng chỉ có thợ săn tiền thường loại này bất nhập lưu tổ chức mới đem táng long sơn cốc đương khối phong thủy bảo địa. Như vậy cái địa phương cũng dám kêu táng long sơn cốc, táng xà sơn cốc còn kém không nhiều lắm, vẫn là tiếp tục lên đường đi. Một ít làm thuê dòng với tử kim thương sẽ tông môn cường giả đầy mặt miệt thị biểu tình, chút nào không đem táng long sơn cốc để vào mắt. Tử kim thương sẽ làm đại hình giao dịch tập đoàn tài chính, mỗi lần áp tải tài nguyên đều sẽ ở các đại tông phái hoa giá cao thuê cao thủ đứng đầu làm hộ vệ bọn họ trong đó không thiếu đại hình tông phái cường giả kiến thức rộng rãi tự không cần phải nói nói chuyện cũng là kiêu ngạo vô cùng các vị ít nói vài câu nắm chặt lên đường đi thương đội thủ lĩnh như cũ kiên trì mình thấy vẫn chưa tùy tiện tiến vào táng long sơn cốc tra xét tình huống hơn nữa không biết vì cái gì Hắn tổng cảm giác Táng Long Sơn cốc trung tâm khu vực thiên địa dị tượng là cực phẩm thiên tài địa bảo hiện thế sở dẫn phát. Bên kia, Diệp Quân Lâm nhìn một đao một kiếm hai thanh tuyệt thế thần binh, trong lòng cũng là phi thường sung sướng. "Tông chủ, người không nghỉ ngơi một chút sao?" "Đúng vậy chủ nhân, chẳng lẽ ngài chuẩn bị ngày đêm không thôi rèn thần binh sao?" Mộ Dung Khuynh Tuyết hai người sôi nổi dò hỏi. Diệp Quân Lâm cười nói, rèn thần binh cũng phí không được nhiều đại lực, căn bản không cần phải nghỉ ngơi hơn nữa căn cứ tài liệu tổng sản lượng tới tính toán, ta còn có thể rèn ra 50 đem tuyệt thế thần binh cấp bậc thần khí tới. Đến nỗi chuẩn thần binh nói, 200 nhiều bính hẳn là dễ như trở bàn tay, này còn chỉ là lấy thần cốt làm chủ yếu tài liệu tiến hành rèn. Câu nói kế tiếp Diệp Quân Lâm vẫn chưa nói xong, nếu lại tính thượng mặt khác thiên tài địa bảo, đại bản doanh thành viên trung tâm đều có thể trang bị cái biến. Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng công tôn Nguyệt Ảnh nghe vậy trực tiếp đều khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói tuyệt thế thần binh 50 đem, chuẩn tuyệt thế thần binh 200 nhiều đem, này nếu là trang bị đỉnh chiến lực, quả thực có thể nháy mắt dây đại hình tông phái đi. Phải biết rằng gần là táng long cùng trảm lôi hai thanh tuyệt thế thần binh, ở không thúc dục công pháp dưới tình huống, là có thể bộc phát ra phi phạm chiến lực. Lời nói câu nói nói nếu người nào đó chỉ là loại nhỏ tông phái trung tâm trưởng lão, gần bằng vào tuyệt thế thần binh là có thể cùng đại hình tông phái thiên kiêu thánh tử, thậm chí phó tông chủ cấp bậc cường giả chu toàn, mà giống ngộ dung khuynh tuyết loại này trung đẳng tông phái thánh nữ, chỉ cần tay cầm tuyệt thế thần binh, thậm chí có thể cùng nhật nguyệt thần hỏa điện đứng hàng tiền tam trưởng lão đối chiến. Nếu ta có được một thanh tuyệt thế thần binh, khuynh tấn toàn lực hoàn toàn có thể chính diện ngạnh hám phó điện chủ. Công tôn nguyệt ảnh trong lòng vô cùng cảm khái. Một thanh tuyệt thế thần binh liền tương đương với tu sĩ có được vượt cấp chiến lực, thậm chí vượt cấp chém giết đối thủ tư bản. Huống hồ diệp quân lâm rèn ra tới tuyệt thế thần binh, cơ hồ so bất luận cái gì trở thành tuyệt thế thần binh binh khí cường hãn rất nhiều. Mặc dù là chuẩn thần binh, cũng tương đương với có thể trang bị vẫn luôn đỉnh cấp đại hình tông phái trung tâm chiến lực. Mộ dung khuynh tuyết cũng là kinh hô ra tiếng. Hai nàng đều thuộc về kiến thức rộng rãi, thậm chí tuyệt thế thần binh ở Côn Luân Khư được hoan nghênh trình độ. Vô luận loại nào cấp bậc tông phái, đều đối tuyệt thế thần binh xua như xua vịt. Không chút nào khoa trương giảng, nếu Diệp Quân Lâm tùy tiện lấy ra hai ba bính tuyệt thế thần binh làm lợi thế, định có thể thuê cũng đủ nhiều cường giả đi hủy diệt bình thường tông môn cỡ lớn. Phát tài, hoàn toàn phát tài. Công Tôn Nguyệt Ảnh hai nàng trong lòng ở điên cuồng thét chói tai, quả nhiên đi theo Diệp Quân Lâm là vô cùng chính xác lựa chọn. Mà Diệp Quân Lâm giờ phút này còn có mặt khác tính toán, chưa bỏ rèn đủ để trang bị tâm phúc lực lượng chuẩn tuyệt thế thần binh, còn có thể còn thừa không ít thiên tài địa bảo. Mấy thứ này cũng không thể có chút lãng phí, hoàn toàn có thể ở Côn Luân Khư trao đổi các loại tài nguyên. Mặc dù là dùng táng long sơn cốc chung những cái đó trướng mắt cấp thấp thiên tài địa bảo rèn ra tới thần binh. Cũng đều xa so với phía trước ở Thái Ất Thương sẽ giao dịch thần binh mạnh hơn mấy chục lần, rốt cuộc những cái đó chỉ là ở tinh nguyệt thần tông tìm được bình thường tài liệu rèn mà thành, đương nhiên là tinh nguyệt thần tông có thể tìm được tốt nhất. Huống hồ phía trước ngụy Thư Dương nói rõ, nếu tưởng tăng lên thương hội huy chương cấp bậc, chính là căn cứ cống hiến lớn nhỏ hoặc là theo giao dịch ngạch không ngừng tăng nhiều mới có thể. Tuy rằng hiện tại đã có tinh nguyệt thần tông làm cơ sở, nhưng là Diệp Quân Lâm cảm thấy còn xa xa không đủ. Tốt nhất có thể cùng Thái Ất Thương sẽ loại này cấp bậc thế lực giao hảo, như thế cũng coi như là cấp tương lai chính mình ở Côn Luân Khư đứng vững gót chân sự nghiệp góp một viên gạch. Tông chủ, táng long sơn cốc thiên lôi chi lực càng ngày càng cuồng táo, ngài đại khái còn muốn ở chỗ này ngốc bao lâu? Mộ Dung Khuynh Tuyết hỏi dò. Diệp Quân Lâm trầm ngâm một lát, nói: "Ta đại khái tính toán quá, đem sở hữu thiên tài địa bảo rèn thành thần binh cùng với chuẩn thần binh, yêu cầu đại khái hai tháng." Mấu chốt là luyện chế thần cốt nhất tốn thời gian, mặc dù là lợi dụng địa mạch ngọn lửa cùng chín sắc thiên lôi cộng đồng tạo áp lực, tiến triển cũng phi thường thông thả. Đối với điểm này mặc dù là Diệp Quân Lâm cũng không có cách nào, bởi vì thần cốt bản thân chính là quanh năm suốt tháng bị thiên lôi oanh kích cùng với hàn đàm chi lực tôi hóa mà thành. Cho nên ở một mức độ nào đó tới giảng, thần cốt đối với thiên lôi cùng địa mạch ngọn lửa đã sinh ra không tầm thường kháng tính. Này cũng thuộc về không có biện pháp sự, tổng không thể phóng như thế đỉnh cấp rèn hoàn cảnh không tăng thêm lợi dụng đi. Không cần nhiều lời, kế tiếp trong khoảng thời gian này không cần quấy dày ta. Diệp quân lâm phân phó xong liền trực tiếp đầu nhập đến rèn thần binh bên trong. Bên kia, nhật nguyệt thần hỏa điện chân tuyển thánh nữ công tác còn ở hừng hực khí thế tiến hành không thể không nói nhật nguyệt thần hỏa điện lực ảnh hưởng thực sự không nhỏ, lục tục tiến đến tham tuyển giả từ lúc ban đầu trung tiểu tông phái, đến sau lại thế nhưng liền đại hình tông phái thiên kiêu cũng gia nhập trong đó. Theo gia nhập tranh cử người càng ngày càng nhiều, cung thiên thu cũng cảm giác được một chút áp lực. Vì thế cung thiên thu liền làm bảy thánh tử đi các nơi tra xét siêu cấp linh mạch, đặc biệt dặn dò long mạch tốt nhất. Cung thiên thu hạ quyết tâm, cần thiết ở thánh nữ tuyển chọn tái cuối cùng so đấu chung thắng được. Này quan hệ đến cung Thiên Thu ngày sau kế hoạch, vô luận như thế nào đều không dung có thất. Cùng lúc đó cung Thiên Thu còn ở đại thánh tử nơi đó làm đột phá khẩu, cử toàn bộ Thái Hư Thần Tông chi lực tới trợ giúp chính mình tăng lên thực lực. Đặc biệt là tu luyện tài nguyên, cung Thiên Thu càng là tác muốn vô độ. Nhưng là có thể ôm lấy Nhật Nguyệt Thần Hỏa điện này đùi, lấy ân học kiến cầm đầu cũng phi thường duy trì cung Thiên Thu. Ân học kiến thậm chí hạ đạt tử mệnh lệnh, vô luận cung Thiên Thu đưa ra như thế nào yêu cầu chỉ là ở Thái Hư Thần Tông năng lực trong phạm vi toàn bộ thỏa mãn. Cũng đúng là tại đây trong quá trình, Cung Thiên Thu phía trước thuận lợi mọi bề trải chăn phát huy trọng đại tác dụng. Nhân cơ hội này Cung Thiên Thu càng là vô chừng mực bồi dưỡng chính mình thân tín, hiện giờ Thái Hư Thần Tông cơ hồ đã bị Cung Thiên Thu nắm giữ ở trong tay. Ở bất chi bất xác chung, ân học kiến đã mau bị bị Cung Thiên Thu cấp hoàn toàn hư cấu, Kỳ thật chỉ cần đem bảy thánh tử nắm giữ ở trong tay, Thái Hư Thần Tông ở bản giáo chủ trước mặt liền tương đương với trên cái thất thịt cá. Cung Thiên Thu vô cùng đắc ý mà nói. Bảy thánh tử có thể tra xét linh mạch năng lực phi thường mấu chốt, đặc biệt đối với Thái Hư Thần Tông tới nói càng là trọng trung chi trọng. Nhưng mà hiện tại bảy thánh tử đã vì Cung Thiên Thu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có vô tận tu luyện tài nguyên, Cung Thiên Thu chút nào không lo không có người đi theo đúng lúc này độc cô tiêu tìm tới cung thiên thu. Sư phụ, ngài công đạo nhiệm vụ đã hoàn thành, lại mời chào coi là thái hư thần tông trưởng lão cấp bậc tán tu cường giả. Chỉ có ngài ra lệnh một tiếng, này đó tán tu núi đao biển lửa đều sẽ hướng trong hướng. Độc cô tiêu cung thanh nói. Cung thiên thu trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, ngay sau đó nói, làm tốt lắm, hiện tại ngươi có thể đem đơn giản hóa bản cắn nuốt công pháp truyền thụ cho bọn hắn. Tinh Nguyệt Thần Tông, nghị sự đại sảnh chủ vị thượng mộ dung huyền tình đầy mặt ngưng trọng. Mặt khác tinh nguyệt thần tông thành viên trung tâm cũng là thở ngắn than dài đầy mặt u sầu. Cả tòa nghị sự trong đại sảnh tử khí trầm trầm, phảng phất một cái gần đất xa trời lão nhân, cơ hồ hoàn toàn đánh mất sở hữu sinh cơ cùng sức sống. Từ thu được diệp quân lâm đoàn người chết táng Long Sơn Cốc tin tức sau, toàn bộ tinh nguyệt thần tông đã chịu trí mạng đả kích. Phảng phất bọn họ trong lòng lớn nhất tinh thần cây trụ ầm ầm sụp xuống. Tông chủ, Diệp Quân Lâm thực lực xác thật rất mạnh, nhưng hắn trung quy quá mức cuồng vọng, hiện giờ rơi vào kết cục này đảo cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là kế tiếp chúng ta đi con đường nào liền trọng yếu phi thường. Trong đó một vị trưởng lão trầm giọng nói. Những lời này hàm nghĩa rất nhiều, trong đó quan trọng nhất không gì hơn đối nhật nguyệt thần hỏa điện thái độ. Phía trước rất nhiều nhật nguyệt thần hỏa học viện cường giả chết tinh nguyệt thần tông, chuyện này tuy rằng là Diệp Quân Lâm việc làm, nhưng trung quy cùng tinh nguyệt thần tông thoát không ra quan hệ, trên đời không có không ra phong tường, chuyện này một khi truyền tới Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cao tầng lỗ tai chung, như vậy Tinh Nguyệt Thần Tông sẽ lập tức bị nhận định vì đồng mưu. Đến lúc đó Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cường giả ra hết, Tinh Nguyệt Thần Tông chắc chắn đem toàn quân hủy diệt. Nhưng nếu chủ động đi thẳng thắn sự tình chân tướng, có lẽ còn có thể tranh thủ đến một đường sinh cơ. Đúng vậy tông chủ, liền ở ngày hôm qua ta phải đến tin tức, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện đã điều tra đến Diệp Quân Lâm đoàn người chung trừ bỏ công tôn Nguyệt Ảnh còn có một nữ tử nếu mộ dung khuynh thuyết bị nhéo ra tới, tinh nguyệt thần tông khoảng cách hủy diệt liền không xa. Chúng ta cần thiết đến trước tiên làm tính toán, nếu không đến lúc đó liền hối tiếc không kịp. Tông chủ, người nhanh lên lấy cái chủ ý đi, đêm dài lắm mộng muộn tắc sinh biến, chúng ta chủ động đi thẳng thắn nguyên do, có lẽ còn có thể tranh thủ cái to rộng xử lý. Tuyệt đại đa số tinh nguyệt thần tông cao tầng đều dao động. Rốt cuộc diệp quân lâm đã chết, căn bản là không ai lại cấp tinh nguyệt thần tông cung cấp bảo hộ. Đương nhiên là có một bộ phận người từ lúc ban đầu liền phản cảm Diệp Quân Lâm tàn sát sở hữu Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện thành viên, này căn bản chính là ở kéo thù hận. Mộ Dung Uyển Tình mày nhíu chặt, nàng là thật không biết như thế nào làm. Diệp Quân Lâm thật sự sẽ chết sao? Mộ Dung Uyển Tình không xác định, nhưng như vậy nhiều tin tức đều chỉ hướng Diệp Quân Lâm đã chết, hiện giờ lại có nhiều người như vậy khuyên bảo. Mặc dù là chính mình giờ phút này mạnh mẽ ngăn lại, cũng chưa chắc có thể ngăn cản những cái đó dao động người âm thầm hành động các vị trưởng lão, lại cho ta một chút thời gian suy xét suy xét đi. Mộ dung khuynh tuyết trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, nàng từ nội tâm vẫn là không tin Diệp Quân Lâm sẽ chết, thậm chí đều tưởng tự mình đi điều tra một phen. Khởi bẩm tông chủ, vừa rồi truyền đến mới nhất tin tức, nghe nói táng long sơn cốc xuất hiện thiên địa dị tượng, đã khiến cho tử kim thương sẽ chú ý. Đúng lúc này, bên ngoài có người truyền đến tin tức. Thiên địa dị tượng, tử kim thương sẽ... Mộ Dung Uyển tình tinh thần chấn động, nếu Tử Kim Thương sẽ tiến đến điều tra, tất nhiên có thể có Diệp Quân Lâm chuẩn xác tin tức. Tiếp tục phái người chú ý Tử Kim Thương sẽ hướng đi. Mộ Dung Uyển tình lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Cùng lúc đó, Tử Kim Thương sẽ thương đội đã đến Vạn Đảo Thành. Vạn Đảo Thành, xem tên đoán nghĩa, cả tòa thành chỉ tọa lạc với trên biển một mảnh quần đảo ngay trung tâm. Này phiến hải vực tên là Hình Thành Hải, đưa mắt nhìn lại thiên thủy một màu, chính trực ban đêm, trong biển lấp lánh vô số ánh sao phá lệ lóa mắt. Nhưng mà loại này lóa mắt quang mang đều không phải là chân chính đầy sao, mà là một loại tên là hàn tinh thạch cấp thấp thiên tài địa bảo. Hàn tinh thạch bởi vì mật độ cực tiểu, có thể huyền phù ở hải mặt bằng, có còn lại là ở hải mặt bằng tiếp theo 2 mét chỗ. Mà hàn tinh thạch không tới ban đêm liền lóng lánh quang mang, lúc này mới dẫn tới này phiến hải vực buổi tối tinh quang lộng lẫy, cho nên được gọi là sao trời hải sao trời trong biển lại mấy vạn cái lớn nhỏ đảo nhỏ lẫn nhau liên tiếp, chúng nó bị gọi chung vì vạn đảo thành. Vạn đảo bên trong thành tông phái thế lực ngang dọc đan sen, muốn so với phía trước Long Dương thành đại hơn 10 lần. Vạn đảo trong thành tông môn cỡ lớn cũng không ở số ít, cỡ trung tông phái càng là nhiều không kể xiết. Mặc dù là giống nhật nguyệt thần hỏa điện loại này cấp bậc đại hình tông phái, ở vạn đảo thành khủng đồng cấp bậc thế lực trung sở cũng chỉ có thể đứng hàng trung đẳng thiên thượng ghế. Ở khắp sao trời hải trung tâm khu vực, có 7 tòa siêu cấp đại đảo. Diện tích lớn nhất đảo nhỏ ở giữa đứng sừng sướng ở sao trời hải, còn lại 6 tòa đảo nhỏ hiện ra hình quạt trạng phân bố chung quanh. Cư cao quan sát là có thể rõ ràng cảm giác được, này 7 tòa đảo nhỏ không bàn mà hợp ý nhau bát quái diễn biến mà ra cổ trận pháp. Ở 7 tòa đảo nhỏ chính trên không có rõ ràng trận pháp năng lượng dao động, tuy rằng buổi tối ánh sáng tối tăm, nhưng như cũ bảy biện ra bảy màu màu sắc. Từ kim thương sẽ đó là tọa lạc ở nhất trung tâm này tòa đảo nhỏ bên trong. Thương đội tiến vào chủ thành lúc sau, trong thành chủ lộ rộng mở san bằng, ngay cả sàn nhà đều là từ thánh mạch khoáng thạch trải chân mà thành. Thành trì trung lâu vũ san sát, đặc biệt trong đó cất giấu vô số đạo mạnh mẽ hơi thở nguy hiểm, đều là các đại tông phái đỉnh cấp cao thủ. Khách khách khách, trình đề có tiết tấu tiếng bước chân vang lên. Trong thành các nơi chủ lộ chi lộ ngẫu nhiên liền có toàn bộ võ trang áo giáp quân trải qua, bọn họ đều là huấn luyện có tố phòng thủ thành phố quân phòng thủ thành phố quân vô luận cá nhân chiến lược vẫn là tập thể phối hợp xung phong đều cực kỳ cường hãn, bọn họ trang bị binh khí đặt ở bình thường tông phái đều sẽ bị coi là trấn giáo thần binh. Mặc dù là một ít bình thường đại hình tông phái, đều khó có thể ngăn cản một chi trăm người phòng thủ thành phố quân tập thể xung phong. Thương đội thủ lĩnh dẫn người trực tiếp đuổi bôn nhất trung tâm một chỗ rộng rãi kiến trúc trước dừng lại. Nhưng thấy trước mắt lâu vũ hoàn toàn có thể dùng cao ngất trong mây tới hình dung, tuy rằng lúc này đã đến đêm khuya, nhưng này đống kiến trúc như cũng đang hỏa huy hoàng. Nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, này đó dùng để chiếu sáng vật phẩm đều là nhưng sáng lên đỉnh cấp thiên tài địa bảo chế tạo mà thành. Cửa chính trước hai tòa mấy người cao thật lớn sư tử điêu khắc sinh động như thật. Chỉ là vừa thấy là có thể tra xét ra, này hai tòa điểm nắn lại là dùng long mạch tinh thạch chế tạo mà thành, tản mát ra cực kỳ tinh thuần thiên địa linh khí. Ở giữa tử kim sắc vẫn thiết rèn mà thành đại môn san sát trước mắt, ở giữa phía trên treo một khối cổ xưa bảng hiệu. Bảng hiệu phía trên dùng chữ triện điêu khắc bốn cái chữ to tử kim thương sẽ. Chúng ta tới rồi. Thương đội thủ lĩnh trầm giọng nói. Lời còn chưa dứt, liền thấy tử kim sắc đại môn chậm rãi mở ra, từ bên trong đi ra mấy người, bọn họ đúng là tử kim thương sẽ tiểu nhị, ra tới hỗ trợ dỡ hàng. Nhưng mà những người này tuy rằng ăn mặc bình thường, nhưng mỗi người thực lực đều phi thường khủng bố, mặc dù là các đại tông phái cường giả cũng không dám khinh thường những người này đã vì thương hội tiểu nhị, cũng là thương hội hộ vệ. Làm phiền các vị một đường hộ hành, đại gia đi trước thương hội bên trong tu trình, tiệc rượu cùng thù lao đã chuẩn bị ổn thỏa, tại hạ liền không phụng bồi. Thương đội thủ lĩnh đối với rất nhiều đại tông phái cường giả nói. Này đó đi theo hộ vệ đều là xuất từ các đại tông phái, bọn họ đã sớm biết từ kim thương sẽ quy củ, tự nhiên cũng không nhiều lời. Trực tiếp đi thương hội trong vòng hưởng thụ rượu và đồ nhắm cùng với lĩnh thủ lao đi đến nỗi thương đội thủ lĩnh tắc trực tiếp đi trước tử kim thương sẽ chủ thính, hắn muốn đi hội báo ở táng Long Sơn Cốc gặp được tình huống. Vạn Đảo Thành là tử kim thương sẽ đệ nhị phân hội, phân hội trưởng càng là cùng tử kim thương sẽ tổng hội hội trưởng sư xuất đồng môn. Trải qua thủ vệ thông truyền, thương đội thủ lĩnh thuận lợi tiến vào chủ thính, cả tòa kim giao ghế ngồi ngay ngắn một người dâu tóc bạc trắng lão giả. Thuộc hạ gặp qua hoàng phủ hội trưởng, thương đội thủ lĩnh quỳ dạp xuống đất, ngữ khí vô cùng cung kính mà nói. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh hơi hơi gật đầu, trầm giọng nói, một đường vất vả đại trưởng lão, đứng lên đi. Đại trưởng lão chậm rãi đứng dậy, tất cung tất kính mà nói, Hoàng Phủ hội trưởng, ta trên đường kinh táng Long Sơn Cốc khi phát hiện tình huống có gì, nhân đây hướng ngài hội báo. Theo sau đại trưởng lão liền đem thiên địa dị tượng sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh kể ra một lần. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh nghe xong trong mắt tinh quang thoáng hiện, lập tức làm ra quyết định bổn tỏa cảm thấy rất cần thiết đi tra xét một phen, vì bảo vạn vô nhất thất, nhiều phái vài vị cao thủ hiệp trợ đi trước. Đại trưởng lão, ngươi lặn lội đường xa một đường buôn ba, bổn hẳn là làm ngươi nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian. Nhưng việc này quan hệ trọng đại, không có người một nhà nhìn chằm chằm bổn tỏa không yên tâm, ngươi liền nhiều vất vả vất vả đi. Hoàng phủ hoàng Thịnh ngữ khí vô cùng nghiêm túc mà nói. Nghe xong đại trưởng lão hội báo, hoàng phủ hoàng thịnh càng thêm kiến thức rộng rãi, phỏng đoán vô cùng có khả năng là đỉnh cấp thiên tài địa bảo hiện thế mới dẫn phát thiên địa dị tượng. Tuy rằng Táng Long Sơn cốc trước kia bị cho rằng là thâm sơn cùng cốc nơi, nhưng hiện tại xem ra có thất bất công. Đại trưởng lão vẫn chưa chối từ, nói thẳng nói, không vất vả, hoàng phủ hội trưởng xin yên tâm, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ân, thực hảo, bổn tọa liền thưởng thức đại trưởng lão loại này sấm rền gió cuốn tính cách. Hoàng phủ Hoàng Thịnh dừng một chút, tiếp tục nói, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, đại trưởng lão liền điều khiển ngự lôi vân thuyền dẫn người đi trước đi. Trước mắt ở thương hội nội đỉnh cấp cường giả bổn tỏa cũng nhiều phái vài vị, lần này cha xét không dung có thất. Tuân mệnh, đại trưởng lão trầm giọng nói. Một lát sau, Hoàng Phủ Hoàng Thịnh liền triệu tập thương hội bên trong cao thủ, ước chừng phái ra 17 vị đỉnh cấp cường giả hiệp trợ đại trưởng lão tiến đến cha xét táng long sơn cốc. Lại còn có cho mỗi vị cường giả trang bị chuẩn tuyệt thế thần binh, trực tiếp làm này chi cha xét tiểu đội sức chiến đấu lại lần nữa tiêu thăng. Nhìn trước mắt những người này, đại trưởng lão trong lòng đều là khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới Hoàng phủ Hoàng Thịnh thế nhưng phái ra như thế cường đại đội hình. Nơi này thực lực kém cỏi nhất chỉ sợ cũng có thể so sánh Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện điện chủ đi. Đại trưởng lão âm thầm cảm khái, hắn đã từng cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện hai vị điện chủ luận bàn quá, lúc này mới đến ra kết luận. 17 vị đại hình tông phái cầm lái giả chiến lực đội ngũ đi tra xét Táng Long Sơn cốc, không khỏi quá có điểm chuyện bé xé ra to đi. Đại trưởng lão, bổn tòa vẫn là câu nói kia, lần này cha xét cần phải biết rõ sự tình ngọn nguồn, như ngộ ngăn cản giết chết bất luận tội. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh trong giọng nói chân thật đáng tin. Đại trưởng lão lại lần nữa làm ra bảo đảm, hắn tựa hồ minh bạch vì cái gì Hoàng Phủ Hoàng Thịnh hội phái nhiều như vậy cường giả. Suốt cuộc thiên địa dị tưởng rất có thể hấp dẫn rất nhiều cao thủ đi trước, hơn nữa cái kia khu vực còn có thái ất thương sẽ xuất hiện xung đột sát suất cực đại. Xuất phát, theo Hoàng Phủ Hoàng Thịnh ra lệnh một tiếng, đại trưởng lão đám người sôi nổi bước lên vân thuyền. Một lát sau, ngự lôi vân thuyền ầm ầm khởi động, lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế bay lên trời, ngay sau đó biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Hoàng Phủ hội trưởng không khỏi quá cẩn thận đi, liền chúng ta chi đội ngũ này chiến lực, nơi nào còn cần điệu thấp hành sự A. Ta cũng cảm giác có chút quá khoa trương, kia khu vực nhất lấy đến ra tay không gì hơn thái ất thương biết, nhưng là bọn họ cũng không dám dễ dàng động võ A đại trưởng lão người nói thiên địa dị tượng thực sự có như vậy tà hồ sao ta xem cũng chưa chắc chính là cái gì đỉnh cấp thiên tài địa bảo những người này thực lực siêu quần tuyệt đại đa số đều cho rằng hoàng phủ hoàng thịnh chuyện bé xé ra to đương nhiên bọn họ cũng chưa bao giờ để mắt thái ất thương sẽ cùng từ kim thương sẽ so sánh với người trước ở tổng hợp trên thực lực vẫn là có không nhỏ tranh lệch các vị tạm thời đừng nóng nảy điệu thấp hành sự là bởi vì hoàng phủ hội trưởng không nghĩ cành mẹ đẻ cành con táng long sơn cốc vị trí xa xôi, chúng ta không cần thiết cùng bên kia tông phái thế lực phát sinh xung đột. Hơn nữa không dối gạt các vị, phía trước ở trải qua táng long sơn cốc khi, ta có thể mơ hồ cảm nhận được táng long sơn cốc bên trong cất giấu một đạo cường hãn hơi thở. Cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, các vị vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Đại trưởng lão ngữ khí nghiêm túc mà nói. Tuy rằng đại trưởng lão nói được tình ý chân thành, nhưng trên thực tế hiển nhiên không được đến mọi người quá nhiều coi trọng rốt cuộc ở bọn họ xem ra táng Long Sơn cốc thuộc về thâm sơn cùng cốc nơi, có thể dẫn tới cái gì đại nhân vật chú ý. Côn Luân khư trung tâm khu vực tuyệt địa, cấm địa nhiều không kể xiết, chân chính siêu cường giả căn bản sẽ không bỏ gần tìm xa. Tử Kim Thương sẽ ngự lôi vân thuyền tốc độ cực nhanh, thả vân thuyền phía trên chúng cường giả đều ẩn tàng rồi tự thân hơi thở. Cho nên này dọc theo đường đi cơ hồ không có tông phái thế lực phát hiện bọn họ nhưng mà lại không tránh được làm khu vực này địa đầu xa tồn tại thái ất thương sẽ đôi mắt. Nguyên bản táng Long Sơn Cốc xuất hiện thiên địa dị tưởng cũng đã hấp dẫn thái ất thương sẽ cao tầng lực chú ý. Ngụy Thư Dương lập tức phái ra không ít cao thủ ở táng Long Sơn Cốc nhất bên ngoài tra xét. Chỉ là kiêng kỵ với càng ngày càng cuồng bạo thiên lôi, lúc này mới không tùy tiện tiến vào táng Long Sơn Cốc bụng. Ngự lôi vân thuyền cấp tốc xẹt qua trời cao khoảnh khắc, liền đã bị thái ất thương sẽ đỉnh cấp các cao thủ tra xét tới rồi vân thuyền phía trên tiêu chí hình như là tử kim thương sẽ độc hữu A. Cái gì giống như, kia rõ ràng chính là, nhưng tử kim thương sẽ người như thế nào sẽ đến loại địa phương này. Đi ngang qua cũng liền thôi, thế nhưng còn phái tới vân thuyền. Này tất nhiên là có cái gì trọng đại phát hiện A. Nếu nói trọng đại phát hiện, khu vực này lớn nhất động tính cũng chính là táng long sơn cốc thiên địa dị tượng. Mọi người nghị luận sôi nổi, cũng trước tiên hướng ngụy Thư Dương làm hội báo. Ngụy thư Dương biết được tin tức sau cũng là mày nhíu chặt, suy xét như thế nào tiến hành ứng đối. Tuy rằng hắn cũng phi thường tò mò Tử Kim Thương sẽ nhân vi cái gì sẽ xuất hiện ở Táng Long Sơn Cốc, nhưng là cũng không dám phái người tiến đến giám thị. Tử Kim Thương sẽ thực lực cường hãn, đặc biệt căn cứ hội báo biết được, kia con vân thuyền rất có thể đến từ Vạn Đảo Thành phân hội. Vạn Đảo Thành kia nhất phái ở toàn bộ Tử Kim Thương sẽ trung vị liệt đệ nhị phân hội tổng hợp thực lực so với chính mình cái này phân hội cường đến cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Tùy tiện âm thầm theo dõi rất có thể dẫn phát hai bên xung đột, đến lúc đó đã có thể xử lý không tốt. Rốt cuộc tử kim thương sẽ còn không phải hắn cái này thái ất thương sẽ phân hội trưởng có thể đắc tội đến khởi. Bọn họ đến tột cùng phát hiện cái gì, có thể hay không thật cùng táng long sơn cốc thiên địa dị tượng có trực tiếp quan hệ. Ngụy Thư Dương nghĩ trăm lần cũng không ra. Cùng lúc đó, Táng Long Sơn cốc trung tâm khu vực trên không thiên lôi trở nên càng thêm sao động, đặc biệt là hỗn hợp màu sắc thiên lôi xuất hiện tần suất càng ngày càng cao. Toàn bộ hư không nhiễm nhiên biến thành lôi điện thiên đường, ngang dọc đan sen điện quang giống như mà thế buông xuống, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Diệp Quân Lâm liên tục luyện chế thần binh, đối với rèn bước đi càng thêm ngửa quen đường cũ, rèn hiệu suất cũng là càng ngày càng cao. Giống ban đầu rèn Táng Long cùng trảm lôi khi đều chỉ có thể đơn độc tiến hành mà hiện tại có thể đồng thời rèn ra hai thanh đỉnh cấp tuyệt thế thần binh. Liên tỷ như giờ phút này, Diệp Quân Lâm dùng một lần rèn ra một thanh trường thương cùng một phen cung nhỏ. Nhìn liên tục có tác phẩm đắc ý hoàn thành, Diệp Quân Lâm tâm tình cũng là càng thêm sung sướng lên. Ầm ầm ầm, không trung sấm sét ầm ầm càng thêm táo bạo lên, liên tục rèn luyện tuyệt thế thần binh không ngừng thay đổi táng long sơn cốc năng lượng bình thản. Nếu không phải Diệp Quân Lâm tu vi cảnh giới đã xa xa vượt qua thiên lôi cùng địa mạch quản khống phạm trù, Thiên Lôi đã sớm không kiêng nể gì bổ vào hắn đỉnh đầu. Mộ Dung Khuynh Tuyết cùng Công Tôn Nguyệt Ảnh liền đại khí cũng không dám ra, sợ không cẩn thận đi ra Diệp Quân Lâm phóng xuất ra tới năng lượng phạm vi. Tuy rằng hai nàng bị năng lượng lĩnh vực bảo vệ, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh Thiên Lôi cùng địa mạch chi lực uy áp càng ngày càng cường. Các nàng chút nào không nghi ngờ, chỉ cần rời đi Diệp Quân Lâm năng lượng lĩnh vực, chính mình liền sẽ trong khoảnh khắc bị phách đến hôi phi yên diệt. Suy 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 theo thiên lôi không ngừng trở nên cường hãn sao động cả tòa hàn đàm phía trên không vực đã làm mau bị khắp nơi lực lượng xé nát đặc biệt nhất trung tâm chỗ tia sáng kỳ dị liên tục giống như là không trung bị tích ra một đạo thiên môn đang có vô số tiên mang chút xuống mà xuống cái loại này cảnh tượng tựa như ảo mộc làm người không chịu khống chế say mê trong đó đang ở tập trung tinh thần rèn tuyệt thế thần binh diệp quân lâm đột nhiên tạm dừng một lát ngay sau đó xa xa nhìn phía chính phương bắc Thật là có không sợ chết hướng Táng Long Sơn cốc trung tâm khu vực đuổi a. Diệp Quân Lâm tự mình lẩm bẩm. Bên kia, ở Táng Long Sơn cốc bên ngoài thợ săn tiền thưởng tổ chức còn đang không ngừng du đãng thiên địa dị tượng đồng dạng cũng hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Chỉ là thiên lôi càng ngày càng sao động, này đó đầu cơ giả cũng không dám tùy tiện tiến vào trung tâm khu vực. Đúng lúc này, vài tên thợ săn tiền thưởng tổ chức thủ lĩnh cảm nhận được cường đại hơi thở dao động có rất nhiều cường giả tới gần, mau bỏ đi. Nơi đây không nên ở lâu, tóc tóc rút lui. Nhanh lên rời đi nơi đây, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Mấy sóng thợ săn tiền thưởng thủ lĩnh sôi nổi hạ lệnh, những người khác không dám dừng lại, sôi nổi hướng tới viễn siêu thoát đi mà đi. Một lát sau, táng long sơn cốc bên ngoài đột nhiên tối sầm lại, ngay cả ánh mặt trời đều chợt bị nào đó quái vật khổng lồ che khuất. Thế nhưng là vân thuyền, này đến tột cùng tình huống như thế nào? Này hình như là Tử Kim Thương sẽ huy chương tiêu chí, không xong. Trong đó có một chi thợ săn tiền thưởng tổ chức 10 người tiểu đội chưa kịp thoát đi, bọn họ trên mặt đều là lộ ra kinh hoàng sợ hãi chi sắc. Bá. Vân Thuyền cư bỏ không phù, vài đạo thân ảnh từ thiên mà rơi, giống như trích tiên buông xuống, cường đại năng lượng hơi thở uy áp làm người ngăn không được tâm sinh sợ hãi. Cầm đầu đúng là Tử Kim Thương sẽ đại trưởng lão. Chạy mau a. À. Cũng không biết trong đám người là ai gào một giọng nói những người khác như ở trong mộng mới tỉnh, liền tính toán xoay người thoát đi. Nhưng mà bọn họ còn không kịp có điều động tác, liền lại lần nữa cảm nhận được cường hãn hơi thở che trời lấp đất đánh úp lại. Này đội thợ săn tiền thường tổ chức thành viên hai chân liền giống như rót chỉ giống nhau, lại là một bước khó đi. Các người trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn trả lời bổn tỏa vấn đề đi. Đại trưởng lão cứng cáp thanh âm vang lên. Tiền bối có cái gì vấn đề cứ việc hỏi, ta chờ tuyệt đối biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm đúng vậy tiền bối chỉ cầu ngài có thể phóng chúng ta một con đường sống chúng ta đều nguyện ý phối hợp chúng thợ săn tiền thường tổ chức thành viên phía sau tiếp trước biểu đạt thành ý sôi nổi quỳ dạp xuống đất khẩn cầu đường sống đại trưởng lão không tỏ ý kiến mà nói vậy muốn xem các ngươi âm thầm có hay không cái này phân lượng nhất bang thợ săn tiền thường tổ chức rác rưởi các ngươi còn không xứng cùng đại trưởng lão nói điều kiện chính là các ngươi này đàn đám ô hợp thật sự là không biết lượng sức chết đã đến nơi thế nhưng còn dám nói điều kiện. Đừng nói nhảm nữa, trả lời bổn tọa, gần nhất khu vực này đều đã xảy ra chuyện gì. Tử Kim Thương sẽ mặt khác cường giả đầy mặt khinh thường, ở bọn họ trong mắt, này đó thợ săn tiền thường tổ chức thành viên chính là một đám con kiến. Táng Long Sơn Cốc trước chút thời gian bị nhật nguyệt thần hỏa điện dẫn dắt hơn trăm cái tông phái vây quanh, chính là vì chém giết một người hãn phỉ. Nghe nói tên kia hãn phỉ đánh chết nhật nguyệt thần hỏa điện rất nhiều thiên kiêu cường giả, ngay cả Nhật Nguyệt Thần Hỏa học viện phó viện trưởng đều chết thảm hắn tay. Chúng ta cũng từng gặp qua tên kia Hãn Phỉ, mang theo hai nữ nhân tiến vào Táng Long Sơn Cốc, lúc sau liền không trở ra. Phía trước Táng Long Sơn Cốc Thiên Lôi tụ tập trung tâm khu vực, chúng ta suy đoán chính là tên kia Hãn Phỉ làm ra tới động tính. Nhưng là sau lại Nhật Nguyệt Thần Hỏa điện hai vị điện chủ phán định, tên kia Hãn Phỉ đã chết ở Thiên Lôi kiếp dưới, thời gian dài như vậy cũng xác thật không có tin tức thợ săn tiền thường tổ chức thành viên phía sau tiếp trước giảng thuật chính mình biết nói tình báo. Thậm chí liền lúc trước Diệp Quân Lâm, rõng rạc, nội dung đều nói thẳng ra, liền vì bày ra chính mình đáp lời nội dung giá trị càng cao. Đại trưởng lão hiếp mắt mắt nghiêm túc nghe, đường hắn biết được Diệp Quân Lâm tên này hãn phỉ chiến tích sau, trong lòng cũng rất là kinh ngạc. Lấy sức của một người chém giết nhiều như vậy cường giả, đảo cũng coi như được với là một nhân vật, có lẽ trời đất này dị tượng thật đúng là cùng hắn có quan hệ đâu đại trưởng lão sâu kín mà nói. Đại trưởng lão, mặc dù chúng ta chi đội ngũ này tùy tiện rút ra một người cũng có thể làm được, thế nhưng còn bị xưng là hãn phỉ, thật là buồn cười. Nhật Nguyệt thần hỏa điện thật đúng là càng phát triển càng rác rưởi, thế nhưng bị một người dọa thành như vậy. Đại trưởng lão những người này làm sao bây giờ? Đại trưởng lão ý bảo mọi người an tĩnh, ngay sau đó chậm rãi nói, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Từ đầu đến cuối đại trưởng lão liền tính toán lưu người sống, rốt cuộc chuyện này một khi lan truyền đi ra ngoài đối tử kim thương sẽ không có bất luận cái gì bổ ích. Nếu táng long sơn cốc thực sự có đỉnh cấp thiên tài địa bảo hiện thế, tử kim thương sẽ vô cùng có khả năng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý đại trưởng lão nhất rõ ràng bất quá. Cho nên này đó thợ săn tiền thường tổ chức cần thiết chết, đặc biệt bọn họ đã nhận ra bên ta nhân viên thân phận. Mà thợ săn tiền thường tổ chức thành viên nháy mắt bị dọa đến vong hồn toàn mạo, bọn họ vốn tưởng rằng hảo hảo phối hợp trả lời vấn đề là có thể mạng sống. Không nghĩ tới vẫn là khó thoát vừa chết. Các huynh đệ, cùng bọn người kia liều mạng, có lẽ còn có thể thắng được một đường sinh cơ. Chính là, chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết. Cùng nhau thường, mọi người quyết định liều chết một bác. Đại trưởng lão khóe miệng nổi lên một mặt cười lạnh, trực tiếp đối với phía sau mấy người phất phất tay. Tử kim thương sẽ cường giả hiểu ý, trực tiếp ra tay chém giết. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì huyết dũng chi khí đều không làm nên chuyện gì. Mười tên thợ săn tiền thường tổ chức thành viên ngay lập tức chi gian bị tàn sát hầu như không còn, vài tên cường giả nhảy lên vân thuyền, tiếp tục hướng táng long sơn cốc bụng chạy đến. Âm âm âm, ngựa lôi vân thuyền vừa mới tiến vào, trong hư không thiên lôi liền chiều bên này vào tới. Còn đừng nói, này thiên lôi thật là có vài phần uy thế. Nếu không phải hoàng phủ hội trưởng hạ tử mệnh lệnh, bổn tọa thật đúng là tưởng ngạnh lay trời lôi, phía trước vừa vặn không có thích hợp hoàn cảnh tôi thể. Vẫn là thôi đi, ngạnh kháng thiên lôi khó tránh khỏi chậm trễ thời gian, hoàng phủ hội trưởng chính là làm chúng ta tốc chiến tốc thắng đâu. Tử kim thương hội chúng cường giả nghị luận sôi nổi, đại trưởng lão cười mà không nói, trực tiếp ấn xuống ngự lôi vân thuyền trước nhất một cái hình thoi cái nút. Bá, theo cái nút lè ra màu lam quang mang, ngự lôi vân thuyền chính phía trên chợt xuất hiện tầng tầng năng lượng hộ thuẫn. Năng lượng hộ thuẫn ước chừng có trượng dư hậu, phiếm xanh tím sắc năng lượng vầng sáng, cũng đúng là vào lúc này thiên lôi hung hăng nện ở năng lượng hộ thuẫn thượng. Ông, xanh tím vầng sáng dung chuyển, năng lượng hộ thuẫn nhất ngoại đoan cũng nổi lên tầng tầng năng lượng gợn sóng, lại là trực tiếp đem này đạo đánh rất thiên lôi hoàn mỹ chống đỡ mở ra. Mấu chốt là thiên lôi chi lực phản chấn tác dụng cũng bị nháy mắt triệt tiêu, vân thuyền như cũ vững vàng vô cùng tiếp tục phi hành. Ầm ầm ầm. Không bao lâu liền lại lần nữa có thiên lôi đánh rất, nhưng mà vân trên thuyền phương năng lượng hộ thuẫn như cũng nhẹ nhàng chống đỡ. Năng lượng hộ thuẫn từ đầu đến cuối đều không có rõ ràng tổn thương, phản phất trực tiếp đối thiên lôi miễn dịch giống nhau. Này ngự lôi vân thuyền vốn chính là dùng lôi đình minh cương rèn mà thành, đối với thiên lôi oanh kích có đặc thù chống đỡ hiệu quả. Phía trước này năng lượng hộ thuẫn cũng chưa chân chính có tác dụng, không nghĩ tới lần này tới này thâm sơn cùng cốc thế nhưng có thể sử dụng được với. Hoàng phủ hội trưởng quả thực quá sáng suốt, ha 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 chúng tử kim thương sẽ cường giả chuyện trò vui vẻ, tới táng long sơn cốc phảng phất xu ngoạn giống nhau nhẹ nhàng thích ý. Ngự lôi vân thuyền thực mau liền tới đến phi trung tâm khu vực, thiên lôi đánh rất tần suất cũng tùy theo nhanh hơn. Cùng lúc đó, phi trung tâm khu vực mặt đất phía trên, tiêu phong cũng ở khắp nơi chật vật chạy trốn. Theo tiến vào táng long sơn cốc thời gian tăng trưởng, tiêu phong cũng nắm giữ một ít tránh né thiên lôi kỹ xảo, đồng thời thực lực của hắn cũng ở càng ngày càng tăng. Cứ việc như thế, nhưng liên tục thiên lôi đánh rất như cũ làm tiêu phong mệt mỏi ứng đối. Cũng may gần nhất hai ngày tiêu phong đã nếm thử cắn nuốt thiên lôi chi lực năng lượng dư ba, lúc này mới làm hắn thể lực đắc ý bảo trì. Chỉ là tiêu phong phát hiện nếu tiếp tục hướng chân chính trung tâm khu vực phương hướng đi, vô luận thiên lôi vẫn là địa mạch chi lực trói buộc, đều làm hắn khó có thể thừa nhận. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, gần nhất mấy ngày tiêu phong vẫn luôn tại đây khu vực chu toàn, Tính toán chờ dần dần thích ứng loại này cấp bậc thiên lôi đánh rất lúc sau lại tiếp tục đi tới. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Tiêu Phong đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu ánh mặt trời biến mất, bận rộn lo lắng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một con thuyền to lớn tàu chiến ở không trung chậm rãi xẹt qua. Đây là thứ gì? Tiêu Phong kinh ngạc không thôi, hắn cũng không nhận thức phân thuyền, phía trước chưa bao giờ gặp qua, cũng cũng không có người nhắc tới. Làm Tiêu Phong càng thêm khiếp sợ chính là lưu nước phẩm chất thiên lôi bổ vào vân trên thuyền khi, thế nhưng bị năng lượng hộ thuẫn dễ như trở bàn tay triệt tiêu hầu như không còn. Này ngoạn ý cũng quá cường hãn đi, thế nhưng liền song sắc thiên lôi đều không thể lay động mảy may. Tiêu phong trong lòng kinh ngạc đã tột đỉnh. Thứ này mặt trên còn có rất nhiều khủng bố hơi thở a. À. Tiêu phong bận rộn lo lắng vận chuyển che giấu công pháp, đem mình thân hơi thở hoàn mỹ che giấu. Vốn dĩ cho rằng quá sẽ tránh né thiên lôi đánh rất còn sẽ bại lộ, nhưng là cái tiếp phát sinh sự tình lại làm tiêu phong bất ngờ bởi vì tiêu phong kinh ngạc phát hiện nguyên bản không ngừng oanh kích chính mình thiên lôi giờ phút này thế nhưng toàn bộ đi công kích thật lớn vân thuyền thứ này đối lão tử tới nói chính là cái cột thu lôi a à. không chỉ như thế ngay cả địa mạch trói buộc chi lực cũng biến mất không thấy chẳng lẽ đều bị này phi hành thuyền hấp dẫn đi qua một niệm đến tận đây tiêu phong bận rộn lo lắng truy tung vân thuyền lao đi phương hướng Nói đến cũng rất kỳ quái, này thật lớn phi hành thuyền kỳ sơ phi hành tốc độ cực nhanh, lúc này lại nghiêm trọng hàng tốc, không bao lâu Tiêu Phong liền xa xa phát hiện tung tích. Bên kia, vân thuyền phía trên, Tử Kim Thương hội chúng cường giả giờ phút này cũng có chút kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào, ngựa lôi vân thuyền đột nhiên hàng tốc đến như vậy trình độ. Này cổ kéo túm lực lượng giống như nơi phát ra với ngầm, hay là ngầm ẩn chứa nào đó đặc thù lực lượng? Không nghĩ tới này Táng Long Sơn có còn rất tà môn A. À. khoảng cái gì, còn không phải là tốc độ chậm một chút sao. Lại không phải trực tiếp rơi xuống đi xuống. Nhắm lại người miệng quả đen. Chúng tử kim thương sẽ cường giả nghị luận sôi nổi, đại trưởng lão cũng là cau mày. Hắn vốn tưởng rằng ngữ lôi vân thuyền tiến vào Táng Long Sơn cốc bụng sẽ vô cùng nhẹ nhàng thả bí ẩn, rốt cuộc thiên lôi đối với lôi đình minh cương cơ bản không có hiệu quả. Nhưng mà mới tiến vào này phiến phi trung tâm khu vực. Vân thuyền thế nhưng cảm nhận được cực cường kéo túm chi lực. Thả này cổ kinh khủng kéo túm lực lượng rõ ràng nơi phát ra với mặt đất, thậm chí trực tiếp dẫn tới vân thuyền động lực không đủ. Hạ thấp phi hành độ cao, tận lực tiết kiệm vân thuyền nhiên liệu. Đại trưởng lão hạ đạt mệnh lệnh. Điều khiển vân thuyền cường giả thúc đẩy đòn bẩy, ngự lôi vân thuyền trực tiếp giảm xuống mấy trượng độ cao, cuối cùng là hơi chút đề lên đây điểm phi hành tốc độ. Đại trưởng lão có thể rõ ràng cảm giác được ngầm kia cổ kéo túm chi lực cùng thiên lôi hình thành một chúng thế, phảng phất muốn đem vân thuyền hoàn toàn xé nát giống nhau. Xem ra cả tòa Táng Long Sơn cốc đã năng lượng lĩnh vực, một khi có ngoại vật tiến vào trong đó, liền sẽ bị địa mạch cùng thiên lôi chi lực liên hợp nhằm vào. Đại trưởng lão lập tức làm ra phán đoán. Những người khác sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán đồng, bọn họ cũng từng tiến vào quá mặt khác tuyệt địa, đại năng di tích cùng loại năng lượng lĩnh vực cũng không hiếm thấy. Mọi người cũng chưa từng có nhiều kinh dị cùng nghi hoặc. Liên tiếp tục cưỡi vân thuyền tiếp tục thâm nhập táng long sơn cốc. Cùng lúc đó, Diệp Quân Lâm ở rèn hai đại tuyệt thế thần binh khoảnh khắc, cũng đã đã nhận ra có người tiến vào táng long sơn cốc phi trung tâm khu vực. Hơn nữa cổ lực lượng này rất là cường hãn, ước chừng có hơn 10 người nhiều, khu vực này năng lượng cân bằng tự nhiên bị phá hư. Âm âm âm, quanh mình thiên lôi nháy mắt cuồng bạo lên, sấm sét ầm âm, âm giống như mà thế buông xuống. Bất quá Diệp Quân Lâm vì rèn thần khí không chịu ảnh hưởng, trực tiếp đem địa mạch lực lượng cùng thiên lôi chi lực chủ động hấp dẫn lại đây. Vừa vặn có thể mượn dùng này cổ cuồng bạo lực lượng rèn luyện thần khí, khiến cho chúng nó mang theo càng thêm mãnh liệt thiên nhiên đạo vận. Cũng nguyên nhân chính là vì Diệp Quân Lâm cái này hành động, ngự lôi vân thuyền mới một đường hữu kinh vô hiểm tiến vào trung tâm khu vực. Nếu không lấy táng long sơn cốc khu vực này thiên lôi chi lực cuồng bạo trình độ, vân thuyền chỉ sợ căng không được bao lâu liền sẽ bị phá hủy. Đặc biệt hơn nữa khủng bố địa mạch chi lực, càng sẽ đem này sẽ thành mảnh nhỏ. Vô dụng bao lâu, ngự lôi vân thuyền liền che trời đi tới khô cạn hàn đàm bên ngoài khu vực. Vân thuyền chậm rãi phi hành đến táng long sơn cốc hàn đàm phụ cận. Tuy rằng Diệp Quân Lâm đã đem thiên lôi cùng địa mạch chi lực tuyệt đại bộ phận lực lượng hấp dẫn lại đây rèn tuyệt thế thần binh. Nhưng là tại đây phiến trung tâm khu vực nội, hai bên lực lượng như cũ quá mức khủng bố, vân thuyền phi hành đến sau lại cơ hồ chính là quy tốc. Vân thuyền phía trên, đại trưởng lão cùng với một chúng tử kim thương sẽ cường giả thực mau liền phát hiện hàn đàm phụ cận vài đạo thân ảnh. Đặc biệt khi bọn hắn nhìn đến bên bờ trồng chất như núi đỉnh cấp thiên tài địa bảo cùng huyền phù ở không trung hai thanh tuyệt thế thần binh sau, cảm xúc nháy mắt liền sôi trào đi lên. Đỉnh cấp thần cốt, hỏa liên, u minh thực cốt hoa hoa còn có. Ta đều nhìn thấy gì, toàn bộ đều là cực phẩm thiên tài địa bảo A. Các người mau xem chui này tuyệt thế thần binh, mặc dù là chúng ta tử kim thương sẽ chấn tông thần kiếm cũng xa xa không kịp nha vô nghĩa táng long sơn cốc thiên địa dị tượng chính là này hai thanh tuyệt thế thần binh dẫn phát loại này phẩm chất tuyệt thế thần binh bổn tọa trước kia còn chưa gặp qua a à. này những thiên tài địa bảo cho dù đặt ở tử kim thương sẽ cũng đều là thượng thượng chi phẩm lần này chúng ta thật sự là phát tài a à. tử kim thương hội chúng cao thủ quả thực sắp hỉ cực mà khóc muốn nói bọn họ cũng là kiến thức rộng rãi người từng trải đặc biệt đang ở tử kim thương sẽ tuyệt đối cao tầng, cũng gặp qua rất nhiều thiên tài địa bảo cùng tuyệt thế thần binh. Nhưng là trước mắt loại này phẩm cấp cùng với sản lượng thiên tài địa bảo cùng tuyệt thế thần binh, từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Này liền hình như là mỗ thôn nhà giàu số một đột nhiên gặp được thế giới nhà giàu số một sở có được tài phú sau, trực tiếp đã bị điên đảo nhận chi. Cái loại này thì giác cùng với tinh thần thượng đánh sâu vào, quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được các người mau xem người kia, hắn giống như đang ở luyện chế tuyệt thế thần binh A. Trong đó một vị tử kim thương sẽ cường giả đột nhiên nói. Những người khác sôi nổi theo hắn người gầy phương hướng nhìn lại, lấy bọn họ nhãn lực có thể rõ ràng nhìn đến Diệp Quân Lâm rèn thần binh toàn bộ quá trình. liền thấy ở Diệp Quân Lâm trước người khu vực không gian chính huyền phù một thương một cung, phẩm chất thậm chí chút nào không thể so bên kia một đao một kiếm kém, người này rèn thuật quả thực quá khủng bố thế nhưng có thể đồng thời rèn hai thanh loại này cấp bậc tuyệt thế thần binh lựa chọn thiên lôi cùng địa mạch ngọn lửa đồng thời tiến hành rèn luyện rèn mặc dù là binh thần cũng chưa chắc có thể làm được càng tốt đi hơn nữa xem hắn đầy mặt nhẹ nhàng bộ dáng quả thực chính là không đã chịu như vậy khủng bố lực lượng ảnh hưởng thật sự làm người không thể tưởng tượng a à. cái này chúng ta thật sự phát tài đỉnh cấp rèn đại sư chính là liên tục tính quý giá tài phú thật là chuyến đi này không tệ oa Tử kim thương hội chúng cường giả kinh hỉ vạn phần, có người đã bắt đầu gấp không chờ nổi muốn nhảy xuống vân thuyền đi cướp đoạt thiên tài địa bảo. Mặc dù là đại trưởng lão cũng khó có thể che giấu kích động tâm tình, hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm nơi phương hướng. Ở đại trưởng lão xem ra, Diệp Quân Lâm loại này đỉnh cấp rèn đại sư mới là chân chính tài phú. Chỉ cần đem hắn khống chế được, liền tương đương với nắm giữ một người thịt tuyệt thế thần binh kho đến lúc đó chỉ cần cung cấp cũng đủ thiên tài địa bảo muốn nhiều ít tuyệt thế thần binh không có nhiều ít đỉnh cấp đại tông phái uổng có thiên tài địa bảo mà khó cầu một thanh tuyệt thế thần binh cũng nguyên nhân chính là vì như thế binh thần mới có thể ở côn luân khư bên trong chạm tay là bỏng này một đao một kiếm tiêu chuẩn mặc dù đặt ở những cái đó lánh đời tông môn chung chỉ sợ cũng sẽ bị coi là trấn giáo thần binh đi người này đến tột cùng là ai thế nhưng có được như thế cao siêu rèn thuật Binh thần không biết là sống bao lâu lão quái vật, trước mắt người này tuy rằng dịch dung mạo, nhưng chân thật tuổi tác cũng liền 30 tuổi tả hiếu. Như thế nhân tài tuyệt không thể rơi vào mặt khác tông phái tay, lần này nhất định muốn đem này bắt sống. Đại trưởng lão hà quyết tâm, đối với vân thuyền điều khiển nhân viên phất phất tay. Một lát sau, vân thuyền chậm rãi rớt xuống, cuối cùng vững vàng ngừng ở hàn đàm chất đống thiên tài địa bảo cách đó không xa. Audio điện tử võ tấn bền Oanh! Vân thuyền rơi xuống đất khi phát ra một tiếng vang lớn, đó là bị địa mạch chi lực chợt chói buộc gây ra. Nhưng mà tử kim thương sẽ đông đảo cường giả chút nào không để ý tới, bọn họ lực chú ý đều ở thiên tài địa bảo cùng tuyệt thế thần binh phía trên. Bá bá bá! Vài tên cường giả gấp không chờ nổi lắc mình đi vào thiên tài địa bảo chất đống mà trước, nghiêm túc quan sát này đó cực phẩm bảo bối. Ở xác định này những thiên tài địa bảo phẩm cấp cùng với chủng loại lúc sau, tất cả mọi người nháy mắt mặt mày hớn hở lên. Lớn như vậy cực phẩm thiên tài địa bảo lược, so với chúng ta tử kim thương sẽ toàn bộ tồn kho còn muốn nhiều a. Nhìn xem này, đó đỉnh cấp thần cốt phẩm chất, ta nháy mắt cảm giác ngày hôm qua nhìn đến kia khối thần cốt không thơm. Không nghĩ tới Thâm Sơn cùng Cốc Thế nhưng có thể dựng dục ra nhiều như vậy cực phẩm thiên tài địa bảo. Ta còn là càng thích kia hai thanh tuyệt thế thần binh, chẳng những có thể dẫn phát thiên địa dị tược, thậm chí vẫn là nhất thiên nhất địa lẫn nhau có bổ ích thần binh a. Bổn tọa nếu là sử dụng này hai thanh thần binh cơ hồ có thể tung hoành toàn bộ côn luân khư. Đừng giới thổi, ít nhất cũng đến người ta liên thủ mới được, ha ha ha. Chúng tử kim thương sẽ cường giả nghiễm nhiên đã đem mấy thứ này trở thành chính mình tư nhân vật phẩm, hoàn toàn không đem Diệp Quân Lâm đám người để vào mắt. Thậm chí ở bọn họ xem ra, mặc dù Diệp Quân Lâm đều là bọn họ vật trong bàn tay. Đến nỗi kia hai cái tuổi trẻ nữ tử tướng mạo không tầm thường, tu vi cảnh giới liền kém quá xa, làm hầu gái nhưng thật ra thượng giai chi tuyển nhìn thình lình xảy ra đông đảo cao thủ, mộ dung khuynh tuyết trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Công tôn Nguyệt ảnh cũng không cường đến nào đi, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, những người này chung mặc dù là thực lực kém cỏi nhất giả cũng đều có thể cùng điện chủ cùng so sánh. Đặc biệt dẫn đầu vì kia áo đen lão giả thực lực càng là sâu không lường được, tuy rằng thoạt nhìn thường thường vô kỳ, nhưng giơ tay nhấc chân lại có loại lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách. 17 danh nhật nguyệt thần hỏa điện điện chủ trở lên tu vi cường giả, trong tay bọn họ vũ khí cũng ở chuẩn thần binh cấp bậc. Chi đội ngũ này có thể dễ dàng hủy diệt bất luận cái gì đại hình tông phái, ít nhất giống nhật nguyệt thần hỏa điện cái loại này cấp bậc búng tay nhưng diệt. Chủ nhân đến tột cùng có thể hay không đối kháng A. Công tôn nguyệt ảnh có chút luống cuống, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng diệp quân lâm, lại thấy người sau như cũ chuyên chú với rèn tuyệt thế thần binh. phảng phất không phát hiện này đó khách không mời mà đến buông xuống. Đại trưởng lão nhưng thật ra cũng không vội vã đánh gãy, thậm chí còn hạ lệnh những người khác tạm thời bảo trì an tính. Ở đại trưởng lão xem ra, Diệp quân lâm giờ phút này đang đứng ở rèn thần binh mấu chốt nhất thời khắc, một khi bị quấy dày vô cùng có khả năng dẫn tới thần binh tẫn hủy. Một lát sau, Diệp quân lâm thu công xu hướng tâm lý bình thường, một cung một thương rèn xong, lần nữa dẫn phát thiên địa dị tượng. Số sắc thiên lôi rất xuống, địa mạch ngọn lửa phát ra, trời cao phía trên tử khí đông lai, phảng phất ở chiều bái này hai thanh mới mẻ ra lò tuyệt thế thần binh. Một thương một cung cùng một đao một kiếm giao tương hô ứng, cả tòa hàn đàm thiên lôi cùng địa mạch chi lực lần nữa cuồng táo lên. Chúng tử kim thương sẽ cường giả trên mặt khó có thể khiếp sợ cùng vui sướng chi sắc, xem ra này đó thần binh phẩm cấp xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Mới vừa ra đời thế nhưng có thể dẫn động như thế thiên địa dị tược, tự mình trải qua mới có càng thêm mãnh liệt cảm thụ. Các hạ này phân rèn thuật thực sự kinh người, có không nguyện ý đi theo bổn tọa đi trước tử kim thương sẽ. Các hạ xin yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý vì tử kim thương sẽ rèn thần binh, tử kim thương sẽ tất nhiên sẽ không bạc đái. Đại trưởng lão nói nhìn như thực khách khí, kỳ thật lại chứa đầy uy hiếp cùng mệnh lệnh ý vị. Nếu lão tử không muốn đâu? Diệp quân lâm cười ngâm ngâm mà hỏi ngược lại. Đại trưởng lão nao nao, hắn không nghĩ tới Diệp quân lâm thế nhưng như thế hồi phục, thậm chí ngôn ngữ gian còn có một tia hài hước bổn tọa xin khuyên các hạ chớ nên không biết điều, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt hậu quả, không phải người nào đều có thể thừa nhận. Đại trưởng lão âm chắc chắc mà nói. Diệp quân lâm lông mày trọn trọn, đáp lại nói, sao, lão tử liền thích uống rượu phạt, người đãi như thế nào? Khiêu khích, chân trụi khiêu khích, đại trưởng lão sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình uy nghiêm đã chịu khiêu chiến. Tìm chết, đại trưởng lão lạnh lùng nói, xem ra ngươi là phải có sở thất mới có thể có điều ngộ a à. đại trưởng lão cùng hắn phí nói cái gì trực tiếp chém giết đó là cũng dám không đem chúng ta tử kim thương sẽ để vào mắt thật là cái không biết sống chết đồ vật thật tưởng cái rèn đại sư bổn tọa liền không bỏ được giết ngươi sao đại trưởng lão nhanh lên hạ lệnh đi chỉ cần đem này mấy chỉ con kiến xử lý thiên tài địa bảo cùng tuyệt thế thần binh liền đều là chúng ta mặt khác tử kim thương sẽ cường giả hưng phấn không thôi, bọn họ chút nào không đem diệp quân lâm để vào mắt. đúng lúc này công tôn nguyệt ảnh thấp giọng nói chủ nhân, này đó đều là tử kim thương sẽ đỉnh cấp cường giả, chúng ta vẫn là tận lực dĩ hỏa vi quý đi. đúng vậy tông chủ, tử kim thương sẽ chính là xa so thái ất thương sẽ cường đại, chúng ta đắc tội không nổi. Mộ dung khuynh tuyết cũng là đầy mặt nôn nóng, diệp quân lâm đã đắc tội quá nhiều người, đầu tiên là thái hư thần tông sau lại lại là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện cùng với Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện. Nếu lại đem tử kim thương sẽ đắc tội chết, về sau ở Côn Luân Khư chẳng phải một bước khó đi. Rốt cuộc vô luận Diệp Quân Lâm cỡ nào cường, trung quy chỉ là một người A. À. Diệp Quân Lâm cười nói, người cảm thấy những người này là dĩ hỏa vi quý tư thế sao? Hảo, chớ có nhiều lời, lòng ta hiểu rõ. Thấy Diệp Quân Lâm thái độ kiên quyết, Mộ Dung Khuynh Tuyết các nàng cũng không dám thâm khuyên, đối với vị này sát thần tính cách hai nàng rất là hiểu biết. Một khi Diệp Quân Lâm quyết định sự tình, đó là chín đầu siêu cấp linh thú đều kéo không trở lại. Người trẻ tuổi, bổn tỏa cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, nếu không có gì nếu, lão tử cũng không cần ngươi cấp cơ hội. Không đợi đại trưởng lão nói xong, Diệp Quân Lâm liền dẫn đầu ngắt lời nói, lão tử cơ hội từ trước đến nay đều là chính mình tranh thủ, không cần phải cái gì a miêu a à cầu tới cấp thứ này thế nhưng mắng chính mình là A Miêu A cầu Cuồng vọng đến cực điểm, không thể tha thứ. Đại trưởng lão khóe miệng hơi hơi trừ trừ, trong lòng lửa giận chính lấy bao nhiêu bội số bỏ lên. Đem cái này cuồng vọng đồ đệ lưu một hơi, còn lại hai cái nữ toàn bộ giết, xem như cho hắn điểm giáo huấn. Đại trưởng lão lạnh giọng nói. Mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh sắc mặt nháy mắt khó coi lên, không tự chủ được về phía sau lui lại mấy bước. Diệp quân lâm còn lại là cười nói, táng long cùng Trảm lôi mới vừa rèn ra không lâu, vừa vặn yêu cầu cường giả máu tươi tới tế đao tế kiếm. Tuy rằng các người những người này tu vi không tính là cường giả, nhưng cũng miễn cưỡng có thể chắp phá, ta này đao kiếm từ trước đến nay không thế nào kén ăn. Đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi. Khi nói chuyện Diệp Quân Lâm nhẹ nhàng vẫy tay, táng long cùng Trảm lôi như là thu được mệnh lệnh binh lính, lập tức lược tới rơi vào Diệp Quân Lâm trong tay. Không cần phải các vị ra tay, bổn tọa một người đủ rồi lời còn chưa dứt, trong đó một người tử kim thương sẽ cường giả thân hình tật lược mà ra. Cánh tay hơi hơi luân động, một đạo đao cương gào thét mà ra, trực tiếp bổ về phía Diệp Quân Lâm đầu. Tuy rằng đại trưởng lão yêu cầu lưu Diệp Quân Lâm tánh mạng, nhưng là hắn cảm thấy vẫn là đánh chết thì tốt hơn, vừa rồi Diệp Quân Lâm kiêu ngạo đã làm hắn động sát khí. Đao cương tốc độ cực nhanh, ngay lập tức chi gian cũng đã bách cận Diệp Quân Lâm đầu. Trái lại Diệp Quân Lâm đứng ở tại chỗ chút nào chưa động, giống như là hoàn toàn không phản ứng lại đây giống nhau. Liên chút thực lực ấy thế nhưng còn như vậy kiêu ngạo, thật cho rằng rèn đại sư mệnh càng quý giá. Trần trưởng lão động sát khí, đáng tiếc, hiện tại muốn ngăn cũng đã chậm. Không sao, này không phải có bốn bính đỉnh cấp thần binh sao, tử kim thương sẽ không lỗ. Mọi người nghị luận sôi nổi, đại trưởng lão cũng là rất là tiếc hận, cảm thấy Diệp Quân Lâm tất nhiên chết ở này một đau dưới. Đáng tiếc một vị đỉnh cấp rèn đại sư, nhưng mà đại trưởng lão trong lòng cảm khái còn chưa hoàn toàn tiêu tán đã bị kế tiếp một màn sợ ngây người leng keng theo một tiếng kim loại cắt thanh âm vang lên tử kim thương sẽ cường giả trong tay đại đao chiết vì hai đoạn phốc ngay sau đó một đạo huyết tuyến vẽ ra tên này cường giả trong khoảnh khắc đầu mình hai nơi xác chết cũng ngã quỵ trên mặt đất tạp khởi tầng tầng cho bụi phảng phất ở cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình tt -t -t. hiện trường truyền ra từng đợt hít hà một hơi thanh âm tên kia ra tay trưởng lão ở đội ngũ trung tuy rằng tính không phải mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là trung đẳng trình độ. Thế nhưng bị nhất kiếm nháy mất hạ gục. Chư vị không cần hoảng, trần trưởng lão sơ sẩy đại ý, thả ăn thần binh cấp bậc tranh lệch mệt. Không sai, gia hỏa này chính là bằng vào tuyệt thế thần binh suốt kỳ bất ý mới thắng được. Vì tránh cho vạn nhất, chúng ta vẫn là liên hợp ra tay đi. Miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Chúng tử kim thương sẽ cường giả thực mau liền từ cực độ khiếp sợ chung khôi phục đồng thời cũng đem Diệp Quân Lâm nháy mắt hạ gục Trần trưởng lão Quy công với Tuyệt Thế Thần binh. Đại trưởng lão trầm giọng nói, nếu không thể bắt sống liền ngay tại chỗ chém giết, đại gia an nguy đặt ở thủ vị. Mọi người nghe vậy lập tức ngẩn ra, rốt cuộc trước mắt người nam nhân này chính là đỉnh cấp rèn đại sư, thậm chí có thể nói so sánh binh thần tồn tại. "Thượng, đại trưởng lão trầm giọng nói. Ba bá ba. Bá, bá, chúng tử kim thương sẽ cường giả đao kiếm đều xuất hiện, kiếm mang cùng đao cương ngang dọc đan sen giống như thiên la địa võng đem diệp quân lâm tầng tầng vây quanh chịu chết đi cuồng vọng tiểu tử chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay mặc dù là chết cũng thực vinh quang không sai có thể chết ở chúng ta liên thủ công kích dưới hẳn là cảm giác được vinh hạnh ở chúng cường giả trong mắt diệp quân lâm giờ phút này cùng một khối thi thể vô dị diệp quân lâm như cũ đứng ở tại chỗ nhìn không ngừng tới gần ngang dọc đan sen kiếm khí đao cương không sợ chút nào cũng chỉ có điểm này trình độ sao, cũng quá làm lão tử thất vọng rồi. Diệp quân lâm tay phải huy động táng long, một đạo khủng bố kiếm khí mang theo cuồng bạo hồ quang gào thét chém ra. Cùng thời gian tả hữu chảm lôi chém ra, mãnh liệt nóng rực đao cương vô cùng bá đạo, đón nhận rất nhiều tiến công trực tiếp pha chạm đi lên. Leng keng, leng keng, leng keng. Trong hư không lưỡi mát vang lên tiếng động hết đợt này đến đợt khác, chảm lôi đao cương lấy bá đạo chi tư hoành áp mọi người tiến công. Đem những cái đó kiếm khí đao cương sôi nổi phá hủy hầu như không còn, bởi vì năng lượng thật sự quá mức khủng bố, hơn nữa nóng dược trình độ cực đại, toàn bộ không gian đều nghiêm trọng vặn vẹo. Răng rắc sát, một lát sau, kim loại vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên. Nguyên lai là những cái đó từ kim thương sẽ cường giả trong tay chuẩn tuyệt thế thần binh khiêng không được năng lượng uy áp, trực tiếp bị chấn đến vỡ vụn mở ra. Nhưng mà này chỉ là chảm lôi phát ra công kích hiệu quả. Còn không đợi mọi người làm ra mặt khác phản ứng, táng long linh động xảo quyệt kiếm khí nhập thủy ngân tả mà đánh úp lại. Phốc phốc phốc, trong lúc nhất thời huyết hoa liên tiếp tuôn ra, kêu thảm thiết tiếng rên rỉ hết đợt này đến đợt khác. Kiếm khí xẹt qua chỗ, liền có một người tử kim thương sẽ cường giả chết oan chết uổng. Ngắn ngủn tam tức trong vòng, liền đã có 9 người hồn về cửu u. Cộp cộp cộp, còn thừa 7 người sôi nổi về phía sau thối lui, đầy mặt kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy. Này, sao có thể? Thực lực của hắn như thế nào cũng như thế khủng bố. Đại trưởng lão, chúng ta tu vi cảnh giới cùng hắn hoàn toàn không ở một cấp bậc A. May mắn còn tồn tại vài tên tử kim thương sẽ cường giả thanh âm run rẩy trên mặt cùng trong lòng đều đã bị sợ hãi lấp đầy. Liên hợp ra tay chẳng những chưa cho Diệp Quân Lâm tạo thành chút nào thương tổn, ngược lại bên ta nhân viên thiệt hại quá nửa. T. Đại trưởng lão cũng là hít hà một hơi, trong ánh mắt khó nén khiếp sợ cùng sợ hãi này vẫn là hắn gần vài thập niên tới lần đầu tiên như thế sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, người tên cường giả bị dễ như trở bàn tay tàn sát hầu như không còn, mặc dù là lánh đời tông phái đỉnh cường giả cũng khó có thể làm được đi. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Đại trưởng lão hai chân không chịu khống chế run rẩy. Hắn đột nhiên hồi tưởng khởi phía trước thợ săn tiền thường tổ chức nói hãn phì tình huống, trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt điểm xấu dự cảm. Diệp quân lâm chậm rãi đi phía trước đi đến, khóe miệng hơi hơi dơ lên, cười nói, ta là muốn các ngươi mệnh người. May mắn còn tồn tại vài tên tử kim thương sẽ cường giả nháy mắt chiến ý toàn vô, một lòng cũng nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc. Diệp quân lâm bày ra ra tới thực lực đã là vượt qua bọn họ nhận chi, tiếp tục chống cự đi xuống cũng không làm nên chuyện gì. Đại trưởng lão có chút không cam lòng mà nói, các hạ bớt giật, chúng ta có việc hảo thương lượng. Vô luận người đưa ra cái dạng gì điều kiện, bổn tọa chắc chắn kiệt lực hoàn thành mặt khác từ kim thương sẽ cường giả cũng sôi nổi đem ánh mắt rời đi đầy cõi lòng mong đợi nhìn diệp quân lâm đây là bọn họ duy nhất mạng sống cơ hội nếu dị vị mà chỗ các ngươi sẽ phóng chúng ta một con đường sống sao diệp quân lâm hỏi ngược lại đại trưởng lão tức khắc không lời gì để nói bình tĩnh mà xem xét hắn khẳng định là làm không được chảm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh đạo lý này hắn phi thường hiểu được đại trưởng lão chúng ta dùng hết toàn lực có lẽ còn có một đường sinh cơ dù sao đều là vừa chết còn không bằng đua một phen tới thông khoái các ngươi mấy cái bám trụ người này ta đi bắt kia hai nữ nhân làm con tin cuối cùng một câu là đại trưởng lão truyền âm còn lại nhân tinh thần đại chấn cảm thấy cái này kế sách được không sát theo đại trưởng lão ra lệnh một tiếng còn lại tử kim thương sẽ cường giả giống như mũi tên rời dây cung sát hướng diệp quân lâm cơ hồ cùng thời gian đại trưởng lão trực tiếp đánh úp về phía mộ dung khuynh tuyết hai nàng không thể không nói này mấy người phối hợp phi thường ăn ý ở đại trưởng lão trong mắt cái này kế hoạch cơ hồ không có bất luận cái gì sơ hở nắm chắc có thể thành công chút tài mọn diệp quân lâm hừ lạnh một tiếng đao kiếm đều xuất hiện trong hư không ẩn ẩn có tiếng sấm tiếng vang khủng bố hồ quang càng là khắp nơi nhảy lên trực tiếp đem đại trưởng lão tiến công phương hướng phong kín đại trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê giải cảm giác đánh úp lại kia cổ cường đại kiếm khí uy áp cũng làm hắn không thể tiến thêm đến nỗi những người khác liên hợp tiến công còn lại là bị một cổ dày nặng đao cương hoàn mỹ ngăn cản trụ, thậm chí ở mấy người trước người cuốn lên cuồng bạo năng lượng gió xoáy. Trong đó hai tên tử kim thương sẽ cường giả trốn tránh không kịp, bị đao cương gió lốc cuốn vào trong đó, trong khoảnh khắc trở thành hai luồng huyết phụ. Những người khác cũng bị bất đồng trình độ nội thương, Diệp Quân Lâm tùy ý một kích lại lần nữa làm mọi người cảm giác được tuyệt vọng. Đáng giận, đại trưởng lão xoa xoa khóe miệng vết máu, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng chi sắc. 17 người đội ngũ hiện giờ còn sót lại 5 người, hơn nữa toàn bộ đều treo màu. Trốn, chia làm 5 cái phương hướng trốn. Đại trưởng lão lập tức truyền âm nói. Mặt khác mấy người không có chút nào do dự, trực tiếp thúc dục trong cơ thể toàn bộ linh lực thoát đi mở ra. Hiện tại mới muốn chạy trốn, quá muộn. Lời còn chưa dứt, táng long kiếm khí gào thét mà ra, lại là dẫn động mấy đạo thiên lôi chút xuống mà xuống kia vài tên đào tàu tử kim thương sẽ cường giả trực tiếp bị nhiều sắc thiên lôi đánh chúng, gần cũng là đối kháng một lát biến hóa vì bột mịn. Nếu bọn họ ở vào trạng thái toàn thịnh có lẽ còn khả năng chống đỡ lần này thiên lôi oanh kích. Nhưng bọn hắn phía trước đều bị bất đồng trình độ nội thương, tự nhiên khó thoát vừa chết. Đại trưởng lão khóe mắt sư quang nhìn đến loại này cảnh tượng, tâm cũng lạnh nửa thanh. Nhưng mà đại trưởng lão còn không kịp nghĩ nhiều, sau lưng phương hướng lại đột nhiên có mãnh liệt nguy cơ dự cảm. Không tốt, Đại trưởng lão thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn là xuất phát từ bản năng vận chuyển công pháp thi triển ra năng lượng vòng bảo hộ tiến hành phòng ngự. Trong cơ thể hơi thở vận chuyển, tầng tầng năng lượng dao động khuếch tán mở ra, ý đồ triệt tiêu sau lưng năng lượng uy áp. Răng rắc, chảm lôi đao xẹt qua, năng lượng vòng bảo hộ chợt vỡ vụn. Chảm lôi tiến lên tốc độ vẫn chưa đã chịu chút nào lùi lại, tiếp tục thế như trẻ tre, trực tiếp sỏ xuyên qua đại trưởng lão thân thể. Phốc, mang theo ra huyết tuyến vừa mới thoát ly đại trưởng lão thân thể, liền trực tiếp bị chảm lôi mang theo mãnh liệt địa mạch ngọn lửa trưng vì một đoàn màu đỏ xương khói. Mà đại trưởng lão thân thể đồng dạng không có thể chống đỡ bao lâu, ở hắn đầy mặt kinh ngạc cùng sợ hãi thần sắc hạ, ngay sau đó hóa thành một đoàn ngọn lửa. Cho đến than cốc trạng thái. Đến tận đây, tử kim thương sẽ 17 vị cao thủ toàn quân hủy diệt. Hơn nữa ở đây trên mặt là nghiền áp cảnh tượng, đối mặt Diệp Quân Lâm tiến công không hề có sức phản kháng thu. Theo Diệp Quân Lâm quát khẽ một tiếng, táng long cùng chảm lôi chạy như bay trở về rơi vào hắn trong tay. Không tồi không tồi. Diệp Quân Lâm đối với hai thanh thần binh ở trong thực chiến bày ra ra tới lực sát thương rất là vừa lòng. Vừa rồi ở cùng tử kim thương hội chúng cường giả giao thủ Diệp Quân Lâm vẫn chưa thúc giục quá nhiều lực lượng, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là cậy vào hai thanh thần binh uy lực ra chiêu, Khó trách Côn Luân khư rất nhiều tông phái đều theo đuổi Tuyệt Thế Thần binh, đối với tự thân tu vi không đủ dưới tình huống xác thật có thể siêu trình độ phát huy chiến lực. Mặc dù là ta cùng người đối chiến, cũng có thể ở Tuyệt Thế Thần binh thêm vào hạ tiết kiệm được không nhỏ sức lực. Diệp Quân Lâm chửi thầm, nếu vừa rồi muốn tay không đánh chết nhiều như vậy tử kim thương sẽ cường giả, chỉ sợ muốn tiêu hao phía trước gấp đôi thậm chí càng nhiều thể lực. Tuy rằng đối hiện giờ hắn không bất luận cái gì ảnh hưởng. Các ngươi hai cái cũng đừng thất thần mau đến xem xem này bang gia hỏa đều đưa tới cái gì thứ tốt. Diệp quân lâm đối với hai nàng vẫy vẫy tay nói. Mộ dung khuynh tuyết cùng công tôn nguyệt ảnh đều là kiều khu nhất chấn, như mộng mới tỉnh. Diệp quân lâm bày ra ra cường đại chiến lực lại lần nữa đổi mới các nàng nhận chi. Phải biết rằng đây chính là 17 danh đủ để so sánh nhật nguyệt thần hỏa điện điện chủ thậm chí người càng mạnh đội ngũ A. Thế nhưng ở như thế đoạn thời gian nội bị tàn sát hầu như không còn, mấu chốt là xem Diệp Quân Lâm bộ dáng giống như còn không có phí bao lớn sức lực. Lộc cộc, hai nàng sôi nổi ra nan nuốt khẩu nước miếng, nhìn về phía Diệp Quân Lâm trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Ba người đi vào vân thuyền phía trên, mặt trên có không ít thiên tài địa bảo, còn có rất nhiều công kích phòng ngự hình vũ khí. Huyền Dương Thuấn, lửa cháy nỏ, phá vân thương. Này đó đều là không tồi binh khí, miễn cưỡng có thể so sánh chuẩn thần binh. Còn có không ít đan dược cũng phi thường không tồi, xem ra bọn họ vì cha xét táng long sơn cốc thật là bỏ vốn gốc a công tôn nguyệt ảnh kiểm kê vân trên thuyền đồ vật nếu đặt ở trước kia nàng khẳng định như đạt được trí bảo nhưng là từ nhìn đến diệp quân lâm rèn thần binh lúc sau loại này chuẩn thần binh đã hoàn toàn không bị nàng xem ở trong mắt có người tới diệp quân lâm lông mày chọn chọn công tôn nguyệt ảnh cùng mộ dung khuynh tuyết nháy mắt đề cao cảnh giác các nàng bản năng cho rằng là tử kim thương sẽ viện quân ba người nhìn phía phía đông nam một đạo cường tráng thân ảnh đang ở tiếp tục tới gần, hắn tiến lên quỹ đạo hiện ra xà hình đi vị, không ngừng tránh né đánh rất xuống dưới thiên lôi. Âm âm âm, thiên lôi ở cường tráng thân ảnh chung quanh trên mặt đất lần lượt tạp ra cự hố. Thẳng đến đối phương bách cận vân thuyền nhất định trong phạm vi, thiên lôi cũng nháy mắt bình ổn xuống dưới. Mộ dung khuynh tuyết hai nàng thực mau phân biệt ra người tới, đúng là tiêu phong. Hắn như thế nào tới nơi này? Hai nàng trong lòng nổi lên nghi hoặc. Các nàng cũng không biết Tiêu Phong là bởi vì lo lắng Diệp Quân Lâm an nguy, lúc này mới liều chết tiến vào táng long sơn cốc. Phía trước ở đụng tới vân thuyền bay vút mà qua sau, Tiêu Phong liền phát hiện một cái mấu chốt tình huống, bên kia là vân thuyền có thể hấp dẫn nơi khu vực sở hữu thiên lôi cùng địa mạch chi lực năng lượng uy áp. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Tiêu Phong cơ hồ chính là tìm kiếm vân thuyền chạy như bay quỹ đạo đi theo mà đến. Tuy rằng vân thuyền ở thiên lôi cùng địa mạch lực lượng song trọng trói buộc chuyến về tiến tốc độ giảm mạnh, nhưng vẫn là làm tiêu phong tốc độ mau thượng không ít. Hơn nữa tiêu phong vì tránh cho bị tử kim thương sẽ cường giả nhóm phát hiện, vẫn luôn kiệt lực che giấu khởi tức, liền càng thêm ảnh hưởng tốc độ. Cũng nguyên nhân chính là vì tiêu phong cùng vân thuyền bảo trì nào đó phối hợp bước đi, lúc này mới bị tử kim thương sẽ cường giả nhóm cấp xem nhẹ. Nếu không tiêu phong quả quyết không có khả năng lặng yên không một tiếng động âm thầm đi theo lâu như vậy không bị phát hiện. Nhưng mà đến cuối cùng một chặng đường rốt cuộc là bị vân thuyền hoàn toàn ném ra, Tiêu Phong cũng là lại lần nữa bị thiên lôi oanh kích, lần này liền trốn biên đi khoan thai tới muộn. Sư phụ, ngài không có việc gì. Tiêu Phong kinh hỉ vạn phần. Nhìn đến Diệp Quân Lâm bình yên vô sự, đặc biệt ở bốn phía mặt đất còn có không ít thi thể, Tiêu Phong trong lòng tràn đầy kinh hỉ cùng nghi hoặc. Phía trước Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Điện chủ phán định Diệp Quân Lâm đã chết, Tiêu Phong thật sự khó có thể tiếp thu. Nhưng là đương Tiêu Phong nhìn đến táng long sơn cốc trung tâm phương hướng trên không mây tụ khủng bố thiên lôi khi, Hắn trong lòng cũng cảm thấy sư phụ giữ nhiều lành ít. Khang khang tiến vào trung tâm khu vực chính là vì xác nhận tình huống, Tiêu Phong đối với Diệp Quân Lâm có thể tồn tại kỳ thật vẫn chưa ôm cái gì hy vọng. Như thế nào, người còn hy vọng ta có việc a? À? Diệp Quân Lâm cười nói. Đối với Tiêu Phong vì cái gì đi vào nơi này Diệp Quân Lâm đã đoán được đại khái, hắn cơ hồ có thể kết luận Tiêu Phong chính là tới xác định chính mình tin tức. Kỳ thật ở rất lớn trình độ đi lên giảng đây cũng là phía trước tiêu phong sở làm việc sự việc đã bại lộ sau, Diệp Quân Lâm vẫn chưa hạ tử thủ nguyên nhân chi nhất. Tiêu phong đối chính mình tình thầy cho dị thường thâm hậu, làm ra những cái đó phản nghịch việc, cũng tuyệt đại đa số đều là cung thiên thu sau lưng xui khiến cùng thiết kế. Sao, sao có thể, tiêu phong bận rộn lo lắng phủ nhận. Diệp Quân Lâm đối hắn càng tốt, tiêu phong sâu trong nội tâm hối ý lại càng lớn, càng thêm cảm thấy vô pháp đối mặt sư phụ. Tới bên này đứng, miễn cho quá sẽ lại bị thiên lôi oanh kích. Diệp Quân Lâm đối với Tiêu Phong vẫy vẫy tay. Tiêu Phong nhanh chóng đi vào Diệp Quân Lâm phụ cận, kỳ thật hắn cũng phát hiện thiên lôi không công kích Diệp Quân Lâm đám người tình huống, trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra. Những cái đó thiên lôi thật giống như sợ hãi Diệp Quân Lâm giống nhau, rõ ràng chính diện rơi xuống, kết quả liền trực tiếp quẹo vào bổ tới nơi khác. Sư phụ, những người này là chuyện như thế nào? Tiêu Phong chỉ chỉ trên mặt đất những cái đó thi thể hỏi. Diệp Quân Lâm giản lược đem sự tình trải qua báo cho Tiêu Phong. Tiêu Phong càng nghe càng khiếp sợ, không nghĩ tới sư phụ thế nhưng ngạnh hám mạnh nhất thiên lôi, cùng khu vực này hòa hợp nhất thể. Đặc biệt tại đây Hàn Đàm trong vòng còn phát hiện rất nhiều thiên tài địa bảo, đồng thời còn rèn ra nhiều như vậy tuyệt thế thần binh. Mà phía trước thiên địa dị tượng cũng là tuyệt thế thần binh kích phát mà thành. Chúc mừng sư phụ Tu Vi lần nữa tinh tiến. Tiêu Phong tự đáy lòng mà nói. Ở Côn Luân Khư trà trộn thời gian dài như vậy, Tiêu Phong càng thêm rõ ràng nhận thức đến nơi này tàn khốc, cùng với có được cường hãn thực lực tầm quan trọng. Hơn nữa phía trước Diệp Quân Lâm khắp nơi gây thù chuốc oán, Tiêu Phong cũng xác thật phi thường lo lắng Diệp Quân Lâm an nguy, hiện giờ cuối cùng có thể hoàn toàn yên lòng. Liên tử Kim Thương sẽ mười mấy danh đỉnh cấp cường giả liên thủ đều bị Diệp Quân Lâm nhẹ nhàng chém giết, càng không nói đến mặt khác hời hợt hạng người. Này côn luân khư bên trong chỉ sợ không có nhiều ít có thể cho Diệp Quân Lâm tạo thành uy hiếp, Tiêu Phong tự đáy lòng vì Diệp Quân Lâm cao hứng. Diệp Quân Lâm trầm giọng nói, Tiêu Phong, kế tiếp người có tính toán gì không? Không bằng liền đi theo ta bên người đi. Tuy rằng phía trước đối với Tiêu Phong là mặc kệ nó thái độ, nhưng là Diệp Quân Lâm như cũng lo lắng cái này đã từng ái đồ. Đặc biệt Tiêu Phong đã có chấp nhiệm, một lòng hấp thu người khác công lực tới tăng lên tu vi, chiếu như vậy đi xuống sớm hay muộn tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa như thế đi xuống, tiêu phong sớm hay muộn sẽ bị rất nhiều tông phái nhằm vào, nếu đi theo chính mình bên người, còn có thể đem ở huyền nhai biên tiêu phong trở về kéo một phen. Không cần sư phụ, kế tiếp lộ ta tưởng chính mình đi. Tiêu phong cự tuyệt thực dứt khoát, hắn tới ở cái kia Long Sơn Cốc trung tâm khu vực chính là vì xác nhận Diệp Quân Lâm sư phụ an toàn. Hiện giờ Diệp Quân Lâm bình yên vô sự thật thể tăng nhiều, tiêu phong cảm thấy cũng liền không cần thiết tiếp tục ngốc đi xuống. Đến nỗi cung thiên thu thù, hắn phải thân thủ đi kết. Sư phụ, không có mặt khác sự ta liền trước rời đi nơi này. Tiêu phong ngữ khí quyết tuyệt nói. Diệp quân lâm nhẹ nhàng mà thở dài, nói, hảo đi, nếu ngươi đã làm ra quyết định ta liền không bắt buộc. Nhưng là ngươi tưởng chính mình rời đi táng Long Sơn Cốc còn là phi thường khó khăn, đã không có vân thuyền kiềm chế, ngươi cơ hồ vô pháp thừa nhận trung tâm khu vực thiên lôi oanh kích. Tiêu phong trầm mặc không nói, hắn biết Diệp quân lâm lời nói không giả, trung tâm khu vực thiên lôi oanh kích tần suất càng cao, lực sát thương cũng lớn hơn nữa. Phía trước có vân thuyền làm chủ yếu kiềm chế, lúc này mới làm tiêu phong có thể hữu kinh vô hiểm tiến vào trung tâm khu vực. Nếu không lấy tiêu phong tu vi, đã sớm bị thiên lôi oanh đến hôi phi yên diệt. Như vậy đi, từ kim thương sẽ này con vân thuyền có không ít ngự lôi thần khí, người lấy mấy thứ hẳn là là có thể ứng phó rồi. Còn có này những thiên tài địa bảo ngươi cũng thu, tổng cắn nuốt những người khác công lực chung quy kém cỏi thiên tài địa bảo lực lượng càng thêm tinh thuần, đối thân thể phản vệ cũng sẽ tiểu rất nhiều. Diệp quân lâm trầm ngâm một lát nói. Tiêu phong lần này vẫn chưa cự tuyệt Diệp quân lâm hảo ý. Sư phụ, ta đi rồi. Tiêu phong nói xong xoay người rời đi, mới ra Diệp quân lâm nơi năng lượng khu vực, liền gặp tới rồi cực cường thiên lôi oanh kích. Tiêu phong bận rộn lo lắng vận dụng ngữ lôi thần khí, lúc này mới làm hắn liên tiếp miễn với tử kiếp, thực mau liền biến mất ở Diệp quân lâm đám người tầm mắt ở ngoài veo veo veo. Tiêu Phong nhanh như điện chớp giống nhau đi trước, bên tai thiên lôi nổ vang cùng với mang theo hủy thiên diệt địa uy áp làm hắn tâm sinh hàn ý. Thẳng đến một đường rời đi trung tâm khu vực phạm vi, thiên lôi đánh rất tần suất mới đại biên độ hạ thấp. Phi trung tâm khu vực thiên lôi ta hoàn toàn có thể ứng đối. Tiêu Phong lẩm bẩm tự nói, ngay sau đó đem Diệp Quân Lâm đưa cho hắn thần khí cùng với thiên tài địa bảo tất cả ném đến một bên. Sư phụ, ta muốn dựa vào chính mình lực lượng báo thù ngài hảo ý ta tâm lãnh. Tiêu phong là cái một cây gân người, phía trước cũng là bằng vào vân thuyền tiến vào trung tâm khu vực, hiện giờ bằng vào tử kim thương sẽ thần khí đi ra trung tâm khu vực. Đến nỗi có không sông qua phi trung tâm khu vực thiên lôi oanh kích, liền kia bằng bản lĩnh nói chuyện, mặc dù là bị đánh chết cũng là chính mình xứng đáng. Âm âm âm, mây đen kích động, sấm sét âm âm, thiên lôi hiển nhiên đã bắt đầu hướng tiêu phong nơi phương vị tụ tập. Nơi đây không nên ở lâu, Tiêu Phong không hề có chút do so dự, cực nhanh hướng Táng Long Sơn cốc bên ngoài lao đi. Bên kia, đối với Tiêu Phong một mình rời đi chuyện này, Diệp Quân Lâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tiêu Phong vốn dĩ chính là người như vậy, đặc biệt ở đã trải qua cung thiên thu sự kiện lúc sau, hắn tính cách càng thêm cố chấp, thậm chí đã tới rồi không có thuốc nào cứu được nông nỗi. "Từ hắn đi thôi." Diệp Quân Lâm sâu kín mà nói. Kế tiếp Diệp Quân Lâm cẩn thận tham quan Vân Thuyền đặc biệt đối với trong lúc cấu tạo cùng với phi hành nguyên lý làm kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Phía trước nhìn đến vân thuyền diệp quân lâm liền cảm giác phi thường tò mò, chẳng lẽ có như vậy tốt nghiên cứu cơ hội. Tại đây trong lúc diệp quân lâm đột nhiên linh quang hiện ra, căn cứ vân thuyền phi hành nguyên lý có thể chế tạo một đám chạy nhanh ủng. Chạy nhanh ủng cũng có thể lấy tốc độ là chủ, vô luận chính diện chiến đấu, vẫn là dùng để chạy trốn, đều có thể khởi đến trọng yếu phi thường tác dụng. Diệp quân lâm vuốt cầm suy tư nói. Chạy nhanh ủng có thể dùng chuẩn thần cốt làm chủ yếu tài liệu, đến nỗi phụ trợ tài liệu vân thuyền liền có không ít. Ở không đánh vỡ nguyên kế hoạch tiền đề hạ, còn có thể phê lượng, sinh sản, chạy nhanh ủng. Này đối với tăng lên bên ta trung tâm nhân viên tổng hợp chiến lược có cực đại giúp ích. Tốc độ cùng lực lượng chung quy là sức chiến đấu nhất bản chất thuộc tính, nắm giữ này hai hạng mới là vương đạo. Diệp quân lâm lẩm bẩm Cùng lúc đó. Thái Ất Thương sẽ vẫn chưa lại lần nữa phát hiện tử kim thương sẽ kia con vân thuyền tung tích, thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Kỳ sơ những cái đó phụ trách ở bên ngoài tra xét tin tức thương hội nhãn tuyến đồng dạng không có nắm giữ bất luận cái gì manh mối. Đương nhiên bọn họ lúc ban đầu vẫn chưa hướng táng long sơn cốc kia phương diện tưởng, rốt cuộc dựa theo dĩ vãng tình huống suy đoán, tử kim thương sẽ không có khả năng đối loại này tiểu địa phương cảm thấy hứng thú, Huống chi phía trước tử kim thương sẽ vận chuyển tu luyện tài nguyên đội ngũ cũng không thiếu trải qua táng long sơn cốc, đi theo nhân viên trên cơ bản liền con mắt đều sẽ không xem. Tin tức này cũng trực tiếp truyền tới ngụy Thư Dương nơi đó, hắn lập tức hạ đạt mệnh lệnh tiếp tục chú ý vân thuyền tin tức, một khi xuất hiện lập tức hội báo. Tử kim thương sẽ lấy hoàng phủ hoàng thịnh cầm đầu tử kim thương sẽ trung tâm cao tầng cũng ở nôn nóng chờ đợi chung. Đại trưởng lão đã dẫn người đi trước táng long sơn cốc 3 ngày thời gian, dựa theo lẽ thường tới giảng như thế nào cũng nên đã trở lại. Mặc dù gặp được một ít biến cố, ít nhất cũng nên truyền quay lại tin tức, rốt cuộc bọn họ mang theo truyền tống tin tức pháp khí. Đương nhiên Hoàng Phủ Hoàng Thịnh cũng chủ động gửi đi tin tức dò hỏi tình huống, nhưng cũng là đá chìm đáy biển giống nhau, không có được đến đại trưởng lão bất luận cái gì đáp lại. Nghị sự trong đại sảnh Hoàng Phủ Hoàng Thịnh ở giữa mà ngồi, sắc mặt rất là ngưng trọng hỏi, các vị đối này có ý kiến gì không? rất nhiều tử kim thương sẽ cao tầng nhưng thật ra không có gì bi quan cảm xúc thực mau liền cấp ra tương quan suy đoán hội trưởng không cần lo lắng tuy rằng táng long sơn có vị trí hẻo lánh nhưng trung quy là cái tuyệt địa đại trưởng lão bọn họ tin tức khả năng gửi đi không ra vương trưởng lão lời nói cực kỳ táng long sơn cốc thiên lôi kích động rất có thể dẫn tới trong đó từ trường không xong pháp khí tự nhiên chịu ảnh hưởng vô pháp bình thường truyền tin nói không chừng đại trưởng bọn họ lão ngày mai liền đã trở lại đâu Hoàng Phủ Hoàng Thịnh gật gật đầu, chỉ là trong lòng như cũ có chút thấp thỏm. Kia liền chờ một chút tin tức đi. Nếu mọi người đều như vậy cho rằng Hoàng Phủ Hoàng Thịnh cảm thấy chính mình là một nhà chi chủ càng không thể tự loạn đầu trận tuyến. Nhưng mà liên tiếp 7 ngày trôi qua, đại trưởng lão đám người như cũ âm không tin nhiều. Cái này làm cho phía trước cầm lạc quan thái độ tử kim thương sẽ cao tầng nhóm đều lòng nóng như lửa đốt. Sự ra khác thường tất có yêu, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Hội trưởng đại trưởng lão bọn họ đội ngũ cộng có được 17 danh đỉnh cấp cường giả, mặc dù là gặp được đại hình tông phái dốc toàn bộ lực lượng cũng có thể nhẹ nhàng tiêu diệt. Mặc dù là bị nhiều mặt bao vây tiếu trừ, đại trưởng lão bọn họ định có thể toàn thân mà lui, theo đạo lý nói không nên tao ngộ cái gì bất chắc a. À. Không sai, huống chi kia khu vực địa đầu xà cũng chính là Thái Ất Thương biết, Long Dương thành phân hội cường giả ra hết cũng đều không phải chúng ta đội ngũ đối thủ. Mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tuy rằng trong lòng suốt ruột, nhưng vẫn là không tin có cái gì thế lực có thể cho đại trưởng lão dẫn dắt đội ngũ tạo thành uy hiếp. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh cao mày, hắn cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Chẳng lẽ là táng long sơn cốc bản thân mang đến uy hiếp? Chư vị có ai tiến vào quá táng long sơn cốc sao? Hoàng Phủ Hoàng Thịnh sâu kín hỏi. Mọi người sôi nổi lắc đầu, bọn họ làm tử kim thương sẽ tuyệt đối cao tầng, sao có thể đem táng long sơn cốc cái loại này thâm sơn cùng cốc để vào mắt? Hội trưởng, táng long sơn cốc nhất có uy hiếp không gì hơn thiên lôi oanh kích, nhưng là đại trưởng lão bọn họ cưới chính là ngự lôi vân thuyền A. Đúng vậy hội trưởng, ngự lôi vân thuyền vốn dĩ liền có phi thường cường kháng lôi hộ thuẫn, nghĩ đến táng long sơn cốc thiên lôi hẳn là sẽ không có cái gì uy hiếp. Huống chi đại trưởng lão bọn họ còn mang theo không ít ngự lôi pháp khí, tự bảo vệ mình hoàn toàn không thành vấn đề A. Không bằng chúng ta lại phái người tiến đến xem xét một chút. Hoàng phủ hoàng thịnh xoa xoa giữa mày, ngay sau đó phất tay ý bảo mọi người an tĩnh, một lát sau, trong đại sảnh châm lạc có thể nghe. Ngày mai đại trưởng lão bọn họ nếu là lại vô tin tức, bổn tỏa tự mình mang trọng binh tiến đến táng Long Sơn Cốc xem xét tình huống. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh nói năng có khí phách, làm ra cuối cùng quyết định. Tuân mệnh, mọi người chăm miệng một lời mà nói. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh thấy mọi người phân công nhau chuẩn bị, chính mình cũng lấy ra thông tin pháp khí, lại lần nữa cấp đại trưởng lão gửi đi hỏi ý tin tức. Bên kia, đang ở kiểm kê vân trên thuyền mặt mang theo thiên tài địa bảo chủng loại số lượng công tôn nguyệt ảnh, đột nhiên phát hiện có cái khai đồng lớn nhỏ pháp khí phát ra vù vù chi âm. Làm sao vậy? Mộ dung khuynh tuyết cũng phát hiện khác thường ra tiếng dò hỏi. Công tôn nguyệt ảnh cầm lấy pháp khí, nhìn đến mặt trên lần lượt xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ. Các ngươi hiện tại tình huống thế nào? Nhìn thấy tin tức tốc hồi, Hoàng Phủ Hoàng Thịnh Lưu. Là gặp được cái gì phiền toái sao? Hoàng Phủ Hoàng Thịnh Lưu các ngươi còn sống sao? Nhanh lên đáp lời, Hoàng Phủ Hoàng Thịnh Lưu. Công tôn Nguyệt Ảnh có thể rõ ràng cảm giác được gửi đi tin tức người tâm tình càng ngày càng vội vàng. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh là ai? Mộ Dung Khuynh Tuyết tò mò hỏi. Nàng phía trước tuyệt đại đa số thời gian đều ở tông môn bên trong tu luyện, đối với ngoại giới hiểu biết toàn bộ nơi phát ra với sư môn trưởng bối giới thiệu. Mộ Dung Khuynh Tuyết biết từ Kim Thương Sẽ, nhưng là đối với trong đó thủ lĩnh tin tức lại hiểu biết không thâm, Công Tôn Nguyệt ảnh đầy mặt ngưng trọng mà nói, theo ta được biết Hoàng phủ Hoàng Thịnh là tử kim thương sẽ vạn đảo thành phân hội hội trưởng. Mà vạn đảo thành phân hội ở toàn bộ tử kim thương sẽ bên trong cũng là vị cư đệ nhị, cho nên Hoàng phủ Hoàng Thịnh quyền lợi cực đại. Thậm chí ở một mức độ nào đó tới giảng, Hoàng phủ Hoàng Thịnh liếc mắt một cái liếc mắt một cái có thể trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ tử kim thương tụ tập đoàn quyết sách đi hướng. Mộ Dung Khuynh Tuyết đại kinh thất sắc, như thế xem ra Hoàng phủ Hoàng Thịnh liền càng thêm đắc tội không dậy nổi a. À chỉ là hiện tại tử kim thương sẽ cường giả bị diệp quân lâm tất cả đánh chết thù này đã kết hạ hơn nữa vẫn là không có xoay chuyển đường sống cái loại này tông chủ chúng ta như thế nào hồi phục a à? mộ dung khuynh tuyết trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng diệp quân lâm liền nói cho bọn họ những người đó đã bị lão tử giết diệp quân lâm không chút nào để ý mà nói tử kim thương sẽ lại như thế nào chỉ cần bọn họ dám đến báo thù ta lại ra tay đem này giết đó là Công tôn nguyệt ảnh hai nàng tâm tình vô cùng trầm trọng, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng tử kim thương sẽ chính là cái danh xứng với thực quái vật khổng lồ. Mặc dù là thái ất thương sẽ đều không thể cùng này so sánh, đặc biệt ở vũ lực phương diện kém lớn hơn nữa. Càng chuẩn xác mà nói tử kim thương sẽ bản thân chính là dùng võ lực lập nghiệp, thậm chí ở thương hội phát triển giai đoạn trước đã làm giết người cướp của hoạt động. Chỉ là theo tử kim thương hội quy mô phát triển đến càng lúc càng lớn, cũng liền bắt đầu làm lên chính đạo sinh ý cũng nguyên nhân chính là vì giai đoạn trước tích lũy xuống dưới hung danh, Côn Luân Khư một ít cùng hung cực ác cường đại tán tu cũng có không ít gia nhập từ kim thương sẽ. Hơn nữa này bộ phận người giống như quả cầu tuyết giống nhau càng ngày càng tăng, trở thành tử kim thương sẽ rất quan trọng chiến lược cấu thành bộ phận. Đặc biệt vạn đảo thành phân hội thực lực siêu nhiên, cụ bị chiến lược ở tử kim thương sẽ các đại phân hội chung cũng là cầm cờ đi trước. Phía trước bị Diệp Quân Lâm đánh chết kia chi đội ngũ chỉ sợ cũng chính là một phần ba cường giả. Hiện giờ Diệp Quân Lâm trực tiếp dùng như vậy cụ bị khiêu khích hồi phục, thực sự có chút không ổn. Chủ nhân, ngài kế tiếp còn muốn rèn thần binh cùng chạy nhanh ủng, tận lực không thể chịu người quấy dày. Không bằng ta liền trước dùng ổn quân kế trấn an bọn họ, chờ ngày đêm này đó việc vặt lộng xong cũng đúng sự thật nói cũng không muộn. Chủ nhân cảm thấy như thế nào? Công Tôn Nguyệt Ảnh thật cẩn thận hỏi. Diệp Quân Lâm trầm ngâm một lát, cuối cùng đồng ý Công Tôn Nguyệt Ảnh đề nghị. Đa tạ chủ nhân cho phép, Công tôn Nguyệt ảnh lập tức tay cầm thông tin pháp khí bước lên vân thuyền, loại này trang bị chỉ là dùng để tiếp thu tin tức, gửi đi tin tức chỉ có thể phối hợp vân thuyền mới có thể. May mắn công tôn Nguyệt ảnh phía trước sử dụng quá vân thuyền, thao tác thường không có bất luận cái gì quan ải, phi thường thuận lợi hồi phục tin tức. Hơn nữa tỏ vẻ táng Long Sơn cốc bên này tình huống phức tạp, có không ít thiên tài địa bảo, yêu cầu một ít thời gian mới có thể trở về từ kim thương sẽ. Nguyên bản tính toán tích cực đội ngũ tử kim thương sẽ thu được tin tức sau, tất cả mọi người thở dài ra một hơi. Ngay cả Hoàng Phủ Hoàng Thịnh đều cảm giác chính mình quá mức mẫn cảm. Lấy đại trưởng lão dẫn dắt kia chi đội ngũ tổng hợp chiến lực, mặc dù gặp được lãnh đời tông môn cũng có thể toàn thân mà lui, sao có thể xuất hiện toàn quân hủy diệt tình huống đâu. Đến nỗi táng Long Sơn cốc tình huống đặc thù nhưng thật ra có thể lý giải, phàm là bí cảnh tuyệt địa đều có loại này phức tạp thuộc tính, như thế mới có thể dựng dục ra rất nhiều thiên tài địa bảo mà khai quật bí cảnh sở cần thời gian, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm đều chỗ nào cũng có. Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Hoàng Thịnh chờ một chúng tử kim thương sẽ cao tầng liền không quá để ý, tĩnh chờ đại trưởng lão dẫn người kéo về rất nhiều thiên tài địa bảo trở về. Táng Long Sơn cốc nhất bên ngoài trong rừng cây. Lưỡng đạo thân ảnh đang ở cực nhanh bay vút, đúng là cung thiên thu cùng bảy thánh tử. Hai người cuối cùng ở một chỗ đồi núi trước dừng lại thân hình. Tỷ tỷ, mới nhất phát hiện long mạch liền ở chỗ này ta ở bên ngoài phụ trách hộ pháp, người an tâm cắn nuốt long mạch năng lượng là được. Bảy thánh tử tranh công mà nói. Cung thiên thu làm ra một bộ đau lòng biểu tình, tiểu thất, vì giúp tỷ tỷ tăng lên tu vi, trong khoảng thời gian này thật là vất vả ngươi. Tỷ tỷ gì ra lời này? Vì tỷ tỷ, đừng nói là vất vả, liền tính là vượt lửa quá sông ta đều không mang theo do dự. Bảy thánh tử tự đáy lòng mà nói. Cung thiên thu hành hành ngón tay ngọc điểm điểm bảy thánh tử cái chán, Chầm giọng nói, ngốc dạng đi. Tỷ tỷ nhưng luyến tiếc ngươi đi phó canh đạo. Bảy thánh tử mặt già đỏ lên, cung thiên thu làm hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có cảm tình, thúc đẩy bảy thánh tử càng thêm cam tâm tình nguyện vì cung thiên thu làm bất cứ chuyện gì. Ân, cung thiên thu đột nhiên cảm nhận được mãnh liệt hơi thở dao động tự phía đông nam truyền đến. Bảy thánh tử cũng cùng thời gian cảm nhận được, hai người sôi nổi nhìn lại, liền thấy táng long sơn cốc trung tâm khu vực lại lần nữa nổi lên chín ánh sáng màu vựng. Toàn bộ trời cao đều như là một tòa tiên cảnh, thiên lôi cuồn cuộn, hồ quang nhảy lên, tựa cửu thiên thần long ở tiên cảnh trung đằng vân giá vũ. Sang rác, một đạo tiếng sấm nổ vang chân trời, tia chớp chút xuống mà xuống, giống như không trung bị xé rách cái khẩu tử. Chỉ một thoáng hà quang vạn đạo thụy màu ngàn điều. Đây là, thiên địa dị tượng, ta quả nhiên không có cảm giác sai. Bảy thánh tử tự mình lầm bẩm Cung thiên thu đồng dạng chấn động với thiên địa dị tượng, cũng chú ý tới bảy thánh tử trong lời nói thâm ý. Tiểu thất, người cảm giác được cái gì? Cung thiên thu nhịn không được hỏi. Bảy thánh tử vẫn chưa có chút dấu giếm, thẳng thắn thành khẩn nói, tỷ tỷ, kỳ thật từ lần trước tới ta liền ẩn ẩn cảm giác được táng long sơn cốc có một cái đặc thù linh mạch. Đặc thù linh mạch, cung thiên thu có chút khó hiểu, trước mắt mạnh nhất linh mạch không gì hơn long mạch, còn có thể có bao nhiêu đặc thù. Bảy thánh tử giải thích nói, ta cũng không biết nên như thế nào giải thích, nhưng là này linh mạch so long mạch còn cường hãn quá nhiều, hơn nữa đại khái xuất ở trung tâm khu vực ngầm. Nhưng mà táng long sơn cốc trung tâm khu vực thiên lôi chi lực quá mức cuồng bạo, mặc dù là hãn phỉ như vậy tu vi cũng chết trong đó, ta căn bản vô pháp chạm đến đến. So long mạch còn cường hãn hơn, người xác định sao? Cung thiên thu khiếp sợ không thôi. Cắn nuốt long mạch chi lực đã làm nàng được lợi không ít, cung thiên thu thật sự rất khó tưởng tượng long mạch phía trên linh mạch sẽ cho chính mình mang đến như thế nào tăng lên. Bảy thánh tử gật gật đầu, nói, phía trước còn không quá xác định, nhưng là cùng với thiên địa dị tượng, ta cảm giác đến càng thêm rõ ràng. Này ngầm linh mạch chỉ sợ muốn so đại hình long mạch lực lượng còn muốn khủng bố mấy lần, đặc biệt là cái loại này mãnh liệt năng lượng hơi thở nhất tinh thuần. Chỉ là lấy thực lực của ta căn bản vô pháp tới gần A. Bảy thánh tử phá lệ tiếc hận, thậm chí cảm giác vô pháp đem này linh mạch cấp cung thiên thu tìm tới phi thường ái náy. Cung thiên thu cũng là thở dài, nói, đây cũng là không có biện pháp sự, hãn phỉ như vậy thực lực đều không thể ngạnh lay trời lôi oanh kích, càng không nói đến chúng ta. Tiểu thất, người cũng không cần quá mức để ý, thiên lôi chi lực như thế khủng bố, không vừa vặn thay chúng ta đem này linh mạch bảo hộ được chứ. Hiện giờ ta trước tranh thủ được đến nhật nguyệt thần hỏa điện thánh nữ chi vị, đến lúc đó liền có cũng đủ tu luyện tài nguyên không ngừng tăng lên. Chỉ cần tăng lên đến cũng đủ tu vi cảnh giới, lại đến táng long sơn cốc trung tâm khu vực tìm kiếm siêu cấp linh mạch cũng không muộn cung thiên thu hiện tại một lòng một dạ đều ở thánh nữ tuyển chọn tái thượng thật sự không nghĩ cành mẹ đẻ cành con tỷ tỷ nói được có đạo lý kia ta ở bên ngoài thế tỷ tỷ hộ pháp bảy thánh tử trầm giọng nói cung thiên thu gật gật đầu nói hảo sau khi nói xong cung thiên thu liền toàn thân tâm đầu nhập tới rồi cắn nuốt long mạch bên trong hấp thu xong này long mạch ước chừng tiêu phí cung thiên thu hơn phân nửa tháng thời gian cung thiên thu tu vi lại có tinh tiến cái này làm cho hắn đối với không lâu lúc sau thánh nữ tranh đoạt chiến càng thêm có tin tưởng. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt nhật nguyệt thần hỏa điện thánh nữ tuyển chọn tái chính thức bắt đầu. Dự tuyển tái chung cùng sở hữu 30 vị các lớn nhỏ tông phái thiên chi kiều nữ trổ hết tài năng. Trên đài cao, nhật nguyệt thần hỏa điện trưởng lão cao giọng tuyên bố thi đấu quy tắc. Kế tiếp thi đấu áp dụng tùy cơ rút thăm chế độ, hai hai đối chiến tiến quân tiếp theo luân, cho đến cuối cùng phân ra thắng bại mới thôi luận bàn trong quá trình điểm đến thì dừng, không được không kiêng nể gì đả thương người tánh mạng, nếu không trực tiếp hủy bỏ tranh cử thánh nữ tư cách. Hào bài ở dưới lôi đài dương gỗ trong vòng, hiện tại đại gia có thể rút thăm. Theo trưởng lão tuyên đọc quy tắc xong, 30 danh thánh nữ người được đề cử bắt đầu rút thăm. Cung thiên thu khí định thần nhàn, lại lần nữa cắn nuốt xong một long mạch làm nàng thực lực lại lần nữa tăng lên, nhiễm nhiên đã không đem mặt khác người tranh cử giả để vào mắt cho mời chiều đến hai cái nhất hào bài hai vị người được đề cử lên đài tỷ thí. Rút thăm xong, thánh nữ tuyển chọn tài chính thức bắt đầu. Lôi đài phía trên người được đề cử tuyệt chiêu ra hết, đánh cái trời đất tối tăm. Thực mau vòng thứ nhất đào thải giả liền ra lò, cung thiên thu càng là không đánh mà thắng nhẹ nhàng thủ thắng, toàn bộ hành trình thậm chí chỉ dùng một bàn tay liền thắng được. Tới rồi đợt thứ hai rút thăm khi liền có người đưa ra dị nghị. Trưởng lão, có người vòng thứ nhất đối thủ quá yếu, căn bản là không hao phí quá nhiều thể lực, này đối chúng ta gặp được lực lượng ngang nhau người cạnh tranh không công bằng a. Đúng vậy trưởng lão, cái này vận khí thành phần cũng quá lớn, xác thật có thất không bằng. Hơn nữa nào đó người lại luân không, thật đúng là vận khí nghịch thiên đâu. Mọi người sôi nổi đưa ra kháng nghị, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung ở cung thiên thu trên người. Bởi vì đợt thứ hai giúp thăm đối chiến có 15 người, thế tất liền có một người luân không, nhưng mà cung thiên thu vừa vặn chiều đến luân không tên cửa hiệu hơn nữa vòng thứ nhất cung thiên thu nhẹ nhàng thủ thắng chịu người đố kỵ, mặt khác người dự thi lại là phi thường không cân bằng. Cung thiên thu, người đối với đại gia nghi ngờ thấy thế nào? Trưởng lão cười hỏi. Cung thiên thu trầm ngâm một lát nói, hồi bẩm trưởng lão, các nàng lời nói xác thật có chút đạo lý. Nga, vậy người tính toán như thế nào làm? Trưởng lão có chút ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng cung thiên thu lấy quy tắc vì từ khăng khăng yêu cầu thi đấu tiếp tục, rốt cuộc như vậy mới càng phù hợp người sau ích lợi mặt khác người dự thi cũng rất là ngoài ý muốn các nàng bất quá là tưởng tranh thủ càng nhiều nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian để ở tỷ thí trung phát huy ra tối cao chiến đấu trình độ nhưng là loại chuyện này mọi người lại không nghĩ chính mình xưng là chim đầu đàn đến nỗi với ở nhật nguyệt thần hỏa điện cao tầng trong mắt lưu lại không tốt ấn tượng cho nên các nàng không hẹn mà cùng đem đầu mâu chỉ hướng cung thiên thu ở chúng nữ xem ra cung thiên thu chẳng những vận khí tốt thực lực cũng phi thường xuất chúng ở tranh cử thánh nữ trên đường vô luận đối ai cung thiên thu đều là lớn nhất trở ngại. Nếu mọi người đều cảm giác không công bằng, kia ta liền ăn mệt chút, các người những người này cùng nhau thượng, đem ta đả đảo liền không có luân không này vừa nói. Cung thiên thu thanh âm ở mọi người bên tai vang lên. Ao ao xôn xao. Hiện trường một mảnh ồ lên, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn cung thiên thu. Nữ nhân này là điên rồi sao? Cuồng vọng đến cực điểm, thế nhưng muốn lấy bản thân chi lực khiêu chiến chúng ta toàn bộ này căn bản chính là không đem chúng ta để vào mắt a. À. Cần thiết cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn, biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Chúng thánh nữ người được đề cử cũng đều là lòng đầy căm phẫn. Trưởng lão lời nói thấm thía mà nói, cung thiên thu, trường hợp này không dung trò đùa, người cần phải suy xét rõ ràng đang nói chuyện a. À. Kỳ thật nhật nguyệt thần hỏa điện cao tầng là rất xem trọng cung thiên thu, nhưng muốn nói nàng tưởng lấy quả địch chúng thắng được, kia có thể nói là khó như lên trời trưởng lão, ta đã suy xét rõ ràng. Nói trở về, nếu lần này đối chiến ta cuối cùng thắng được, liền có thể trở thành tân nhiệm thánh nữ đi. Cung thiên thu trầm giọng nói. Nhật Nguyệt thần hỏa điện trưởng lão lập tức đáp lại nói, đó là tự nhiên, nói vậy các nàng cũng sẽ không có dị nghị. Ta không có dị nghị. Ta cũng không có. Chỉ mong cái này cuồng vọng hạng người không cần hối hận. Này đó thăng cấp thiên tri kiều nữ không có chỗ nào mà không phải là từng người tông phái người xuất sắc trong lòng tự nhiên là kiêu ngạo. Đối mặt cung thiên thu như vậy coi khinh, các nàng nơi nào chịu được. Nếu hai bên đều nguyện ý, kia liền bắt đầu đi. Nhớ lấy điểm đến thì dừng. Trưởng lão dặn dò xong liền tuyên bố thánh nữ tuyển chọn tái tiếp tục tiến hành. Cung thiên thu phi thân nhảy lên lôi đài, đối với mặt khác người dự thi ngoác ngón tay, khiêu khích ý vị mười phần. Chúng ta cần thiết liên thủ tận hết sức lực đả đảo nàng. Không sai, nếu có lưu thủ dẫn tới thất bại, chúng ta đây mặt mũi đã có thể không còn sót lại chút gì. Mấu chốt là không thể làm cung thiên thu được tiện nghi còn khoe mẽ. Chúng nữ thiên kiêu tư tưởng thực mau đạt thành nhất trí, không được có bất luận cái gì tư tâm, đi trước toàn lực làm đả đảo cung thiên thu. Thái hư thần tông một chúng cao tầng cũng có chút lo lắng, ân học kiến thậm chí đều cảm giác cung thiên thu lỗ máng. Nếu như bại hạ trận tới, phía trước đủ loại nỗ lực đã có thể đều nước chảy về biển đông. Thượng, cũng không biết là ai dẫn đầu phát ra tiếng, chúng nữ thiên kiêu sôi nổi ra tay. Trong lúc nhất thời quyền kình trưởng phong, đao cương kiếm khí tụ tập một chỗ, phảng phất thiên la địa võng lập tức bao trùm hướng cung thiên thu. Tuy rằng này đó nữ thiên kiêu ở phía trước so đấu chung có người tiêu hao cực đại, nhưng các nàng đều tùy thân mang theo hồi phục đan dược. Mặc dù không thể khôi phục đến nhất đỉnh chiến lực, nhưng ít ra có thể đạt tới đỉnh trạng thái 78 thành thực lực vì vậy các nàng liên thủ phóng thích năng lượng uy áp cực kỳ làm cho người ta sợ hãi liên thủ công kích cũng bất quá như thế sao cung thiên thu sắc mặt nhẹ nhàng vận chuyển cắn nuốt công pháp không có chút nào tránh né trực tiếp nghênh đón mọi người công kích phóng đi cung thiên thu đây là điên rồi sao mặc dù nàng tu vi cảnh giới càng tốt hơn nhưng cứng đối cứng nói cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt đúng vậy trong đó có mấy người thực lực cùng nàng so sánh với vẫn chưa kém quá nhiều thượng giai tu luyện mầm, chỉ là này tâm tính không khỏi quá khiếm khuyết hỏa hậu. Nhật Nguyệt thần hỏa điện quan chiến các trưởng lão nghị luận sôi nổi, toàn không quá xem trọng cung thiên thu có thể cười đến cuối cùng. Nhưng mà thủ tịch trưởng lão thực mau liền phát hiện tình huống dị thường, trầm giọng nói, các người mau xem liên hợp công kích năng lượng dao động, hình như là ở bị hấp thu A. Mọi người theo thủ tịch trưởng lão ngón tay phương hướng nhìn lại. Liền thấy những cái đó đau cương kiếm khí tựa hồ đã chịu nào đó cường đại lực lượng hấp dẫn, thế nhưng nhanh chóng dũng mãnh vào cung thiên thu tự thân hình thành năng lượng lốc xoáy bên trong. Nàng thế nhưng ở đối chiến trong quá trình tiến hành cắn nuốt. Một niệm đến tận đây, chúng trưởng lão sôi nổi đảo hút khẩu khí lạnh. Mọi người đều biết hấp thu thiên địa linh khí tu luyện giống nhau đều yêu cầu ở vào tuyệt đối an tĩnh trạng thái, này cũng đúng là bế quan tu luyện không cho người quấy rầy nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là cung thiên thu này cử rõ ràng vi phạm bình thường tu luyện quy luật, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ tẩu hỏa nhập ma sao? những cái đó thánh nữ người cạnh tranh cũng sẽ không có chút lưu thủ, mặc dù không thương này tánh mạng, chỉ cần từ giữa lớn nhất trình độ quấy nhiễu liền có thể đạt tới mục đích. Cảm tạ các vị tặng, thiên thu liền từ chối thì bất kính. Cung thiên thu kiều mỹ thanh âm vang lên, cực đoan cắn nuốt công pháp chợt vận chuyển, những cái đó thiên tri kiều nữ liên hợp công kích năng lượng trong khoảnh khắc bị tinh luyện trích. Ngay sau đó tiến vào đến cung thiên thu trong cơ thể, tuy rằng này đó năng lượng đối với nàng năng lực tăng lên không có rõ ràng giúp ích, nhưng lại làm chúng nữ liên hợp tiến công nước chảy về biển đông sao có thể nàng thế nhưng có thể ở đối chiến chung cắn nuốt năng lượng chúng ta công pháp con đường bất đồng thậm chí có công pháp thuộc về nước lửa bất đồng lò nàng trực tiếp cắn nuốt sẽ không sợ tổ hỏa nhập ma sao chúng nữ thiên kiêu trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng cung thiên thu vô cùng hài hước mà nói tiếp tục công kích các ngươi sẽ không chỉ có điểm này trình độ đi chúng nữ thiên kiêu tức khắc trong cơn giận dữ các nàng đều là bị bên trong cánh cửa chúng tinh phủng nguyệt tiêu điểm nhân vật, khi nào chịu quá như thế khuất nhục. Phế đi nàng. Không biết là ai nói một câu, những người khác cũng sôi nổi đem hết toàn lực thi triển công pháp. Nếu nói vừa rồi liên thủ chỉ là thử tính công kích, như vậy giờ phút này đó là không vẫn giữ lại làm gì đường sống toàn lực một kích. Tuy rằng nhật nguyệt thần hỏa điện thủ tịch trưởng lão nói qua không thương cập tánh mạng, nhưng chuyện tới hiện giờ chúng nữ thiên kiêu cũng bất chấp như vậy nhiều, mặc dù vô pháp đánh chết cung thiên thu cũng muốn đem nàng hoàn toàn phế bỏ lần này chúng nữ thiên kiêu liên thủ công kích năng lượng ước chừng muốn so với phía trước cường hãn mấy lần toàn lực một kích cũng bất quá như thế cung thiên thu như cố chút nào không lùi tiếp tục lựa chọn ngạnh hám cắn nuốt liên tục cắn nuốt hai giải long mạch đã làm cung thiên thu đối bình thường năng lượng sinh ra kháng thể đã không thể tăng cường thực lực cũng vô pháp đối thân thể tạo thành thương tổn hơn nữa cung thiên thu dần dần lĩnh ngộ mặt khác cửa hông bên kia là có thể đối cắn nuốt năng lượng tiến hành lựa chọn tính hấp thu cắn nuốt hấp thu cùng cắn nuốt hóa giải hai loại lộ tuyến như vậy liền có thể tận khả năng giảm bớt thân thể phản vệ gánh nặng liền tỷ như trước mắt trận chiến đấu này cung thiên thu chính là lựa chọn cắn nuốt hóa giải lộ tuyến chỉ đem cực tiểu một bộ phận tinh thần lực lượng hóa thành mình dùng từ cắn nuốt long mạch lực lượng lúc sau cung thiên thu đối với năng lượng ánh mắt đã phi thường cao này đó nữ thiên kiêu phóng thích năng lượng, Cung Thiên Thu thật đúng là không thấy thế nào được với mắt, rốt cuộc loại công kích này còn khác nhau với trực tiếp tiến hành công lực cắn nuốt. Ngay sau đó ở chúng nữ thiên kiêu khiếp sợ trong ánh mắt, Cung Thiên Thu lại lần nữa nhẹ nhàng hóa giải các nàng tiến công. Năng lượng tiêu tán hầu như không còn, phảng phất đá chìm đáy biển, liền một tia bọt nước cũng chưa bắn khởi. Khiếp sợ, bất đắc dĩ, sợ hãi, các loại cảm xúc xuất hiện ở chúng nữ thiên kiêu trong lòng các nàng giờ phút này đã hoàn toàn đánh mất đối kháng đi xuống ý niệm. Lại đến, cung thiên thu cười ngâm ngâm mà nói. Chúng nữ thiên kiêu không tự chủ được về phía sau lui lại mấy bước, trên mặt rốt cuộc khó nén hoảng sợ chi sắc. Một khi đã như vậy, vậy đến phiên ta ra tay. Lời còn chưa dứt, cung thiên thu thân ảnh đã biến mất ở tại chỗ. Chúng nữ thiên kiêu vốn là chiến ý mất hết, hơn nữa liên tục hai lần liên thủ tiến công tiêu hao cực đại, ở cung thiên thu sắc bén tiến công hạ không hề có sức phản kháng. Các nàng lần lượt bị đánh bay đến lôi đài ở ngoài, nhưng là cung thiên thu rõ ràng lưu lại đường sống, vẫn chưa làm chúng nữ thiên kiêu bị thương nặng. Này cũng coi như là biến hướng bán cho rất nhiều tông phái một ân tình, có lợi cho ngày sau phát triển tâm phúc thế lực làm trải chăn. Trên thực tế những cái đó nữ thiên kiêu nơi tông phái cũng xác thật lãnh ân tình này, thậm chí cấp ra hồi báo sau cung thiên thu mong muốn còn muốn nhiều. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Đông Đảo trưởng lão cũng là khiếp sợ không thôi, bọn họ không nghĩ tới cung thiên thu thế nhưng lấy nghiền áp chi thế lấy quả địch chúng cuối cùng đạt được thắng lợi. Lần này Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện nhặt được bảo. Rất nhiều Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cao tầng sôi nổi ở trong lòng cảm khái. Thái hư thần tông cung thiên thu thắng lợi, trở thành Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện tân nhiệm thánh nữ. Thủ tịch trưởng lão cao giọng tuyên bố. Nhìn mọi người sôi nổi dâng lên chúc mừng chi ngữ cùng với Thái Hư Thần Tông trung tâm cao tầng hoan hô nhảy nhót, cung thiên thu trong lòng phát lên mãnh liệt cảm giác thành tựu. Bản giáo chủ cuối cùng tại đây côn luân khư chân chính có một vị trí nhỏ, mặc dù là thái hư thần tông cũng đến nhìn lên bản giáo chủ. Kế tiếp bản giáo chủ phải hào hảo lợi dụng nhật nguyệt thần hỏa điện tu luyện tài nguyên tăng lên thực lực. Chỉ cần đạt tới chân chính siêu cường giả cảnh giới, liền có thể làm bảy thánh tử dẫn dắt tiến vào táng long sơn cốc tra xét cái kia so long mạch còn cường hãn hơn siêu cấp linh mạch. Đến lúc đó cắn nuốt cái kia siêu cấp linh mạch, mặc dù là nhật nguyệt thần hỏa điện loại này đại hình tông phái, cũng đến ở bản giáo chủ dưới chân cúi đầu xưng thần. Cung thiên thu hào hùng vạn trượng, đối với tương lai vô cùng khát khao. Tại đây một khắc, cung thiên thu phảng phất thấy được đã từng nhìn lên rất nhiều tông phái thế lực ở chính mình dưới chân phủ phục run dày cảnh tượng. Tán Long Sơn Cốc, trung tâm khu vực nội diệp quân lâm còn ở hết sức chăm chú rèn thần binh cùng với chạy nhanh ủng. Căn cứ rèn kế hoạch tới xem, Diệp Quân Lâm đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ lượng đỉnh cấp thần binh, chuẩn thần binh cùng với chạy nhanh ủng trồng chất như núi. Mộ Dung Khuynh Tuyết hai nàng nhìn trước mắt hết thảy, mắt đẹp bên trong che giấu không được vui sướng cùng kích động. Các nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra nhiều như vậy thần binh chuẩn thần binh có thể trang bị như thế nào một loại cường hãn đội ngũ. Đi theo tông chủ chủ nhân, hỗn quả nhiên không sai. Công tôn nguyệt ảnh hai nàng không hẹn mà cùng mà như thế nghĩ. Nhưng mà liền ở hai nàng khát khao tốt đẹp tương lai khoảnh khắc, Phương xa một chỗ nguyên bản bình thản mặt đất hơi hơi nhô lên. Một lát sau cái này nhô lên bộ phận dần dần tăng đại thả không ngừng biến hóa phương vị, giống như một tòa cao tốc di động tới tiểu đồi núi. Khách khách khách, nguyên bản trải qua thiên lôi rèn luyện vô cùng kiên cố mặt đất theo tiếng vỡ vụn mở ra, cái kia tiểu đồi núi cũng dần dần lộ ra nguyên hình. Đây là thứ gì? Thật là khủng khiếp năng lượng hơi thở dao động a. Công Tôn Nguyệt Ảnh cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết tu luyện giả nguy cơ báo động trước chợt mãnh liệt hai nàng phân biệt nhanh chóng rút ra một thanh thần binh tiến vào đề phòng trạng thái. Âm âm âm, theo tiểu đồi núi, đá vụn nứt toạc mở ra, nó rốt cuộc lộ ra lư sơn chân diện mục. Liền thấy trước mắt xuất hiện một con trâu nghé lớn nhỏ cổ quái sinh vật, đầu tựa cuồng sư, cái chán chỗ còn có hai căn sừng hưu trạng sừng. Một đôi hổ mắt giống như chuông đồng lớn nhỏ phiếm huyết hồng hung quang, lưng cùng bụng trường rậm rạp phẩy, giống như xuyên tầng dày nặng áo giáp giống nhau phải ở quang mang chiếu xuống rực rỡ lấp lánh, để cho hai nàng khiếp sợ chính là, phải tầng ngoài có rõ ràng hồ quang nhảy lên. Thậm chí có thể phát ra rõ ràng điện lưu thanh, làm người nghe được liền không chịu khống chế ra đầu tê dại. Một cái nghiêu đuôi thô tráng vô cùng, bày biện ra khủng bố lực lượng cảm, phảng phất bất cứ thứ gì tại đây cái đuôi quất đánh dưới đều sẽ trở thành dập nát kết cục. Lệ, quái thú thấp thấp mà rít gào một tiếng. Chỉ một thoáng giống như sét đánh giữa trời quang ở hai nàng bên tai nổ vang các nàng chỉ cảm thấy tai mắt bốc lên, thậm chí cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Hô! Quái thú mở ra bồn máu mồm to, tức khắc có mãnh liệt ngọn lửa phun ra, trong không khí một trận khô giáo cảm giác đánh úp lại, nhiệt độ không khí nháy mắt tăng lên mấy chục độ. Này, này đến tột cùng là cái gì quái vật? Mộ dung khuynh tuyết thanh âm đều ở kịch liệt run dày. Công tôn Nguyệt ảnh cũng liên tục đảo hút mấy khẩu khí lạnh, nói, nhưng thật ra sách cổ chung ghi lại kỳ lân có chút tương tự, nhưng là lại không giống nhau sách cổ trung ghi lại kỳ lân chỉ biết phun hỏa, căn bản là sẽ không tha điện A. À. Hơn nữa xem trước mắt này đầu quái thú tứ chi thú để dưới, rõ ràng đã kết tinh thành dày nặng khối băng, đại biểu cho nó còn có thể phóng thích cực hàn hơi thở. Này có thể so bình thường kỳ lân kỹ năng bao nhiêu không ít A. À. Chủ nhân, cứu mạng A. À. Tông chủ mau tới, chúng ta không đối phó được này đầu quái thú. Công tôn Nguyệt ảnh hai nàng trực tiếp cầu cứu, cũng bất chấp Diệp Quân Lâm đang ở rèn thần binh không thể quấy dày phảng phất là cảm nhận được hai nàng đang ở triệu hoán viện binh quái thú lại lần nữa rít gào hai tiếng cùng lúc đó đối với hai nàng phun ra một đạo ngọn lửa này sóng âm công kích cũng quá khủng bố đi mộ dung khuynh tuyết hai nàng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa toàn bộ thân thể như là bị nào đó vô hình lực lượng trói buộc xuất hiện ngây người trạng thái cùng lúc đó kia đạo ngọn lửa giống như đạn pháo tạp lại đây tốc độ quả thực là mau đến tới rồi cực điểm chờ đến hai nàng đầu váng mắt hoa cảm giác hoàn toàn biến mất quái thú ngọn lửa công kích đã gần trong gang tắc, lại muốn tránh tránh căn bản là không còn kịp rồi. Âm âm âm, hỏa trụ dẫn đầu va chạm đến hai nàng năng lượng vòng bảo hộ thược, phát ra kịch liệt tiếng đánh vang. Suy lạp lạp, ngay sau đó, dây nặng kiên cố năng lượng vòng bảo hộ, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan giã. Một tầng, hai tầng, ba tầng, trong chớp mắt một nửa năng lượng vòng bảo hộ đã bị công phá. Năng lượng vòng bảo hộ sắp chịu đựng không nổi, hai nàng trong lòng sợ hãi cảm xúc nháy mắt đạt tới cực điểm, bản năng muốn thoát đi, kết quả hai chân giống như là rót chỉ giống nhau, một bước khó đi. Năng lượng vòng bảo hộ thực mau cũng đã bị ngọn lửa công kích phá tan 2 phần 3, mà kia hỏa trụ tốc độ lại một chút chưa giảm. Chiếu như vậy đi xuống chúng ta đều sẽ bị đốt thành cho tẫn. Hai nàng lại lần nữa nhìn về phía Diệp Quân Lâm, liền phát hiện người sau như cũ ở chuyên chú rèn thần binh, phảng phất không nghe thấy các nàng cầu cứu thanh. Chúng ta chỉ có thể tự cứu, dùng thần binh toàn lực đánh trả, chỉ mong có thể chống cự một vài. Công tôn Nguyệt ảnh tâm tính trung quy càng cứng cỏi một ít, dẫn đầu từ đơn thuần sợ hãi chung bứt ra mà ra. Mộ dung khuynh tuyết gật đầu, nàng có thể cảm nhận được chính mình cầm kiếm đôi tay đều ở kịch liệt run rẩy, nhưng vẫn là tận khả năng làm chính mình bình tĩnh lại. Hai nàng sẽ mau làm ra điều chỉnh, vận chuyển công pháp đem hết toàn lực tích ra. Hai thanh trường kiếm huy động, lưỡng đạo sắc bén kiếm khí cùng với sấm chớp mưa bão tri âm bổ ra, trực tiếp nghênh đón hỏa trụ phóng đi. Ầm ầm ầm, tam phương năng lượng va chạm đến một chỗ, phát ra ầm ầm vang lớn. Mà ở va chạm kia một khắc, năng lượng vòng bảo hộ cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Kiếm khí ngang dọc đan sen, trực tiếp đem hỏa trụ cắt thành tam phân, hơn nữa năng lượng vòng bảo hộ còn sót lại lực lượng triệt tiêu, cuối cùng là miễn cưỡng chống đỡ lại ngọn lửa công kích nhưng mà cường đại phản tác dụng lực như cũ đem mộ dung khuynh tuyết các nàng đánh bay đi ra ngoài mấy trượng mắt thấy hai nàng liền phải chật vật té ngã trên đất các nàng lại đột nhiên cảm giác được phía sau lưng có một cổ cường đại lực lượng đem chính mình bám trụ cuối cùng vướng vàng rơi xuống đất các ngươi không phải nó đối thủ vẫn là để cho ta tới đối phó đi trầm thấp thanh âm từ phía sau vang lên hai nàng quay đầu nhìn lại đúng là Diệp Quân Lâm kịp thời đuổi đến trong tay hắn còn nắm hai thanh vừa mới rèn mà thành thần binh Tông chủ chủ nhân, ngài rốt cuộc tới. Mộ dung khuynh tuyết các nàng thở dài ra một hơi. Diệp quân lâm vẫn chưa nhiều lời, mà là rất có hứng thú nhìn cách đó không xa kia đầu quái thú. Gia hỏa này sẽ không chính là sách cổ chung ghi lại, có thể tự do xuyên qua ở táng long sơn cốc lôi hải bên trong khủng bố linh thú đi. Diệp quân lâm không khỏi chửi thầm. Này cũng không phải là diệp quân lâm chống giống suy đoán, mà là căn cứ này đầu quái thú bày ra ra mấy đại đặc điểm suy đoán mà thành miệng phun ngọn lửa phải mang điện dưới chân có lớp băng ngưng kết này rõ ràng là tụ tập táng long sơn cốc thiên lôi hàn đàm địa mạch tam đại đặc tính a chủ nhân ngàn vạn cẩn thận hắn rất có thể là kỳ lân vừa rồi tùy ý một kích liền năng lượng vòng bảo hộ đều ngăn cản không được vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là mau chóng đem này chém giết đi công tôn nguyệt ảnh thanh âm run rẩy nhắc nhở nói diệp quân lâm vẫy vẫy tay nói chém giết không khỏi quá đáng tiếc ta vừa vặn tưởng dưỡng chỉ sủng vật ta xem nó liền không tồi. Công tôn Nguyệt ảnh khóe miệng trừ trừ, tức khắc cùng mộ dung khuynh tuyết hai mặt nhìn nhau. Muốn thu phục kỳ lân loại này cấp bậc linh thú nói dễ hơn làm. Nhưng là Diệp Quân Lâm một khi quyết định căn bản là khuyên không trở lại. Diệp Quân Lâm lập tức hướng tới quái thú đi đến, ở khoảng cách 20 mét tả hữu khi dừng lại thân hình. Phía trước đang âm thầm nhìn trộm ta rèn thần binh chính là ngươi đi. Diệp Quân Lâm cười hỏi. Linh thú hút hạ cái mũi, ẩn ẩn có mãnh liệt ngọn lửa phun ra, kia biểu tình phảng phất đang nói, ta liền nhìn, người có thể sao tích. Diệp quân lâm cười nói, có điểm ý tứ, tới, làm ta nhìn xem người đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, phóng ngựa lại đây đi. Cộp cộp cộp, quái thú dùng thô tráng hữu móng trước bào đào đất mặt, cực đại sư tử đầu hướng về phía trước dơ dơ lên, ánh mắt rõ ràng chính là, như người mong muốn, phụng bồi rốt cuộc. Hô, quái thú mở ra bồn máu mồm to, lại lần nữa một đạo hỏa tiễn bắn ra ngọn lửa này phiếm sâu kín tử mang giống như đến từ cửu u địa ngục muốn đốt biến thế gian hết thảy ô ngao tựa hồ là nhìn thấy diệp quân lâm không có trốn tránh ý tứ quái thú có chút bất mãn liên tục quái kêu hai tiếng biểu đạt kháng nghị cùng với giống như tiếng sấm quái kêu diệp quân lâm trực tiếp bị ngọn lửa cắn nuốt bởi vì độ ấm thật sự quá cao trong hư không thực mau liền truyền đến tiêu hồ hương vị liên điểm này trình độ sao Diệp quân lâm thanh âm truyền đến, ngọn lửa tùy theo tắt. Ô ngao! Linh thú thanh âm hơi hơi dơ lên, rõ ràng mang theo nghi hoặc ngữ khí, ngay cả cặp kia chuông đồng mắt to cũng hiện lên một tia mê mang. Tựa hồ phi thường không hiểu Diệp quân lâm có thể ngạnh khiêng lấy chính mình phun ra đủ để đốt cháy thiên tinh thiết ngọn lửa. Ngọn lửa là không được, muốn hay không thử lại điện công. Diệp quân lâm đề nghị nói. Linh thú mắt to hiện lên một mặt tinh quang, đồng thời nâng lên hữu móng trước vỗ vỗ đầu, phảng phất đang nói, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Ngay sau đó hối hận ánh mắt biến thành phẫn nộ, bị địch nhân nhắc nhở ra chiêu phương thức, hiển nhiên có tổn hại nó uy danh. Đây là trần trụi khiêu khích, không dung tha thứ, lệ lệ lệ, linh thú liên tục quái kêu ba tiếng, ngay sau đó cường tráng dáng người hơi hơi run rẩy phải thượng hồ quang nháy mắt bạo tăng. Chói mắt điện mang không ngừng nhảy lên chấp động, linh thú liền phảng phất một đài cấp tốc vận hành trạm biến thế, hồ quang bốn phía, trong thời gian ngắn liền có bùng nổ xu thế. Ngao, linh thú lại lần nữa quái kêu, thân thể tùy theo đột nhiên run rẩy lưỡng đạo thành nhân đùi phẩm chất lôi điện gào thét mà ra, trực tiếp tạp hướng diệp quân lâm thân thể. Nếu cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, này lưỡng đạo lôi điện tuy rằng phẩm chất trình độ không lớn, nhưng là lại ẩn chứa chín loại màu sắc. Lôi điện chi lực càng là chút nào không thua gì Diệp Quân Lâm hút vì rèn thần binh mà dẫn xuống dưới chín sắc thiên lôi lôi điện chi lực hảo cường. Diệp quân lâm trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, ngay sau đó liền biến thành kinh hỉ. Bất quá lão tử thích. Diệp quân lâm ngưỡng mặt cười to, tiếp tục lựa chọn ngạnh kháng, thô tráng lôi điện ngạnh sinh sinh bổ vào diệp quân lâm trên người. Làn ra tầng ngoài điện hoa bắn ra bốn phía, ngay sau đó ở diệp quân lâm trên người tuần hoàn lặp lại hai chu, cuối cùng cường đại lôi điện chi lực tiêu tán hầu như không còn. Ngao! Linh thú phi thường nhân tính hóa kinh hô ra tiếng, hiển nhiên loại này cảnh tượng xa xa vượt qua nó đoán trước. Chuông đồng mắt to chấp a chấp, tràn ngập không thể tưởng tượng chi sắc. Nếu không phải Diệp Quân Lâm giơ tay nhấc chân gian mang theo năng lượng uy áp quá mức cường hãn, nó đều hận không thể tới gần Diệp Quân Lâm tra xét rõ ràng một chút hắn làn ra là cái gì tài liệu làm. Nếu không ngươi thử lại hàn khí công kích, Diệp Quân Lâm tiếp tục làm dẫn đường. Ngao ngao ngao, linh thú liên tục kêu ra tiếng, một trương thú mặt tràn ngập phẫn nộ. Vừa rồi đã bị gia hỏa này nhắc nhở một lần, hiện tại lại tới. Còn chưa đủ. Quá không đem bổn kỳ lân đương hồi sự oa Nhưng gia hỏa này nói có lại rất có đạo lý, tức giận A. À. Kỳ lân thực buồn bực, rõ ràng chính mình cũng có thể nghĩ đến, cố tình làm đối thủ trước một bước nói ra. Hô hô hô, màu tím ngọn lửa không ngừng từ kỳ lân lỗ mũi nội phun ra, hiển nhiên nó thật sự sinh khí. Hai chỉ sau đề ở bào động mặt đất, một lát sau, nó bỗng nhiên phát lực toàn bộ thân thể bay lên không nhảy lên. Ngay sau đó nó trên người phóng xuất ra lưỡng đạo điện mang công kích, trực tiếp thứ hướng Diệp Quân Lâm ngực. Cơ hồ cùng thời gian, Kỳ Lân trong miệng lại lần nữa phun ra một đoàn ngọn lửa, giống như một cái hỏa long, mở ra bồn máu mồm to đem Diệp Quân Lâm cắn nuốt. Bá, Kỳ Lân ngay sau đó lại vô phùng liên tiếp một lần hất đuôi, một đoàn bạch khí chợt bắn ra, trực tiếp phong bế Diệp Quân Lâm khả năng tránh né các phương hướng. Có thể rõ ràng nhìn đến, bạch khí xẹt qua chỗ, nháy mắt liền đem không khí đông lại, toàn bộ khu vực không gian hàn ý đến xương. Tại đây một khắc, phảng phất liền thời gian đều trì trệ không tiến. U, hiểu được suy một ra ba, không tồi không tồi. Diệp quân lâm dùng lời bình miệng lưỡi nói. Hắn tiếp tục lựa chọn ngạnh kháng ngọn lửa cùng lôi điện công kích, ngay sau đó lại bị cực hàn chi khí vây quanh, cả người trực tiếp bị đông lạnh thành điêu khắc. Tư tư tư, hình người điêu khắc mặt ngoài không ngừng có điện hoa thoáng hiện, Trung quanh ngọn lửa hoàn toàn tắt, có thể nhìn đến đóng băng nội diệp quân lâm tầng ngoài tựa hồ đã hiện ra cháy đen chạng Tông chủ bại, chủ nhân bị đông lạnh thành khắc băng. Công tôn nguyệt ảnh hai nàng tâm tình nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc, các nàng quả thực không thể tin được từ trước đến nay bách chiến bách thắng diệp quân lâm sẽ bại. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nếu này chỉ linh thú thật sự quanh năm suốt tháng đắm chìm trong lôi hải bên trong, này thực lực cũng xác thật khủng bố đến nghịch thiên đặc biệt phía trước liền diệp quân lâm lưu lại năng lượng vòng bảo hộ, đều không thể thừa nhận kỳ lân ngọn lửa công kích. Ô ngao ngao, nhìn thấy diệp quân lâm cũng phong bế, linh thú tại chỗ xoay tròn nhảy lên, còn nhắm hai mắt, giống như một cái đạt được âu yếm món đồ chơi hài đồng, cao hứng kích động tới rồi cực điểm. Theo sau linh thú bước lục thân không nhận nện bước, vây quanh diệp quân lâm thân thể xoay vài vòng. Dùng cái đuôi nhẹ nhàng vỗ về khắc băng, như là ở thưởng thức chính mình kiệt tác nghệ thuật ra, trên mặt miễn bản cỡ nào khoe khoang. Ô ngao ngao, ô ngao, ngao. Linh thú rất có tiết tấu phát ra đắc ý tiếng kêu, tựa hồ muốn nói, không nghiêu so đi. Xong đời đi, nên. Nhưng mà liền ở linh thú chuẩn bị tiếp tục khoe khoang một vòng thời điểm, đột nhiên phát hiện khắc băng nhanh chóng ra nẻ mở ra. Răng rắc sát, khối băng văng khắp nơi, nguyên bản, trái đen, diệp quân lâm cũng làm như rút đi ngoại ra, gần như thủy tinh cảm giác làn da hiện ra mà ra đặc biệt gương mặt kia thượng mang theo vô cùng hài hước ý cười thất vọng rồi đi diệp quân lâm dừng một chút sắc mặt đột nhiên chuyển biến vì âm trầm nói hiện tại cũng nên đến phiên ta tiến công lời còn chưa dứt diệp quân lâm thân ảnh biến mất ở tại chỗ linh thú bổn còn ở vào khiếp sợ trạng thái nhiều năm qua tắm gội lôi hải nó đối nguy hiểm có cực kỳ nhạy bén dự cảm phía sau Linh thú bận rộn lo lắng quay lại đầu, đối với nguy hiểm đánh úp lại phương hướng chính là liên tục phun ra ngọn lửa. Cùng lúc đó thân thể cũng nhanh chóng chuyển động, ý đồ tận khả năng đại biên độ né tránh mở ra. Chậm, một đạo thân hình từ trong ngọn lửa xuyên ra, thân thể hắn không đã chịu chút nào ảnh hưởng. Không đợi linh thú kế tiếp động tác xuất hiện, Diệp Quân Lâm đã là cưỡi ở đầu của nó đỉnh, đôi tay nhéo hai chi sừng, hữu đầu gối chợt phát lực. Phanh đầu gối va chạm ở linh thú trên sống lưng dày nặng vải thược phát ra một tiếng điếc tai kim loại tiếng vang răng rắc sát linh thú cảm giác được một cổ cự lực thái sơn áp đỉnh đánh úp lại chính xác thân thể nhanh chóng trầm xuống bốn vó lại là thật sâu lâm vào mặt đất ô ngao linh thú tức giận cuồng khiếu tăng lớn lực độ vặn vẹo đầu ý đồ đem diệp quân lâm ném bay ra đi nhưng mà diệp quân lâm giống như là lớn lên ở nó trên người giống nhau tùy ý nó như thế nào phát lực đều không chịu chút nào ảnh hưởng. Đến cuối cùng ngay cả linh thú chính mình đều có điểm đầu váng mắt hoa, Diệp Quân Lâm như cũ ở trên đầu, thậm chí còn dò ra tay phải rút linh thú hai căn cần mau. Kêu la cái gì, hôm nay lão tử làm ngươi hoàn toàn chịu phục. Giọng nói lạc, Diệp Quân Lâm đôi tay chợt phát lực, sau đó đem thân thể của mình, ném, đi ra ngoài. Ngượn dùng này cổ ném động lực lượng, Diệp Quân Lâm trực tiếp đem linh thú từ ngầm, rút, ra tới, một người một thú liền ở không trung xoay tròn quay cuồng mấy vòng. Cuối cùng thật mạnh rơi xuống đất. Mà Diệp Quân Lâm không cho linh thú bất luận cái gì thở dốc cơ hội, đối với thân thể hắn chính là một bộ tổ hợp quyền. Phanh phanh phanh, từng quyền đến thịt, linh thú trong lúc nhất thời trở thành linh thú bao cát. Tại đây trong lúc linh thú nghĩ tới phản kháng, cũng nghĩ tới tránh né, nhưng mà Diệp Quân Lâm quyền tốc thật sự quá nhanh, căn bản chính là tránh cũng không thể tránh này đốn đơn phương hành hung ước chừng rằng con nửa giờ linh thú sắc mặt cùng ánh mắt cũng từ lúc ban đầu phẫn nộ dần dần chuyển vì không cam lòng cùng bất đắc dĩ cuối cùng biến thành kính sợ cùng sợ hãi bắt đầu giai đoạn linh thú còn có cảm giác đau đớn đến cuối cùng đã hoàn toàn chết lặng diệp quân lâm cuối cùng một lần công kích là ôm quăng ngã phục sao diệp quân lâm dò hỏi không đợi sẽ đánh trực tiếp bổ sung không phục nói lão tử tiếp tục đánh ô ô ô linh thú phát ra trầm thấp rên rỉ tiếng động, thủy tinh nước mắt lạch cạch lạch cạch chảy ra. Linh thú, khóc, không phải bị tấu một đốn sao, khóc cái gì khóc. Diệp quân lâm cấp linh thú trên đầu tới cái bạo lật. Linh thú bận rộn lo lắng ngừng than khóc, ủy khuất ba ba nhìn Diệp quân lâm, ngốc manh ngốc manh. Này liền đúng rồi sao, chúng ta nhân loại có câu nói kêu nam nhân có nước mắt không nhẹ đạt, người như thế nào cũng là chỉ giống được, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện liền khóc đâu diệp quân lâm tiếp tục thuyết giáo linh thú nghiêm túc lắng nghe lời dạy dỗ kia biểu tình cũng thực chân thành tha thiết sợ chọc giận diệp quân lâm lại bị tấu nó là thật sự bị đánh sợ vừa rồi giao thủ hoàn toàn bị áp chế hơn nữa linh thú có thể cảm giác được diệp quân lâm từ đầu đến cuối vẫn chưa đem hết toàn lực nếu ra hỏa này thật hạ tử thủ bổn linh thú đã sớm đi đời nhà ma linh thú âm thầm nghĩ diệp quân lâm tiếp tục nói phục sao linh thú gật đầu về sau đi theo ta hốn, được không linh thú suy xét một lát nhưng là đương hắn cảm nhận được diệp quân lâm ánh mắt dần dần biến lãnh sau bận rộn lo lắng gật đầu yên tâm về sau ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi diệp quân lâm lời thề son sắt mà bảo đảm nói linh thú không nhịn xuống tung ra một cái ta tin ngươi cái quỷ ngươi cái tao lão nhân hư thật sự ánh mắt xem ra ngươi vẫn là không tin ta a à, không quan hệ con người của ta từ trước đến nay lấy lý phục người Tới, ta cho ngươi hảo hảo nói một chút đạo lý." Khi nói chuyện Diệp Quân Lâm cua cô nắm tay, linh thú thân hình run lên, bận rộn lo lắng dùng đầu to ở Diệp Quân Lâm ngực cọ cọ, làm ra một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng. Diệp Quân Lâm vừa lòng gật gật đầu, nói, "Xem ra ngươi cũng là thông tình đạt lý linh thú a." Linh thú quay đầu trộm trợn trắng mắt, không khỏi chửi thầm, bổn linh thú chỉ là đơn thuần sợ hãi ngươi nắm tay, cùng thông tình đạt lý không quan hệ, ngươi suy nghĩ nhiều về sau ta liền kêu ngươi lôi kỳ lân thế nào tên này dễ nghe đi diệp quân lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ linh thú đầu hỏi linh thú xoay người mãn nhãn chân thành tha thiết gật gật đầu tên này xác thật không tồi có thể là nó hôm nay duy nhất vừa lòng sự tình các ngươi hai cái lại đây chạy nhanh cùng tân đồng bọn nhi chào hỏi một cái diệp quân lâm đối với công tôn nguyệt ảnh hai nàng vẫy vẫy tay hai nàng như mộng mới tỉnh các nàng phía trước nguyên bản cho rằng diệp quân lâm bị giết kế tiếp liền đến phiên chính mình. Kết quả cốt truyện chuyển biến bất ngờ, Diệp Quân Lâm một đốn thao tác mãnh như hổ, thế nhưng trực tiếp đem Kỳ Lân Thu làm tiểu đệ. Tiểu lôi, này hai cái cũng là ta tùy tùng, ngày thường không được công kích các nàng. Diệp Quân Lâm dặn dò nói. Lôi Kỳ Lân khinh thường nhìn mộ dung khuynh tuyết các nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó thực nghiêm túc gật gật đầu, thầm nghĩ, cấp nắm tay một cái mặt mũi. Lôi Kỳ Lân làm cao cấp bậc linh thú, càng thêm tuần hoàn cường giả vi tôn pháp tắc, Diệp Quân Lâm cố nhiên làm nó kính phục, nhưng những người khác còn không có xem ở nó trong mắt. Người này trên người lôi điện nếu không tăng thêm che giấu, sớm hay muộn sẽ ngộ thương người khác. Như vậy đi, ta thuận tiện cho ngươi chế tạo một kiện chiến y, thẳng nam nhóm dùng để che giấu lôi điện mũi nhọn. Diệp Quân Lâm cười ngâm ngâm mà nói. Đối với tân thu cái này tiểu đệ Diệp Quân Lâm phá lệ coi trọng, vừa rồi ở giáo thủ trong quá trình đã tra xét tới rồi lôi kỳ lân toàn bộ kỹ năng. Lôi kỳ lân vảy mang điện, có thể phóng thích chín sắc thiên lôi cấp bậc lôi điện chi lực. Trong miệng có thể phun ra ngọn lửa, hơn nữa hoàn toàn có thể so sánh hàn đàm phía dưới địa mạch ngọn lửa nóng rực độ. Đến nỗi bốn con chân có thể phóng thích cực hàn chi khí, thậm chí tụ tập hàn đàm nhất tinh thuần hàn khí. Nghĩ đến hẳn là Lôi Kỳ Lân quanh năm suốt tháng ở Táng Long Sơn cốc sinh tồn nguyên nhân, làm nó cùng nơi đây các đại đặc sắc đều hòa hợp nhất thể. Nếu không Lôi Kỳ Lân đã sớm bị thiên lôi, địa mạch, hàn đàm tam phương lực lượng liên hợp nhằm vào nhưng mà này ba loại kỹ năng vừa vặn là rèn tuyệt thế thần binh nhu yếu phẩm. Bởi vậy chỉ cần đem lôi kỳ lân thu phục, cơ bản liền tương đương với mang theo một cái di động rèn lò. Cho nên ngày sau chỉ cần có cũng đủ nguyên vật liệu, làm lôi kỳ lân hỗ trợ phát ra, liền có thể tùy thời tùy chỗ rèn tuyệt thế thần binh. Trần An Hảo lôi kỳ lân, Diệp Quân Lâm tiếp tục rèn thần binh cùng chạy nhanh ủng. Đương nhiên hiện tại còn nhiều hãng nhất nhiệm vụ, bên kia là giúp đỡ lôi kỳ lân rèn một kiện đỉnh cấp chiến y liên tiếp có tuyệt thế thần binh rèn mà thành, táng long sơn cốc thiên địa dị tưởng cũng càng ngày càng cường liệt. Mà bên ngoài thái ất thương sẽ nhãn tuyến tự nhiên cũng phát hiện dị thường, chỉ là sợ hãi với thiên lôi mới không dám tiến vào táng long sơn cốc tra xét. Theo sau thái ất thương sẽ cường giả từ thợ săn tiền thưởng trong miệng biết được, tử kim thương sẽ vân thuyền tiến vào táng long sơn cốc. Thám tử lập tức đem này tắc tin tức truyền quay lại Long Dương Thành. Thái Ất Thương hội nghị sự trong đại sảnh, Ngụy Thư Dương ở giữa mà ngồi các vị đối này thấy thế nào? Ngụy Thư Dương đem nhãn tuyến truyền đến tin tức thông báo thiên hạ. Hội trưởng, nói như thế tới tử kim thương sẽ kia con vân thuyền chính là ở táng Long Sơn Cốc mất đi tung tích, này cũng giải thích các nơi nhãn tuyến cũng chưa phát hiện nó nguyên nhân. Hơn nữa táng Long Sơn Cốc trung tâm khu vực thiên địa dị tượng thường xuyên xuất hiện, hiển nhiên là có kinh thế thiên tài địa bảo xuất hiện. Không sai, cũng chỉ có loại này khả năng mới có thể hấp dẫn tử kim thương sẽ chú ý, nếu không sao có thể bỏ gần tìm xa tới chúng ta địa bàn. Muốn ta nói Diệp Quân Lâm đều khả năng còn sống, nói không chừng tinh thế bảo bối chính là hắn phát hiện. Cái này suy đoán xuất khẩu, hiện trường nháy mắt một mảnh ồ lên. Đương nhiên cũng có người phản đối, suốt cuộc lúc trước là Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Điện chủ tuyên bố Diệp Quân Lâm tử vong tin tức. Ngụy Thư Dương mày nhíu chặt, hiển nhiên cũng ở nghiêm túc suy xét kế tiếp nên làm như thế nào nếu Diệp Quân Lâm còn sống, như vậy đối với Thái Ất Thương sẽ đến nói chính là trời giáng tiền của Phi Nghĩa. Việc này không nên chậm trễ, chư vị tùy bổn tọa đi trước táng Long Sơn Cốc tra xét hư thật, này có lẽ chính là chúng ta Thái Ất Thương sẽ tiến quân càng cao trình tự tuyệt hảo cơ hội. Ngụy Thư Dương lập tức làm ra quyết định, Thái Ất Thương hội chúng cao tầng sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Bọn họ đều là trà trộn giang hồ nhiều năm lão bánh quẩy, tự nhiên rõ ràng Diệp Quân Lâm nếu có thể tồn tại ra tới đối với Thái Ất Thương sẽ có cái gì bổ ích, Long Dương thành thái ất thương sẽ phân hội lần này có thể nói tinh nhuệ ra hết, từ Ngụy Thư Dương tự mình mang đội cưỡi vân thuyền đuổi buôn táng Long Sơn Cốc bên ngoài. Đến mục đích địa sau, vẫn luôn phụ trách bên ngoài tra xét nhãn tuyến nhóm cũng sôi nổi đuổi lại đây. ầm ầm ầm, răng rắc sát, táng Long Sơn Cốc bên trong sấm sét ầm ầm không ngừng, đặc biệt chân trời càng là hà quang vạn đạo, giống như trời cao phía trên mở ra thiên môn có thần minh dáng thế giống nhau. Ngụy Thư Dương cũng lập tức bị loại này cảnh tượng khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn cũng coi như là gặp qua rất nhiều đại việc đời, nhưng giống loại này khủng bố thiên địa dị tượng vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Mặt Khác Thái ất thương sẽ làm tầng đồng dạng tán thưởng liên tục, sôi nổi tỏ vẻ không uổng công chuyến này, Táng Long Sơn cốc trung tâm khu vực tất nhiên có kỳ bảo hiện thế. Hội trưởng suy đoán không sai, Từ Kim Thương sẽ người tất nhiên là bị nơi này cực phẩm bảo bối hấp dẫn mà đến các ngươi nói Diệp Quân Lâm có bao nhiêu còn sống khả năng. Nơi này thiên lôi cực độ khủng bố, hơn nữa tử kim thương sẽ rất nhiều cao thủ, chỉ sợ không có bất luận cái gì khả năng tồn tại ra tới. Này cũng chưa chắc, chỉ cần Diệp Quân Lâm có thể thừa nhận trụ mạnh nhất thiên lôi oanh kích, chưa chắc liền không thể tranh đến một đường sinh cơ. Nếu Diệp Quân Lâm còn sống, đó là chúng ta thái ất thương sẽ tốt nhất minh hiếu, đến lúc đó tùy tiện phân một ly canh, kia cũng nhất định được lợi không ít. Thời gian trôi đi, trong nháy mắt nửa tháng qua đi, thái ất thương hội chúng cao tầng như cũng không thấy Diệp Quân Lâm tung tích. Vì thế liền có người khuyên ngụy Thư Dương rút lui, nhiều người như vậy tại đây chờ đợi cũng là cực đại tài nguyên tiêu hao. Hội trưởng, chúng ta vẫn là triệt đi, không ai có thể tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ căng quá ba ngày. Đối mặt sẽ nội cao tầng chân thành khuyên bảo, ngụy Thư Dương chút nào không dao động. Như vậy đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ một tháng, nếu đến lúc đó còn không có tin tức, chúng ta liền tất cả rút lui. Ngụy thư Dương hạ quyết tâm, những người khác vừa thấy cũng chỉ có thể yên lặng vâng theo mệnh lệnh. Nhưng những người đó trong lòng lại là cảm giác Diệp Quân Lâm còn sống hy vọng càng ngày càng xa vời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vạn đảo thành tử kim thương sẽ phân hội chúng cao tầng cũng ở vẫn luôn chờ đợi tin tức. Bọn họ đầy cõi lòng chờ mong tính chờ đại trưởng lão đám người thắng lợi trở về nhưng mà liên tục qua đi nhiều như vậy thiên đại trưởng lão đám người như cũ không có trở về, cái này làm cho đáy lòng mọi người có chút hơi hơi hốt hoảng. Ngay cả Hoàng Phủ Hoàng Thịnh đều có chút điểm xấu dự cảm, nhưng là thông tin pháp khí mỗi ngày đều có tin tức truyền quay lại, lại làm hắn thoáng an tâm. Bên kia, ở gần một tháng thời gian nội, Cung Thiên Thu ở Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cũng củng cố địa vị. Đặc biệt ở Thánh Nữ tuyển chọn tái thượng lấy quả địch chúng nhẹ nhàng thủ thắng sau, càng là bị Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện một chúng cao tầng phi thường coi trọng, hơn nữa cung thiên thu bát diện linh lung thuận lợi mọi bề, càng là đạt được nhật nguyệt thần hỏa điện điện chủ tư đồ vạn dặm yêu ái. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, cung thiên thu đạt được rất nhiều nhật nguyệt thần hỏa điện tu luyện tài nguyên. Tư đồ vạn dặm vì đem cung thiên thu hoàn toàn chuyển biến vì tâm phúc, thậm chí trực tiếp hạ lệnh đem một cái loại nhỏ long mạch ban cho cung thiên thu, dùng để cắn nuốt tăng lên thực lực. Rất nhiều nhật nguyệt thần hỏa điện cường giả cũng là dốc túi mà thụ, đem rất nhiều công pháp truyền cho cung thiên thu. Trong lúc nhất thời cung thiên thu nghiễm nhiên bị trở thành tương lai người thừa kế bồi dưỡng, cảnh này khiến cung thiên thu lực ảnh hưởng cũng là cấp tốc bay lên. Cùng lúc đó bảy thánh tử cũng không nhàn rỗi, nơi nơi vì cung thiên thu tra xét long mạch cùng với thiên tài địa bảo. Ở hai bên mặt tu luyện tài nguyên thêm vào hạ, cung thiên thu thực lực lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Vô dụng bao lâu liền đã đạt tới phía trước công tôn nguyệt ảnh thực lực, thậm chí càng cường. Mà thông qua trong khoảng thời gian này khắp nơi nỗ lực, cung thiên thu cũng hoàn toàn khống chế toàn bộ thái hư thần tông. Ân học kiến trên cơ bản đã bị hoàn toàn hư cấu, tông phái nội rất nhiều mấu chốt chức vụ cũng đều là bị cung thiên thu tâm phúc cấp dưới tiếp quản. Loại này cục diện làm cung thiên thu cảm giác thành tựu 10 phần, nhưng là ở nhật nguyệt thần hỏa điện chư vị cường giả trước mắt, cung thiên thu biểu hiện đến dị thường điệu thấp. Thiên thu, người quả thực không làm bổn tỏa thất vọng, tu luyện hạn mức cao nhất nhất định phải so ánh trang mạnh hơn mấy lần. Tư đồ vạn dặm rất là vui mừng mà nói cung thiên thu cung kính mà nói, toàn bằng điện chủ cùng với các vị trưởng lão dốc lòng dạy dỗ, này chờ ân tình thiên thu định đem ghi nhớ với tâm. Tư đồ vạn giảm phi thường vừa lòng cung thiên thu thái độ, ám đạo gần nhất tâm huyết không có uổng phí. Phía trước còn bởi vì công tôn nguyệt ảnh thiệt hại ở táng long sơn cốc mà rất là tiếc hật, hiện tại nhìn thấy cung thiên thu tu luyện hạn mức cao nhất càng cao, cũng cuối cùng có điều an ủi. Đãi người thực lực lần nữa tăng lên lúc sau, bổn tọa liền lui cư nhị tuyến, ngày này Nguyệt Thần hỏa điện liền có thể giao từ ngươi tới quản lý Tư đồ vạn giảm tiếp tục hỏa bánh nướng lớn sâu trong nội tâm vẫn là tưởng quan sát quan sát lại làm quyết định phía trước đủ loại coi trọng cùng với truyền thụ công pháp hoàn toàn là muốn đem cung thiên thu lưu vì mình dùng đa tạ điện chủ tài bồi cung thiên thu dừng một chút tiếp tục nói điện chủ ta tưởng mau toại tự đề cử mình tra rõ hãn vì tương quan thế lực vì chết đi đồng môn báo thù rửa hận mong rằng điện chủ đáp ứng Cung Thiên Thu ý nghĩ thực rõ ràng, muốn hoàn toàn ở Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện củng cố địa vị, trừ bỏ giành được rất nhiều cao tầng ưu ái, còn phải vì vì tông môn làm ra thật đánh thật cống hiến mới được. Hãn phỉ sự kiện nháo đến ồn ào huyên náo, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cùng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện thương vong thảm trọng, mọi người trong lòng đều nghẹn một ngụm ác khí. Hiện giờ Hãn phỉ tuy rằng đã chết táng Long Sơn Cốc, nhưng là trung quy không có thể bị cao tầng thân thủ giết chết, trong lòng phẫn hận vẫn chưa hoàn toàn phóng thích nếu chính mình có thể thành công đem hãn phỉ đồng đảng điều tra ra tới, chắc chắn làm chính mình địa vị càng thêm củng cố. Tư đồ vạn dặm trầm ngâm một lát, nói, nếu người có này tâm, bổn tọa liền đáp ứng rồi, người cứ việc buông tay đi làm, cần phải đem hãn phỉ đồng đảng tất cả bắt được tới. Tuân mệnh, cung thiên thu kích động mà nói. Kế tiếp cung thiên thu liền bắt đầu toàn thân tâm điều tra hãn phỉ đồng đảng, thực mau thật đúng là tra được rất nhiều dấu vết để lại. Audio điện tử võ tấn bền trên thực tế Cung Thiên Thu có thể như thế nhanh chóng tra ra hãn phỉ tương quan dấu vết để lại, hoàn toàn quy công với lúc trước nàng phát triển mạnh tâm phúc thế lực. Trong đó đó là lấy đầu cô Tiêu cùng Huyền Minh cầm đầu tử sĩ đoàn, bọn họ ở Long Dương thành điều tra chỗ hãn phỉ cuối cùng tiến vào địa điểm là Thái Ất Thương sẽ. Tuy rằng Thái Ất Thương sẽ bên trong cao tầng đối với Diệp Quân Lâm đám người thân phận giữ kín như bưng, nhưng trên đời này không có không ra phong tường. Hơn nữa lúc trước Diệp Quân Lâm suýt nữa cùng Thái Ất Thương sẽ cường giả nhóm phát sinh xung đột, bên cạnh có không ít tông phái thế lực cường giả xem diễn. Từ bọn họ trong miệng biết được một ít bên trong tin tức cũng không tính quá khó, đặc biệt nếu là tăng thêm lãi nặng dụ hoặc liền càng thêm dễ dàng. Vì thế độc cô tiêu thực mau liền tra được đi theo ở hãn phỉ bên người mặt khác một nữ tử là mộ dung khuynh tuyết. Cung thiên thua ở biết được tin tức này sau, thực mau liền liên hệ đến lúc trước Nhật Nguyệt Thần Hỏa Học Viện các cao thủ biến mất trước cuối cùng đến tông phái chính là Tinh Nguyệt Thần Tông. Vì thế Cung Thiên Thu liền đem điều tra trọng tâm đặt ở Tinh Nguyệt Thần Tông thượng. Nếu là phóng tới trước kia, Cung Thiên Thu có lẽ đại khái suất bất lực trở về. Nhưng mà theo Diệp Quân Lâm chết táng Long Sơn cốc tin tức ở Tinh Nguyệt Thần Tông không ngừng lên men, tông môn nội đối với kế tiếp nên như thế nào đi làm dần dần xuất hiện hai thanh âm. Tuy rằng mộ dung huyền tình ở cực lực áp chế chân an, nhưng trung quy không có thể hoàn toàn khống chế được. Cuối cùng vẫn là bị cung thiên thu người cha được nhất mấu chốt tin tức, tinh nguyệt thần tông đã bị hãn phỉ tu hú chiếm tổ. Cung thiên thu lập tức đem tin tức này báo cho tư đồ vạn dặm. Bang! Tư đồ vạn dặm bỗng nhiên một phách cái bàn, lấy cứng rắn xương tử tinh chế tạo cái bàn theo tiếng mà toái. Hỗn trướng, kẻ hèn một cái tinh nguyệt thần tông thế nhưng dám can đảm trợ trụ vi ngược, bổn tọa muốn cho bọn họ hôi phi yên diệt tư đồ vạn dặm giận không thể át mà quát. Phía trước phát động rất nhiều tông phái đi bắt hãn phỉ bất lực trở về vốn là nghẹn một bụng khí, hiện giờ rốt cuộc có phát tiết khẩu. Điện chủ bất giận, sát gà nào dùng tể như đao. Thiên thu nguyện ý xuất lĩnh chúng tinh anh tiến đến quét sạch hãn phỉ đồng đảng. Cung thiên thu lại lần nữa chủ động xin ra trận. Tư đồ vạn dặm trầm ngâm một lát liền đồng ý, rất là vui mừng mà nói, thiên thu, lần này ngươi làm phi thường hảo, đãi ngươi tiêu diệt tinh nguyệt thần tông chiến thắng trở về, bổn tỏa tự mình vì ngươi khánh công. Chỉ dùng một tháng là có thể xét xử nhiều như vậy mấu chốt tin tức, từ đồ vạn giảm sát thật phi thường ngoài ý muốn, đồng thời cũng càng thêm coi trọng cung thiên thu. Thỉnh điện chủ yên tâm, thiên thu tất nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Cung thiên thu nói xong lập tức tụ tập rất nhiều cường giả chuẩn bị tiến công tinh nguyệt thần tông, nàng muốn mượn dùng này chiến ở nhật nguyệt thần hỏa điện nội hoàn toàn đứng vững gót chân. Bên kia, tinh nguyệt thần tông bên trong cũng được đến tin tức. Nghị sự trong đại sảnh, không khí nặng nề tới rồi cực điểm, một mảnh tĩnh mịch, giống như bão táp tiến đến trước cuối cùng yên lặng. Mộ dung Uyển tình ở giữa mà ngồi, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Tông chủ, phía trước người khăng khăng không nghe khuyên bảo nói, hiện tại khen ngược, muốn đi nhật nguyệt thần hỏa điện tranh thủ to rộng xử lý cũng đã chậm. Này nhưng như thế nào cho phải, tuy rằng lần này tiến công tinh nguyệt thần tông người không phải tư đồ vạn dặm, nhưng nghe nói là mới nhất tuyển chọn ra tới thánh nữ mang đội. Ta chính là nghe nói vị kia tân nhiệm thánh nữ thiên phú dị bẩm ở tuyển chọn tái thượng lấy quả địch chúng nhẹ nhàng thắng lợi, thực lực so công tôn nguyệt ảnh chỉ cường không yếu. Hơn nữa nhật nguyệt thần hỏa điện cao thủ thêm vào, chúng ta căn bản là không hề có sức phản kháng. Mọi người nghị luận sôi nổi, chúng cao tầng trên mặt khó nén khủng hoảng. Mộ Dung Uyển tình bị ồn ào đến sứt đầu mẻ chán, nàng phi thường rõ ràng một khi Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện đột kích, tinh nguyệt thần tông hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Muốn ta nói đều do Diệp Quân Lâm, lúc trước chúng ta đều ngăn đón, hắn một hai phải đem nhật nguyệt thần hỏa điện người toàn diệt. Hiện tại hắn vỗ vỗ mông chạy lấy người, sau đó làm chúng ta thu thập cục diện dối rắm thực sự đáng giận. Không sai, Diệp Quân Lâm chính là cái ngôi sao trổi, chọc đại hỏa lúc sau chính mình không ảnh, làm chúng ta thế hắn mua đơn. Mọi người lòng đầy căm phẫn, sôi nổi chỉ trích Diệp Quân Lâm táng long sơn cốc trung tâm khu vực nội. Diệp quân lâm tại đây trong một tháng rèn rất nhiều thần binh lợi khí. Nhưng nhất xuất sắc đó là tiền 10 bính tuyệt thế thần binh. Cao cấp nhất thần binh đồng thời yêu cầu chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, so sánh với dưới mặt sau 40 đem thần binh nhiều ít kém một chút đạo vận. Đương nhiên loại tình huống này không thể tránh được, mặc dù đoán tạo sư trình độ lại cao, cũng vô pháp bảo đảm rèn sở hữu thần binh đều có thể cùng thiên địa phù hợp độ đều ngang hàng. Hơn nữa loại này không gian khu vực dưới rèn thần binh, thiên địa đạo vận là đang không ngừng tiêu hao, cũng nguyên nhân chính là vì như thế mới có thể dần dần biến thiếu. Nhưng là này đó tuyệt thế thần binh kém không lớn, còn đều thuộc về đệ nhất thê đội tuyệt thế thần binh. Đến nỗi còn lại chuẩn thần binh càng là nhiều không kể xiết. Các ngươi hai cái tùy tiện chọn cái tiện tay binh khí đi. Diệp quân lâm cười nói. Ân huy cũng thi là tốt nhất ngự xuống tay đoạn, Diệp quân lâm am hiểu sâu việc này. Công Tôn Nguyệt Ảnh cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết quả nhiên hưng phấn không thôi, không hẹn mà cùng hướng Diệp Quân Lâm đầu đi cảm kích ánh mắt. Bọn họ ở Đông Đảo Thần binh lưỡi dao sắc bén trước xem kỹ hồi lâu, cái nào đều phi thường hảo, thật sự là có chút hoa cả mắt. Đương nhiên Công Tôn Nguyệt Ảnh hai nàng cũng có tự mình hiểu lấy, các nàng vẫn chưa chọn lựa kia 50 đem tuyệt thế thần binh. Đảo không phải hai nàng không nghĩ, mà là bởi vì những cái đó chân chính tuyệt thế thần binh các nàng căn bản vô pháp khống chế. Liên tỷ như chảm lôi cùng táng long, mặc dù cấp hai nàng sử dụng, các nàng chỉ sợ sẽ đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1 ngàn, căn bản vô pháp phát huy này mạnh nhất huy lực. Ta tuyển thanh kiếm này, kia ta tuyển thanh kiếm này. Hai nàng chọn lựa chuẩn thần cốt chế tạo thần binh, các nàng đối này yêu thích không buông tay. Công tôn Nguyệt ảnh gần như si mê nhìn trong tay trường kiếm, tuy rằng ở chỗ này chỉ là chuẩn thần binh, nhưng toàn bộ nhật nguyệt thần hỏa điện đều không có loại này cấp bậc thần binh. Mộ Dung Khuynh Tuyết càng là đem trường kiếm coi nếu chân bảo, nàng kiến thức xa không bằng Công Tôn Nguyệt Ảnh, nếu không phải đi theo Diệp Quân Lâm, hết cả đời này cũng đừng nghĩ được đến loại này cấp bậc thần binh lưỡi dao sắc bén. Hai nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến tương lai đi ra Táng Long Sơn cốc sau uy phong hình ảnh. Vứt bỏ khác không đề cập tới, mặc dù là lượng ra này hai thanh thần binh đều sẽ bị rất nhiều đỉnh cấp đại tông phái truy phủng tranh đoạt. Các ngươi lại từng người chọn lựa một đôi chạy nhanh ủng, có lợi cho các ngươi ngày sau chiến đấu. Diệp Quân Lâm không chút nào buồn xỉn, hắn cũng xác thật tưởng hảo hảo bồi dưỡng một chút hai nàng, rốt cuộc về sau không thể sở hữu sự tình đều tự mình ra tay. Hai nàng nghe vậy cao hứng phấn chấn, này đó chạy nhanh ủng chính là tăng lên tốc độ thần khí, đặc biệt các nàng tu luyện kiếm thuật đều thuộc về phiêu giật linh động lộ tuyến. Chạy nhanh ủng liền càng thêm hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, sẽ làm các nàng sức chiến đấu thẳng tắp tăng lên. Diệp quân lâm còn lại là cầm lấy rèn tốt chiến y đi vào lôi kỳ lân phụ cận đang chờ đợi diệp quân lâm rèn thần binh trong khoảng thời gian này nhưng đem lôi kỳ lân buồn hỏng rồi đặt ở ngày thường nó đã sớm đắm chìm trong lôi trong biển chơi đùa nhưng là khi đó táng long sơn cốc trung tâm khu vực nhất khủng bố thiên lôi đều bị diệp quân lâm hấp dẫn dùng cho rèn thần binh lôi kỳ lân bị bình thường thiên lôi oanh kích cùng cào ngứa vô dị chỉ có thể ở bên cạnh ngã đầu ngủ nhiều thường thường còn sẽ bị thiên lôi rèn luyện thần binh thanh âm đánh thức ô ngao thấy diệp quân lâm hướng chính mình đi tới Lôi kỳ lân bận rộn lo lắng chào hỏi, chỉ là này thanh quái kêu tràn ngập một tiêu án trách cùng bất mãn. Ở lôi kỳ lân xem ra, ở đối mặt tuyệt thế cường giả khi, nhận túng cũng là một môn nghệ thuật. Đã không thể hoàn toàn đánh mất tôn nghiêm, làm chính mình mặt mũi quét xác cũng không thể chọc giận cường giả, thu nhận họa sát thân. Tới, ta giúp người đem chiến y mặc vào, nằm sấp xuống. Diệp quân lâm cười ngâm ngâm mà nói. Lôi kỳ lân lắc lắc cực đại đầu, theo sau mới chậm rãi nằm đảo. Bất quá đối với Diệp Quân Lâm trong tay cái này chiến y lôi kỳ lân nhưng thật ra cảm thấy hứng thú, một lát sau Diệp Quân Lâm hỗ trợ mặc tốt. Quả nhiên ở chiến y dưới, lôi kỳ lân bên ngoài thân lôi điện lực lượng hoàn toàn biến mất, ngọn lửa cũng toàn bộ che giấu. Thực vừa người sao? Diệp Quân Lâm vuốt cầm bình luận. Lôi kỳ lân cũng là xoay tròn nhảy lên nhắm hai mắt, hiển nhiên đối với quần áo mới cũng rất là vừa lòng. Ô ngao! Quái tiếng kêu trung lộ ra hưng phấn cùng kích động, phảng phất đang hỏi mọi người, uy không uy vũ. Bá không khí phách. Diệp quân lâm khóe miệng trừ trừ, ám đạo này đầu kỳ lân thật có thể khoe khoang. Chúng ta cũng là thời điểm đi ra ngoài. Diệp quân lâm trầm giọng nói. Tuyệt thế thần binh, chuẩn thần binh, chạy nhanh ủng toàn bộ rèn hoàn thành, thậm chí có thể nói là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Công tôn nguyệt ảnh cùng mộ dung khuynh tuyết cũng phi thường kích động, cuối cùng có thể đi ra ngoài, diễu võ dương oai, một phen, trong khoảng thời gian này nhưng đem các nàng nghẹn hỏng rồi. Đặc biệt là trong lúc lo lắng hãi hùng, trong ngực cảm xúc nhu cầu cấp bách phát tiết đi ra ngoài. Chủ nhân, ta phía trước may mắn thao tác quá vân thuyền, tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng chỉ cần cho ta điểm thời gian là có thể quen thuộc. Công tôn Nguyệt ảnh dẫn đầu tỏ thái độ. Diệp quân lâm gật gật đầu, mang theo hai nàng bước lên vân thuyền bắt đầu nghiên cứu. Trải qua công tôn Nguyệt ảnh giảng giải, Diệp quân lâm cũng minh bạch vân thuyền đại khái nguyên lý. Kỳ thật vân thuyền bản thân chính là một trận thật lớn cơ quan phi thuyền, ở này bên trong trải rộng các loại cơ quan, lấy này tới khống chế vân thuyền phi hành trạng thái. Còn nữa đó là trộn lẫn cổ trận pháp, dùng để duy trì cơ quan vận chuyển cùng với ẩn thân tác dụng. Mà hệ thống động lực đồng dạng là dựa vào trận pháp thúc dục, như thế mới có thể dựa vào thiêu đốt đỉnh cấp linh tinh tới cung cấp vân thuyền phi hành năng lượng nguyên. Không nghĩ tới vân thuyền còn cất giấu nhiều như vậy học vấn, thế nhưng còn có thể hỗ trợ che giấu hành thích cùng hơi thở. Diệp Quân Lâm rất là cảm khái mà nói. Công Tôn Nguyệt Ảnh phụ họa nói, đúng vậy chủ nhân, hơn nữa Vân thuyền bị thương trận pháp yêu cầu đỉnh cấp trận sư khắc họa bố trí. Trận sư trình độ cao thấp, trực tiếp ảnh hưởng Vân thuyền các hạng tính năng, đương nhiên tiêu phí tài lực vật lực cũng không thể nhưng đồng nhật mà ngữ. Mộ Dung Khuynh Tuyết chỉ có thể ở bên nghe, đối này nàng là vô pháp cung cấp bất luận cái gì tham khảo tính ý kiến cùng kiến nghị, chỉ có thể ở bên phụ trách kinh ngạc cảm thán. Ước chừng dùng hai cái canh giờ, Công Tôn Nguyệt Ảnh rốt cuộc nắm giữ Vân thuyền điều khiển kỹ xảo. "Chủ nhân, chúng ta hiện tại là có thể đi ra ngoài, yêu cầu khởi động ẩn thân công năng sao?" Công Tôn Nguyệt Ảnh cung thanh hỏi. Diệp Quân Lâm vẫy vẫy tay, nói, "Không cần, bằng vào Vân thuyền nhưng vô pháp đem tất cả đồ vật dùng một lần vận đi ra ngoài, ta yêu cầu dùng đến bên ngoài những người đó." Công Tôn Nguyệt Ảnh tức khắc minh bạch Diệp Quân Lâm ý tứ, đây là muốn cố tình bại lộ vị trí đặc biệt hồi tưởng khởi tiến vào táng Long Sơn cốc phía trước, Diệp Quân Lâm đối thợ săn tiền thưởng tổ chức thành viên lời nói, công tôn Nguyệt Ảnh càng thêm cảm thán với Diệp Quân Lâm khủng bố. Chỉ mong thợ săn tiền thưởng tổ chức người còn ở, mộ dung khuynh tuyết âm thầm nói. Theo sau hai nàng cũng đem 50 bính tuyệt thế thần binh giấu trong vân thuyền chữ vật thương, một ít đỉnh cấp thiên tài địa bảo đối phương ở vân thuyền tầng ngoài. Đến nỗi mặt khác vài thứ kia như cũ chất đống tại chỗ, chờ đợi lần sau lại đây tiếp tục vận chuyển hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, công tôn nguyệt ảnh thanh âm truyền đến, chủ nhân mời ngồi hảo, chúng ta muốn xuất phát. Tiểu lôi, chúng ta phải đi, diệp quân lâm đối với lôi kỳ lân vẫy vẫy tay. Lôi kỳ lân lưu luyến nhìn nhìn bốn phía, ngay sau đó gầm nhẹ một tiếng làm như cáo biệt, bay lên không nhảy lên nhảy lên vân thuyền. Vèo, theo một tiếng vang lớn, vân thuyền bay lên trời, nhanh như điện chấp hướng tới táng long sơn cốc bên ngoài bay vút mà đi. Vân thuyền tốc độ cực nhanh, Diệp Quân Lâm đều không khỏi cảm thán, thứ này ra tốc đến xác định địa điểm cùng chính mình di động so sánh với đều không nhường một tấc. Bên kia, Ngụy Thư Dương dẫn dắt đông đảo Thái Ất Thương sẽ cường giả bên ngoài chờ, vừa muốn chuẩn bị hôm nay rút lui, lại đột nhiên nghe được phá âm chứng tiếng động truyền đến. Hội trưởng, là tử Kim Thương sẽ vân thuyền, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tử Kim Thương sẽ thực lực cường hãn, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ A. Tất nhiên là bọn họ tìm được rồi trí bảo, thiên địa dị tượng đã biến mất. Ngụy Thư Dương ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Vân Thuyền phương hướng, như lâm đại địch. Đại gia vững vàng, nếu Tử Kim Thương sẽ người không tuân thủ quy củ, liền cùng bọn họ liều mạng. Ngụy Thư Dương ngữ khí ngưng trọng mà nói, tuy rằng Tử Kim Thương sẽ tổng hợp thực lực viễn siêu Thái Ất Thương sẽ, nhưng chung quy đây là ở Thái Ất Thương sẽ địa bàn thượng, quyết không thể không hạn cuối thoái nhược. Leng keng keng, chúng Thái Ất Thương sẽ cường giả sôi nổi đao kiếm ra khỏi vỏ, như lâm đại địch. Bọn họ tất cả mọi người rõ ràng, nếu tử kim thương sẽ thật là phát hiện đỉnh cấp thiên tài địa bảo, tất nhiên sẽ cho rằng bên ta là tới tranh đoạt. Hai bên đại chiến cơ hồ khó có thể tránh cho, mà tử kim thương sẽ từ trước đến nay dùng võ lực cường hãn sưng, một khi giao thủ, sinh tử khó liệu. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, mọi người thậm chí liền hô hấp cũng không dám quá dùng sức. ầm 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 vân thuyền chậm rãi rơi xuống đất, tất cả mọi người không tự chủ được về phía sau lui lại mấy bước. Ngay cả Ngụy thư Dương đều vào giờ phút này ngừng lại rồi hô hấp, tay cầm kiếm đều rất nhỏ run rẩy hai hạ. Ca. Cửa khoang mở ra, ba đạo thân ảnh tự bên trong chậm rãi đi ra. Thế nhưng là Diệp Tiên Sinh. Trong đám người có mắt sắc giả dẫn đầu kinh hô ra tiếng. Những người khác nhìn chăm chú xem nhìn, quả nhiên nhìn đến trước hết ra tới chính là Diệp Quân Lâm, theo sát sau đó chính là Công Tôn Nguyệt Ảnh cùng Mộ Dung Khuynh Tuyết. Không hổ là Diệp Tiên Sinh a. Thế nhưng liền như vậy khủng bố thiên lôi đều không thể thương đến Diệp Tiên Sinh. Cuối cùng không cần liều mạng. Mọi người kích động không thôi, có người thậm chí tại chỗ nhảy dựng lên. Thái Ất Thương sẽ tuyệt đối cao tầng cũng dùng phi thường kính nể ánh mắt nhìn Ngụy Thư Dương. Đúng là bởi vì Ngụy Thư Dương kiên trì, Thái Ất Thương sẽ mới có thể nhiều đợi một tháng thời gian, sự thật chứng minh bọn họ đánh cuộc chính xác. Từ Táng Long Sơn cốc đi ra chính là Diệp Quân Lâm. Các ngươi mau xem Vân thuyền thương đồ vật giống như đều là thiên tài địa bảo A. Cửu U Minh Cốt Hoa, Hỏa Liên, đỉnh cấp thần cốt. Thiên A, bất luận cái gì giống nhau đều là đỉnh cấp bảo bối. Kia hai dạng là tuyệt thế thần binh đi. Mọi người kinh ngạc cảm thán thanh hết đợt này đến đợt khác. Diệp Quân Lâm vẫn chưa toàn bộ đem thiên tài địa bảo bại lộ ra tới, ngay cả tuyệt thế thần binh cũng chỉ là hiển lộ ra táng long cùng chảm lôi. Ngụy Thư Dương bận rộn lo lắng đi đến cũng Quân Lâm phụ cận, rất là vội vàng hỏi, Diệp tiên sinh, tử kim thương sẽ người đâu? Đều bị ta giết. Diệp quân lâm khinh phiêu phiêu mà nói. T. Ngụy Thư Dương không tự chủ được mà đảo hút khẩu khí lạnh. Có thể bị tử kim thương sẽ phái ra điều khiển vân thuyền nhân viên khẳng định là bên trong cao tầng, tu vi cảnh giới có thể nghĩ. Hơn nữa căn cứ phía trước nhãn tuyến hội báo, nếu không phải tên kia nhãn tuyến thực lực đã đạt tới đại hình tông phái cầm lái giả mặt, cũng không nhất định có thể cảm giác đến tử kim thương sẽ cường giả tồn tại. Nói cách khác, lúc trước ở vân thuyền phía trên tử kim thương sẽ cường giả kém cỏi nhất cũng là đạt tới đại hình tông phái cầm lái giả trình tự, hơn nữa nhân số vượt qua 5 người. Chỉ đội ngũ này sức chiến đấu chỉ sợ có thể dễ dàng hủy diệt một cái đại hình tông phái, kết quả lại bị diệp quân lâm cấp đoàn diệt. Thực lực của hắn không khỏi cũng quá khủng bố đi. Ngụy Thư Dương cảm nhận chung vô cùng chấn động. Ô ngao! Đúng lúc này, một đạo giống như tiếng sấm tiếng gầm gừ tự vân trên thuyền phương chuyển đến, đem mọi người chấn đến màng tai sinh đau. Mọi người sôi nổi theo tiếng âm nhìn lại, liền thấy một đầu bộ mặt giữ tợn linh thú lập với vân thuyền phía trên. Giờ phút này nó chính dương bồn máu mồm to, ẩn ẩn có ngọn lửa ở quanh hơi thở phun ra. Đây là cái gì linh thú? Kỳ, kỳ lân, hình như là kỳ lân A. Người xác định kỳ lân sẽ phóng điện. Lôi kỳ lân thực hưởng thụ những người này chưa hiểu việc đời bộ dáng, dung đùi đắc ý, phảng phất lãnh đạo ở kiểm duyệt cấp dưới xếp hàng giống nhau, thứ này hảo có thể trang so a, à. mọi người trong lòng cơ hồ đồng thời phát lên như vậy ý niệm. Diệp Quân Lâm cũng là dở khóc dở cười, hắn đã sớm phát hiện Lôi Kỳ Lân là trang ung thư thời kỳ cuối, người bệnh tìm được cơ hội phải trang một đợt. Tiểu Lôi, người cấp lão tử điệu thấp điểm, Diệp Quân Lâm trầm giọng nói, vì thế Lôi Kỳ Lân ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi nằm đảo thuận theo đến giống như miêu mễ giống nhau. Mọi người lại lần nữa khiếp sợ không thôi, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được lôi kỳ lân thực lực cường hãn, thậm chí so sánh đại hình tông phái cầm lái giả chiến lực, thậm chí càng cường. Nhưng mà chính là như vậy một đầu khủng bố hung thú, thế nhưng đối diệp quân lâm nói gì nghe nấy. Đặc biệt lôi kỳ lân trong ánh mắt toát ra tới cảm xúc rõ ràng gọi là sợ hãi, rất khó tưởng tượng thứ này đã từng bị diệp quân lâm khi dễ đến loại nào nông nổi. Ngụy Thư Dương đồng dạng cực kỳ kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Tử Kim Thương sẽ siêu cường đội ngũ đều bị Diệp Quân Lâm đoàn diệt, cũng liền nháy mắt bình thường trở lại. Diệp Tiên Sinh, không biết ngài có không nguyện ý cùng Thái Ất Thương sẽ hợp tác? Ngụy Thư Dương đầy mặt chân thành hỏi. Diệp Quân Lâm cười ngâm ngâm mà hỏi ngược lại, như thế nào hợp tác? Ta tưởng mời ngài trở thành Thái Ất Thương sẽ thủ tịch rèn đại sư. Ngụy Thư Dương nói thẳng ra mục đích. Diệp Quân Lâm không tỏ ý kiến cười khẽ hai tiếng, tiếp tục hỏi, kia ta có thể được đến cái gì chỗ tốt. Thái ất thương sẽ đem cấp trần tiên sinh cấp bậc cao nhất đãi ngộ, thái ất thần tổ tổng cộng hơn một ngàn danh cao thủ nhưng tùy thời nghe theo ngài điều phái. Vô luận cái gì giao dịch, ngài còn có thể hưởng thụ lớn nhất yêu đãi lực độ. Đồng thời nếu ngài nghĩ muốn cái gì thiên tài địa bảo, thái ất thương sẽ đem bất kể đại giới vì ngài siêu tập. Nếu ngài nguyện ý, Long Dương thành thái ất thương sẽ phó hội trưởng chi vị, ta đều cam tâm tình nguyện dâng lên. Ngụy thư Dương khai ra điều kiện có thể nói thành ý 10 phần, hắn đầy mặt mong đợi nhìn Diệp Quân Lâm, chờ đợi hắn cuối cùng hồi đáp. Diệp Quân Lâm trầm ngâm một lát sau, nói: "Chúng ta lại suy xét suy xét, nhưng là Ngụy hội trưởng xin yên tâm, về sau ta tưởng giao dịch nói Thái Ất Thương sẽ sẽ là đầu tuyển hợp tác đồng bọn." Diệp Quân Lâm vẫn chưa đem nói chết, Thái Ất Thương sẽ dù sao cũng là rất cao cấp bậc đại hình thế lực, về sau chính mình ở Côn Luân khư dừng chân sớm hay muộn dùng đến. Nhưng là Diệp Quân Lâm cũng không nghĩ trực tiếp đáp ứng xuống dưới, nếu không đối với chính mình quá mức trói buộc. Hảo, chúng ta đây một lời đã định. Ngụy Thư Dương có chút kích động mà nói. Tuy rằng không được đến muốn kết quả, nhưng Diệp Quân Lâm cái này, đầu tuyển hợp tác đồng bọn, hứa hẹn cũng cực kỳ quan trọng. Rốt cuộc Diệp Quân Lâm chính là đỉnh cấp rèn đại sư, đi qua trong tay hắn rèn thần binh, kia nhưng đều là vật báu vô giá. Đối với Thái Ất Thương sẽ mà nói đồng dạng là thật lớn tài phú. Thái Ất Thương sẽ những người khác nghe nói lời này cũng là kích động vạn phần. Thái Ất Thương sẽ có thể có một vị đỉnh cấp rèn đại sư đầu tuyển hợp tác hứa hẹn, quả thực tương đương với ôm lấy một cái có thể vô hạn phát tài chậu châu báu. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Sa Điêu Điện chủ thế nhưng tuyên bố Diệp Tiên Sinh chết táng Long Sơn Cốc, quả thực là quá vượng xuẩn. Chính là, Diệp Tiên Sinh thực lực cường hãn, kẻ hèn thiên lôi sao có thể nề hà được hắn. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện cũng là thật sự đủ ngốc, bọn họ chỉ sợ còn không biết chính mình chiêu chọc như thế nào khủng bố tồn tại. Lấy Diệp Tiên sinh thực lực, hủy diệt Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện dễ như trở bàn tay. Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện trung quy sẽ vì bọn họ ngu xuẩn mua đơn. Thái ất thương hội chúng cao tầng nghị luận sôi nổi, thậm chí có người đã bắt đầu chào phúng Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện đại nạn buông xuống. Diệp Tiên sinh, ngài kế tiếp có tính toán gì không? Tử Kim Thương sẽ chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngụy Thư Dương nhắc nhở nói. Diệp quân lâm chút nào không thèm để ý, cười nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nếu tử kim thương sẽ người muốn tìm cái chết, kia liền cứ việc tới tìm ta báo thù đi. Thấy Diệp quân lâm vẫn chưa đem tử kim thương sẽ để vào mắt, Ngụy Thư Dương cũng không dám thâm khuyên, lo lắng chọc giận Diệp quân lâm hoàn toàn ngược lại. Ngụy hội trưởng, người trước dẫn người trở về đi, ta còn có chút sự tình yêu cầu xử lý, nếu lại yêu cầu, ta sẽ chủ động tìm tới môn. Diệp quân lâm đã tại hạ lệnh đuổi khách. Ngụy Thư Dương cũng không dám ở lâu, ngay sau đó trong ngực chung móc ra một cái đỏ như máu huy chương đưa cho Diệp Quân Lâm. Diệp tiên sinh đây là thái ất thương sẽ tối cao cấp bậc huy chương, còn có được thông tin công năng, có thể trực tiếp liên hệ đến các phân hội người phụ trách. Ngụy Thư Dương trầm giọng nói. Diệp Quân Lâm vẫn chưa cử tuyệt Ngụy Thư Dương hảo ý, trực tiếp đem thái ất thương sẽ đỉnh cấp huy chương thu vào trong túi. Ngụy hội trưởng, các người đi về trước đi, miễn cho nơi đây tin tức lan truyền đi ra ngoài, Tử Kim Thương sẽ tìm các ngươi phiền toái. Diệp Quân Lâm trầm giọng nói. Ngụy Thư Dương sắc mặt nháy mắt ngưng trọng lên, hắn minh bạch Diệp Quân Lâm ý tứ, Tử Kim Thương sẽ rất nhiều cường giả bị đoàn diệt, tất nhiên sẽ không thiện bái Cam Hưu. Một khi biết được Thái Ất Thương sẽ cùng Diệp Quân Lâm có quan hệ, thế tất sẽ đã chịu liên lụy, đến lúc đó liền thuộc về hết đường chối cãi. Đa Tạ Diệp Tiên sinh nhắc nhở, kia ta chờ liền trước rời đi. Ngụy Thư Dương dừng một chút lại bận rộn lo lắng bổ sung nói, nếu là Diệp Tiên Sinh có bất luận cái gì yêu cầu, cứ việc sử dụng huy chương liên hệ tại hạ. Chẳng sợ đối phương là tử kim thương sẽ, chúng ta thái ất thương sẽ cũng sẽ theo lý cố gắng, rốt cuộc nơi này bàn chung quy là thái ất thương sẽ. Ngụy Thư Dương lời này có thể nói là nghiêm chỉnh biểu lộ lập trường, thật tới rồi kia một bước, vì Diệp Quân Lâm mặc dù cùng tử kim thương sẽ trở mặt cũng không tiếc. Ngụy hội trưởng ân tình này ta nhớ kỹ, yên tâm, rèn thần binh không thể thiếu thái ất thương sẽ phần. Diệp Quân Lâm cười nói. Nếu đối phương kỳ hảo, Diệp Quân Lâm liền cũng có qua có lại. Ngụy Thư Dương ôm quyền vui mừng ra mặt, ngay sau đó dẫn dắt thái ất thương hội chúng cao thủ rời đi. Tuy rằng Vân trên thuyền chuyên trở như vậy nhiều ngày tại địa bảo, nhưng là Diệp Quân Lâm rõ ràng muốn giao dịch ý tứ, Ngụy Thư Dương cũng không dám thâm hỏi. Thái ất thương sẽ thành viên tất cả rời đi sau, Diệp Quân Lâm trực tiếp đem ánh mắt chuyển rời đến xa hơn địa phương. Đừng lén lút cất giấu, không muốn chết nói liền chạy nhanh hiện thân. Diệp quân lâm thanh nếu sấm đánh, nháy mắt liền ở chân trời nổ vang. Phảng phất trang bị đại hào khuyết đại âm thanh khí, đem kia khu rừng nội cất giấu rất nhiều thợ săn tiền thưởng tổ chức thành viên chấn đến đầu váng mắt hoa. Tu vi kém một chút người lại là trực tiếp ngất qua đi. Bọn họ đúng là phía trước ở táng long sơn cốc chung quanh du đáng những cái đó thợ săn tiền thưởng. Không bao lâu, này đó thợ săn tiền thưởng chạy nhanh tới, khi bọn hắn thấy rõ là Diệp quân lâm sau, Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Thế nhưng là phía trước vị kia cuồng, đại nhân. Như vậy khủng bố thiên lôi oanh kích cũng chưa có thể nề hà với hắn. Này con vân thuyền thoạt nhìn có điểm quen mắt A. À? Giống như là đến từ tử kim thương sẽ. Chẳng lẽ giết chúng ta đồng bạn những người đó là tử kim thương sẽ cường giả. Nhìn dáng vẻ những cái đó cường giả cũng không có thể may mắn thoát khỏi A. À? Thợ săn tiền thường tổ chức thành viên thật sự cảm giác không thể tưởng tượng đặc biệt nghĩ đến Diệp Quân Lâm tiến vào táng Long Sơn Cốc khi nói được kia phiên lời nói, càng là cực kỳ chấn động. Cái gì là tuyệt thế cường giả? Đây là... hoàn toàn không đem cái gọi là cấm địa tuyệt địa để vào mắt. Tiền bối có gì phân phó? Thợ săn tiền thưởng thủ lĩnh thật cẩn thận mà nói. Hồi tưởng khởi phía trước đã từng chào phúng Diệp Quân Lâm là cái không lựa lời cuồng đồ, hắn liền cảm giác một trận trong lòng run sợ, sợ Diệp Quân Lâm thu sau tính sổ. Những người khác cũng là nơm nớp lo sợ, Diệp Quân Lâm có thể ở khủng bố thiên lôi cùng tử kim thương sẽ đỉnh cấp cường giả thủ hạ bình yên vô sự, đủ để chứng minh thực lực là cỡ nào khủng bố. Diệp Quân Lâm nghiền ngẫm mà nói, phía trước cùng các ngươi nói, giúp ta vận điểm đồ vật, các ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Sẽ không sẽ không, tiền bối phái phát nhiệm vụ, đó chính là để mắt thợ săn tiền thường tổ chức, chúng ta tuyệt đối sẽ không không biết điều. Thợ săn tiền thường thủ lĩnh bận rộn lo lắng tỏ thái độ, tư thái đã hèn mọn tới rồi cực điểm. Đối mặt Diệp Quân Lâm này tôn sát thần, thủ lĩnh cũng không dám có chút đắc tội, mặc dù là tử kim thương sẽ mấy vị cường giả đều toàn quân bị diệt. Nếu là chọc giận Diệp Quân Lâm, chỉ sợ toàn bộ thợ săn tiền thưởng tổ chức đều đem gặp phải tai họa ngập đầu. Diệp Quân Lâm vừa lòng gật gật đầu, nói, "Vậy là tốt rồi, yên tâm, chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi." "Chủ nhân, chúng ta kế tiếp đi nơi nào?" Đúng lúc này, công Tôn Nguyệt Ảnh đột nhiên cung thanh hỏi diệp quân lâm trầm ngâm một lát nói đi trước tinh nguyệt thần tông tinh nguyệt thần tông hiện giờ đã là chính mình tông phái diệp quân lâm cũng kế hoạch lấy tinh nguyệt thần tông vi căn cơ phát triển tông phái thế lực mau chóng ở côn luân khư đứng vững gót chân không lâu trước đây không cự tuyệt thái ất thương sẽ đề nghị cũng là ở vì tương lai kết minh hữu làm trải chăn rốt cuộc chính mình không có khả năng mọi thời tiết lưu tại tông nội trấn thủ tiền bối tinh nguyệt thần tông gần nhất có đại sự xảy ra ngài khả năng còn không biết đâu đi thợ săn tiền thường thủ lĩnh run giọng nói. Sao lại thế này? Mộ dung khuynh tuyết dẫn đầu truy vấn, nàng từ nhỏ ở tinh nguyệt thần tông lớn lên, đối với tông môn cảm tình hơn xa thường nhân có thể so sánh. Là nhật nguyệt thần hỏa điện cha được lúc trước đánh chết tông môn đông đảo thiên kiêu hãn phỉ cùng tinh nguyệt thần tông quan hệ phỉ thiền, cho nên liền phái tân nhiệm thánh nữ đi. Thợ săn tiền thưởng thủ lĩnh nói đột nhiên im bặt, bởi vì hắn đột nhiên liên tưởng đến một việc, diệp quân lâm giống như liền rất phù hợp hãn phỉ rất nhiều đặc điểm. Thực lực cường hãn, bên người mang hai vị thánh nữ, cùng tinh nguyệt thần tông có liên hệ. Diệp Quân Lâm cười nói, tiếp tục nói tiếp, muốn một chữ không lậu. "Hảo, tốt." Thợ săn tiền thường thủ lĩnh Thanh Âm đều ở kịch liệt run rẩy, ngay sau đó đem sở hiểu biết tình huống nói thẳng ra. Công Tôn Nguyệt Ảnh biết được chính mình thánh nữ thân phận bị thay đổi, mới đầu còn có chút tức giận, nhưng thực mau liền bình thường trở lại. Thậm chí còn cảm thấy Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện thánh nữ cũng không có gì ghê gớm xa không bằng đi theo giả Diệp Quân Lâm bên người được đến chỗ tốt nhiều. Tìm được cơ hội nhất định phải ở Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện chúng cao tầng trước mặt chứng minh bọn họ sai rồi. Công Tôn Nguyệt ảnh âm thầm hạ quyết tâm. Mộ Dung Khuynh Tuyết nghe vậy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dựa theo thợ săn tiền thưởng thủ lĩnh theo như lời, Tinh Nguyệt Thần Tông khó thoát bị diệt môn bi thảm vận mệnh. Nghĩ đến từ nhỏ trưởng thành địa phương sắp hủy trong một sớm, đem chính mình coi như mình ra sư môn trưởng bối giữ nhiều lành ít mộ dung khuynh tuyết liền cảm giác lòng nóng như lửa đốt. Tông chủ, chúng ta nhanh lên chạy trở về đi, có lẽ còn kịp. Mộ dung khuynh tuyết thanh âm rõ ràng lộ ra vội vàng. Diệp quân lâm gật gật đầu, nói, tinh nguyệt thần tông là nhất định muốn cứu, nhưng là bên trong vài thứ kia cũng muốn trở đi. Hạ quyết tâm, Diệp quân lâm trực tiếp phân phó thợ săn tiền thường tổ chức đi lộng phương tiện chuyên trở. Trước đem bên trong rất nhiều chuẩn thần binh cùng thiên tài địa bảo vận ra táng long sơn cốc. Bởi vì thợ săn tiền thường tổ chức gần nửa năm đều ở táng Long Sơn cốc phụ cận hoạt động, các loại phương tiện chuyên trở đầy đủ hết thả liền ở phụ cận. Theo sau mọi người liền đi theo vân thuyền tiến lên quỹ đạo tiến vào táng Long Sơn cốc, lấy này tới lần tránh thiên lôi cùng địa mạch lực lượng uy áp. Gần một chuyến liền đem vài thứ kia vận chuyển ra tới. Đương thợ săn tiền thường tổ chức ở nhìn đến nhiều như vậy chuẩn thần binh khi đều sợ ngây người, giống như khất cái đột nhiên thấy được trồng chất như núi kim cương. Nhưng mà chúng thợ săn tiền thưởng cũng phi thường rõ ràng, mặc dù là mấy thứ này giá trị liên thành, cũng không phải bọn họ có thể mơ ước. Khuynh tuyết, người mang theo tiểu lôi áp đội, giám sát bọn họ đem đồ vật vận hướng tinh nguyệt thần tông, ta cùng ánh trăng trước thừa vân thuyền chạy tới nơi cứu viện. Mới ra táng long sơn cốc, Diệp Quân Lâm liền trực tiếp phân phó nói. Mộ dung khuynh tuyết tuy rằng lo lắng tinh nguyệt thần tông tình huống, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Nhiều như vậy chuẩn thần binh cùng thiên tài địa bảo cần thiết đến có tâm phúc giám thị, lưu lại công tôn nguyệt ảnh khủng có không ổn, rốt cuộc nàng xuất thân nhật nguyệt thần hỏa điện. Một khi đã không có diệp quân lâm áp chế, khó bảo toàn nàng không làm cái gì chuyện khác người. Huống chi này đó thợ săn tiền thường tổ chức người nếu không ai dám thì cũng không hoàn toàn đáng tin cậy, lôi kỳ lân lưu lại liền không giống nhau. Các người tốt nhất đừng chơi cái gì đa dạng, nếu không mặc dù là lên trời xuống đất, lão tử cũng muốn đem toàn bộ thợ săn tiền thưởng tổ chức hủy diệt. Diệp quân lâm cảnh cáo nói, chúng thợ săn tiền thưởng bận rộn lo lắng tỏ thái độ không dám dở trò, bọn họ thật đúng là không dũng khí ăn trộm Diệp quân lâm đồ vật. Gian xếp hào hết thảy, Diệp quân lâm cùng công tôn Nguyệt ảnh lại lần nữa bước lên vân thuyền hỏa tốc chạy tới tinh nguyệt thần tông. Tinh nguyệt thần tông các đại phân đà. Rất nhiều rộng lớn kiến trúc đã là trở thành một mảnh phế tích, thi hài khắp nơi máu chảy thành sông. Cung Thiên Thu lấy thánh nữ thân phận xuất lĩnh nhật nguyệt thần hỏa điện rất nhiều cường giả tiến công tinh nguyệt thần tông. Đồng thời Cung Thiên Thu vì lớn nhất trình độ củng cố chính mình địa vị, này chiến gương cho binh sĩ, mỗi khi đều sung phong liều chết đến trước nhất tuyến. Nhật nguyệt thần hỏa điện vốn là chiếm cứ tuyệt đối thực lực ưu thế, hơn nữa Cung Thiên Thu tự mình đấu tranh anh dũng, càng là tinh thần ủng hộ nhân tâm đại chấn. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Đại Quân liền lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế liền hạ tinh Nguyệt Thần Tông 10 dư tòa phân đà. Tinh Nguyệt Thần Tông đệ tử tuy rằng cũng ở phấn khởi chống cự, tiếc rằng thực lực kém quá nhiều, trong lúc nhất thời thương vong vô số chiến ý huệ oải không phấn chấn. Còn sót lại thế lực sôi nổi chiều Tinh Nguyệt Thần Tông tổng đà tụ lại, những cái đó lựa chọn chạy tán loạn đệ tử còn lại là bị Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Tinh Anh chém giết hầu như không còn. Tinh Nguyệt Thần Tông tổng đà. Nghị sự trong đại sảnh. Mộ Dung Uyển Tình ở giữa mà ngồi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy tàn tác mà đến phân đà may mắn còn tồn tại trưởng lão chính giảng thuật tình hình chiến đấu mặt khác tinh nguyệt thần tông trung tâm cao tầng sắc mặt đồng dạng khó coi tới rồi cực điểm tông chủ đối mặt nhật nguyệt thần hỏa điện cường giả công kích chúng ta không có nửa điểm thắng lợi khả năng vẫn là nghĩ cách nghị hòa đi đúng vậy tông chủ nhật nguyệt thần hỏa học viện những người đó rốt cuộc đều không phải là chúng ta ra tay đánh chết tinh nguyệt thần tông cũng là bị lôi cuốn người bị hại thôi một đám lão hồ đồ hiện tại nói này đó các ngươi cho rằng nhật nguyệt thần hỏa điện tân nhiệm thánh nữ sẽ nghe đi vào sao. Mặc dù là chúng ta nguyện ý giảng hòa, nhưng nhật nguyệt thần hỏa điện cũng chưa chắc đáp ứng, tân nhiệm thánh nữ hiển nhiên muốn mượn này ở tông môn nội tạo uy tín. Lời vừa nói ra, mọi người tâm nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc. Trong đại sảnh một mảnh tĩnh mịch, tinh nguyệt thần tông chúng cao tầng thở ngắn than dài. Một bên thực lực hùng hậu thả khí thế như hồng, bên kia chiến lực gầy yếu thả nhân tâm tan giã, Quyết chiến còn chưa mở ra, kết quả đã là chú định. Khởi bẩm tông chủ, nhật nguyệt thần hỏa điện tân nhiệm thánh nữ đã binh lâm thành hạ. Hội báo giả thanh âm rõ ràng đang run rẩy. Mộ dung huyền tình kiều khu nhất chấn, trầm mặc thật lâu sau mới vừa rồi chậm rãi đứng lên. Lạnh lùng nói, chư vị trưởng lão, hiện tại cũng đừng tâm tồn ảo tưởng có thể nghị hòa, vị kia tân nhiệm thánh nữ chính yêu cầu chiến công tới tạo uy tín. Hiện giờ đã là tông môn sinh tử tồn vong khoảnh khắc, chư vị tùy ta cộng phó chiến trường, mặc dù là chết trận cũng muốn làm nhật nguyệt thần hỏa điện trả giá thảm trọng đại giới. Không thể không nói mộ dung huyền tình vẫn là có chút quyết đoán, ngắn ngủn nói mấy câu làm uể oải không khí tỉnh lại không ít. Thậm chí đã có không ít trưởng lão đều một lần nữa có đập nồi dìm thuyền quyết tâm, rốt cuộc tinh nguyệt thần tông là bọn họ suốt đời tâm huyết. Vì bảo hộ tông môn mà chiến, mặc dù cuối cùng chết trận, cũng coi như là chết có ý nghĩa theo sau mộ dung huyền tình dẫn dắt chúng trưởng lão đi ra đại điện, lập tức đi tới tổng đà cửa thành phía trên. Nhìn dưới thành tinh kỳ phấp phới, dậm dạp đám người, mộ dung huyền tình đám người sắc mặt lại khó coi vài phần. Vô luận nhân số vẫn là chất lượng đều tồn tại thật lớn sai biệt, này trượng còn như thế nào đánh. Cung thiên thu chậm rãi đi đến phía trước nhất, đối với đầu tường mọi người hô to, tinh nguyệt thần tông nghe, ngoan ngoãn khai thành đầu hàng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu không bổn thánh nữ hôm nay nhất định phải san bằng Tinh Nguyệt Thần Tông, tông môn nam tính tất cả chém giết, nữ đệ tử tất cả làm nô làm tỳ. Tinh Nguyệt Thần Tông thủ thành đệ tử sắc mặt đột biến, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện vốn chính là cái cũng chính cũng tà tông môn, nếu trở thành nữ nô, quả thực là sống không bằng chết. Mộ Dung Uyển tình cao giọng nói, chư vị đệ tử, chỉ có liều chết vật lộn mới có thể tranh thủ một đường sinh cơ, khai thành đầu hàng tuyệt không có kết cục tốt. Nay chiến ta cùng các trưởng lão sẽ tận khả năng bám trụ quân địch người chờ có cơ hội liền có thể chạy trốn, đợi cho tương lai việc học có thành tựu nhớ rõ cho chúng ta báo thù rửa hận. Này sóng nhân tâm thu mua hiệu quả thật tốt, tinh nguyệt thần tông đệ tử lại lần nữa cùng chung kẻ địch, chuẩn bị cùng tông môn cùng tồn vong. Cung thiên thu cười lạnh nói, thật là một đám ngoan cố không hóa ra hỏa, chư vị, tùy ta cùng nhau dẹp yên tinh nguyệt thần tông đi. Cần tuân thánh nữ pháp chỉ, chúng nhật nguyệt thần hỏa điện cường giả trăm miệng một lời mà nói. Cung thiên thu tại đây chiến trung gương cho binh sĩ, đã hoàn toàn thắng được nhật nguyệt thần hỏa điện một chúng cao tầng cùng với đệ tử tôn trọng. Sát, cung thiên thu ra lệnh một tiếng, nhật nguyệt thần hỏa điện đại quân tiếng kêu rung trời, trực tiếp công hướng tinh nguyệt thần tông tổng đà cửa thành. Các cao thủ ngự không mà đi, trực tiếp đăng lâm đầu tường quyết chiến, môn nhân đệ tử thì tại dưới thành chém giết. Mộ dung huyền tình đồng dạng hạ lệnh động thủ, hai bên đại quân binh đối binh tướng đối đem, nháy mắt hỗn chiến ở một chỗ hai bên không giao chiến bao lâu thời gian là có thể rõ ràng nhìn ra, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện đã khống chế được cục diện. Trên chiến trường tinh Nguyệt Thần Tông Cường giả bị nhiều danh cùng cấp bậc thậm chí người càng mạnh vây công cảnh tượng nơi nơi có thể thấy được, kết cục cũng liền có thể nghĩ. Cung Thiên Thu tiếp tục đầu tàu gương mẫu, trong tay trường kiếm huy động kiếm khí lẫm lẫm đã có ba gã tinh Nguyệt Thần Tông trưởng lão trở thành nàng dưới kiếm vong hồn. Mộ Dung Uyển tình có tâm nghĩ cách cứu viện, tiếc rằng bị ba gã nhật nguyệt thần hỏa điện trưởng lão vây công tự thân khó bảo toàn, đúng là hữu tâm vô lực. Cung thiên thu lại chém giết cho rằng tinh nguyệt thần tông trưởng lão sau cảm giác rất là không thú vị, ánh mắt trực tiếp liền đặt ở mộ dung huyền tình trên người. Nếu có thể chính tay đâm tinh nguyệt thần tông tông chủ, bản giáo chủ ở nhật nguyệt thần hỏa điện uy danh tất nhiên có thể cao hơn một cái bậc thang. Một niệm đến tận đây, cung thiên thu tay cầm trường kiếm, thân hình giống như quỷ mị, trực tiếp thứ ngưỡng mộ dung huyền tình giữa lưng nguy hiểm. Chính mệt mỏi ứng đối ba gã cao thủ vây công mộ dung huyền tình trong lòng dùng mình, xuất phát từ bản năng kiệt lực hướng bên cạnh trốn tránh mà đi. Nhưng mà trung quy là chậm nửa nhịp, đầu vai cơ bắp trực tiếp bị trường kiếm sỏ xuyên qua, đau đến mộ dung huyền tình hít hà một hơi. Thật nhanh phản ứng, cung thiên thu hơi hơi kinh ngạc, nàng vốn tưởng rằng mộ dung huyền tình bị ba vị trưởng lão kiềm chế, chính mình có thể dễ như trở bàn tay đem này đánh chết. Không nghĩ tới chẳng những tránh né sát chiêu, còn tiến hành rồi phản kích, rơi vào đường cùng cung thiên thu chỉ phải rút kiếm lui về phía sau, lúc này mới né tránh kia lạnh thấu xương trưởng phong. Bất quá còn lại vài vị trưởng lão cũng là tận dụng mọi thứ, nhân cơ hội này trực tiếp ngưỡng mộ dung huyền tình liên tục ra chiêu. Mộ dung huyền tình đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới lại lần nữa chúng tam trưởng, lập tức miệng phun máu tươi, hơi thở cũng nháy mắt huệ oải xuống dưới. Cũng may mặt khác hai vị tinh nguyệt thần tông trưởng lão kịp thời đuổi tới cứu viện, nếu không mộ dung huyền tình vô cùng có khả năng ở kế tiếp vây công trung mệnh vẫn đương trường. Tuy rằng mộ dung huyền tình tạm thời bảo vệ tánh mạng, nhưng nàng thân chịu trọng thương cũng làm vốn là phong vũ phiêu diêu tinh nguyệt thần tông dậu đổ bìm leo. Chủ tướng bị thương đối với tinh nguyệt thần tông khí thế thượng đã kích cực kỳ chí mạng, bên này giảm bên kia tăng, nhật nguyệt thần hỏa điện còn lại là càng thêm tinh thần phấn chấn. Không ngừng có tinh nguyệt thần tông đệ tử cùng với trưởng lão hồn về cửu u bị nâng liên tục thối lui mộ dung huyền tình trong lòng một trận bi thương chẳng lẽ chạy dài 200 năm hơn tinh nguyệt thần tông liền phải hủy ở ta trên tay sao? Chẳng lẽ lúc trước thật hẳn là nghe các trưởng lão ý kiến đi nhật nguyệt thần hỏa điện chủ động tự thú sao? Tính, hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng. Mộ dung huyền tình thở dài một tiếng, nhìn môn nhân đệ tử không ngừng đến hạ, nàng trong lòng vô cùng bi thương, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Cung thiên thu cao giọng nói, chư vị tiếp tục tiến công, bọn họ đã căng không được bao lâu, san bằng tinh nguyệt thần tông, chém giết tinh nguyệt thần tông tông chủ san bằng tinh nguyệt thần tông, chém giết tinh nguyệt thần tông tông chủ. Chúng nhật nguyệt thần hỏa điện cao thủ trăm miệng một lời hô to, uy danh trực tiếp làm tinh nguyệt thần tông môn người đệ tử sợ hãi. Sát, cung thiên thu lại lần nữa mang theo một chúng trưởng lão sung phong liều chết mà đến, mục tiêu lần này thẳng chỉ mộ dung huyền tình. Mộ dung huyền tình chậm rãi mở hai mắt, giờ phút này nàng cũng không có bất luận cái gì chống cự ý niệm, tĩnh chờ tử vong tiến đến. Lão tử tông môn, há là ngươi chờ nói diệt là có thể diệt, đúng lúc này, một đạo vô cùng lãnh lệ thanh âm truyền đến. Thanh âm giống như đất bằng sấm sét ở mọi người bên tai nổ vang, thẳng đem mọi người chấn đến đầu váng mắt hoa. Về phía trước xung phong liều chết chúng nhật nguyệt thần hỏa điện cũng chợt dừng lại thân hình, sôi nổi nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng. Bá, ánh vào mi mắt chính là một đạo vô cùng chói mắt bạch xí quang mang, tuyệt đại đa số người đều ngắn ngủi tính mù. Mau lui lại, đó là kiếm khí, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện Đại trưởng lão cao thủ nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, kia đạo mãnh liệt kiếm khí đã là tới rồi phụ cận, rất nhiều cường giả căn bản là không kịp trốn tránh. Suy suy suy, mọi người ẩn ẩn cảm nhận được khủng bố hồ quang uy áp, kế tiếp liền đánh mất sở hữu cảm quan. Răng rắc sát, hồ quang thoán động, nháy mắt liền có 10 dư danh Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện đỉnh cấp cường giả bị oanh kích thành than cốc. Ngay sau đó lại bị cuồng bạo kiếm khí dư ba thổi tan trở thành bột mịn, tiêu tán ở không trung. a a a, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên hết đợt này đến đợt khác. hiển nhiên núi gót tới kiếm khí lực sát thương xa so hồ quang muốn khủng bố đến nhiều. khoảng cách gần nhất mấy chục danh nhật nguyệt thần hỏa điện trưởng lão nháy mắt bị kiếm khí phân giải ở trên hư không trung hình thành bao quanh huyết vụ. mặt sau những cái đó tinh anh đệ tử càng là vô dụng, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra, liền đã bị kiếm khí mang vào địa ngục. giang giác kiếm khí cuối cùng chạm ở tinh nguyệt thần tông cửa thành ngoại hai dặm ngoại, hình thành một đạo bề rộng chừng mấy chục trượng thả sâu không thấy đáy khe rãnh. Không bao lâu ẩn ẩn có nguồn nước toát ra, giống như một cái thiên nhiên sông đào bảo vệ thành. Tại đây điều, sông đào bảo vệ thành, hai sườn đã là thây sơn biển máu. Phía trước nhất những cái đó nhật nguyệt thần hỏa điện cường giả tử trạng thảm thiết, phía sau này đó tinh anh đệ tử đồng dạng không hảo đi nơi nào. Kiếm khí dư ba hình thành năng lượng cơn lốc thổi quét mà qua, này đó đệ tử thực lực xa không bằng các trưởng lão, nháy mắt đã bị kiếm khí năng lượng chém giết. Khe rãnh chung quanh nơi nơi đều là tàn chi đoạn tí, chỉ này một kích, nhật nguyệt thần hỏa điện tấn công tinh nguyệt thần tông lực lượng chỉ có số rất ít may mắn còn tồn tại. Nhất kiếm chi uy khủng bố như vậy, cung thiên thu đồng dạng bị đánh bay đi ra ngoài, trong ngực khí huyết một trận cuồn cuộn, cứ việc nàng ở cực lực áp chế, nhưng như cũng có máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Ai? cung thiên thu bỗng nhiên hướng tới hơi thở truyền đến phương hướng nhìn lại. Liền thấy một đạo thân ảnh giống như thiên thần từ trên cao chậm rãi rơi xuống, cuối cùng huyền phù ở tường thành phía trước trong hư không. Cung thiên thu cẩn thận quan sát, liền thấy người tới tay trái đao tay phải kiếm, thần quang dạng dỡ, mặc dù là đem thần kiếp lấy lại đây so sánh với, cũng cùng sát vụn không có gì hai dạng. Chẳng lẽ là chân chính tuyệt thế thần binh? Cung thiên thu trong lòng chấn kinh tột đỉnh, ánh mắt mãnh liệt vô cùng, khó trách vừa rồi nhất kiếm có như vậy uy lực, chắc là đỉnh cấp tuyệt thế thần binh nguyên nhân. Cung thiên thu ngừng thở tiếp tục cẩn thận quan sát, giờ phút này nàng là thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người tới giơ tay nhấc chân gian toát ra tuyệt thế cường giả hơi thở, mặc dù là nhật nguyệt thần hỏa điện điện chủ đều xa xa không thể so sánh với. Để cho cung thiên thu khiếp sợ không gì hơn người tới thân thể chung quanh ẩn ẩn vần quanh nồng hậu đạo vật, phảng phất cùng thiên địa hòa hợp nhất thể. Như thế nào có loại quen thuộc cảm giác? Tuy rằng người tới tướng mạo thấy không rõ, nhưng Cung Thiên Thu như cũ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng mà vô luận đối phương tu vi cảnh giới, vẫn là trong tay Tuyệt Thế Thần binh, ở trong ấn tượng căn bản là không có loại này cấp bậc cường giả tồn tại. Cái này làm cho Cung Thiên Thu nghĩ trăm lần cũng không ra. Ở cẩn thận quan sát người tới một phen lúc sau, Cung Thiên Thu trong đầu thế nhưng xuất hiện một đạo thân ảnh. Vì cái gì ta sẽ đột nhiên nghĩ đến Diệp Quân Lâm? cung thiên thu lập tức liền đem loại này ý niệm vứt tới rồi trên chín tầng mây. Trước mắt người tay cầm tuyệt thế thần binh, nhất kiếm liền có thể chém giết rất nhiều cường giả, diệp quân lâm như thế nào có thể so sánh. Nghĩ đến mặc dù chính mình hiện giờ tu vi, cũng đủ để cho diệp quân lâm nhìn lên. Kẻ hèn một cái thế tục giới con kiến, như thế nào có thể cùng trước mắt tuyệt thế cường giả đánh đồng. Các hạ là ai, cũng dám quản chúng ta nhật nguyệt thần hỏa điện nhàn sự cung thiên thu cực lực khống chế trong lòng sợ hãi cảm xúc hỏi dò. Người không xứng biết ta là ai, sấn ta không thay đổi chủ ý chạy nhanh lăn, nếu không cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Lạnh lạnh thanh âm lại lần nữa vang lên, làm cung thiên thu như trụi động băng. Tuy rằng không rõ đối phương vì cái gì không giết chính mình, nhưng là có thể chạy ra sinh thiên tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ. Cung thiên thu nhưng không cho rằng chính mình là vị này giống như thiên thần giống nhau cường giả đối thủ. Người thật sự thả ta đi. Cung Thiên Thu nhịn không được lại hỏi một câu. Đối phương không có đáp lại, Cung Thiên Thu không dám tiếp tục dừng lại, thúc giục công pháp nhanh chóng rút lui, trong chớp mắt cũng đã không có tung tích. Hiện trường ở yên lặng một lát sau một mảnh ồ lên. Là tông chủ đã trở lại. Thật là diệp, tông chủ. Mới qua đi thời gian dài như vậy, tông chủ thực lực thế nhưng lại tăng lên nhiều như vậy. Chúng ta được cứu trợ, đúng không? Sống sót sau tai nạn vui sướng, làm hiện trường lại lần nữa sôi trào lên có không ít tinh nguyệt thần tông đệ tử ôm nhau mà khóc. Vừa mới đã trải qua tuyệt vọng, dây lát lại nghênh đón hy vọng, thật lớn trong lòng biến chuyển làm mọi người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mặc dù là mộ dung uyển tình chờ một chúng tinh nguyệt thần tông tuyệt đối trung tâm cường giả cũng là cảm giác tựa như ảo mộng. Như thế nào, mới hơn hai tháng không thấy liền không quen biết. Diệp quân lâm cười hỏi. Mộ dung uyển tình đám người lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại đây, xác định trước mắt hết thảy đều là chân thật phát sinh. Tông chủ, thật là ngươi. Thế nhưng thật là ngươi. Mộ Dung Huyền tình hỉ cực mà khóc, trời biết nàng trong khoảng thời gian này thừa nhận rồi như thế nào áp lực. Những người khác cũng sôi nổi vây quanh đi lên chào hỏi, đặc biệt những cái đó phía trước phun tảo quá Diệp Quân Lâm là tai họa trung tâm cao tầng nháy mắt không chỗ dung thân. Ông ông ông. Đúng lúc này, một con thuyền vân thuyền ở tổng đà nội chậm rãi rất xuống, mọi người nháy mắt lại khẩn trương lên. Đừng lo lắng, là người một nhà. Diệp Quân Lâm một câu nháy mắt làm mọi người an tâm. Đương nhiên cũng cấp mọi người bằng thêm vài phần nghi hoặc, bởi vì có người nhận ra vân trên thuyền có tử kim thương sẽ tiêu chí. Một lát sau, công tôn nguyệt ảnh từ vân trên thuyền nhảy xuống tới. Phía trước Diệp Quân Lâm xác thật là cưỡi vân thuyền tới rồi cứu viện, nhưng là sao lại Diệp Quân Lâm cảm giác tự thân tốc độ càng mau. Vì thế làm công tôn nguyệt ảnh điều khiển vân thuyền bình thường chạy, hắn tác dẫn đầu đuổi tới tổng đà cứu viện. Trên thực tế cũng may mắn Diệp Quân Lâm làm như vậy an bài, nếu không mặc dù tới rồi tinh nguyệt thần tông cũng bị diệt. Chúng tinh phùng nguyệt giống nhau đem vây quanh Diệp Quân Lâm tiến vào tổng đà đại sảnh, Diệp Quân Lâm ở giữa mà ngồi. Tông chủ, ngài vì cái gì không giết cái kia nhật nguyệt thần hỏa điện tân nhiệm thánh nữ. Nàng chính là giết không ít tông nội trưởng lão đâu. Mộ dung huyền tình dẫn đầu hỏi ra nghi hoặc. Diệp Quân Lâm trầm giọng nói, nàng mệnh đều có người đi lấy, ta không nghĩ bao biện làm thay cung thiên thu muốn lưu trữ cấp tiêu phong thân thủ chém giết, đây mới là Diệp Quân Lâm phóng nàng rời đi nguyên nhân chủ yếu. Thấy Diệp Quân Lâm cũng không có thâm nói ý tứ, mộ dung uyển tình cũng liền không hỏi nhiều, ngay sau đó lại đem đề tài chuyển rời đến vân trên thuyền. Diệp Quân Lâm vẫn chưa có chút dấu giếm, trực tiếp đem táng long sơn cốc sự tình mơ hồ nói một lần. Tinh Nguyệt Thần Tông trung tâm cao tầng nghe xong liên tục hít hà một hơi, kinh ngạc cảm thán với Diệp Quân Lâm thế nhưng liền tử kim thương sẽ người đều dám giết đương nhiên càng thêm chấn động không gì hơn Diệp Quân Lâm thực lực cường hãn trình độ. Diệp Quân Lâm ở tổng đà cửa thành trước thi triển kia nhất kiếm chi uy, mọi người chính là tận mắt nhìn thấy, quả thực có thể nói thần tích. Chỉ cần có ta ở, Tinh Nguyệt Thần Tông sẽ trở thành côn luân khư đệ nhất đại tông. Diệp Quân Lâm hào ngôn nói. Tuy rằng Diệp Quân Lâm những lời này rất có họa bánh nướng lớn ý vị, nhưng Tinh Nguyệt Thần Tông chúng cao tầng lại là tin tưởng không nghi ngờ. Khủng bố cá nhân chiến lực, đỉnh cấp rèn chi thuật, hai người đều là trở thành đỉnh cấp đại tông môn trung tâm cạnh tranh lực. Tinh Nguyệt Thần Tông bị cứu, Nhật Nguyệt Thần Hỏa Điện gần như toàn quân bị diệt, hãn phỉ trở về, này mấy tắc tin tức lần lượt truyền ra. Côn Luân Khư rất nhiều tông phái thế lực lấy làm kinh ngạc. Tinh Nguyệt Thần Tông tuyệt cảnh bị cứu sau 3 ngày thời gian nội. Hãn phỉ trở về tin tức lan truyền nhanh chóng, khắp nơi tông phái thế lực nháy mắt oanh động. Phong Vân Đao Tông, nghị sự trong đại sảnh một mảnh ồ lên. Hãn Phỉ sao có thể còn sống? Tư đồ điện chủ không phải ngắt lời hắn đã chết ở Táng Long Sơn cốc sao? Mặt như vậy khủng bố thiên lôi oanh kích đều bất đắc dĩ hắn gì, thật sự là không thể tưởng tượng a. À. Lúc trước chúng ta chính là đi theo Nhật Nguyệt thần hỏa điện đi Táng Long Sơn cốc đi vây giết qua Hãn Phỉ, nếu bị hắn điều tra ra còn có tồn tại khả năng sao? Chúng ta vẫn là trước từ bỏ tông môn đi ra ngoài tạm lánh nổi bật đi. Mọi người trong lời nói lộ ra vô tận sợ hãi, nhân tâm hoảng sợ đứng ngồi không yên. Cùng loại với Phong Vân Đao Tông tiểu tông phái còn có rất nhiều, đều là lúc trước đi theo Nhật Nguyệt Thần Tông đi táng Long Sơn cốc vây sát Diệp Quân Lâm. Nay đó tiểu tông phái tương đối thực lực gầy yếu, đều lo lắng bị Diệp Quân Lâm điều tra ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ thu sau tính sổ. Trong lúc nhất thời mỗi người cảm thấy bất an, chỉ có thể lựa chọn báo đoàn sửa ấm, càng có nhát gan giả trực tiếp bỏ tông môn tổng đà với không màng, trốn vào núi sâu rừng già tránh đầu sóng ngọn gió đi. Thái Hư Thần Tông nội ân học kiến cùng với đại thánh tử đám người biết được tin tức sau cũng là đầy mặt kinh ngạc cùng hoảng sợ hãn vì thế nhưng tồn tại từ táng long sơn cốc đi ra không chỉ có tồn tại đi ra lại còn có tay cầm tuyệt thế thần binh thực lực tăng nhiều quả thực quá không thể tưởng tượng cái này chúng ta đã có thể phiền toái không chỉ là chúng ta chỉ sợ cũng mấy ngày liền nguyệt thần hỏa điện đều lâm vào phiền toái bên trong đại thánh tử liên tục thở dài những người khác cũng là đầy mặt u sầu Thái hư thần tông những người này có thể nói uể oải đến cực điểm, bọn họ vốn tưởng rằng bằng vào cung thiên thu trở thành nhật nguyệt thần hỏa điện thánh nữ liền có thể làm tông môn một bước lên trời. Không nghĩ tới chẳng những không có thể thăng chức rất nhanh, ngược lại là trước tai bay vạ gió, loại này thật lớn tâm lý tranh lệch thực sự làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu. Ân học kiến mày nhíu chặt, trầm giọng nói, thật sự không được nói chúng ta liền đầu nhập nhật nguyệt thần hỏa điện, hiện tại không phải ngạnh căng thời điểm. Đại thánh tử lại là liên tục lắc đầu, chua sót nói, chúng ta đến bây giờ còn không có thiên thu tin tức, tùy tiện đầu nhập vào nhật nguyệt thần hỏa điện chưa chắc chịu tiếp thu A. Những người khác nghe vậy sôi nổi lắc đầu thở dài, một cổ nồng hậu nguy cơ cảm quanh quẩn mọi người trong lòng. Bên kia, nhật nguyệt thần hỏa điện tổng đà. Tư đồ vạn dặm đều mau tức giận đến phát điên, trong đại sảnh khắp nơi là ly khoai chiên. Nhật nguyệt thần hỏa điện mặt khác cao tầng liền đại khí cũng không dám ra, sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm. Sao có thể? sao có thể tên kia là có được bất tử bất diệt kim thân sao? Tư đồ vạn giảm rít gào, hắn thật sự tưởng không rõ Diệp Quân Lâm là như thế nào từ như vậy khủng bố thiên lôi oanh kích hạ tồn tại xuống dưới. các ngươi nhưng thật ra nói một câu a, à, ai có thể nói cho ta đây là vì cái gì? Tư đồ vạn giảm cái chán gân xanh băng khởi, hiển nhiên đã ở hoàn toàn bạo tẩu bên cạnh. Điện chủ, chúng ta cần mau chóng tụ tập bên ngoài rèn luyện cao thủ, canh phòng nghiêm ngặt hãn phỉ tiến đến trả thù lại có chính là yêu cầu khởi động hộ tông đại trận, tất yếu dưới tình huống thỉnh cầu vài vị thái thượng trưởng lão xuất quan tương trợ. Còn phải nhanh một chút tìm được thánh nữ, nàng là gần gũi duy nhất tồn tại cường giả, có lẽ có thể biết được hãn phỉ một ít nội tình. Không sai, biết người biết ta mới có thể lập với bất bại chi địa, hãn phỉ tuy rằng thực lực khủng bố, nhưng chúng ta cũng chưa chắc không có một tia phần thắng. Mọi người sôi nổi bầy mưu tính kế, bọn họ đã ý thức được sự tình nghiêm trọng tính nhưng là làm rất có nội tình đại hình tông phái, nếu phối hợp hộ tông đại trận có được sân nhà ưu thế, cũng chưa chắc liền nhất định sẽ bại. Tư đồ vạn dặm mặt trầm như nước, nhưng cảm xúc cuối cùng là hoàn toàn ổn định xuống dưới. Vừa rồi hắn sở dĩ cảm xúc mất khống chế, có rất lớn trình độ là bởi vì tư đồ vạn dặm cảm giác chính mình mặt mũi mất hết. Rốt cuộc khi đó hắn làm trò hơn trăm cái tông môn thành viên mặt tuyên bố hắn phỉ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại bị sự thật hung hăng đánh mặt. Vạn đảo thành, tử kim thương sẽ phân hội. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh trong lòng điềm xấu dự cảm càng thêm mãnh liệt lên. Bọn họ đã chờ đợi gần 2 tháng, đại trưởng lão đám người như cũ chậm chạp chưa hồi. Để cho Hoàng Phủ Hoàng Thịnh bất an chính là, đã liên tục năm sáu thiên không có tin tức truyền đến. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh gửi đi không ít hỏi tin tức, lại giống như đá chìm đáy biển, liền cái bọt nước cũng chưa bắn lên. Người tới, phái ra một chi 10 người tiểu đội tiến đến táng Long Sơn Cốc điều tra tin tức. Hoàng Phù Hoàng Thịnh rốt cuộc không nhịn xuống hạ đạt mệnh lệnh, dẫn đầu chính là ba vị tử kim thương tiếp khách khanh trưởng lão. Này 10 người tiểu đội tổng hợp chiến lực tuy rằng không kịp đại trưởng lão kia chi đội ngũ cường hãn, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Cha xét tiểu đội đồng dạng cưới vân thuyền mà đến, khi bọn hắn đến táng Long Sơn Cốc Khi, trung tâm khu vực thiên địa dị tượng sớm đã biến mất không thấy. Nơi này cũng không có gì hiếm lạ a. À, phía trước đại trưởng lão nói được thiên địa dị tượng cũng không thấy tung tích có thể hay không xảy ra chuyện gì. Những người này đều là kiến thức rộng rãi người, giờ phút này táng long sơn cốc thường thường vô kỳ. Cùng côn luân khư trung tâm khu những cái đó tuyệt địa cấm địa so sánh với kém khá xa, bình thường dưới tình huống, sao có thể sẽ hấp dẫn đại trưởng lão chú ý. Thiên địa dị tượng biến mất rất có thể là bởi vì tuyệt thế thiên tài địa bảo đã không còn nữa tồn tại, hơn nữa rất có thể là nhân vi đoạt lấy. Hay không đã xảy ra chuyện đến táng long sơn cốc trung tâm khu vực tìm tòi liền biết tốc độ cao nhất đi tới. Dẫn đầu trưởng lão ra lệnh một tiếng, vân thuyền động lực nguyên chợt bùng nổ, giống như mũi tên rời dây cung hướng táng long sơn cốc trung tâm khu vực phương hướng chạy tới. Tuy rằng này con vân thuyền không có ngựa lôi năng lượng hộ thuẫn, nhưng là này chi tiểu đội mỗi người đều trang bị ngựa lôi pháp khí. Hơn nữa thực lực của bọn họ siêu cường, vô dụng bao lâu liền tiến vào táng long sơn cốc trung tâm khu vực. Nhưng mà trước mắt một màn lại đem tra xét tiểu đội thành viên khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối hàn đàm đã là khô cạn, địa mạch hiện ra thật lớn cái khe, địa mạch ngọn lửa mỏng manh vô cùng, cơ hồ liền sắp dập tắt. Mặt khác khu vực một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là bị thiên lôi oanh kích to lớn hú động. Lại chính là kiếm khí đao cương cắt ra tới phay đứt gãy. Ầm ầm ầm, răng rắc sát, một trận sấm sét ầm ầm qua đi, mấy đạo thiên lôi chút xuống mà xuống, vừa vặn bổ vào mười dư cổ thi thể thượng. Đây là thi thể quần áo đã bị oanh thành cho tấn, trên người huyết nhục cũng đã sớm không còn nữa tồn tại, chỉ có thi cốt còn ở miễn cưỡng thừa nhận thiên lôi tẩy lễ. Này đó thi cốt vừa vặn là 17 cụ. Cha xét tiểu đội thủ lĩnh thanh âm có chút khô khốc mà nói. Mặt khác thành viên chỉ cảm thấy một trận ra đầu tê dại, bọn họ đều nghĩ tới nào đó khả năng. Mau, mau đi xác định một chút. Cha xét tiểu đội thủ lĩnh thanh âm đều đang run rẩy. Mọi người phân công nhau đi vào thi cốt phụ cận, này đó thi cốt đã sớm bị thiên lôi oanh kích hoàn toàn thay đổi. Nhưng là thông qua cốt cách lớn nhỏ có thể suy đoán ra người chết sinh thời hình thể. Đặc biệt đại trưởng lão xác chết tương đối bảo tồn hoàn chỉnh, thậm chí còn có nửa khuôn mặt hoàn hảo không tổn hao gì, bị mọi người liếc mắt một cái nhận ra. Chính là đại trưởng lão. Cha xét tiểu đội thủ lĩnh đảo hút khẩu khí lạnh, trong lòng không chịu khống chế dâng lên sợ hãi cảm xúc. Ước chừng 17 danh đỉnh cường giả tạo thành đội ngũ toàn quân hủy diệt, ngự lôi vân thuyền cũng không biết thung tích, này đủ để chứng minh là nhân vi tạo thành. Các ngươi ở quanh thân tìm kiếm một chút, nhìn xem có hay không mặt khác manh mối. Ta hiện tại liền đi thông báo hội trưởng. Cha xét tiểu đội thủ lĩnh phân phó xong liền lấy ra truyền tin pháp khí, đem Táng Long Sơn cốc tình huống đúng sự thật hội báo. Hoàng phủ Hoàng Thịnh được đến tin tức sau giận tím mặt, này rõ ràng chính là đối tử kim thương sẽ khiêu khích cùng coi rẻ. Đáng giận, đến tột cùng là người nào dám bắt tay rũi đến tử kim thương sẽ trên đầu. Cấp bổn tọa cha, không tiếc hết thảy đại giới tìm ra hung thủ bổn tọa nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho. Hoàng Phủ Hoàng Thịnh lập tức hạ lệnh tử Kim Thương sẽ cùng với phụ thuộc tông môn thế lực đồng thời điều tra, minh mông cuồn cuộn chừng mấy trăm cái lớn nhỏ tông phái thế lực dốc toàn bộ lực lượng. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 85